là cực nhanh. Cái kia cũng là bởi vì, vô thượng vãng sinh kinh đang có tác dụng. Vô thượng vãng sinh kinh bên trong có nhất tôn quá khứ Phật, cái này quá khứ Phật chính là là nhân loại đi qua, chính là kiếp trước hết thảy Có thể để người ta cấp tốc tư nhuận thần hồn, khôi phục pháp lực. Kiếp trước là quá khứ Phật, người ta tồn tại, là hiện tại Phật. Tương lai hết thảy mệnh số, quy về tương lai Phật. Linh Tuệ Hòa Thượng giải thích. Là quân nói ra, kiếp trước, vậy thì có cái gì kiếp trước đâu linh tuệ hòa thượng nói ra kiếp trước cũng không phải là không linh hồn tán diệt chính là hạt bụi cho tàn hạt bụi cho tàn cũng là kiếp trước có chút hạt bụi cho tàn bên trong còn có trí nhớ cùng người sóng điện não dung hợp về sau thì có thể làm ra rất nhiều liên quan tới kiếp trước kỳ quái mộng cảnh có lúc người sẽ làm mộng mộng đến thời cổ trước kia hết thảy kỳ quái đồ vật cái kia chính là sóng điện não tiếp thụ lấy hạt bụi cho tàn bên trong trí nhớ có lúc người lại hội mơ tới một chút mộng cảnh, lại tại rất nhiều thời gian về sau, nhớ tới trong mộng tựa hồ trải qua đây hết thảy. Đó chính là thời không giao thoa bên trong cho tàn, hạt bụi truyền tới những tin tức này. Linh Tuệ Hòa Thượng đón đến, nói ra, thế giới bao la thế giới Internet là rất đặc sắc, các loại tin tức to lớn vô cùng. Mà cái này toàn bộ địa cầu, bên trong thiên địa, vô số cho tàn, hạt bụi cũng là các loại tin tức. Tại trong vũ trụ, vô số phần tử, các loại kỳ quái vật chất, phòng bảo, cũng giấu rất nhiều tin tức. Bất quá là không có người có thể giải mã A, trí nhớ, đồng thời không phải nhân loại độc có đồ. Ta thiên, là quân nói ra, người nói những thứ này, ta cũng không biết người nói cho cùng là thật, vẫn là người mộng. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, vấn đề này nha, Bần Tăng cũng không dám nói nhất định là thật. Nhưng thì cùng giữ lời một dạng, đi qua các loại đã biết điều kiện đến tính toán đáp án, trung quy sẽ không sai quá bất hợp lý. Dù sao, bần tăng cũng còn chưa có chết qua vậy làm sao có thể rất xác định nói ra những thứ này đâu bần tăng nếu thật là đã chết vậy cũng không có cách nào đến nói cho đạo hữu người thật giả đây la quân nói ra điều này cũng đúng hắn theo rồi nói ra tốt không kéo những thứ này ta muốn thế nào phá lan đình ngọc cửu viêm thần hỏa đâu linh tuệ hòa thượng nói ra biện pháp đâu cũng không phải là không có người đem lan đình ngọc đầu lâu chém xuống đến sau đó cất vào phòng bị tu di bên trong, để lạc tuyết ăn vào. Lạc tuyết băng phách thể chất có thể triệt để phong bế lan đình ngọc. Không khỏi khả năng, lạc tuyết cũng sẽ chết. Đây là bần tăng trước mắt duy nhất nghĩ ra biện pháp. Mặt khác, nếu như người tu vi đến không trung cảnh, cũng còn có biện pháp đánh giết Lan Đình Ngọc. Có thể người còn chưa đạt tới, chờ người đến không trung cảnh, đoán chừng Lan Đình Ngọc cũng sẽ không so người kém quá xa. Cho đến lúc đó, vậy hắn thì càng khó giết hơn ta làm sao có thể để lạc tuyết mạo hiểm la quân lập tức nói vậy tuyệt đối không được linh tuệ hòa thượng nói ra thực ngươi cũng không cần quá lo lắng nếu là lan đình ngọc thật đem ra sự giải quyết bần tăng đoán chừng tại trong quyết đấu hắn sẽ cho ngươi giết hắn cơ hội chính hắn đem tâm hỏa tản ra vậy liền tự nhiên chết la quân nói ra cái này hắn cảm thấy nếu thật là dạng này lại cũng không lớn thống khoái linh tuệ hòa thượng thở dài nói ra có phải hay không, người cũng không muốn dạng này tới giết hắn." La Quân nói ra, "Ta hy vọng ta có thể bằng năng lực chính mình đến đánh giết Lan Đình Ngọc. Nếu là hắn tự sát, hoặc là muốn chết, cái này đều khiến ta cảm thấy không thích hợp." Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, "Lan Đình Ngọc có hắn sứ mệnh, thiên mệnh chỗ, trước mắt mà nói, các ngươi quyết đấu, ý nghĩa không lớn. Không có sinh tử xuất hiện, nhưng đánh một trận, tăng trưởng phía dưới kinh nghiệm, cũng không phải là không thể được." La Quân thở dài, cái này thật đúng là có chút bất đắc dĩ. Mà giờ này khác này, tại cái kia trong ngựa thư phòng, Lan Đình Ngọc rốt cuộc hướng Vĩnh Lạc Hoàng hậu nói ra hắn dự định. Hắn muốn thanh tra năm đó mẫu thân cái chết nguyên nhân thực sự. Vĩnh Lạc Hoàng hậu nghe xong, lại là bị kinh ngạc. Sau đó, Vĩnh Lạc Hoàng rồi nói ra, cho nên, người ý là, muốn bản cung không nên nhúng tay can thiệp nhà ngươi sự tình. Lan Đình Ngọc nói ra, nhìn nương nương thành toàn, thành toàn, vĩnh lạc hoàng hậu không khỏi cười khổ, nói ra, bản cung như thế nào thành toàn ngươi. Lan Đình Ngọc sướng sờ sướng sờ, đổi mới nhanh không? Vĩnh lạc hoàng rồi nói ra, phụ thân ngươi là triều đình xương cánh tay chi thần, bây giờ phụ thân ngươi theo hoàng thượng lấy một nguyên chi chu tại ma điển thời không chỗ sâu tu luyện. Bản cung thay hoàng thượng chấn thủ triều đình, nếu để cho ngươi đi đem vũ hầu phủ cho đầu, vậy bản cung muốn thế nào hướng hoàng thượng bàn giao? bản cung lại nên như thế nào đến đối mặt với người phụ thân? Lan Đình Ngọc nói ra, nương nương, vi thần cũng không phải là muốn ỷ thế người. Lại không dám tự cho là đắc thế, chỉ bất quá, ngài cũng là có hài tử người. Làm hài nhi, muốn tra rõ ràng mẫu thân năm đó cái chết, cái này rất quá đáng sao. Như vi thần liền thay mẫu thân biết rõ ràng nguyên nhân cái chết, cho mẫu thân một cái công đạo đều làm không được. Cái kia vi thần muốn cái này một thân tu vi thì có ích lợi gì? vĩnh lạc hoàng hậu hít sâu một hơi nói ra lan đình ngọc các loại phụ thân ngươi cùng hoàng thượng sau khi trở về lại bàn sự kiện này đi ngươi tâm tình bản cung giải nhưng bản cung có bản cung chức trách lan đình ngọc nhìn chăm chú vĩnh lạc hoàng hậu sau một hồi khá lâu hắn nói ra vi thần cáo lui vĩnh lạc hoàng hậu hơi kinh hãi nàng chỗ đó có thể nhìn không ra lan đình ngọc là quyết tâm muốn điều tra chân tướng đây lan đình ngọc vĩnh lạc hoàng hậu trầm giọng nói ra Triều đình coi trọng ngươi, hoàng thượng cùng bản cung cũng thật là thưởng thức ngươi. Nhưng bản cung khuyên ngươi, chớ có ỷ lại sủng mà kiêu ngạo. Nếu không, hậu quả buông xuống, bản cung chỉ sợ ngươi không chịu đựng nổi. Ngươi cũng tốt nhất chớ có bước bản cung xuống tay với ngươi. Lan Đình Ngọc không để ý đến Vĩnh Lạc hoàng hậu, trực tiếp rời đi. Lan Đình Ngọc trong lòng đã có quyết định. Đêm nay, Lan Đình Ngọc trở lại trấn Viễn trong phủ hắn để ngô lão tiên sinh mang theo tiểu hoa rời đi hoàng thành. Ánh trăng như thủy. Trong đình viện, Lan Đình Ngọc nói ra, hiện tại, thì mang tiểu hoa đi thôi. Ngô lão tiên sinh mặc lấy vải thô áo, hắn ngồi tại trước bàn đá, nhìn Lan Đình Ngọc liếc một chút, sau đó nói, Đình Ngọc, người đã nhẫn nại lâu như vậy, cần gì phải gấp tại cái này nhất thời đâu. Lan Đình Ngọc nói ra, ngô ra ra, ta chủ ý đã định. Ngô lão tiên sinh nói ra, lấy người tu vi tốc độ tiến triển, đợi đến nhất định thời điểm, người lại muốn cho mẫu thân người chủ trì công đạo. Khi đó, Hoàng thượng cũng không dám có chút thiên vị. Mà lúc này, Hoàng thượng cùng Lan Hầu ra đều không tại. Người đi Hầu Phủ làm việc, bọn họ đều sẽ cho rằng ngươi là tại ức Hầu Phủ. Như vậy lúc này, Hoàng hậu không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Lan Đình Ngọc Trầm giọng nói ra, ngô ra ra, những thứ này ta đều biết. Nhưng bây giờ, ta chỉ muốn làm chính ta muốn làm sự tình chẳng lẽ đình ngọc ngươi là tại yêu cầu chết ngô lão tiên sinh trong mắt lóe lên một tia sợ hãi hắn nhìn về phía lan đình ngọc khó hiểu nói vì cái gì lan đình ngọc nói ra không có chuyện ngô gia gia ngài cần phải tin tưởng ta ta đến lúc đó muốn đi không có người lưu được chỉ là các ngươi ở chỗ này ta trung quy là không yên lòng hắn đón đến nói ra nói cách khác hiện tại cũng là ta chính thời cơ tốt. Các loại hoàng thượng cùng Lan Thiên Cơ sau khi trở về, bọn họ nếu là ngăn cản, hoặc là từ đó cản trở, ta độ khó khăn hội lớn hơn. Ngô lão tiên sinh thở dài, nói ra, Đình Ngọc, ngươi là thông minh hài tử. Một mình ngươi ở bên ngoài kinh lịch rất nhiều, ta biết ngươi làm việc có chừng mực. Nhưng là lần này ngươi trở về, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy ngươi có chút không đúng. Cứ việc, ta cũng không nói lên được, đến cùng là là lạ ở chỗ nào. Ngô ra ra, chiếu cố thật tốt tiểu hoa. Lan Đình Ngọc nói ra, chờ ta xử lý tốt nơi này sự tình, liền đi cùng các ngươi tụ hợp. Ngô lão tiên sinh nói ra, tốt a, Ta thì không đi cái nhỏ đường hoa khác, sợ nàng khóc. Lan Đình Ngọc theo rồi nói ra. Ngô lão tiên sinh nói ra, ừm. Um. Về sau, Lan Đình Ngọc liền rời đi chấn viễn phủ. Thừa dịp cảnh ban đêm, Lan Đình Ngọc lại là đi thiếu uy phủ, thiếu uy phủ bên trong nghênh đón Lan Đình Ngọc như thế một người khách nhân, đây cũng là để La Quân, Kiều Ngưng ngoài ý muốn cực kỳ. Kiều Ngưng đối Lan Đình Ngọc địch ý rất mức, đây là bởi vì La Quân duyên cớ. Bất quá Lan Đình Ngọc lần này đến cửa, La Quân vẫn là tiếp đãi Lan Đình Ngọc. Kiều Ngưng tâm lý không thoải mái, cũng không có theo phát tác. Có điều nàng từ đầu tới đuôi, đều không để ý Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc cho thấy ý đổ đến, hắn muốn muốn gặp Lạc Tuyết la quân không có ngăn cản trong lòng của hắn cũng rõ ràng lạc tuyết là muốn gặp lan đình ngọc trong lúc này có rất nhiều chuyện nhưng lúc này còn không có để lộ la quân lúc này cũng chỉ có thể mở con mắt nhắm con mắt hắn cũng tin tưởng lan đình ngọc biết nên làm như thế nào lan đình ngọc tại hậu viện bên trong cùng lạc tuyết gặp mặt trong hậu viện tuyết hoa bay tán loạn một mảnh tuyết quốc thiên địa lạc tuyết nghe được lan đình ngọc đến trung quy là không có giữ vững rụt rè, đi tới. Trong hành lang, Lạc Tuyết nhìn thấy Lan Đình Ngọc. Lạc Tuyết mặc lấy tử sắc váy dài, giống như băng tuyết bên trong tinh linh cùng tiên tử. Lan Đình Ngọc hoa y đai lưng ngọc, trên đầu ghim khăn vuông, chính là nhẹ nhàng thế tục giai công tử. Hai người này đứng chung một chỗ, lại là chân chính trai tải gái sắc. Lan công tử, Lạc Tuyết nhẹ giọng hô, khuôn mặt nàng hơi hơi nóng lên. Lan Đình Ngọc mỉm cười, hắn rất khó được cười cười sau đó nói chúng ta ra ngoài đi một chút đi tốt lạc tuyết không chút do dự đáp ứng chỉ là một đáp ứng xong lại cảm thấy có chút không đủ rụt rè khiến nàng cảm thấy ảo não không thôi lan đình ngọc mang theo lạc tuyết thân hình lóe lên liền đến thiếu uy phủ bên ngoài xe ngựa một mực chờ đợi đợi lan đình ngọc vịn lạc tuyết lên xe ngựa sau đó xe ngựa thì rất mau rời đi la quân cùng kiều ngưng tự nhiên là nhìn rõ ràng trong phòng la quân cùng kiều ngưng thu hồi thần niệm ngươi liền để lạc tuyết cùng lan đình ngọc như thế đi kiều ngưng có chút không hiểu la quân la quân nói ra lan đình ngọc hôm nay tới là hướng lạc tuyết cáo biệt hắn sẽ cho lạc tuyết một cái công đạo đây là sau cùng một tia mỹ hảo cứ việc trước đó có tội ác nhưng dạng này một đoạn thời gian ngắn cho lạc tuyết một cái thương cảm bên ngoài viên mãn cũng coi là tốt nhất kết cục cáo biệt kiều ngưng nao nao la quân nói ra lan đình ngọc muốn hướng hầu phủ làm khó dễ ta nhìn hoàng hậu sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát việc này đến cùng phải thu xếp như thế nào chúng ta người nào cũng không biết hắn hiện tại liền muốn hướng hầu phủ làm khó dễ kiều ngưng nói ra ta biết lan đình ngọc vẫn luôn vì mẫu thân hắn cái chết mà canh cánh trong lòng nhưng là hiện tại thật không phải thời cơ a à. hắn tu vi tiến triển như thế thần tốc công pháp lại là đặc thù hắn như ẩn núp đi xuống đến nhất định thời điểm hắn muốn báo thù, mười phần chắc chín. Cần gì hiện tại, được này hiểm chiêu. La quân nhìn về phía Kiều Ngưng, nói ra, ngươi hẳn là có thể nghĩ rõ ràng, đây là vì cái gì. Kiều Ngưng thân thể mềm mại run lên, nói ra, bởi vì lạc tuyết sao. La quân nói ra, không sai. Kiều Ngưng trầm mặc đi xuống. Sau một hồi khá lâu, nàng không khỏi cười khổ, nói, cái này lão thiên, thật đúng là đầy đủ cầu huyết hết lần này tới lần khác muốn để Lan Đình Ngọc thích không thể thích, hận không thể hận. La Quân chấn động trong lòng. Hắn thầm nghĩ, đúng vậy a, à, Lan Đình Ngọc, người cùng ta thân thế, thật đúng là lạ thường tương tự. Ngươi muốn đi đáng giận là phụ thân ngươi, ngươi muốn người yêu, lại. Lan Đình Ngọc cùng lạc tuyết chỗ xe ngựa kết đầy băng xương, không lâu sau đó, thì liền bánh xe đều nhanh muốn bị chết cóng. Khiến lạc tuyết có chút bất an, Lan Đình Ngọc lại là thầm vận huyền công. Chỉ chốc lát về sau, toàn bộ xe ngựa chính là ấm áp dễ chịu. Xe cộ lại khôi phục bình thường. Nhưng là, Lạc Tuyết cũng không có cảm thấy rất dễ chịu. Nàng vẫn là thói quen lạnh lẽo. Lạc Tuyết cũng không nói gì, nàng cực lực biểu hiện được rất là tự nhiên cùng hưởng thụ. "Lan công tử, mấy ngày nữa, ta liền muốn đi thế giới Bao La bên kia gặp muội muội ta." Lạc Tuyết muốn đến nơi này, vui vẻ cùng Lan Đình Ngọc nói ra. Lan Đình Ngọc thân thể chấn động, hắn trong mắt lóe lên đắng chát chúc mừng ngươi lạc tuyết mỉm cười nàng sau đó còn nói thêm chúng ta về sau còn có thể gặp lại sao lan đình ngọc nói ra hẳn là sẽ đi lạc tuyết nói ra ta hy vọng ngươi có thể đạt thành suy nghĩ làm đến ngươi muốn làm sự tình nếu như ta biết lan công tử ngươi qua tốt vậy ta cũng sẽ thỏa mãn lan đình ngọc hít sâu một hơi hắn nói ra lạc tuyết ta khả năng không có ngươi muốn tốt như vậy làm sao lại thế lạc tuyết nói ra ngươi là đương đại hiệp sĩ lòng từ bi không sợ sinh tử lúc trước ngươi vì cứu ta đơn độc sông kỷ phấn trắng thế giới lại tại kỷ phấn trắng trong thế giới mấy lần trải qua nguy hiểm cứu nhiều như vậy dân chúng vô tội dạng này can đảm thiên hạ ít có lan công tử ngươi là đại anh hùng lan đình ngọc trầm mặc đi xuống thế nào lan công tử ta cảm thấy ngươi gần đây có chút kỳ quái có phải hay không chuyện gì phát sinh Lạc Tuyết hỏi. Lan Đình Ngọc nói ra, "Lạc Tuyết." Hắn ngẫm lại, lại cười cười, nói ra, "Ngươi là rất sạch sẽ, đơn thuần nữ hài tử. Ngươi lần thứ nhất hướng ta cười thời điểm, ta đã cảm thấy, cái này cuộc đời nếu có thể một mực bảo vệ ngươi cười cho, thì tốt biết bao." A, à, Lạc Tuyết nhất thời mặt đỏ tới mang tai, nàng nghĩ thầm, hắn là tại hướng ta thổ lộ sao? "Lan công tử, chỉ cần ngươi có thể không ghét ta, ta liền đã rất vui vẻ. Ta không có tác dụng gì." mỗi lần đều chỉ làm cho các ngươi mang đến phiền phức lạc tuyết nói ra ta như thế nào chán ghét ngươi trong lòng ta thích ngươi đều còn đến không kịp lan đình ngọc nắm chặt lạc tuyết mềm mại tay nhỏ lan đình ngọc tay tựa như là bếp lò một giạc lạc tuyết cực không thích ứng nhưng là nàng nhưng lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc cùng ngượng ngùng băng hàn chi khí cùng cửu viêm thần hỏa khí thức tại dây dưa cùng nhau mâu thuẫn nhưng hai người này hoàn toàn không để ý lan công tử Lạc Tuyết khuôn mặt đỏ thấu, nàng ngượng ngùng tới cực điểm. Lan Đình Ngọc chậm chạp tới gần Lạc Tuyết, sau cùng nhẹ nhàng hôn lên Lạc Tuyết trên môi. Đây là trùng điệp một hôn, hai người hôn thành kính, hôn dùng lực. Hai người đều là gấp nhắm chặt hai mắt. Một hồi lâu sau về sau, rời môi. Lạc Tuyết một cách tự nhiên tựa ở Lan Đình Ngọc trong ngực. "Lan công tử, cùng đi với ta nhìn muội muội ta có được hay không?" Lạc Tuyết không nỡ Lan Đình Ngọc nàng hy vọng Lan Đình Ngọc có thể cùng nàng cùng một chỗ. Tốt, Lan Đình Ngọc nói ra. Thật, Lạc Tuyết nghe vậy, nhất thời hoan hỉ vạn phần. Lan Đình Ngọc nhìn về phía Lạc Tuyết sạch sẽ mỹ lệ con ngươi, cái kia trong con ngươi tinh khiết tới cực điểm, không có một tia tạp chất. Làm như vậy sạch một đôi mắt, Lan Đình Ngọc hy vọng mình có thể dùng dơ bẩn linh hồn đến thủ hộ nàng cả đời không lo. Có thể hết lần này tới lần khác, Lão Thiên cũng là như thế châm chọc. Lan Đình Ngọc quay đầu chỗ khác, hắn thậm chí không dám nhìn tới Lạc Tuyết ánh mắt. Tiểu Tuyết, Lan Đình Ngọc bỗng nhiên nói ra, thật xin lỗi. Ừm, Lạc Tuyết bỗng cảm giác không hiểu, thế nào, đột nhiên nói xin lỗi với ta. Lan Đình Ngọc muốn nói lại thôi, nhưng là một đêm này, hắn không muốn nói. Hắn ngẫm lại, nói ra, ta biết trong Hoàng Thành có một nhà lão nãi nãi làm bánh ngọt ăn thật ngon, còn có không tệ sữa xốp giòn trà, ta dẫn người đi nếm thử, thế nào. Lạc Tuyết chỉ cần cùng với Lan Đình Ngọc, liền cảm giác cái gì cũng tốt, tự nhiên là không phản đối. Người ra lão kia nãi nãi bánh ngọt cửa hàng gọi là quay đầu thơm bánh ngọt. Tại một nhà cái hẻm nhỏ chỗ sâu, cái hẻm nhỏ hai bên là cổ kính công trình kiến trúc. Nếu như người hiện đại đến nơi đây, nhất định sẽ rất cảm thấy mới lạ. Bởi vì đây là tại bất luận cái gì phong cảnh khu đều khó mà cảm nhận được trong đó vận vị. Tối nay ánh trăng rất tốt, tĩnh u bên trong mang theo một điểm thông thấu, tràn ngập nói không nên lời tình thơ ý họa nhỏ như vậy ngõ hẻm dạng này ánh trăng tựa như là đại biểu ngọt ngào yêu đương lão nãi nãi quay đầu thơm bánh ngọt đã đóng cửa khiến lạc tuyết có chút thất vọng lan đình ngọc lại là khăng khăng tiến đến gõ cửa dạng này không tốt lắm đâu lạc tuyết nhất thời lo lắng không yên lan đình ngọc mỉm cười nói ra không có việc gì ta cho thêm một chút tiền lão nãi nãi ngược lại sẽ thật cao hứng đây lạc tuyết cũng thật chờ mong Liền nói ra, tốt ha. À? Lan Đình Ngọc gõ cửa qua không lâu sau, thì có người trước đến mở cửa. Mở cửa chính là lão nãi nãi, cái kia lão nãi nãi dáng người còn rất là cứng rắn, một mặt mặt mũi hiền lành. Nàng nghi hoặc nhìn về phía Lan Đình Ngọc cùng lạc tuyết. Lan Đình Ngọc mỉm cười, nói ra, nãi nãi, chúng ta muốn nếm thử ngài bánh ngọt cùng sữa xốp giòn trà. Muộn như vậy quấy dày ngài, thật sự là không có ý tứ hắn nói liền lấy ra một đính vàng nhét vào lão nãi nãi trong tay lão nãi nãi mượn ngọn đèn quang mang thấy rõ ràng trong tay hoàng kim nàng lập tức sắc mặt đại biến nói ra ai nha cái này nhưng không được không được a à. ta đây không thể nhận lão nãi nãi khả năng đời này đều chưa thấy qua dạng này một đĩnh vàng trong chấp nhoáng này lại là hoảng hốt lan đình ngọc kiên chỉ đưa qua đi nói ra nãi nãi chúng ta đói bụng ngài nhanh đi chuẩn bị cho chúng ta bánh ngọt đi cái này cái này cái này, ôi, lão bà tử hôm nay gặp phải quý nhân, gặp phải quý nhân. Lão nãi nãi kích động đến rất, nàng thu vàng, sau đó liền xoay người đi thu xếp. Lạc tuyết nhìn đến lão nãi nãi cái kia kích động nụ cười, liền biết Lan Đình Ngọc lời nói nếu là đúng. Sau đó cũng liền yên tâm thoải mái lên. Lan Đình Ngọc chuyển cái bàn, thì cùng Lạc tuyết tại phòng trước ngồi xuống. Cái kia ánh trăng vẩy chiếu vào Lan Đình Ngọc cùng Lạc tuyết trên khuôn mặt. Ánh trăng bên trong, Lan Đình Ngọc nhìn lấy lạc tuyết, lại là si. Nàng là xinh đẹp như vậy, vắng vẻ, giống như là ánh trăng tiên tử. Lạc tuyết bị nhìn có chút xấu hổ, nói ra, Lan công tử. Lan Đình Ngọc vội vàng thu hồi ánh mắt, hắn bỗng nhiên lại có chút thương cảm, có lẽ, ta thật là một cái tai tinh đi, sinh ra thì không xứng đáng đến hạnh phúc. Từ nhỏ, những cái được gọi là huynh đệ tỉ muội ức ta. Những cái kia nô bộc xem nhẹ ta, đại phu nhân theo không đã cho ta một cái sắc mặt tốt. Còn cái kia cái gọi là phụ thân, trong ấn tượng, tại ta chưa tập được cửu viêm thần hỏa chân kinh trước đó, hắn tựa hồ chưa bao giờ nhìn tới ta. Mà bây giờ, ta có thể trưởng khống chính mình vận mệnh, ta không lại dùng thụ những cái kia khinh thường. Thế nhưng là, ta thật trưởng khống chính mình vận mệnh sao? Ta liền muốn thích trước mắt cô gái này tư cách đều không có. Ông trời, vì cái gì ngươi muốn một mực dạng này đùa bỡn ta? Vì cái gì, ngươi muốn ta làm cái gì? Được, mặc kệ ngươi muốn ta làm cái gì ta cũng sẽ không đi làm ta chống lại không ngươi ta chết cái này cũng có thể a à. lan đình ngọc nói thầm lão nãi nãi rất nhanh liền đem bánh ngọt cùng sữa xốp giòn trà bưng lên toàn bộ đều là nóng hôi hổi ngươi nếm thử lan đình ngọc cầm lấy bánh ngọt đưa tới lạc tuyết trước mặt lạc tuyết trước hướng lão nãi nãi nói lời cảm tạ sau đó mới tiếp nhận bánh ngọt lão nãi nãi sau đó liền trở về tiếp tục làm bánh ngọt tuy nhiên lạc tuyết băng phách thể chất vô cùng lợi hại nhưng trước mắt lan đình ngọc hoàn toàn có thể đem áp chế cho nên lạc tuyết cùng với lan đình ngọc về sau bốn phía đồng thời chưa từng xuất hiện tuyết rơi tình huống thật ăn thật ngon lạc tuyết nếm một miệng bánh ngọt về sau vô cùng ngạc nhiên nói ra cái này bánh ngọt xốp giòn đã đến lại thơm ngọt ngon miệng không dùng nhấm nuốt liền đã hòa tan tại mồm miệng ở giữa lan đình ngọc mỉm cười nói ra phối thêm cái này sữa xốp giòn trà thì càng tốt hơn lạc tuyết ngay sau đó liền uống một ngụm sữa xốp giòn trà nàng sau đó liền nói ra đây là ta đã lớn như vậy đến nay hưởng qua tốt nhất tư vị cảm ơn ngươi lan công tử lan đình ngọc cười cười cảnh ban đêm cùng ánh trăng hòa vào nhau truyền nguyên mà ôn nhu ăn hết bánh ngọt về sau lan đình ngọc mới đưa lạc tuyết hồi thiếu uy phủ một đường trở về hai người lời nói cũng không nhiều nhưng lại ăn ý vô cùng hoàng thành ban đêm là phồn hoa nhưng lúc này thời gian không quá sớm ở trên con đường này thì lộ ra phá lệ an tính cũng chỉ có thể nghe được bánh xe bánh xe thanh âm cùng móng ngựa trà đạp mặt đất thanh âm lạc tuyết rất vui vẻ nàng vén màn cửa lên ánh trăng chiếu vào nàng bỗng nhiên nghĩ đến một câu thơ lúc đó minh nguyệt tại từng chiếu thải vân về lan công tử người thực biết bồi ta đi thế giới bao la gặp muội muội ta sao Lạc Tuyết sau đó thì nghiêm túc hỏi Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc sướng sờ sướng sờ, hắn sau đó gật gật đầu. Lạc Tuyết liền thì không lại nói cái gì, khuôn mặt nàng ửng đỏ, có thể trong mắt đều là yếu giật suốt lai like ngọt ngào. Tiểu Tuyết, Lan Đình Ngọc nghĩ đến cái gì, đột nhiên hô cái gì. Lạc Tuyết nhìn về phía Lan Đình Ngọc, nói ra, ừm. Lan Đình Ngọc nói ra, nếu như tương lai người phát hiện ta không có người muốn tốt như vậy, người không nên trách chính ngươi người phải tin tưởng ta không phải cố ý ta cũng nguyện ý dùng hết thảy đi sám hối lan công tử người tại sao muốn nói dạng này kỳ quái lời nói đâu lạc tuyết không hiểu chẳng ai hoàn mỹ ta tin tưởng ngươi làm người cho dù ngươi làm sai sự tình cũng là không có ý làm nhưng ta đều sẽ đứng tại ngươi bên này nếu ngươi thật sai ta cùng đi với ngươi sửa lại cái kia không là tốt rồi lan đình ngọc mỉm cười nói ra tốt lạc tuyết liền lại bắt đầu vui vẻ Kiếu uy phủ rất nhanh liền đến, Lạc Tuyết cùng Lan Đình Ngọc đều cảm thấy có chút vẫn chưa thỏa mãn, thời gian đối với tại mật luyến tình người mà nói, qua thật sự là quá nhanh. Ta đi vào Á, Lạc Tuyết đi đến trước cổng chính, quay đầu nói với Lan Đình Ngọc. Gặp lại, Lan Đình Ngọc phất tay. Lạc Tuyết quay người thì đi vào, Lan Đình Ngọc thì đối cái kia đánh xe Sa phu nói ra, chính người trở về đi. Đúng, lão ra, Sa phu hơi sướng sờ, theo rồi nói ra. Lan Đình Ngọc một người hành tẩu tại trên đường cái, hắn cứ như vậy đi thẳng lấy. Hắn nghĩ, như thế như vậy, cũng coi là cho mình một cái công đạo đi. Cũng là cho Lạc Tuyết một cái công đạo. Sáng ngày thứ hai, Lan Đình Ngọc mặc lấy một thân long văn khải giáp. Cái kia long văn khải giáp chính là long văn thép chế tạo, cùng Lan Đình Ngọc cửu viêm thần hỏa dung hợp. Hắn có lúc sẽ xuất hiện xấu hổ, y phục trên người sẽ bị cửu viêm thần hỏa đốt thành cho bụi. Mà long văn khải giáp tại thân liền tốt lúc trước hắn Long Văn Khải Giáp tại kỳ phấn trắng thế giới bên trong đã tổn hại. Cái này Long Văn Khải Giáp toàn thân trắng bạc, xuyên tại Lan Đình Ngọc trên thân, uy phong lẫm liệt. Lan Đình Ngọc bản thân liền là khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn hình tượng. Khí khái hào hùng bên trong lộ ra nhuệ khí, nhuệ khí bên trong lại có một loại trầm ổn cùng không giận tự uy. Như thế về sau, Lan Đình Ngọc liền đến đến Vũ Hầu Phủ trước cổng chính. Vũ Hầu Phủ Đại Môn là mở ra, bên trong trong đình viện, có nha hoàn gia đình chính đang bận rộn. Hầu phủ rất lớn, bên trong lâm viên chiếm diện tích có phần rộng. Cái hầu phủ này, Lan Đình Ngọc quá quen thuộc, đây là hắn từ nhỏ đến lớn địa phương, nhưng hắn đối nơi này lại là không có nửa phần hoài niệm. Ở cái địa phương này bên trong, hắn có quá nhiều không thoải mái kinh lịch. Không cảm giác được một chút ấm áp. Trong thời gian rất lâu, hắn bị đè nén lấy, áp lực đến không dám há mồm thở dốc. Hầu phủ trước, có hai tên gia đình giữ cửa, bọn họ trông thấy Lan Đình Ngọc, chính là biến sắc. Bọn họ là lão gia đình, tự nhiên là nhận biết Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc tại trong hầu phủ là một cái kỳ tích, là tràn ngập sắc thái truyền kỳ. Con thứ nhận hết ức, có một ngày đột nhiên rực rỡ hào quang, tướng hầu phủ rất nhiều công tử tiểu thư hoàn toàn làm hạ thấp đi. Khiến hầu phủ đại phu nhân căm tức dị thường, cũng để cho hầu ra mấy cái con trai trưởng cực thật mất mặt. Đình Ngọc thiếu ra, hai cái gia đình nhịn không được hô. Lan Đình Ngọc cũng không nhận ra hai người này, hắn hơi hơi gật đầu, sau đó hướng bên trong đi đến. Hai cái gia đình tự nhiên là không dám cản trở Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc một đường đi vào trong đình viện. Trong phủ gia đình, cùng quản sự đều biết Lan Đình Ngọc trở về. Vị này truyền kỳ giống như con thứ rốt cục trở về. Lập tức cũng có người đi thông xuyên đại phu nhân. Đại phu nhân Lâm Nguyệt Sen, chính là danh môn đại tộc sau lưng nàng là lâm gia, lâm gia trước kia là đại la môn, đại la phía sau cửa đến trước tiên hiệu trung hoàng đế, vì hoàng đế trục xuất bách gia lập xuống công lao hắn mã, mà lâm gia cùng lan thiên cơ quan hệ thông gia càng là một đoạn giai thoại. trong phủ lâm nguyệt sen có tuyệt đối quyền uy, không chỉ có là nàng cho vũ hầu lan thiên cơ sinh hạ sáu đứa con trai, một đứa con gái, quan trọng hơn là đến từ lâm nguyệt sen sau lưng lâm gia quyền uy. Lâm nhà thế lực cũng không tại trong hoàng thành, mà là tại xa xôi biên cương, vì thiên tử thủ hộ an bình. Lâm Nguyệt Sen con trai trưởng Lan Hồng Thà rất sớm đã đi biên cương, tu vi cũng là công tham tạo hóa. Mà khéo léo là, Lan Hồng Thà vừa tốt hồi hoàng thành, giờ phút này chính trong phủ. Lan Đình Ngọc trở về, kinh động Lâm Nguyệt Sen. Rất nhanh, Lâm Nguyệt Sen thiếp thân nha hoàn như bà bà liền đến. Đình Ngọc thiếu ra, như bà bà cũng là tu vi tại thân, Bát trọng thiên đỉnh phong cao thủ. Nàng tuy nhiên xem ra có chút cũ, nhưng trên thực tế thân thể rất tốt. Nàng luôn luôn âm trầm, giờ phút này đi vào Lan Đình Ngọc trước mặt, nhàn nhạt hô một tiếng. Trung quanh bọn nha hoàn, bọn gia đình đều ngừng chân nhìn về phía Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc cũng nhìn về phía như bà bà. Cái này như bà bà, Lan Đình Ngọc vĩnh viễn cũng quên không. Hắn quên không năm đó tại hắn khi còn bé, nàng là như thế nào khi dễ mẫu thân hắn cái kia rét lạnh mùa đông bên trong, mẫu thân chỉ có lửa than liền bị cái này như bà bà mượn cớ tìm đi. Nàng còn cho mẫu thân một bàn tay. Mẫu thân Diệp Loan Phượng, vốn là tinh thần điện thánh nữ. Năm đó đại khang cảnh nội, đại diệt chùa cùng tinh thần điện chính là lớn nhất hai cỗ thế lực. Hiên chính hạo chơi một tay mưu kế hay, trước cùng đại diệt chùa hợp tác, nói là muốn trục xuất bách ra, độc tôn đại diệt chùa. Chờ cùng đại diệt chùa công chúng tiên môn diệt sát về sau, chuyển tay thì diệt đại diệt chùa. Tinh thần điện lúc trước, nổi danh không thua đại diệt chùa. Lan Đình Ngọc mẫu thân Diệp Loan Phượng càng là thiên tri kiêu nữ. Năm đó Diệp Loan Phượng, Tinh thần điện thánh nữ, tu vi đã đến tầng 10 sơ kỳ. Tại lúc trước niên đại đó, tầng 10 sơ kỳ tu vi đã có thể thiếu ngạo thiên châu. Như hôm nay châu, tầng 10 cao thủ tầng tầng lớp lớp, nhưng năm đó cũng không phải là cái này khoảng chừng. Diệp Loan Phượng vốn là vô cùng tôn quý nhân vật, nhưng bởi vì quá yêu Lan Thiên Cơ, về sau càng đem tinh thần điện bí thuật ngôi sao lớn thuật truyền thụ cho Lan Thiên Cơ. Kể từ đó, Diệp Loan Phượng mới bị tinh thần điện điện chủ hủy bỏ một thân tu vi. Về sau, Diệp Loan Phượng thì gả cho Lan Thiên Cơ làm thiếp. Nàng vì Lan Thiên Cơ hy sinh thực sự rất nhiều, chỉ là không nghĩ tới, tại tinh thần điện bị diệt về sau, nàng tại hầu phủ vẫn chưa đạt được hậu đãi. Lâm phu nhân khi dễ nàng, Lan Thiên Cơ không thèm để ý nàng. Đáng thương trước kia Diệp Loan Phượng là nhân vật bậc nào đến cái kia hầu phủ về sau, lại là cái nô bộc đều có thể đập nàng. Lan Đình Ngọc mãi mãi cũng nhớ đến, tại cái kia trong đêm đông, mẫu thân là như thế nào lấy nước mắt rửa mặt. Mẫu thân ôm thật chặt hắn, nhẹ nói nói, Đình Ngọc, người nhất định kiên cường, nhất định muốn thật tốt sống sót, biết không? Về sau, mẫu thân càng phát ra bệnh nặng, liên tục ho ra máu, nàng một mực chờ đợi đợi, chờ đợi Lan Thiên Cơ đến thăm nàng. Nhưng liền đến nàng sau cùng nhắm mắt lại, lan thiên cơ đều chưa có tới một lần lan đình ngọc tại mẫu thân trước giường bệnh gào khóc mẫu thân ho ra đến máu tươi đem ống tay áo của hắn nhuộm đỏ mẫu thân trước khi chết còn đang nói đình ngọc người phải thật tốt sống sót nàng tại sao cùng thời khắc hấp hối lặp đi lặp lại luôn luôn nói đình ngọc mụ mụ có lỗi với ngươi nếu là sớm biết thì không nên sinh hạ ngươi đến để ngươi chịu khổ đình ngọc giả dụ tương lai ngươi sau khi lớn lên vẫn không thể rời đi hầu phủ vẫn là cái con thứ vậy ngươi cũng không cần sinh hải nhi tại cái này một cái chớp mắt lan đình ngọc trong đầu phù quang lược ảnh lóe qua rất rất nhiều nhớ lại đình ngọc thiếu ra như bà bà hơi không kiên nhẫn hô một tiếng ngẩn người lan đình ngọc lan đình ngọc lấy lại tinh thần hắn nhìn về phía như bà bà ngươi nói cái gì lan đình ngọc hỏi như bà bà lãnh đạm nói ra phu nhân muốn gặp ngươi lan đình ngọc gật gật đầu nói ra ta tới, chính là muốn gặp nàng. Hắn theo rồi nói ra, người dẫn đường đi. Như bà bà nói ra, theo lão thân tới đi. Người bất quá là cái nồ bộc, có tư cách gì tự xưng lão thân. Lan Đình Ngọc Nhạt lạnh nói ra, người muốn tự xưng nô tỳ, làm sao, người liền điểm ấy quy củ cũng đều không hiểu. Như bà bà nói ra, lão thân chính là phu nhân đặc cách, nếu như Đình Ngọc thiếu ra không hài lòng, có thể đi hướng phu nhân trình bày chi tiết. Lan Đình Ngọc lạnh lùng nói, "Quỳ xuống." "Ngươi nói cái gì? Như bà bà ngốc một chút." Lan Đình Ngọc trong mắt lóe lên hàn quang, nói, "Bản thiếu gia để ngươi quỳ xuống, muốn bản thiếu gia lặp lại một lần nữa sao?" Như bà bà nói ra, "Rất xin lỗi, Đình Ngọc thiếu gia, lão thân chỉ quỳ phu nhân." Đùng, Lan Đình Ngọc đột nhiên thân thủ, một bàn tay tát tại Như bà bà mặt già bên trên. Như bà bà chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, nàng liền phản ứng đều phản ứng không kịp cũng đã bị Lan Đình Ngọc trưởng một bạt tai. Như bà bà nhất thời ngây người, nàng có chút không dám tin nhìn về phía Lan Đình Ngọc. Như bà bà nhãn lực xác thực là không được, nàng tại hầu phủ lâu dài thâm cư không ra ngoài, căn bản không rõ ràng bên ngoài phong vân biến hóa. Chỉ biết là Lan Đình Ngọc cái này tạp chủng đến chút đạo hạnh. Nhưng là sau lưng nàng có lâm phu nhân, có Lan Hầu ra, nàng mới không sợ Lan Đình Ngọc. Nàng tu vi, lại làm sao có thể nhìn ra Lan Đình Ngọc sâu cạn tới. Cho nên giờ phút này, như bà bà chịu Lan Đình Ngọc một bà tai, nhất thời phẫn nộ rời khỏi, người dám đánh lão thân. Như bà bà trong mắt lóe lên hung quang. Thế nào, người dám hoàn thủ? Lan Đình Ngọc nói ra, bản thiếu ra bây giờ là thánh thượng khâm phong trấn viễn tướng quân, quan viên bái tứ phẩm. Chính là triều đình đại quan, người dám hoàn thủ, theo luật pháp, đưa người phế bỏ tu vi, lưu đẩy ba ngàn dặm, vĩnh thế không được còn. Như bà bà ngây người nàng xem như cảm nhận được Lan Đình Ngọc phong mang. Đình Ngọc thiếu ra, phu nhân còn đang chờ ngươi, như bà bà hít sâu một hơi. Lan Đình Ngọc lại đưa tay, đùng một bà tai rút đi qua. Ta để ngươi quỳ xuống, ngươi nghe không hiểu đúng hay không. Lan Đình Ngọc lạnh lùng nói ra. Cái này một cái chớp mắt, trong lòng của hắn có khoai ý. Mẹ, hôm nay, nhị tử muốn đem ngài tất cả khuất nhục, cừu hận đều còn trở về. Cái này như bà bà năm đó là làm sao khi nhục ngài, nhị tử hôm nay muốn nàng gấp 10 lần hoàn trả. Lan Đình Ngọc ngầm nói ra. Như bà bà giận dữ, nói, tiểu tạp trùng, người không nên quá cản rỡ. Rất tốt, Lan Đình Ngọc trong mắt lệ quang lóe lên, hắn đột nhiên đưa tay chụp một cái, trực tiếp đem như bà bà sau xương cột sống bắt lấy, sau đó tựa như sách con gà con một dạng sách trên tay. Đáng thương như bà bà một thân tu vi, nhưng giờ phút này lại cảm giác được Lan Đình Ngọc đại thủ như lửa lô một dạng Chỉ cần nàng hơi phản kháng Thì có thể đưa nàng toàn thân đốt đốt sạch sẽ Như bà bà một nắm lớn tuổi tác Giờ phút này bị Lan Đình Ngọc như vậy sách theo Quả nhiên là nhận hết khuất nhục Tiểu tạp trùng Người mau thả phía dưới lão thân Như bà bà hô to Lan Đình Ngọc trên mặt lạnh lẽo vô cùng Hắn sách như bà bà Cấp tốc hướng lâm phu nhân chỗ đại sảnh đi đến Cái kia chung quanh gia đình Bọn nha hoàn nhìn đến như bà bà bị Lan Đình Ngọc trừng trị, nhưng đều là trong lòng thống khoái. Như bà bà lâu dài âm u, không âm không dương, cay nhiệt thiếu tình cảm, cả nhà trên dưới, không có hạ nhân là ưa thích như bà bà. Đồng thời, bọn gia đình, bọn hạ nhân cũng liền đều hiểu. Năm đó con thứ hôm nay trở về, là muốn vì chết đi mẫu thân đòi công đạo. Diệp Loan Phượng cùng Lan Đình Ngọc cố sự tại hầu phủ bên trong, thực sự không phải cái gì chuyện mới mẻ chính là mới tới gia đình cũng đều nghe thế hệ trước nói qua. Rất nhiều gia đình, bọn nha hoàn, cũng nhịn không được xa xa tụ tới tham gia náo nhiệt. Tại Lâm Phu Nhân trong thính đường, Lâm Phu Nhân đang cùng nàng con trai trưởng Lan Hồng thả cùng một chỗ dùng trà. Bồi tiếp cùng một chỗ còn có cùng Lan Hồng thả đồng thời trở về Trương Đại Tiên Sinh. Trương Đại Tiên Sinh là Lâm gia lão khách khanh, một mực tại biên cương thủ vệ. Hắn tại Lâm gia địa vị rất cao, chính là hư tiên sơ kỳ tu vi đến mức Lan Hồng Thà Tu Vi, đó cũng là đã đến tầng 10 đỉnh phong. Lan Hồng Thà vẫn luôn là Lan Gia kiêu ngạo, tại Lâm Gia bên kia cũng là chịu đến rất nặng vun trồng. Riêng là mấy năm qua này, Lan Hồng Thà Tu Vi tiến triển cực thần tốc. Lan Hồng Thà còn được đến Hoàng Thượng cùng Lan Thiên Cơ tương trợ, đây cũng là hắn tiến bộ nhanh như vậy nguyên nhân. Bồi trong phòng khách còn có một người, người này là cái lão giả áo tím. Lão giả áo tím là Lan Thiên Cơ một năm trước mời về cao thủ gọi là nhân ma nhân ma là theo hắn thế giới tới lâu dài ở sâu dưới lòng đất cùng yêu ma đọ sức hắn thứ sát chi thuật vô cùng lợi hại hắn đến hầu phủ về sau thì trưởng quản hầu phủ bí vệ bí vệ là chuyên môn vì hoàng thượng cùng lan thiên cơ giết người trước kia bí vệ đầu mục là trung bá nhưng lúc này nhân ma trưởng khống bí vệ bí vệ tổng thể tu vi đều lên thăng rất đại một cái cấp bậc giờ phút này nhân ma đi ra tiếp khách cũng là cho Lan Hồng thả rất lớn mặt mũi. Mặt khác, cũng là bởi vì tối hôm qua Vĩnh Lạc Hoàng hậu phái người đến cảnh báo. Nói là Lan Đình Ngọc hôm nay có thể muốn tới. Lâm phu nhân bên này chuẩn bị sung túc, nàng ngược lại là không có quá đem Lan Đình Ngọc để vào mắt. Một đoàn người, trò chuyện với nhau thật vui. Đúng vào lúc này, Lan Đình Ngọc sách theo như bà bà hùng hùng hổ hổ sông tới. Lan Đình Ngọc sau khi đi vào, liền đem như bà bà vứt trên mặt đất cái kia như bà bà được từ từ, lập tức hướng lâm phu nhân quỳ khóc lóc kể lệ, nói, phu nhân, cái này đình ngọc thiếu ra không phân tốt xấu thì đánh nhau nô tỳ phu nhân, ngài muốn cho nô tỳ làm chủ A. Lan Hồng thả ánh mắt phức tạp nhìn về phía cái này tiểu đệ. Mà lâm phu nhân lại là giận, sắc mặt nàng khó coi tới cực điểm. Đánh chó còn phải xem chủ nhân đây. Cái này Lan Đình Ngọc bộ này tư thế, thể hiện rõ là muốn gây chuyện. Lan Đình Ngọc, như bà bà nói thế nhưng là thật lâm phu nhân mặt âm trầm hỏi lan đình ngọc lan đình ngọc liếc nhìn mọi người tại đây liếc một chút ánh mắt của hắn rất nhanh liền rơi vào lâm phu nhân trên mặt không sai cái này kén ăn nô nên đánh lan đình ngọc từ tốn nói như thế nào nên đánh lâm phu nhân nói ra như bà bà đi theo ta mấy chục năm muốn đánh cũng là bản phu nhân đến đánh ngươi một cái hầu phủ con thứ còn không có tư cách này hầu phủ con thứ không có tư cách này nhưng là triều đình tứ phẩm mệnh quan cũng không có tư cách này sao? Lan Đình Ngọc nói ra Lâm Phu Nhân cười ha ha một tiếng sau đó nghiêm nghị nói ra triều đình nhất phẩm đại quan lại như thế nào cái kia cũng không tới phiên ngươi để ý tới dạy ta hầu phủ hạ nhân Lâm Nguyệt Sen Lan Đình Ngọc lạnh giọng nói ra ta hôm nay đến lười nhắc cùng ngươi xính cái này miệng lưỡi lợi hại hầu phủ con thứ con thứ đó cũng là Lan Thiên Cơ Nhi tử là nô tài kia chủ tử nhưng nô tài kia vừa mới dám xưng ta tạp trùng, hiện tại, người nói nên xử trí như thế nào? Làm càn, tấm kia đại tiên sinh mở miệng trước, Lan Đình Ngọc, phu nhân tục danh, cũng là người có thể hô. Còn không quỳ xuống đến nhận lầm. Lan Đình Ngọc quét mắt một vòng trương đại tiên sinh, nói ra, người cũng bất quá là tên cẩu nô tài, ta cùng Lâm Nguyệt Sen trò chuyện, còn chưa tới phiên người đến Sen vào. Trương đại tiên sinh trong mắt lệ quang lóe lên, nói ra, khá lắm cản rỡ tiểu nhi, ta đến giáo huấn ngươi một chút. Trương Đại Tiên Sinh biết cái này Lan Đình Ngọc Tu Vi không thấp, liền có chủ tâm muốn thử một lần. Hắn đột nhiên nhất quyền lăng không Lan Đình Ngọc từng đánh chết tới. Một quyền này phát ra, một đạo hung hãn quyền ấn tia chấp hướng Lan Đình Ngọc đụng giết tới. Quyền ấn bên trong, pháp tắc hung hãn, lĩnh vực tự thành. Nho nhỏ nhất quyền bên trong, ẩn chứa như thái sơn áp đỉnh lực lượng. Quyền ấn bên trong, phức tạp thâm ảo đạo lý khiến người ta không thể gọt rũa. Lan Đình Ngọc nhìn cũng không nhìn, nói, giáo huấn bản thiếu ra. Người có tư cách này, hắn chỉ cong ngón búng ra, liền bắn ra một đạo cửu viêm kiếm quang. Oanh! Cái kia một cái chớp mắt, quyền ấn bị cửu viêm kiếm quang bắn trúng. Lập tức, quyền ấn bị chảm thành phấn vụn. Cửu viêm kiếm quang là trực tiếp nổ bể ra tới. Lan Đình Ngọc Tiêu trừ lộ ra hời hợt. Hảo công phu, lúc này, Lan Hồng Thà rốt cục mở miệng, hắn vẫn luôn đang âm thầm quan sát Lan Đình Ngọc. Lan Hồng Thà là cái rất có lòng dạ người, hắn đứng dậy cởi mở cười một tiếng, nói ra, thất đệ, ngươi tu vi thật sự là càng ngày càng cao, đại ca đều là không bằng ngươi A. À. Hắn nói xong cũng tiến lên đây giữ chặt Lan Đình Ngọc tay, sau đó nói, đại ca vẫn luôn muốn gặp ngươi, ngươi lần này trở về, phải thật tốt bồi đại ca uống hai chén. Chúng ta bao lâu không gặp mặt, tiểu tầm 10 năm đi lúc trước đại ca nhớ đến rời đi hầu phủ lúc, người vẫn là cái ngây ngô thiếu niên đây. Lan Hồng Thà là vũ hầu phủ đại thiếu gia, từ nhỏ cũng là thiên phú dị bẩm, thâm thụ Lan Thiên Cơ cùng Lâm Phu Nhân sủng ái. Đổi mới nhanh không, mà lại, Lan Hồng Thà nhân phẩm cũng không phải là cái kia còn lại mấy cái huynh đệ có thể so với. Lan Đình Ngọc từ 6 tuổi năm đó, mẫu thân về phía sau, hắn vẫn là nhờ có Lan Hồng Thà một chút chiếu cố. Cho nên, tại Lan Đình Ngọc trong lòng, Đối Lan Hồng Thả còn là có kính trọng cùng cảm kích. Chỉ bất quá, Lan Hồng Thả chiếu cố cũng rất có hạn. Lan Hồng Thả phần lớn thời gian đều tại tu luyện, mà lại, khi dễ hắn những hạ nhân kia đều là Lan Hồng Ninh đệ đệ nhóm bảy mưu đặt kế. Tăng thêm Lâm phu nhân cũng có ý dung túng, cho nên dưới loại tình huống này, Lan Hồng Thả cũng là nhàn có chút lực bất tòng tâm. Quan trọng hơn là, Lan Hồng bình tâm nghĩ cũng không tại Lan Đình Ngọc trên thân. Hắn đối Lan Đình Ngọc chiếu không chú ý được là xuất phát từ cá nhân hắn tố chất. Hắn rất ít đi chú ý Lan Đình Ngọc, càng sẽ không đem Lan Đình Ngọc sự tình để ở trong lòng. Lan Hồng Thà lúc này muốn cùng Lan Đình Ngọc kết giao tình, đây cũng là trèo lấy phía trên. Nếu là Lan Hồng Thà không phải Lâm phu nhân nhi tử, Lan Đình Ngọc nhất định phải hậu báo Lan Hồng Thà. Nhưng là giờ này khắc này, Lan Đình Ngọc là ai mặt mũi đều không muốn cho. Hắn đứng tại chỗ, không nhúc nhích sau đó trầm giọng nói ra, đại ca, rất xin lỗi, hôm nay ta chỉ sợ không có thời gian bồi ngươi uống rượu. Lan Hồng thả ngốc ngẩn ngơ, nói ra, thất đệ, người có ủy khuất gì, đều có thể cùng đại ca ta nói. Đại ca nhất định giúp ngươi chủ trì cái công đạo này. Không cần, Lan Đình Ngọc nói ra, tại ta bất lực thời điểm, ta không có yêu cầu ngươi cho ta chủ trì công đạo. Tại ta hôm nay có năng lực thời điểm, ta càng không cần người khác đến cho ta chủ trì công đạo. Huống chi, ta muốn tìm người này hay là mẫu thân ngươi. Lan Hồng thả sắc mặt nhất thời biến, hắn ánh mắt lạnh xuống, nói ra, thất đệ, ngươi là thật muốn đoạn tuyệt với ta. Lan Đình Ngọc nhìn về phía Lan Hồng Thà, nói ra, ta muốn cha rõ ràng, năm đó mẹ ta đến cùng là làm sao chết. Làm sao, đại ca, ngươi cho là ta cái này kháng cáo rất quá đáng. Mẹ ta liền nên chết oan, ta thân là con của người, một khi hỏi đến cũng là không đúng. Hắn không đợi Lan Hồng thả trả lời, đột nhiên thì tuôn ra vô cùng sát ý tới. Hắn liếc nhìn ở trong sân người, âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay, liền xem như Lan Thiên Cơ, Hoàng thượng đến, người nào cũng đừng nghĩ ngăn cản ta đem sự tình biết rõ ràng. Năm đó có phần hại ta mẹ, toàn bộ đều muốn đền mạng. Cái thứ nhất muốn chết chính là cái này ác nô. Lan Đình Ngọc đột nhiên nhất chỉ như bà bà, hắn đột nhiên xuất trưởng chụp vào như bà bà. Làm càn, Lan Hồng thả giận, hắn cũng biết hôm nay chỉ sợ khó có thể tốt lan đình ngọc muốn làm ngay trước hắn mặt giết người lan hồng thả làm sao có thể cho phép tại lan đình ngọc xuất thủ trong nháy mắt lan hồng thả theo xuất thủ lan hồng thả thân hình lóe lên thì ngăn tại như bà bà trước mặt ngay vào lúc này lan đình ngọc thân thủ bắt tới lan đình ngọc tay giống như sắt thép hồng lô như vậy chộp tới mau lẹ bên trong mang theo một loại huyền ảo pháp tắc lan hồng thả lạnh hừ một tiếng nhất quyền tuôn ra tới lan đình ngọc tay như ưng chảo mà lan hồng thả quyền như sơn nhạc hai cỗ lực lượng đụng vào nhau phanh một tiếng một ngạt tiếng và đập lên lan hồng thả sắc mặt tái xanh cấp tốc lui về phía sau mấy bước cái này một cái chớp mắt hắn quyền đầu run rẩy lên trên mặt to như hạt đậu mồ hôi cuồn cuộn mà xuống sắc mặt cũng là trắng bệch lan hồng thả lại nhìn lan đình ngọc sắc mặt đã là tràn ngập kính sợ hắn sớm nghe nói qua cái này thất đệ không biết chỗ đó đến kỳ ngộ, bây giờ đã là nhân trung long phượng. Nhưng hắn không tin, chỉ bằng một phen kỳ ngộ, cái này thất đệ liền có thể vượt qua hắn mấy chục năm khổ luyện. Hắn cũng là thiên tri kiêu tử A. Nhưng là giờ này khắc này, Lan Hồng thà không thể không tin tưởng. Hắn vừa mới cùng Lan Đình Ngọc một trưởng này đụng nhau bên trong, chỉ cảm thấy đối phương trảo lực bên trong ẩn chứa thương khung thần uy, hắn tự hồ cảm nhận được đó là một đầu thương khung thần long phủ phục tại trong vũ trụ, đột nhiên, nhẹ nhàng vừa nhấc chảo mà thôi. Lần này giao thủ nhất thời để giữa sân trương đại tiên sinh còn có lâm phu nhân thất sắc. Tiểu súc sinh này, thế mà tu luyện tới mức độ này. Lâm phu nhân ngầm kinh hãi. Trương đại tiên sinh thì là đối lan hồng thà tu vi rõ ràng nhất, lan hồng thả ỷ vào pháp bảo côn lôn ngọc là có thể cùng hắn tranh tài vô số thụ hợp. Trương đại tiên sinh biết, lan hồng thả khoảng cách hư tiên cũng chỉ là cách xa một bước hắn tự nhận lấy bản sự của mình là không có cách nào một chảo ở giữa liền đem đại thiếu ra lan hồng thả bước đến nước này trương đại tiên sinh trong lòng cũng thì rõ ràng cái hầu phủ này con thứ truyền kỳ giống như con thứ thực lực đã đến một loại cực kỳ khủng bố cấp độ lúc này cũng chỉ có người kia ma vẫn là bình chân như vậy chỉ là có nhiều thú vị nhìn lấy lan đình ngọc hắn không nói một lời Dường như trong thính đường phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Lan Đình Ngọc nhìn về phía Lan Hồng Thà, nói ra, "Đại ca, đây là ta một lần cuối cùng hô đại ca ngươi. Vừa mới một chảo này, là ta hồi báo ngươi năm đó trợ giúp. Nếu như ngươi lại hướng ta xuất thủ, đừng trách ta ra tay vô tình." Hắn sau khi nói xong, tiến lên trước một bước, tiện tì, "Ngươi còn nhớ đến năm đó trời đông giá rét, ngươi là như thế nào lấy đi ta cùng ta mẹ lửa than?" ngươi là như thế nào đập mẫu thân của ta? Như bà bà kinh hồn bạt phía, đến lúc này, nàng rốt cuộc cảm nhận được hoảng sợ. Nàng xin giúp đỡ nhìn về phía lâm phu nhân. Lâm phu nhân ánh mắt âm hàn, nhưng lại không lên tiếng phát. Như bà bà lập tức liền hiểu hết thảy, nàng cắn răng nói ra, tiểu tạp trùng, lão thân chỉ hận năm đó, vì cái gì không thi ám thủ đưa ngươi cho giết. Không phải vậy lời nói, hôm nay chỗ nào có thể để ngươi ở chỗ này quát tháo. Người đương nhiên muốn giết ta, người ba phen mấy bận điều động âm ma tại lúc nửa đêm đợi hù dọa tại ta, muốn đem ta hoảng sợ thành si ngốc. Kể từ đó, Lan Thiên Cơ cũng sẽ không trách tội ngươi. Lan Đình Ngọc nói ra, chỉ tiếc, ta để ngươi thất vọng. Những cái kia tà mị quỷ quái, vẫn chưa dọa ta. Hắn quên không, hắn bất quá một cái bảy tám tuổi tiểu hài tử, tại cái kia dạng lạnh lẽo ban đêm, vô thân vô cố, còn muốn bị lão bà tử này dùng một chút khủng bố quỷ quái tại phía trước cửa sổ hù dọa. Như không là bởi vì trong lòng hắn có hận, cỗ này hận nguyên động lực điều động, chỗ của hắn có thể sống đến giờ này khắc này. Thế nào, Lan Hồng Thà, người thật bất ngờ sao? Lan Đình Ngọc ha ha mà cười, hắn nhìn về phía Lan Hồng Thà, nói ra, đây bất quá là một góc của băng sơn mà thôi, người cũng đã biết ta từ khi sinh ra tại cái này hầu phủ qua là cái gì cuộc sống. Ta từ lúc còn nhỏ lên, thì nhìn ta mẹ bị mẫu thân ngươi, bị cái này hầu phủ hạ nhân khi nhục. Mẹ ta sau khi chết, bọn họ chưa từng làm qua ta là một người. Cũng là so cái này hầu phủ mua đến nô bộc đều muốn không bằng, chí ít, bọn họ còn có thể ôm nhau sưởi ấm, ta cũng chỉ có thể một người tránh trong chăn khóc. Đại Khang Thiên Lâm 6 năm, Lan kiếm một cố ý đem Lan xây sáng chói một cái tiểu đồ chơi ném đang ở trong phòng ta. Lan xây sáng chói đem mặt ta dẫm tại trên mặt đất làm nhục chỉnh một chút hai canh giờ, người có thể tưởng tượng đó là cái gì cảm giác sao? Các ngươi thật làm sai một việc, vậy nếu không có giết chết ta Lan Đình Ngọc. Lan Hồng thả một câu đều nói không nên lời. Hắn sau một lúc lâu khe khẽ thở dài, hướng Lâm Phu Nhân nói ra, mẫu thân, ngài không nên như vậy yêu chiều, dù cho tha cho bọn họ. Lâm Phu Nhân lạnh giọng nói ra, một cái con thứ, liền xem như đánh chết, cũng là hắn phúc khí. Ha 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 ha, Lan Đình Ngọc lệ cười rộ lên, hắn sau đó đột nhiên nhất trưởng chộp tới tốc độ của hắn rất nhanh trực tiếp đem cái kia như bà bà bắt trên tay ngươi đi chết đi lan đình ngọc bạo giống một tiếng ầm ầm cái kia một cái trước mắt như bà bà mặt nhanh chóng biến hình nàng trong mắt lóe lên cực độ thống khổ thần sắc nàng trong thân thể một đoàn liệt diễm bộc phát ra thân thể nàng biến hóa thế mà cấp tốc liền bị đốt hóa thành cho tàn cái này như bà bà liền thì như vậy thân tử đạo tiêu đồng thời vậy bên ngoài tiếng bước chân nhanh chóng chuyển đến lại là tứ thiếu gia lan xây sáng chói lục thiếu gia lan kiếm một tam thiếu gia lan trung sáng sớm bị lan thiên cơ trục xuất hoàng thành lan kiếm thứ nhất một mực tại đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm là lan xây sáng chói đi nói cho lan kiếm một nói là lan đình ngọc trở về mà lại khí thế hung hăng bởi vậy lan kiếm một thì lập tức cùng lan xây sáng chói chạy tới Lan kiếm vừa cùng Lan xây sáng trói sau khi đi vào, vừa tốt liền thấy như bà bà bị Lan Đình Ngọc giết. Lan Đình Ngọc, người thật lớn mật, công nhiên tại hầu phủ giết người, cái này là tử tội, tử tội. Lan kiếm nhất lang lệ vô cùng nói ra. Lan xây sáng trói cũng ha ha lệ cười, nói ra, Lan Đình Ngọc, người chết chắc. Ta cái này đi bẩm báo hoàng hậu nương nương, để cho nàng trị ngươi tội. Ngươi thật sự cho rằng, người học chút bản sự, liền có thể xem thường hết thảy sao. Lan xây sáng chói nói xong quay người muốn đi. Lan Đình Ngọc lạnh lùng nói ra, ta xem các người đến, cũng đừng đi. Trước kia ân oán, chúng ta hôm nay tính toán cái rõ ràng. Hắn sau khi nói xong, đột nhiên miệng phun chân nguyên. Một miệng cửu viêm thần hỏa cấp tốc hóa thành cửu viêm thần long. Cái này cửu viêm thần long mặc lấy long văn khải giáp, ngược lại không đến nỗi tướng hầu phủ thiêu. Cửu viêm thần long cấp tốc bay ra đại sảnh, đem chọn tòa tòa nhà lít nha lít nhít quay chung quanh lên, quả thực cũng là kín không kẽ hở, bất kỳ người nào cũng xông ra không được. Lan xây sáng chói liền nhìn đến trước mắt đại môn bị cái kia cửu viêm thần long thân thể chắn đến xít sao, một điểm khe hở đều không có. Trong thính đường nhất thời thì ngầm hạ đi, có phía dưới người lập tức đốt lên ánh đèn tới. Lan xây sáng chói biến sắc, đang muốn chửi ầm lên, Lan Hồng thả lập tức quát lớn, lão tứ, người im miệng. Lan xây sáng chói cùng Lan kiếm một đôi đại ca Lan Hồng thả nhất là tôn trọng, giờ phút này thấy đại ca quát lớn liền lập tức im lặng lan hồng thà nhìn về phía lan đình ngọc trầm giọng nói ra lão thất bất kể như thế nào tất cả mọi người là huynh đệ những năm này bọn họ là có bất thường có thể ngươi còn sống đến bây giờ điều này nói rõ bọn họ không có giết ngươi chi tâm ngươi hôm nay bày ra cái này tư thế là muốn làm cái gì thật muốn huynh đệ đao binh gặp nhau cái kia ác nô ngươi cũng giết chuyện này ta có thể cho mẹ ta không truy cứu ngươi. Lan Đình Ngọc nói ra, nếu là chỉ vì ta mấy năm nay sở thụ khuất nhục, ta đương nhiên sẽ không giết các ngươi. Nhưng là, ta hôm nay muốn cha là, mẹ ta vì sao lại đột nhiên đến bị bệnh mà chết. Mẹ ta thân thể luôn luôn đều rất tốt, một đêm kia tự uống một chén nhà bếp đưa tới canh hạt sen về sau, đêm đó thì thổ huyết. Mấy ngày nữa, thân thể càng phát ra không tốt, sau cùng chết trên giường. Hắn đón đến, nói ra, sự kiện này, Lâm Nguyệt Sen, ta hỏi ngươi, cùng ngươi có quan hệ hay không? Lâm phu nhân trầm mặt, lại không nói chuyện. Lan Đình Ngọc nói ra, ngươi không nói đúng không? Lâm phu nhân nói ra, ngươi cũng đã biết, ngươi là đang làm gì sao? Ngươi có nghĩ tới hậu quả hay không? Hậu quả, ta sợ hậu quả gì? Lan Đình Ngọc nói ra, không phải liền là vừa chết sao? Ta không sợ chết, ta Lan Đình Ngọc một thân một mình, có cái gì tốt e ngại. Hôm nay nếu như ta không làm rõ ràng được năm đó mẹ ta chết oan chân tướng, vậy liền toàn bộ đều chết tốt, giết lầm một nghìn, cũng tuyệt không buông tha một cái. Lâm phu nhân sắc mặt thay đổi, nói ra, xem ra cái kia đạo nhân thật sự là không có nói sai, ngươi chính là cái mười phần người điên, hầu ra nhất niệm chi nhân đưa ngươi giữ lấy, thật sự là vô cùng lớn sai lầm. Đạo nhân, cái gì đạo nhân, Lan Đình Ngọc hơi kinh hãi, lập tức hỏi. Lâm phu nhân lạnh giọng nói ra, năm đó ngươi xuất sinh một khắc này, thì có thần bí đạo nhân vì ngươi phê quá mệnh. Nói ngươi là hầu gia chúng đích ma kiếp, khắc tinh. Trong tộc nhiều người đều là chủ trương muốn đem ngươi giết chết, là hầu gia lược bài chúng nghị đưa ngươi lưu lại. Nhưng còn bây giờ thì sao, trong lòng ngươi chỉ sợ hận nhất y nguyên vẫn là hắn. Ta vì cái gì hận hắn, trong lòng ngươi không rõ ràng sao. Lâm Nguyệt Sen, ngươi trong này ở giữa làm qua thần bí, trong lòng ngươi không có đếm sao nếu không có người lòng dạ hẹp hòi, không cho phép ta cùng mẫu thân của ta, ta Lan Đình Ngọc Thiên Tính có bệnh, liền cha mình đều dung không được sao. Người phạm phải sai lầm, muốn bởi vì làm một cái thần bí đạo nhân mấy câu thì đẩy đến trên người của ta, quả thực cũng là buồn cười. Lan Đình Ngọc theo rồi nói ra, Lâm Nguyệt Sen, ta hỏi lại ngươi, mẹ ta năm đó đến cùng là làm sao chết? Nếu như ngươi nói không rõ ràng, ta trước hết giết Lan kiếm một. Ngươi một mực không nói, ta liền đem ngươi nhi tử nhóm toàn bộ giết. Nói càng về sau, Lan Đình Ngọc trong mắt lộ hung quang. Hắn là thật đã đỏ mắt, như là đã lộ ra kế hoạch, hắn còn có cái gì tốt cố kỵ. Lan Đình Ngọc sau khi nói xong, bàn tay lớn vồ một cái, một đạo cửu viêm đại thủ ấn liền hướng Lan kiếm một chảo đi. Lan Đình Ngọc hư tiên trung kỳ tu vi, tiếu ngạo tại chỗ, hắn uy nghiêm, khí thế triển lộ ra. Như Lan kiếm nhất, Lan xây sáng chói loại này, chỉ có run rẩy phần liền tránh suy nghĩ đều không sinh ra tới. Làm càn, lúc này, Trương Đại Tiên Sinh cùng Lan Hồng Thả Triệt để đứng không vững. Hai người đồng thời xuất thủ, Lan Hồng Thả đầu tiên liền tế ra pháp bảo Côn Lôn Ngọc. Cái kia Côn Lôn Ngọc tại Lan Hồng Thả pháp lực cuồng mãnh thôi động phía dưới, cấp tốc hóa thành chói mắt ngọc quang. Đạo này ngọc quang nhanh như lôi đình, đồng thời mang theo vô thượng pháp tắc hung hãn hướng Lan Đình Ngọc chảm giết tới. Ưm, ừ, thật là tinh khiết lực lượng pháp tắc có dung thiên phía dưới ô uế ý vị lan đình ngọc không cần đi nhìn liền cảm nhận được côn lôn ngọc chỗ lợi hại ngọc quang bên trong mang theo vô cùng kiếm ý một kiếm chém tới có chặt đứt thiên cổ lực lượng lan đình ngọc cũng không nghĩ nhiều hắn cấp tốc phun ra một miệng chân nguyên cái này chân nguyên cấp tốc hóa thành cửu viêm thần kiếm cửu viêm thần kiếm liền cũng hung ác hướng ngọc này quang chém giết tới ầm ầm hai cái kiếm quang chém giết cùng một chỗ nhất thời kiếm khí tung hoành. Kiếm khí ánh mắt xéo qua bắn phá, ầm ầm, cấp tốc liền đem bốn phía chém thất linh bát lạc, vô số đạo khủng bố kiếm ngân tại mặt đất xuất hiện. Cái kia xà nhà cũng bị chém đứt, còn có một số nha hoàn, hạ nhân trực tiếp liền bị kiếm quang giết chết. Mà lâm phu nhân thì bị trương đại tiên sinh bảo hộ lấy, cũng không có thụ thương. Trương đại tiên sinh cũng đồng thời xuất thủ, hắn cái này hư tiên cao thủ cũng không phải ăn chay cái kia ngọc quang đột nhiên lại hóa thành một mảnh lóa mắt ngọc quang, đem lan đình ngọc cùng cửu viêm thần kiếm hoàn toàn bao phủ đi vào. Ngọc quang sáng rực, để lan đình ngọc trước mắt cái gì đều nhìn không thấy. Thất đệ, đây là người bức ta, lan hồng thả sát tâm tỏa ra, thôi động côn lôn ngọc sát chiêu. Trong nháy mắt, vô số ngọc quang hóa thành lẫn nhau khúc xạ. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Ngọc quang hóa thành ngàn vạn đạo hung ác kiếm mang vừa đi vừa về chém giết Lan Đình Ngọc. Cái kia ngọc quang chi bên trong pháp tắc tinh thuần sạch sẽ vô cùng, như vậy chảm giết tiếp, nhiều ít ma đầu đại kiêu đều không có giấy dụa cơ hội, trực tiếp chết oan chết uổng. Trương Đại Tiên Sinh càng là trực tiếp, hắn cũng là hạ tử thủ. Đoạt hồn nhiếp phách thần quang, Trương Đại Tiên Sinh bao bọc ra đoạt phách kính, hắn lĩnh vực, pháp lực toàn bộ dồn vào đoạt phách trong kính. Cái kia đoạt phách kính bắn ra màu đen thần quang, cấp tốc đem Lan Đình Ngọc bao phủ. Ngọc Quang đem Lan Đình Ngọc chém giết, đoạt phách kính thu lấy Lan Đình Ngọc hồn phách, để Lan Đình Ngọc vĩnh viễn không được siêu sinh. Trong nháy mắt đó, Lan Đình Ngọc bị chém giết thành phấn vụn. Lan Hồng thả rất có ăn ý thu côn lôn ngọc, sau đó, một đoàn hắc mang cũng liền thu nhập đến cái kia đoạt phách trong kính. Đoạt phách trong kính có sống kiểu chết trận, đem tất cả linh hồn cấp tốc chém giết thành cho tàn, đồng thời đem luyện hóa, hấp thu, cường đại đoạt phách kính tự thân không biết tự lượng sức mình tiểu xúc sinh, trương đại tiên sinh gặp thuận lợi thu lan đình ngọc, không khỏi thở phào một hơi. Hắn vừa mới vẫn còn có chút khẩn trương, lúc này gặp lan đình ngọc đã chết, rốt cuộc dám thể hiện ra hắn cuồng ngạo. Lan hồng thà cũng là thở phào, hắn cũng không muốn giết lan đình ngọc, nhưng lúc này lan đình ngọc quá mức hùng hổ dọa người, hắn làm thủ hộ mẫu thân, nhất định phải có thủ đoạn tàn nhẫn. Cái này tiểu tạp trùng, chết, lâm phu nhân lập tức hỏi. Trương Đại Tiên Sinh nói ra, "Phu nhân cứ yên tâm, cái này tiểu tạp chủng đã chết đến mức không thể chết thêm, vĩnh thế không được siêu sinh." Lan Hồng Thần nói ra, "Đúng vậy a, à, mẹ, hắn đã bị hài nhi côn lôn ngọc chém giết thành phấn vụn, lại bị Đại Tiên Sinh đoạt phách kính tướng hồn phách thu lấy luyện hóa, tuyệt không có khả năng lại sống tới." Lâm phu nhân cũng liền tránh thức buông lỏng một hơi, nói ra, "Tốt, tốt, quá tốt. Lần này, chúng ta cũng không sợ hầu ra trách tội." là xúc sinh này chủ động đến đây khiêu khích còn giết như bà bà liền xem như hoàng hậu nương nương chỗ đó cũng là không lời nào để nói thật sự là thiên đường có đường cái này tiểu tạp chủng không đi địa ngục không cửa hắn càng muốn xông tới còn thật sự cho rằng học chút bản lãnh liền có thể không đem hầu phủ để vào mắt hắn cùng hắn cái kia người chết mẫu thân đều là đồ đê tiện ách đúng lúc này cái kia một mực thờ ơ lạnh nhạt nhân ma mở miệng chư vị có phải hay không cao hứng quá sớm, nhân ma nói ra, mọi người nhất thời ngơ ngẩn. Lan Hồng thả đối với người ma có chút kính sợ, biết người này ma là thâm bất khả chắc cao nhân. Hắn lập tức nói, tiền bối cứ gì nói ra lời ấy. Nhân ma chỉ chỉ bên ngoài cửu viêm thần long, cái kia thần long còn đem cả tòa tòa nhà chết bịt lại đây. Như là tiểu thiểu gia đã chết, hắn cái này thần long cũng nên tiêu tàn a. À. Nhân ma nói ra, a, à. Trương Đại Tiên Sinh cùng Lan Hồng thả nhất thời hoảng sợ. Ta đoạt phách kính, Trương Đại Tiên Sinh càng là sợ hãi, cấp tốc tế ra đoạt phách kính. Cái kia đoạt phách trong kính đột nhiên rõ ràng, bên trong xuất hiện Lan Đình Ngọc bóng người. Lan Đình Ngọc sắc mặt lãnh đạm, đột nhiên, hắn tà mị cười một tiếng. Đón lấy, một cổ mãnh liệt hỏa diễm tại trong kính xuất hiện. Cái kia đoạt phách trong kính chính là tự thành tiểu thế giới, bên trong có Trương Đại Tiên Sinh ngưng luyện ngàn năm kết tinh, toàn bộ đều là linh hồn chi lực. Tuy nhiên không so được la quân linh hồn tinh thạch, nhưng cũng là vô cùng lợi hại. La quân linh hồn tinh thạch tại áo đen tố trinh trợ giúp phía dưới, hấp thu qua quá nhiều tuyệt đỉnh cao thủ linh hồn. Đó là hắn pháp bảo không thể so sánh cùng nhau. Đoạt phách trong kính, trong lúc nhất thời, vô biên cửu viêm thần hỏa hung mãnh đốt cháy. Cái kia màu đen trong gương, đột nhiên trở nên sáng ngời vô cùng. Không, không, trương đại tiên sinh biến sắc, lòng hắn tại máu, hắn tất cả kết tinh, tâm huyết tại thời khắc này toàn bộ bị hủy. Sau đó, đoạt phách kính mặt kính bắt đầu sinh ra vết nứt, tấm gương kia cũng biến thành kỳ nóng vô cùng. Một lát sau, đánh cho một tiếng, đoạt phách kính nổ bể ra tới. Lan Đình ngọc cấp tốc thu nhiếp thần hỏa, ra trong sân bây giờ. Cái này một cái chớp mắt, Trương Đại Tiên Sinh, Lan Hồng Thà, Lâm Phu Nhân cùng nhau biến sắc. Trong mắt bọn họ xuất hiện hoảng sợ chỉ có nhân ma, y nguyên nhàn nhạt. Lan Đình Ngọc cũng lười nhìn nhân ma, hắn đột nhiên hướng cái kia trương đại tiên sinh phun ra ra một miệng chân nguyên, người cũng nếm thử bản thiếu ra cử viêm lĩnh vực đi. Trong nháy mắt, vô cùng cử viêm thần hỏa lĩnh vực xuất hiện, liền đem trương đại tiên sinh bao khỏa ở chính giữa. Lan Đình Ngọc tự nhiên có thể đem mọi người toàn bộ bao trùm, thậm chí có thể đem nửa cái hoàng thành đều bao bọc ở trong lĩnh vực. Nhưng hắn không thể làm như thế, hắn muốn đem chiến cục khống chế tại trong phạm vi nhỏ. Dạng này mới có thể tận lực không dẫn tới triều đình bên kia can thiệp. Mà lại, Lan Đình Ngọc cũng không phải là muốn tất cả mọi người chết, hắn còn cần muốn biết rõ ràng mẫu thân năm đó tử vong chân tướng. Lan Đình Ngọc biết mẫu thân chết cùng Lâm Phu Nhân thoát không can hệ, nhưng hắn muốn Lâm Phu Nhân thừa nhận. Trọng yếu nhất là, Lan Đình Ngọc còn muốn biết rõ ràng. Năm đó hạ độc chết mẫu thân sự tình, phụ thân Lan Thiên Cơ là sớm biết được, còn là hoàn toàn không biết rõ tình hình. Nếu là biết được, hắn liền muốn được nếu không làm trái sự tình, đem Lan Thiên Cơ cũng cho giết. Xem như lấy an ủi mẫu thân trên trời có linh thiêng. Nếu là Lan Thiên Cơ không biết được, mà độc lại là Lâm phu nhân dưới. Vậy hắn còn muốn hỏi Lan Thiên Cơ, vì cái gì không cho mẫu thân chủ trì công đạo. Cửu Viêm Thần Hỏa lĩnh vực bao trùm Trương Đại Tiên Sinh, Trương Đại Tiên Sinh khắc sâu biết Cửu Viêm Thần Hỏa lĩnh vực lợi hại lập tức thân hình lấp lẽ, muốn đột phá cái này cửu viêm thần hỏa lĩnh vực. Nhưng là Lan Đình Ngọc cửu viêm thần hỏa lĩnh vực cũng là thế giới tự thành, vô luận trương đại tiên sinh làm sao né tránh, nhưng đều là không thể rời bỏ cửu viêm thần hỏa lĩnh vực phương thốn chi địa. Liệt diễm đốt cháy, trương đại tiên sinh tế ra thiết huyết khải giáp ngăn cản. Đồng thời, hắn cũng phóng xuất ra chính mình lĩnh vực cùng Lan Đình Ngọc lĩnh vực đối kháng. Hắn lĩnh vực chính là đoạt hồn nhiếp phách lĩnh vực, nhưng cái này lĩnh vực tựa hồ trời sinh liền sợ cửu viêm thần hỏa, căn bản là không có cách chống lại. Lan Đình Ngọc cửu viêm thần hỏa, chính là thiên hạ vô cùng bá đạo thần hỏa. Trương Đại Tiên Sinh liên tục xuất quyền, lấy vô thượng pháp lực muốn đem cái này cửu viêm thần hỏa lĩnh vực oanh ra một đầu lỗ hồng tới. Hắn quyền pháp chính là trí cương trí mãnh nứt giống như quyền pháp. Nhất quyền ra ngoài, giống như 10 triệu đầu tượng thần xé rách ra ngoài. Cái kia cửu viêm thần hỏa lĩnh vực cũng là chấn động liên tục, Lan Đình Ngọc một tay phát lực, đồng dạng, tại cửu viêm thần hỏa lĩnh vực bên trong, đột nhiên cửu long gào thét, cùng Trương Đại Tiên sinh quyền lực xé rách đụng vào nhau. Liên tục ba quyền, Trương Đại Tiên sinh quyền lực đều bị cửu long gào thét chấn thành phấn vụn. Lan Đình Ngọc một tay luyện giết Trương Đại Tiên sinh, mà hắn ánh mắt lại đang nhìn gần Lan Hồng Thà, nhân ma chờ. Chỉ cần bọn họ có phản kháng, hắn cũng phải lập tức xuất thủ. Đi, Lan Hồng Thà đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, hắn lần nữa thôi động côn lôn ngọc cái kia côn lôn ngọc hóa thành một đạo ngọc quang hung hãn chảm giết tới lan đình ngọc trong tay bắt pháp quyết đột nhiên cong ngón búng ra sau đó tại cửu viêm thần hỏa trong lĩnh vực đột nhiên thoát ra một miệng cửu viêm cự cử kiếm tới khẩu này cự kiếm cùng cái kia côn lôn ngọc bảo quang chém giết cùng một chỗ chỉ trong nháy mắt liền đem côn lôn ngọc bảo quang chảm thành cho tàn đã như vậy lan hồng thà vậy ngươi cũng phải đi chết đi Lan Đình Ngọc trong mắt sát cơ lộ ra. Lan Hoành Ninh bị kinh ngạc, hắn bạo giống một tiếng, nói, côn lôn chi thủ. Cái kia côn lôn ngọc đột nhiên toàn bộ hóa thành một đạo ngọc quang, ngọc quang nồng đậm, tại Lan Hoành Ninh điều khiển, hình thành một đạo màu ngà sữa cự thủ. Cái này màu ngà sữa cự thủ một chút thì vồ lấy Lan Đình Ngọc cửu viêm cự cử kiếm. Cái kia cửu viêm cự cử kiếm mãnh liệt rằng co. Nhưng là côn lôn chi thủ nhưng lại có chấn áp côn lôn sơn lực lượng, cái kia cửu viêm cự cử kiếm thế mà nhìn một chút bị đồng hóa, tất cả hỏa diễm, lực lượng đều bị nhìn một chút hóa thành ngọc quang. Đây chính là côn lôn chi thủ chỗ lợi hại. Mắt thấy, cửu viêm cự cử kiếm đã bị toàn bộ đồng hóa thành ngọc quang. Cái kia bên cạnh lan xây sáng chói cùng lan kiếm một cũng mắt cũng không chấp nhìn lấy, năm đó tiểu tạp trùng, hôm nay lại lợi hại đến nước này. Cái này trong lòng hai người thực là rất không thể tiếp nhận. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng là e ngại năm đó sự tình, bọn họ biết mình là làm quá mức. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, cái này tiểu tạp chủng có thể đột nhiên xoay người, thế mà lợi hại như vậy đâu. Lan Đình Ngọc một tay chấn áp trương đại tiên sinh, một tay ứng đối Lan Hoành Ninh Côn Lôn Ngọc. Lấy hắn tu vi, hoàn toàn có thể dùng cửu viêm thần hỏa lĩnh vực đem những người này toàn bộ hòa tan vào. Nhưng hắn cửu viêm thần hỏa lĩnh vực quá mức bá đạo, có thể sẽ trực tiếp đem lâm phu nhân, thậm chí toàn bộ hầu phủ đều cho thiêu sạch sẽ. Cho nên, Lan Đình Ngọc lựa chọn khắc chế. Giờ phút này, Lan Hoành Ninh tuy nhiên đã đem Lan Đình Ngọc Cửu Viêm Cự cử Kiếm đồng hóa, nhưng hắn cũng không có thở phào. Bởi vì Lan Đình Ngọc trước đó triển hiện ra thủ đoạn thật sự là quá mức quỷ dị. Mà lúc này, cái kia bị đồng hóa thành màu ngà sữa Cửu Viêm Cự cử Kiếm quả nhiên lại lên biến hóa. Tại Cửu Viêm Cự cử Kiếm nội bộ, đột nhiên diễn sinh ra liệt diễm tới. Vết nứt màu đỏ tại bề ngoài bộ xuất hiện, oanh một tiếng, đón lấy cửu viêm cự cử kiếm hóa thành thiên châm lửa ánh sáng, những thứ này hỏa quang lại cấp tốc tuôn ra vô cùng uy lực tới. Côn lôn chi thủ liên tục chấn áp, nhưng trung quy là không chấn áp được. Một giây sau, toàn bộ côn lôn chi thủ trực tiếp bị nổ bể ra tới. Côn lôn ngọc liền hóa thành cho tàn. Lan đình ngọc trong lúc nhấc tay liền đem đoạt phách kính cùng côn lôn ngọc hai kiện trí bảo hủy diệt, hắn càng không lưu tình, trong tay bắt pháp quyết, cường đại pháp lực khu động. Cửu viêm đại thủ ấn Lan Đình Ngọc khẽ quát một tiếng. Sau đó, thiên châm lửa quang ngưng tập hợp một chỗ, đột nhiên hình thành một đầu thần long. Thần long gào thét, lại hóa thành một đạo cự đại hỏa diễm thủ ấn hướng Lan Hoành Ninh chảo nhiếp tới. Lan Hoành Ninh liên tục lui lại, hắn trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Cái kia cửu viêm đại thủ ấn đốt cháy trong không khí từ trường, phần tử, lấy vô thượng quy tắc cùng lực lượng chân áp tới. Lan Hoành Ninh muốn chạy trốn cũng trốn không thoát bên ngoài cửu viêm thần long phong tỏa. Giờ khắc này, Lan Hoành Ninh tuyệt vọng vô cùng. Hắn côn lôn ngọc bị hủy, hắn tất cả thủ đoạn đều lộ ra trắng xám. Một cái hư tiên phía dưới cao thủ đụng phải Lan Đình Ngọc loại này yêu nghiệt, vốn chính là không có bất luận cái gì may mắn. Nhân ma tiên sinh, người còn không xuất thủ. Đúng lúc này, Lâm Phu Nhân hét lớn một tiếng. Nàng đã biết nguy hiểm, lại làm sao có thể trơ mắt nhìn con mình chết tại Lan Đình Ngọc trên tay đây. Nhân ma cười hắc hắc, giờ khắc này, hắn rốt cuộc xuất thủ nhân ma thân hình lóe lên liền ngăn ở lan hoành ninh trước mặt cái kia cử viêm đại thủ ấn thì bảo bọc nhân ma đỉnh đầu lấy xuống trong nháy mắt đó nhân ma tựa như đặt mình vào tại núi lửa bạo phát trung tâm một dạng cuồng mãnh cử viêm thần hỏa hung mãnh đốt giết tới nhân ma lại là cười hắc hắc hắn đột nhiên há mồm chỉ khẽ hấp liền đem chọn cái đại thủ ấn hút vào đến trong bụng cái kia một cái trước mắt nhân ma khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt tựa như là ăn đồ đại bổ một dạng tốt, tiểu thiếu gia cửu viêm thần hỏa quả nhiên là thiên hạ ít có đồ đại bổ. Thật sự là thống khoái thống khoái A, tiểu thiếu gia có thể lại đến một điểm sao. Nhân ma hướng Lan Đình Ngọc cười ha ha nói. Lan Đình Ngọc nao nao. Cái này một cái chớp mắt, hắn cũng phát giác được người này ma cổ quái. Có thể, Lan Đình Ngọc gật gật đầu. Hắn đột nhiên ra tay độc ác, cửu long gào thét cấp tốc chân áp trương đại tiên sinh. Một tiếng ẩm vang, Cửu Viêm Thần Hỏa trong lĩnh vực phát sinh kịch liệt nổ tung, tấm kia đại tiên sinh bị nổ thành phấn vụn, cho tàn. Đệ nhất hư tiên cao thủ như vậy thân tử đạo tiêu. Lan Đình Ngọc cũng là thiên mệnh chi vương, hắn giết cao thủ càng nhiều, ngược lại phúc báo càng dày. Lúc này, Lan Đình Ngọc liền đến chuyên tâm ứng đối nhân ma. Hắn đem cái kia Cửu Viêm Thần Hỏa lĩnh vực toàn bộ chảo nhiếp tới, một giây sau thì hướng nhân ma bao phủ tới nhân ma cấp tốc bị chấn áp tại cửu viêm thần hỏa trong lĩnh vực tốt 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 nhân ma cực kỳ hưng phấn cười ha ha hiện trường mọi người toàn bộ đều nhìn không chuyển mắt nhìn lấy lan đình ngọc mặt trầm như thủy hắn bất động thanh sắc không nói một lời mà người kia ma thì điên cuồng thống khoái hấp thu lên cửu viêm thần hỏa tới chỉ một lúc sau toàn bộ cửu viêm thần hỏa lĩnh vực thế mà thật sự bị nhân ma nuốt chửng lấy đi vào Nhân Ma ăn hết toàn bộ lĩnh vực liền đánh ợ no nê, hắn lại hướng Lan Đình Ngọc làm vái chào, nói ra: Tiểu thiếu gia, người cái này thần hỏa chính là thiên hạ ít có đồ tốt. Lần này cho lão phu hưởng dụng, lão phu tu vi ít nhất phải tăng gấp đôi. Cảm ơn a, à, tiểu thiếu gia. Lan Đình Ngọc từ tốn nói: Ta biết đại khái ngươi là ai. Há, thật sao? Nhân Ma cười cười nói ra. Lan Đình Ngọc nói ra: Thái cổ Nhân Ma sinh ra cũng là thể chất đặc thù có thể nuốt cắn pháp bảo, công pháp, không có gì không nuốt. Rất nhiều cao thủ đều thua ở trên tay ngươi, năm đó chính là tạo hóa cảnh cao thủ cũng không dám xuống tay với ngươi, bởi vì ngươi có thể nuốt mất bọn họ tạo vật khí. Nghĩ không ra tiểu thiếu ra kiến thức sâu như thế, nhân ma phất phất tay, nói ra, tiểu thiếu ra, bây giờ ngươi không có cửu viêm thần hỏa, đã đợi cùng với phế nhân. Ngươi đi đi, lão phu xem ở hầu ra trên mặt, hôm nay không làm khó dễ ngươi lan đình ngọc từ tốn nói có điều cũng có rất khéo một việc thật sao nhân ma nhiều hứng thú lan đình ngọc nói ra thế gian còn không người có thể thôn vệ cử viêm thần hỏa nhưng nó đã bị lão phu thôn vệ nhân ma nói ra lan đình ngọc nói ra cử viêm thần trong lửa chính là tâm hỏa tâm hỏa bất diệt cử viêm thần hỏa không chết hắn nói đến đây đột nhiên ánh mắt rét lạnh nói ra người thật sự cho rằng người có thể nuốt cho ta cử viêm thần hỏa sao hắn đột nhiên nhắm mắt, tiếp lấy mở to mắt, cái này một cái chớp mắt, Lan Đình Ngọc trong hai mắt hiện ra hai đoàn tâm hỏa. Tâm hỏa bên ngoài cũng là cửu viêm thần hỏa. Cái kia bị nhân ma thôn phệ cửu viêm thần hỏa vốn là đã thành thuốc bổ, cho tàn. Nhưng giờ phút này tựa như là dì sắt bao khỏa phòng, những sắt đó dì cấp tốc bị đánh bay, bên trong phong mang lập tức liền hiển hiện ra. Trong nháy mắt đó, nhân ma trong bụng giống như vũ trụ tinh thần, vô số lửa điểm lóe lên. Không, không có khả năng, nhân ma trong mắt lóe lên tuyệt vọng, hoảng sợ thần sắc. Hắn gào thét, thét lên, tuyệt vọng, gào thét. Nhưng là rất nhanh, nhân ma khuôn mặt thì bắt đầu vặn vẹo. Ánh lửa ngút trời, trong nháy mắt, nhân ma liền bị đốt hóa thành cho tàn. Lúc này, Lan Đình Ngọc bàn tay lớn vồ một cái, liền đem cái kia cửu viêm thần hỏa hóa thành hai đạo cửu viêm dây thừng. Giá thằng tắc trực tiếp đem Lan xây sáng chói, Lan kiếm đưa một cái nhốt ở bên trong. Chỉ cần cửu viêm thần hỏa hơi đụng chạm lấy bọn họ thân thể, đó chính là da chóc thịt bong. Lan xây sáng chói cùng lan kiếm một sớm đến kịch liệt, giờ phút này là một cử động nhỏ cũng không dám. Lâm Nguyệt Sen, hiện tại, ta có tư cách cùng ngươi đối thoại A. À? Ngươi cũng cần phải nói chút lời nói thật đi, ta cũng không muốn đem một đời trước ân oán gây hỏa tới đến đời sau. Nhưng là, ta cũng không để ý liền ở ngay đây giết ta mấy cái này thân ái huynh đệ. Dù sao những năm gần đây, bọn họ cũng chưa từng đem ta xem như qua huynh đệ. Lâm phu nhân sắc mặt tái xanh, miệng nàng môi run nhẹ nhẹ, nếu là hầu ra trở về, Lan Đình Ngọc, hắn không biết bỏ qua cho ngươi. Ta liền hoàng thượng cũng không sợ, ta sẽ sợ hắn. Lan Đình Ngọc hỏi vặn nói. Lâm phu nhân nhất thời nghẹn lời. Lan Đình Ngọc, Lan Hoành Ninh ngăn ở Lâm phu nhân trước người, nói ra, có chuyện gì, người hướng về phía ta tới, không nên làm khó mẹ ta cùng kiếm nhất bọn họ cái kia tốt, Lan Đình Ngọc trong mắt lóe lên lệ quang. hắn trong nháy mắt thi triển ra cửu viêm đại thủ ấn. Thần Long gào thét, hóa thành đại thủ ấn bao trùm hết thảy quy tắc. hỏa quang thoáng hiện, sau đó Lan Hoành Ninh liền bị Lan Đình Nguyệt cửu viêm đại thủ ấn bắt lấy. a, à, Lan Hoành Ninh phát ra thống khổ tiếng gào thét. cái kia cửu viêm thần hỏa tuy nhiên còn chưa bày ra thực lực chân chính, nhưng Lan Hoành Ninh đã thống khổ không chịu nổi. Lan kiếm vừa cùng lan xây sáng chói hơi động một cái, liền cũng bị cửu viêm dây thừng bỏng đến da chóc thịt bong. Hai người đau đến nhe răng trợn mắt. Trong nhà một bên còn có một cỗ thịt nướng cháy vị đạo. Lâm Nguyệt Sen, ta kiên nhẫn có hạn, người như lại không mở miệng. Ta liền trước đem người cái này ba con trai giết. Lan Đình Ngọc lạnh giọng nói ra, ta đếm một đến ba, tự gánh lấy hậu quả. Một, hai, ta nói, cái này một cái chớp mắt, lâm phu nhân trên trán mồ hôi chảy ròng ròng tại cái kia quan trọng nháy mắt nàng thần hồn run rẩy dường như đã trông thấy ba con trai thân tử đạo tiêu lan đình ngọc nói ra nói năm đó chén kia canh hạt sen đến cùng là ai cho ta mẹ ăn lâm phu nhân tê liệt trên ghế ngồi bất lực nói ra trong lòng ngươi không phải đều có đáp án sao còn hỏi tới làm cái gì quả thật là ngươi lan đình ngọc trong mắt lóe lên vô cùng thống hận chi sắc chết Lan Đình Ngọc đột nhiên lăng không một chảo, hư không thủ ấn liền nắm Lan Kiếm một đầu. ầm, Lan Kiếm một đầu hóa thành bột máu, tại chỗ tử vong. Máu tươi chảy cuồn cuộn, trong ngôi nhà này một bên tràn ngập nồng đậm huyết tinh vị đạo. Không, Lâm Phu Nhân thấy thế, hai mắt huyết hồng, âm thanh kiệt lực gào thét kêu lên. Đó là con trai của nàng A. Lan xây sáng trói thì dọa sợ, Lan Hoành Ninh trong mắt lóe lên ngập trời chi nộ, Lan Đình Ngọc, người thật liền huynh đệ đều giết người tên xúc sinh này. Lan Đình Ngọc Lệ cười, nói ra, huynh đệ, hiện tại đi theo ta nói huynh đệ hai chữ, năm đó bọn họ khi dễ ta thời điểm, nhục nhã ta thời điểm, ngươi làm sao không theo ta nói huynh đệ hai chữ. Mẹ ngươi hạ độc chết mẹ ta thời điểm, nàng làm sao không suy nghĩ, chúng ta là anh em. Lan Đình Ngọc cười ha ha, sau đó lại hỏi Lâm Nguyệt Sen, nói ra, thế nào, Lâm Phu Nhân, rất đau đúng hay không? Nhưng ta cảm thấy, còn chưa đủ đau nhức. Người còn có nhiều như vậy con gái, chết nhiều mấy cái có quan hệ gì. Ta 6 tuổi lúc, người thì nhẫn tâm đem ta thân nhân duy nhất cướp đi. Người còn dùng túng người nô bộc đi đe dọa ta, người cũng đã biết loại kia tránh trong chăn run lẩy bẩy tư vị. Người cũng đã biết, loại kia liền một cái ấm áp ôm ấp cũng không tìm tới, khóc chỉ có thể cùng chính mình khóc tư vị. Ta chỉnh một chút thụ 20 năm loại tư vị này. Audio điện tử võ tấn bền Tại thời khắc này, Lan Đình Ngọc tựa hồ là muốn đem hắn thủ qua tất cả ủy khuất đều phát tiết đi ra. Tại Lâm Phu Nhân các loại trong mắt người, cái kia trong rất nhiều năm, bọn họ chưa từng nhìn tới cái này tiểu tạp trùng. Bọn họ tùy ý hạ nhân khi dễ hắn. Bọn họ nhìn đến hắn thụ đến bất kỳ khi dễ, đều sẽ yên lặng, cũng không chống lại, giải thích. Bọn họ kém chút đều coi là, hắn cũng là cái mềm yếu người, không có bất kỳ cái gì tính khí. Nhưng lúc này, bọn họ mới biết được, nguyên lai like Lan Đình Ngọc vẫn luôn tại ứ động loại này cam giận mút trời. Lâm phu nhân rốt cuộc chịu thua, nói ra, Lan Đình Ngọc, năm đó ân oán, không có quan hệ gì với bọn họ. Ngươi đều hướng ta tới, không sai, là ta giết ngươi mẹ. Ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt, hôm nay đều hết theo tôn liền. Lan Đình Ngọc trong mắt tràn đầy hận ý, hắn nói ra, tại sao muốn giết mẹ ta? Mẹ ta chỗ đó trêu chọc ngươi, nàng từ vào hầu phủ đại môn, thì không có đạt được qua lan thiên cơ con mắt nhìn nhau, nhận hết ức. Chính là như vậy, vì sao ngươi còn dung không được nàng? Nàng tu vi mất hết, bất quá là muốn bảo vệ con trai mình, an phận qua ngày, tại sao lại ngươi dung không được nàng, còn muốn đem nàng hạ độc chết? Lâm phu nhân căn bản không dám trần chờ, nàng nói ra, bởi vì Ta muốn nghe lời thật, nếu để cho ta phát giác ngươi có một tia giấu giếm cùng do dự, như vậy ngươi thì cho lan xây sáng trói thu thi, Lan Đình Ngọc lạnh lùng, từng chữ nói. Lâm phu nhân đến miệng lời nói lập tức lại nuốt xuống, nàng là thật có chút chút sợ hãi Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc giờ phút này cho nàng cảm giác cũng là hỉ nộ vô thường, hung ác nham hiểm vô cùng. Lâm phu nhân hít sâu một hơi, nói ra, ta muốn vì hầu ra suy nghĩ, tinh thần điện năm đó thế lực rất lớn. Mẹ ngươi thủy chung là tinh thần điện dư nghiệt, nàng còn sống, hầu ra cuối cùng rồi sẽ để hoàng thượng ngờ vực vô căn cứ. Cho nên, nàng tốt nhất vẫn là chết tốt. Lan Đình Ngọc bị kinh ngạc, nói, còn cùng Hoàng thượng dính líu quan hệ. Hoàng thượng có thể từng bày mưu đặt kế qua. Lâm Phu Nhân nói ra, Hoàng thượng mặc dù không có bày mưu đặt kế, nhưng chúng ta làm thần tử, cũng muốn học hội phỏng đoán thượng ý. Lan Đình Ngọc nổi giận, nói, đáng giận, mẹ ta vì Lan Thiên Cơ, đã sớm tu vi bị phế, nàng nỗ lực nhiều như thế, còn muốn bị dạng này một có lẽ có tội danh hạ độc chết. Người đi chết, lan đình ngọc tất cả phẫn hận không chỗ phát tiết một chảo phía dưới lan xây sáng chói đầu cũng ảnh một đoàn mưa máu đi ra tại chỗ chết thảm máu thịt be bét lan đình ngọc lan hoành ninh cùng lâm phu nhân muốn rách cả mí mắt tuyệt vọng gào thét lan đình ngọc người cái tên điên này người điên lâm phu nhân giống như là điên một dạng ha ha ta là điên lan đình ngọc cười ha hả hắn sau đó lần nữa lạnh xuống thanh âm hỏi hiện tại đến phiên người con trai trường Ngươi trả lời không tốt, ta thì đòi mạng hắn. Ta hỏi ngươi, Lan Đình Ngọc nói ra, Lan Thiên Cơ có biết hay không ngươi muốn ra tay. Không biết, Lâm Phu Nhân run rẩy nói ra, trong lòng của hắn vẫn luôn là yêu mẹ ngươi. Cẩu thí, Lan Đình Ngọc nói ra, lời này người nào sẽ tin tưởng? Hắn nếu là đối mẹ ta có nửa phần lòng thương hại, liền sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi như thế khi nhục mẹ ta. Hắn nhược tâm bên trong có ta mẹ nửa phần, mẹ ta sau khi chết liền sẽ không tùy theo ta bị các ngươi ức như vậy. Từ nhỏ đến lớn, hắn đối với ta duy nhất làm qua sự tình, thì là không cho phép ta tập võ, sách. Hắn bất quá là không muốn lưng một cái giết con danh tiếng, cho nên liền muốn giống dưỡng như heo nuôi nhốt ta. Lâm phu nhân trầm mặc đi xuống. Lan Đình Ngọc nói, tại sao không nói chuyện? Lâm phu nhân nói ra, người muốn nghe cái gì? Nàng đột nhiên thì đau buồn lên, nói ra, người giết ta hai đứa con trai, người muốn nghe nói thật, ta đều nói cho ngươi. Có thể ngươi vẫn là đem bọn hắn giết, ta nói với ngươi lời nói dối, ngươi cũng không tin. Ngươi đến cùng muốn nghe cái gì? Nói thật, Lan Đình Ngọc hít sâu một hơi, nói ra, tốt, mạng ngươi, ta muốn định. Lan Hoành Ninh ta không biết giết, ngươi bây giờ chỉ để ý nói thật ra. Nếu như ngươi nói láo, cái kia Lan Hoành Ninh đó là một con đường chết. Vì hắn, ngươi đem tất cả nói thật đều muốn nói ra tới. Nói thật cũng là lâm phu nhân nói ra lan thiên cơ cũng là cái người vô tình hắn không chỉ là đối mẫu thân ngươi vô tình hắn đối tất cả mọi người vô tình nếu như nói hắn nhất định có cảm tình lời nói đó chính là hắn cực trung thành với hoàng đế bệ hạ có thể làm nỗ lực tánh mạng trong lòng của hắn có rất sâu trung thành tư tưởng nếu như hoàng đế muốn ăn hắn nhi tử hắn hội không chút do dự đem nhi tử giết đưa qua cái này là phụ thân ngươi mẹ ta thật sự là mắt mù lan đình ngọc mắng một tiếng cho nên lan đình ngọc nói ra lan thiên cơ đến cùng có biết hay không người muốn giết ta mẹ lâm phu nhân cười lạnh một tiếng nói ra hắn đương nhiên biết đêm đó ta cố ý thăm dò qua hắn nói qua hoàng thượng có thể sẽ không ưa thích diệp loan phượng hắn cũng không nói gì mà sau đó diệp loan phượng minh lộ ra chúng độc hắn cũng không có cứu giúp hắn là nhìn lấy mẹ ngươi chết không phải vậy ngươi cho rằng ai có thể tại dưới mí mắt hắn giết người quả nhiên là dạng này quả nhiên quả nhiên lan đình ngọc thân thể khẽ run lên lan thiên cơ người đáng chết lan đình ngọc nghiến răng nghiến lợi người đi chết đi sau đó lan đình ngọc rốt cuộc xuất thủ hắn nhất trưởng đem lâm phu nhân đánh chết lại là cho lâm phu nhân lưu một cái toàn thây mẹ lan hoành ninh gào thét lệ rơi đầy mặt lan đình ngọc lạnh lùng buông ra lan hoành ninh sau đó thu tòa nhà bên ngoài cử viêm thần long cái kia cử viêm thần long hóa thành một miệng tinh nguyên bị lan đình ngọc một miệng nuốt vào đi vào Lan Đình Ngọc đi ra tòa nhà, sau đó, cái kia tòa nhà ẩm vang sụp đổ. Trong ngôi nhà này bộ kết cấu sớm đã bị hao tổn, mất đi cửu viêm thần long trèo trống, tự nhiên cũng chỉ có sụp đổ vận mệnh. Lan Đình Ngọc đứng tại bên ngoài hầu phủ mặt, hắn nhìn lấy tòa này đã quen thuộc, vừa xa lạ hầu phủ. Hắn nghĩ tới chính mình mẫu thân. Năm đó trở nên hy sinh hết thảy, bất quá là chuyện tiếu lâm. Mẫu thân bi kịch là từ khi biết Lan Thiên Cơ bắt đầu, cái này hậu trường đầy tay còn có đương kim hoàng thượng toàn bộ đại khang lại không có bất kỳ cái gì để lan đình ngọc lưu luyến mới mẹ sự kiện này vẫn chưa hết ta biết ta từ nhỏ người liền dạy ta muốn khoan hồng độ lượng một chút không muốn trong lòng có hận nếu như người vẫn luôn còn sống bọn họ lại thế nào khi dễ ta ta đều có thể tha thứ thế nhưng là bọn họ liền ngươi đều hại chết ta còn muốn làm sao tới thương bọn họ Lan Thiên Cơ năm đó chính là vì một phần ngôi sao lớn thuật đến nhờ gần ngươi. Ta muốn đem hắn tất cả hắn coi trọng, bảo vệ đồ vật đều hủy diệt đi. Lan Đình Ngọc sau đó trong mắt lóe lên một vệt sạch sẽ, hắn phun ra một miệng tinh nguyên. Khẩu này tinh nguyên càng lúc càng lớn, cấp tốc hóa thành một đầu to lớn cửu viêm thần long. Thần long lên không, to lớn vô cùng. Cái này cửu viêm thần long trên không trung ngẩng đầu lên, liên tục gào thét. Trong hầu phủ, bọn hạ nhân bị kinh sợ cấp tốc thoát đi bao quát trong hầu phủ cao thủ chờ một chút toàn bộ đều biết không có khả năng chống cự dạng này cử viêm thần long trong hầu phủ người cấp tốc rút lui lan đình ngọc tuy nhiên chuẩn bị hủy diệt hầu phủ nhưng trong xương cốt vẫn có lòng nhân từ liền là cố ý cho những người này thời gian rời đi hầu phủ lan đình ngọc ý nguyện rất rõ ràng hắn chính là muốn đem cái này cả tòa vũ hầu phủ nhổ tận gốc hủy diệt đi nhưng lúc này hoàng thành long vệ lập tức liền bị kinh động hư không bên trong bóng người lấp lóe chỉ một lúc sau sáu tên long vệ đến đây trực tiếp đem lan đình ngọc vây lại trước sau trái phải kín không kẽ hở cầm đầu long vệ chính là công tôn chính đại người công tôn chính là hoàng thượng tâm phúc luôn luôn đều là giám sát hoàng thành hắn rất ít lộ diện nhưng lan đình ngọc làm ra đến động kính không nhỏ công tôn chính sợ có cái gì ngoài ý muốn thì lập tức chạy đến công tôn đang cũng là nhận biết lan đình ngọc lan tướng quân tại sao là ngươi ngươi làm cái gì vậy công tôn chính chỉ chỉ cái kia không trung to lớn vô cùng cửu viêm thần long sắc mặt hắn rất khó coi lan đình ngọc nhàn nhạt, nhạt quét mắt một vòng công tôn chính nói ra rất rõ ràng ta muốn hủy tòa này hầu phủ công tôn ngay mặt sắc mãnh liệt nói ra hầu phủ chính là triều đình đại quan trạch phòng lan tướng quân ngươi chẳng lẽ đang nói đùa chứ lan đình ngọc nói ra Công tôn chính, bớt nói nhiều lời đi. Người có bản lĩnh, thì ngăn lại ta, như không có bản sự này, liền lăn chứng. Thật là cuồng vọng, công tôn chính cũng là giận. Công tôn chính chính là thiết huyết thủ đoạn, tại trong Hoàng thành, hắn cùng bất luận kẻ nào cũng không tới hướng thân cận. Nhưng chỉ cần có người tại trong Hoàng thành làm trái quy củ, như vậy hắn thân là long vệ chi thủ, là tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Bắt lấy hắn, công tôn đứng trước khắc xuống lệnh sau đó hắn ngũ đại long vệ lập tức xuất thủ có thể trở thành long vệ vậy cũng là hoàng thượng cùng công tôn chính thiên chọn vạn tuyển ra tới cái kia năm tên long vệ toàn bộ đều là pháp lực cao thâm hạng người công tôn chính ra lệnh một tiếng năm tên long vệ nhìn chăm chú liếc một chút sau đó đồng loạt ra tay bọn họ mỗi trong tay người đều có một bộ ngân sắc cùng loại lưới đánh cá đổ vật đồng thời vẩy ra trong nháy mắt không chung sợi bạc ngàn vạn khiến người ta khó lòng phòng bị một giây sau tất cả sợi bạc bao phủ tựa như kén tầm như thiểm điện liền đem lan đình ngọc cho bó ở chính giữa lưới này chính là long vệ nhóm phân phối tiêu chuẩn pháp bảo pháp bảo này gọi là chân long thiên ti lưới tại trong hoàng thành uy lực cực lớn bởi vì đây là hoàng thượng hiên chính hạo dùng ma điển luyện chế ra tới đồng thời cùng toàn bộ hoàng thành hộ thành đại trận có kỳ diệu liên hệ cái này đại khang hoàng thành hộ thành đại trận chính là thiên hạ đệ nhất kỳ trận Uy lực mạnh đến bất khả tư nghị cấp độ, liền xem như trời cao tông, Vũ Hóa môn, còn có hắn Đại tông môn trận pháp đến cùng cái này hộ thành đại trận so sánh. Vậy cũng là liền sách dày cũng không xứng. Hiên Chính Hạo am hiểu nhất cũng là gìn giữ cái đã có, lúc trước hắn tại thế giới Bao La bên trong vì Trung Hoa Đại đế Trần Lăng hiệu lực lúc, liền đem hương càng thủ vệ đến kín không kẽ hở. Bây giờ Hiên Chính Hạo tu vi thông thiên, lại giống như này phong phú tư nguyên, hắn đem cái này Đại Khang Hoàng thành chính hắn đại bản doanh càng là thủ hộ đến không chê vào đâu được, không có người có thể ở chỗ này quấy rối. Đại Khang Hoàng Thành chính là hiên chính hạo căn bản vị trí. Những năm gần đây, hiên chính hạo gây thù hằn không ít, nhưng lại một mực gối cao không lo. Nhưng đều là toàn nhịn cái này hộ thành trận pháp chi công cực khổ. Chân Long thiên ti lưới trong nháy mắt liền đem Lan Đình Ngọc bao lại. Công tôn chính lạnh ngừ một tiếng, nói, Hoàng thượng đã sớm nói, Lan Đình Ngọc sớm muộn có cái này vừa đến. Hắn cử viêm thần hỏa có chút khó có thể ứng phó, tế thiên long bát bộ phù đồ huyền tháp. Lan Đình Ngọc bị vây ở cái kia thật long thiên tia lưới bên trong, hắn vốn đang không lắm để ý. Hắn cũng là có ý muốn từ nội bộ đến phần sát đây hết thảy vật chất. Đây là hắn lần nào cũng đúng. Lan Đình Ngọc vốn đang không quá để ý cái này chân long thiên ti võng, nhưng chờ hắn chuẩn bị phần sát cái này chân long thiên ti võng lúc mới phát giác đến không thích hợp, lan đình ngọc phát hiện chân long thiên ti võng mỗi một cây tia lưới tuy nhiên nhìn như rất nhỏ nhưng trên thực tế bên trong lại ẩn chứa một cái tiểu thế giới cái này chân long thiên ti võng lít nha lít nhít giống như vô số cái tiểu thế giới đem hắn chân áp càng nguy hiểm hơn là những thế giới nhỏ này còn cùng hoàng thành hộ thành đại trận chặt chẽ tương liên loại cảm giác này cũng là trăm ngàn điều tiểu khê cùng đại hải liên thông cảm giác một dạng lan đình ngọc cũng không lo được hắn lập tức phát động cửu viêm thần hỏa ầm ầm trong nháy mắt trăm ngàn điều chân long thiên ti võng nội bộ thế giới bắt đầu sôi trào lên mắt thấy chân long thiên ti võng liền bị lan đình ngọc cường đại cửu viêm thần lửa đốt cháy thành cho bụi nhưng là lúc này hộ thành đại trận bắt đầu vận chuyển vô cùng vô tận khí tức băng hàn tràn vào chân long thiên ti bên trong mặc cho lan đình ngọc cửu viêm thần hỏa như thế nào bá đạo giờ phút này lại không cách nào đem chọn tòa hộ thành đại trận băng hàn chi khí đốt bốc cháy đồng thời công tôn chính bên này thế mà tế ra thiên long bát bộ phù đồ huyền tháp. Cái kia thiên long bát bộ phù đồ huyền tháp trên không trung xuất hiện, đem chọn cái trên hoàng thành hư không che giấu, trong chốc lát, liền đem lan đình ngọc cửu viêm thần long cho nắm bắt đi vào. Đón lấy, công tôn đang đem lan đình ngọc một chảo, cũng ném vào đến thiên long bát bộ phù đồ huyền trong tháp. Như thế về sau, công tôn chính một đoàn người cũng không nói chuyện, thu thiên long bát bộ phù đồ huyền tháp, lập tức phi thân rời đi bọn họ là hồi cung phục mệnh đi. Lan Đình Ngọc có như vậy một hồi là không bình tĩnh nổi, hắn từ khi tu vi đại thành về sau, có rất ít bị khống chế lại thời điểm. Riêng là tiến vào hư tiên về sau, chính là gặp phải động tiên cảnh cao thủ, đó cũng là có biện pháp đào tẩu. Mà lúc này, cũng là bị mấy cái long vệ tiện tay chảo một cái, liền triệt để hạn chế lại. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cửu viêm thần hỏa trong lúc nhất thời, cũng là không có đưa đến tác dụng khiến lan đình ngọc trong nháy mắt có loại pháp thuật mất linh khủng hoảng cảm giác sau đó hắn lại bị ném vào đến cái này thiên long bát bộ phù đồ huyền trong tháp ném vào đến trong nháy mắt hắn cảm giác được dường như bị ném vào đến một cái vô biên trong vực sâu rất nhanh thân hình hắn tại trong hư không tối tăm đứng nghiêm nơi xa ẩn ẩn có một ít ánh sáng lan đình ngọc cảm giác mình là bị nhốt ở ngoài cửa mặt hắn không biết đẩy ra cái kia phiến đại môn bên trong lại là cái gì Lan Đình Ngọc không kịp suy nghĩ nhiều, hắn như thế nào cam tâm như vậy bị nhốt. Ngay sau đó, hắn cuồng mãnh vận chuyển lên cửu viêm thật giận. Đồng thời, thân thể của hắn biến hóa, sau cùng cả người đều trở thành cửu viêm thật giận. Cửu viêm thật giận hóa thành thiên điểm hỏa diễm. Lan Đình Ngọc lúc trước còn tại hầu phủ bầu trời vẫn nhất tôn cửu viêm thần long, cái này cửu viêm thần long cũng bị trấn áp tại thiên long bát bộ phù đồ huyền trong tháp. Giờ phút này, Lan Đình Ngọc cũng điều động cái kia cửu viêm thần long đến đây quý vị. Nhưng là rất nhanh, Lan Đình Ngọc ý nghĩ này thì bỏ đi. Bởi vì hắn cảm giác được cái kia cửu viêm thần long là tại một cái phong bế trong thế giới, vô luận cái kia cửu viêm thần long dẫy dụa như thế nào va chạm, đều đụng không ra cái kia phong bế thế giới. Thiên điểm hỏa diễm phẫn nộ bốc cháy lên, lại muốn theo chân long thiên ti trong khe hở đào tẩu. Có thể lúc này, theo Lan Đình Ngọc biến hóa, vậy bên ngoài chân long thiên ti võng cũng biến hóa theo. Chân long thiên ti võng cấp tốc ngưng luyện thành một quả cầu ánh sáng. Quang cầu đem Lan Đình Ngọc thiên điểm hỏa diễm toàn bộ một mực bao phủ ở bên trong. Lan Đình Ngọc cấp tốc đem thiên điểm hỏa diễm toàn bộ hóa thành liên hoa, đây là hắn tuyệt sát chi chiêu, cửu viêm bàn nhược thiên hỏa. Sau đó, thiên đoá liên hoa cùng nhau nổ tung lên. Ánh lửa ngút trời. Quả cầu ánh sáng kia cấp tốc biến lớn, thế mà tựa như là bọt biển một dạng, lại như đúng đúng vô cùng vô tận hải dương. Quang cầu bị hao tổn về sau, bên ngoài lập tức liền có lực lượng đem quang cầu chữa trị. Tại cái này quang cầu bên trong, lại là ẩn chứa hoa hạ công phu bên trong thái cực quyền nguyên lý. Âm ầm, chấn động nổi lên bốn phía, quang cầu cùng bốn phía tựa như là tại Minh Mông biển lớn bên trong tao ngộ phong bạo biển động. Nhưng các loại lan đình ngọc nổ tung chấn động hoàn tất về sau, quang cầu cùng bốn phía khôi phục lại bình tĩnh. Lan Đình Ngọc rất ít thi triển cái này cửu viêm bàn nhược thiên hỏa, bởi vì quá hao tổn nguyên khí. Nhưng hôm nay, hắn lại là cho dù thi triển cái này cửu viêm bàn nhược thiên hỏa, nhưng cũng là không có chạy ra quang cầu này bên ngoài. Càng đừng đề cập, quang cầu bên ngoài, còn có thiên long bát bộ phù đồ huyền tháp chân áp. Lan Đình Ngọc ngốc ngẩn ngơ, hắn lúc này không lại tiếp tục giấy ruộng, mà chính là cấp tốc ngưng tụ thân thể, sau đó khoanh chân tu luyện, ngưng thần lên. Giờ khắc này, Lan Đình Ngọc trong lòng rốt cuộc đối Hoàng Thượng Hiên chính hạo sinh ra một loại nói không nên lời e ngại. Nguyên bản, đối với hắn mà nói, sớm nhất thời điểm thật là e ngại Hoàng Quyền. Nhưng về sau, hắn kinh lịch quá nhiều, tu vi lại mấy lần tăng nhiều. Niềm tin của hắn đã nhảy lên tới một loại vô cùng tự đắc cấp độ. Cho dù là tại kỷ phấn trắng thế giới bên trong mấy lần bị bắt, Lan Đình Ngọc cũng không có mất đi lòng tin. Dù sao, toàn bộ địa cầu tu đạo mức độ, phải nói vẫn là thuộc kỷ phấn trắng thế giới bên trong lợi hại nhất. Hắn ở nơi đó đều xông mấy cái vừa đi vừa về, còn thế nào sẽ đem hắn thế giới cao thủ để vào mắt đây? Mà giờ khắc này, hắn bị khốn trụ về sau mới quả thật minh bạch Hoàng Thượng Hiên chính hạo chỗ kinh khủng. Mà trên thực tế, liền xem như La Quân bây giờ cũng là có chút bành trướng. Cùng Lan Đình Ngọc có một dạng tâm tính, đều cho là mình coi như làm không thắng Hiên chính hạo, nhưng muốn rời khỏi vấn đề vẫn là không lớn đều cảm thấy mình là đại lực sĩ có thể cùng hiên chính hạo tách ra vật tay tử bọn họ không biết là tại bọn họ phi tốc trưởng thành đồng thời hoàng đế hiên chính hạo càng là tại giành giật từng giây một khác đều không có ngừng tu luyện cách lan đình ngọc hòa la quân trở về giao nhiệm vụ thời gian chỉ còn lại một tháng la quân thời gian cũng không nhiều hắn chả có ba kiện trí bảo không có tới tay la quân cảm thấy mình trước mắt khẩn yếu nhất cũng không phải là đi trung ương thế giới đoạt bảo tàng mà chính là muốn trước đi thế giới bao la bên trong tìm về vô thủy thần ngẫu, tiếp lấy đi phía tây vương giới một chuyến, nhìn có thể hay không tìm tới nhị ca. Đời này sự tình cũng là quỷ dị như vậy kỳ diệu, vốn cho rằng đơn giản nhất cũng là theo nhị ca trong tay cầm lại ba kiện chí bảo. Là quân ngay từ đầu đều đã xem như cái kia ba kiện chí bảo cũng là tìm tới. Hắn đều không hao tâm tốn sức. Mà sự thật lại là, còn lại trí bảo lấy ra cũng không phí công phu, ngược lại cũng là nhị ca trong tay ba kiện trí bảo chậm chạp không thể quy vị. La Quân muốn đi, nhưng đối Lan Đình Ngọc sự tình vẫn còn có chút không yên lòng. Hắn đối Lan Đình Ngọc cảm tình rất là phức tạp, hắn muốn muốn tự tay giết Lan Đình Ngọc. Nhưng lại không muốn Lan Đình Ngọc chết oan trong tay người khác. Lan Đình Ngọc tại trong hầu phủ chỗ làm sự tình là không gói được lừa. La Quân tại xế chiều hôm đó thì thu đến Tô Yên Nhiên truyền đến tin tức. Tô Yên Nhiên tự mình tới nói cho La Quân bây giờ tô yên nhiên đối la quân là ưa thích cực kỳ không nói trước kia giao tình thì hướng la quân cho nàng nhiều như vậy thuần dương đan thuốc nàng lấy thân báo đáp đều không đủ tô yên nhiên biết la quân cùng lan đình ngọc ở giữa những cái kia hỏng bét chuyện nát thân là thiên chỉ các hoàng thành quản sự người cái này một chút điểm tình báo vẫn có thể lấy tới tô yên nhiên còn biết lần này la quân cùng lan đình ngọc là đồng thời trở về hai người này quan hệ đã có chút nói không rõ không nói rõ Tô Yên Nhiên vào thiếu uy phủ về sau, là quân đơn độc cùng Tô Yên Nhiên nói chuyện với nhau. Người nói là, Lan Đình Ngọc giết Lan Thiên Cơ Nguyên phối phu nhân, lại đem Lan Kiếm vừa cùng Lan xây sáng chói cái này hai huynh đệ cũng giết. Là quân chấn động vô cùng, hắn đã sớm ngờ tới, nhưng tránh thức nghe được tin tức này lúc, hắn vẫn là cảm thấy chấn kinh. Lan Đình Ngọc đây mới thực là tại thấy chết không sờn a. Hắn đã hoàn toàn không cho chính hắn lưu đường lui. Sau đó thì sao? La Quân lại liền vội hỏi Tô Yên Nhiên. Tô Yên Nhiên nói ra, Lan Đình Ngọc chuẩn bị tướng hầu phủ hủy đi thời điểm, kinh động kinh thành Long Vệ. Long Vệ đem Lan Đình Ngọc bắt. A, à, La Quân gật gật đầu, hắn thở dài, nói ra, ta đại khái hiểu, Lan Đình Ngọc cũng không phải là thật muốn hủy đi hầu phủ. Hắn là cố ý để Long Vệ bắt đi. Tô Yên Nhiên nhất thời sắc mặt cổ quái, nói ra, đây là cơ tại cái gì căn cứ, người hồi cho rằng Lan Đình Ngọc là cố ý để Long Vệ bắt đi. La Quân tràn đầy tự tin, nói ra, lấy Lan Đình Ngọc bản sự, hắn không muốn bị bắt đi, ta nhìn cái này trong hoàng thành không có người nào có thể vây khốn hắn đi. Chớ nói chi đến chỉ là Long Vệ. Đây là, thả ngươi mẹ cái giám A, à. tôi yên nhiên ngốc ngẩn ngơ, sau đó bạo câu nói tục. Là Quân nào nào, nói ra, làm sao, ngươi không tin ta lời nói. Tô Yên Nhiên nói ra, đương nhiên không tin. Là Quân nói ra, đó là ngươi không có ta giải Lan Đình Ngọc bản sự, không có người có thể vây khốn Lan Đình Ngọc. Ta có thể muốn so ngươi càng giải Lan Đình Ngọc đi. Tô Yên Nhiên nói ra, Lan Đình Ngọc cửu viêm thần hỏa chân kinh đã tu luyện tới lô hỏa thuần thanh cấp độ, lại là hư tiên trung kỳ tu vi. Thân thể của hắn cơ hồ là có thể thiên biến vạn hóa vì vô số điểm hỏa diễm mà bất diệt. Tâm hỏa bất diệt, hắn liền không chết, đúng hay không? Người đây đều biết, là quân bị kinh ngạc. Tô Yên Nhiên nói ra, những thứ này không ngừng ta biết, hoàng thượng cũng biết đây. Còn có người bản sự, người những thủ đoạn nào, chúng ta cũng biết. Người có một cái có thể thay người tử thần ngẫu nhiên đúng hay không? Còn có người thân thể kim cương bất hoại chờ một chút, những thứ này chúng ta đều biết. Có chút tư liệu là chúng ta siêu tập, có chút tư liệu là hoàng thất cung cấp, còn có một số tư liệu là đến từ chủ thượng vãng sinh la bàn cha. Chủ thượng đi lên la bàn cùng hoàng thượng ma điển lẫn nhau kết hợp về sau, đã sớm có thể dọn sạch phần đục, Lần nữa điều tra chư thiên thế giới. La Quân nhất thời cảm thấy không rét mà run. Hắn phát hiện mình thật có chút tự cho là đúng, vốn cho rằng tất cả mọi người là người hồ đồ. Hiện tại xem ra là mình hồ đồ a. Cho nên, mấy cái long vệ liền có thể bắt Lan Đình Ngọc. Điều đó không có khả năng a, La Quân nói ra. Tô Yên Nhiên nói ra, long vệ nhóm tu vi chưa chắc có cao bao nhiêu, nhưng là long vệ nhóm là trưởng khống hộ thành đại trận hộ thành đại trận bên trong có hoàng thượng thiên long bát bộ phù đồ huyền tháp tọa trấn bên trong còn có hoàng thượng ma điển làm trục tâm long vệ nhóm điều động chân long thiên ti võng chẳng khác gì là điều động cả tòa hộ thành đại trận đừng nói là lan đình ngọc cũng là đến cao thủ lợi hại hơn nữa chính là Vân hóa ảnh cùng sau lưng thái thượng trí tôn nhóm đến đều bảo vệ chuẩn có đến mà không có về nhiều năm như vậy chỗ đó có người dám ở trong hoàng thành làm sằng làm bậy a à. Là quân sờ mũi một cái hắn lúc này mới giống như Lan Đình Ngọc ý thức được hoàng đế khủng bố. Thật là tâm tính bành trướng, có chút không có đem hoàng thượng để vào mắt. Là quân cùng Lan Đình Ngọc đi nhiều chỗ, gặp lão đại nhiều. Khả năng lại quay đầu nhìn đã từng hoàng thành, cái loại cảm giác này thì biến. Có loại giống như là vốn tại tuyến ba thành thị phấn đấu tiểu thanh niên, đi Dubai, New York, yến kinh loại kia đại thành thị ngốc lâu. Sau đó lại trở về, cảm thấy cái này tiểu tam tuyến thành thị cũng liền như thế. Mà giờ khắc này, Lan Đình Ngọc bị bắt nhất thời thì nhắc nhở La Quân, thuận tiện cũng tỉnh táo Lan Đình Ngọc. Cái kia chính là, Vĩnh Viễn không nên xem thường Hoàng Thượng Hiên Chính Hạo. Năm đó ở thế giới Bao La Hiên Chính Hạo phụ trợ Trung Hoa Đại Đế Trần Lăng, làm cho một đám cao thủ thúc thủ vô sách. Về sau Hiên Chính Hạo nắm giữ Đại Khang, cấp tốc thì cùng trời cao tông địa vị ngang nhau. Hắn diệt tiên môn, sáng lập vương triều vô thượng vinh diệu. Cho dù là trời cao tông, Vũ Hóa môn còn có ma đế, thần tộc cả đám bí mật liên thủ, sau cùng cũng đều thất bại tan tác mà quay trở về. Dạng này người, như thế nào la quân cùng Lan Đình Ngọc hai cái này tiểu bối có thể xem nhẹ. Lúc này, tôi yên nhiên còn nói thêm, người đại khái còn không biết một việc. Sự tình gì, la quân lập tức hỏi. Tôi yên nhiên nói ra, chuyện này rất giữ bí mật, giới hạn tại mấy cái như vậy người biết. Ta nói cho ngươi, ngươi không muốn ngoại truyền. La quân nói ra, vậy ngươi yên tâm, ta không phải loại kiêm miệng rộng người. tô yên nhiên liền cười một tiếng, nàng liền nói ra, lúc trước hoàng thượng tại thần tộc trong tay người đem cái này thiên long bát bộ phù đồ huyền tháp đoạt trong tay, cái này thiên long bát bộ phù đồ huyền tháp vốn là long tộc trí cao vô thượng bảo vật, đáng tiếc lưu lạc đến thần tộc trong tay, vẫn luôn không có bị phát huy ra uy lực tới. la quân nhịn không được sờ mũi một cái, nói ra, nói như vậy lên, thần tộc thật đúng là có không ít bảo bối tốt ta trước đó trên tay bọn họ còn bắt một kiện bảo bối, thiên đạo bút. Tô Yên Nhiên nói ra, thiên đạo bút đã mất khí linh, mà lại nội bộ bị hao tổn nghiêm trọng. Đã từng có bao nhiêu người từng chiếm được thiên đạo bút, về sau đều muốn chi tùy ý vứt bỏ. Cái kia cũng không tính là một kiện bảo bối đi. Nàng đón đến, lại kỳ dị mắt nhìn La Quân, nói ra, chẳng lẽ này thiên đạo bút tại trên tay người phát huy kỳ hiệu. La Quân nói ra, không tính là kỳ hiệu, Ta cũng chỉ có thể phát huy ra bên trong một phần trăm công hiệu. Nhưng có chút công năng xác thực vẫn là rất đặc biệt. Tô Yên Nhiên nói ra, há, cho ta kiến thức một chút, được sao? la quân nói ra, cho sau rồi nói sau, người vẫn là trước nói cho ta một chút cái kia thiên long bát bộ phù đồ huyền tháp sự tình. Tô Yên Nhiên nghe vậy liền nói ra, tốt. Nàng nói tiếp, hoàng đế đem thiên long bát bộ phù đồ huyền trong tháp tám bộ chúng toàn bộ kích phát ra đến, cho bọn hắn lập thần vị. Đồng thời, ma điển cũng để vào bên trong, để ma điển bên trong thần ma yêu toàn bộ hấp thu tín ngưỡng. Hiện tại bát bộ phù đồ huyền trong tháp, nghiễm nhiên chính là một cái chư thần quốc độ, thập phần cường đại, lợi hại. Thì ngay cả chúng ta chủ thượng đối hoàng đế thiên long bát bộ phù đồ huyền tháp cũng là tán thưởng liên tục. Mà lại, đây vẫn chỉ là một, tôi yên nhiên nói ra, hoàng đế tại thiên long bát bộ phù đồ huyền trong tháp tìm tới trong truyền thuyết nhất nguyên chi chu. Nhất nguyên chi chu là quần nghe vậy nao nao, nói ra, nhất nguyên chi chu có cái gì thuyết pháp. Tô Yên Nhiên nói ra, thiên long bát bộ phù đồ huyền tháp là long giới trí bảo, nhưng là về sau trải qua kiếp số, tương đương với cũng là vứt bỏ hơn phân nửa, lưu lạc nhân gian. Không biết cớ gì, rơi vào đến thần tộc chi thủ. Là quần nói ra, thần tộc rất biết nhặt nhạnh chỗ tốt sao. Tô Yên Nhiên tiếp tục nói, nghe đồn tại thiên long bát bộ phù đồ huyền trong tháp, chất chứa một chiếc thuyền, Chiếc này thuyền cũng là nhất nguyên chi chu. Nghe nói lấy nhất nguyên chi chu là có thể đến bỉ ngạn. Đến bỉ ngạn, là quân nhất thời đến hứng thú. Tô yên nhiên nói ra, không sai, đến bỉ ngạn. Còn bỉ ngạn bên kia đến cùng là cái gì, không có người biết. Là quân nói ra, bỉ ngạn bên kia là tu hành đại đạo chân lý, nhưng tu hành đến cùng tu đến một bước kia mới xem như điểm cuối, cái này thật là không có người biết thì giống chúng ta cũng vĩnh viễn không biết vũ trụ điểm cuối ở nơi đó, càng không biết vũ trụ bên ngoài là cái gì một dạng. Tô Yên Nhiên nói ra, nhưng là không hề nghi ngờ, nhất nguyên chi chu bên trong nắm giữ đại bí mật, có thể khiến người ta tu vi tăng lên đại bí mật. Nhà ta chủ thượng đã cùng hoàng đế, còn có Lan Thiên Cơ đều lấy phía trên nhất nguyên chi chu. Bọn họ đã đi hơn nửa năm. La Quân sờ sờ cầm, mặc dù hắn cầm một điểm tròm dâu đều không có. Hắn trầm giọng nói ra, ta cho tới bây giờ không có nghe hoàng thượng đề cập qua. Tô Yên Nhiên nói ra, vị hoàng đế này hành sự hạng gì kín đáo, hắn không biết giống như ngươi, cái gì đều thẳng thắn. La Quân nói ra, như thế. Tô Yên Nhiên nói ra, ta cũng không biết nhất nguyên chi chu bên trong đến cùng chất chứa bí mật gì. La Quân nói ra, vậy ngươi cảm thấy, hoàng thượng hội xử trí như thế nào Lan Đình Ngọc? Tô Yên Nhiên nhìn một chút La Quân, nói ra, người hy vọng Lan Đình Ngọc chết sao? La Quân trầm mặc đi xuống. Hắn sau một lúc lâu nói ra, ta không hy vọng hắn cứ như vậy chết, ta hy vọng các loại đến ngày đó, ta cùng hắn đứng tại công bình so trên đấu trường, để ta tới thân thủ giết hắn. Có thể vạn nhất, người chết ở trong tay hắn đâu. Tô Yên Nhiên nói ra. La Quân lần nữa trầm mặc. Có lẽ, kia chính là ta mệnh. La Quân theo rồi nói ra. Tô Yên Nhiên nói ra, trong lòng người chấp niệm, ta không rõ lắm, nhưng cũng rõ ràng trắng một chút ngươi là chân quân tử, Lan Đình Ngọc cũng là chân quân tử. Tận quản giữa các ngươi có cửu hận, nhưng quân tử tích quân tử, đúng hay không? La quân gật đầu, nói ra, có lẽ đi. Tô Yên Nhiên nói ra, lấy ta đối hoàng đế giải, hắn rất không có khả năng sẽ bỏ qua Lan Đình Ngọc. Đối với hoàng đế tới nói, hắn chế định quy tắc lớn hơn hết thảy tình cảm. Coi như là con của hắn phạm quốc pháp, hắn cũng sẽ theo nếp xử trí. La quân nói ra, hắn xem ra, không giống như là như thế không có cảm tình vị người. Tô Yên Nhiên nói ra, vậy ngươi thì sai, hắn là nguyên tắc trong vòng sự tình, vô cùng ôn hòa hiền hậu, khoan dung. Nhưng vượt qua nguyên tắc, vậy là không có chừa chỗ thương lượng. Là Quân thở dài, nói ra, có lẽ đi, ta cuối cùng cũng là không quá giải hắn. Tô Yên Nhiên nói ra, là Quân, ta khuyên ngươi, mau rời khỏi Thiên Châu đi. Nơi này sự tình lộn xộn, ngươi không muốn đem chính mình cuốn vào. Lan Đình Ngọc đến cùng sống hay chết, cái kia đều nhìn hắn tạo hóa đi. Dù sao, hắn là người cửu nhân, người vì cái cửu nhân mà lo lắng, cũng không tốt lắm đâu. La Quân nói ra, người nói có đạo lý, ta thật là dự định rời đi. Tô Yên Nhiên liền thở phào, nói ra, vậy là tốt rồi. La Quân sau đó còn nói thêm, Lan Đình Ngọc chỉ có một tháng thời gian, trong vòng một tháng nếu không hồi chúng tinh điện, như vậy chờ đợi hắn cũng là đường chết một đầu, Đến cùng mệnh vận hắn sẽ như thế nào, vậy liền thật muốn nhìn lão Thiên là an bài thế nào. Tô Yên Nhiên nói ra, nếu là hắn như vậy chết, cũng chưa chắc cũng là một chuyện xấu. La Quân không nói gì, hắn không phải bỏ đá xuống giếng tính cách. Về sau, La Quân đưa đi Tô Yên Nhiên. Đêm nay, La Quân cùng Kiều Ngưng tự thoại thật lâu. Hai người trò chuyện nhiều nhất vẫn là liên quan tới Lan Đình Ngọc sự tình. Đêm nay, La Quân cùng Kiều Ngưng cũng không có được cá nước thân mật loại tình huống này cũng xác thực không có cái tâm tình này hai người như là lão phu lão thê một dạng yên tĩnh tự thoại thực ngươi cũng không cần nhiều suy nghĩ gì ngươi cũng biết đây là lan đình ngọc lựa chọn hắn đã thay mẫu thân hắn báo thù đến đón lấy kết quả mặc kệ như thế nào đều xem như cầu nhân đến nhân kiều ngưng trấn an la quân la quân gật đầu nói ra ta biết kiều ngưng giúp vào la quân trong ngực nàng lộ ra dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng Tựa hồ, cứ như vậy ôm nhau cùng một chỗ, liền đã thắng lại nhân gian vô số. La Quân nói ra, ta còn không biết làm như thế nào cùng Lạc Tuyết nói, nếu như Lan Đình Ngọc thật cứ như vậy chết, ta còn tất hiếu nói cho Lạc Tuyết chân tướng sao. Trong lòng nàng vĩnh viễn lưu một cái mỹ hảo trí nhớ, không phải càng tốt sao. Kiều Ngưng nói ra, chân tướng thật là tràn ngập tàn nhẫn, nhưng... Nàng có biết chân tướng quyền lợi, ta còn cảm thấy, người không ngừng không cần phải giấu giếm Lạc Tuyết, người còn cần phải để Lạc Tuyết đi gặp phía trên Lan Đình Ngọc một mặt. Nếu là Lan Đình Ngọc hẳn phải chết không nghi ngờ, cái này chân tướng liền để Lan Đình Ngọc đến vạch trần đi. Cái này, là quân nói ra, đối với Lạc Tuyết tới nói, quá tàn nhẫn. Gạt nàng, mới là càng lớn tàn nhẫn. Kiều Ngưng nói ra, nếu có một ngày, nàng biết nàng tưởng niệm cả một đời nam nhân, chính là sát hại muội muội nàng hung thủ, đây không phải càng thêm tàn nhẫn sao. Là quân lâm vào trầm tư sau một hồi khá lâu hắn nói ra có lẽ ngươi là đối kiều ngưng nói ra vậy ngươi vẫn là có ý định ngày mai rời đi la quân nói ra tính toán ta ngày mai các loại hướng sau khi tan hội tiến cung một chuyến tìm hiểu một phen kiều ngưng nói ra tốt la quân nói ra ta chính mình sự tình cũng phải nắm chắc mặc dù nói nhiệm vụ lần này thất bại không sẽ như thế nào nhưng cứ như vậy mất đi một lần cơ hội quý báu luôn luôn không có lời Kiều Ngưng nói ra, ừm, vẫn là ta cùng ngươi đi phía Tây Vương giới đi. La Quân khoát tay, nói ra, không cần đâu, ta hiện tại có hay không thủy thần ngẫu nhiên, một người còn thuận tiện một chút. Ngươi ngay tại cái này thiếu uy phủ bên trong, ta yên tâm. Kiều Ngưng nói ra, ngươi lại yên tâm, ta cảm thấy nhàm chán cực kỳ đây. La Quân nào nào, theo rồi nói ra, xin lỗi. Kiều Ngưng lập tức cũng liền ý thức được tự mình nói sai, nàng nói ra, ta đùa giỡn với người đây. La Quân nói ra, ta cũng biết, người trước kia là tung hoành ngang dọc ngân xa vương, người sông sáo giang hồ thời gian lâu hơn ta nhiều. Nhưng ta tổng sợ, người sẽ có chút cái gì sơ suất. Luôn cảm thấy, người đợi tại trong hoàng thành mới là an toàn nhất. Kiều Ngưng nói ra, ta biết, người yên tâm, ta thì đợi tại trong hoàng thành. Ta là đùa giỡn với người đâu, liền nghĩ người mang ta lên. Nàng không ngừng trấn an La Quân, cũng là không muốn để cho La Quân trong lòng áy náy. La Quân tâm lý hiểu, hiểu kiều ngưng tịch mịch cùng nhàm chán. Nàng là tự do tự tại quen, bây giờ chờ sau đó một cái hồ bơi lớn nhốt nàng, có thể nàng trông đợi là tinh thần đại hải. La Quân rất muốn thả kiều ngưng ra ngoài, nhưng là hắn không yên lòng, thật là rất không yên lòng. Kiều ngưng hiện tại cùng với La Quân thời gian lâu dài, nàng tu vi tiến triển rất nhanh, nhưng cùng lúc cũng nhiễm phải nhân quả riêng là la quân nghe linh tuệ hòa thượng nói ba nghìn đại đạo sự tình hắn đều có chút muốn thu hồi kiều ngưng trong thân thể thần thông hạt giống nghĩ tới đây la quân lập tức liền nói ra kiều ngưng ừm kiều ngưng nói ra la quân nói ra ta muốn đem ngươi sở học biết mấy loại ba nghìn đại đạo thu hồi lại a à, vì cái gì kiều ngưng nhất thời sắc mặt thay đổi cho dù là la quân cùng với nàng như thế thân mật nhưng nàng cũng hay là không muốn đem những thứ này đại đạo giao ra la quân nói ra ba đại đạo nhiễm phải nhân quả sâu đậm nhanh nhạy cùng ta nói qua vấn đề này ta nghĩ đến cho ngươi thu hồi lại có lẽ đối với ngươi có chỗ tốt cái này kiều ngưng không muốn cái kia đến trung quy tới thu hồi thì không cần a à. ngươi không nỡ la quân nói ra kiều ngưng nói ra đó là đương nhiên đương nhiên không nỡ nàng đồng thời không kiêng kỵ những thứ này la quân thở dài hắn nói ra ta hay là hy vọng thu hồi, người đem trọng tâm đều đặt ở người bản mệnh đạo thuật phía trên. Tỷ như cửu tiêu thần lôi đạo Pháp, còn có minh nguyệt tiên tôn dạy ngươi chư thiên vạn long luyện giới thuật. Kiều ngưng nói ra, tính toán, La quân, ta biết ngươi lo lắng. Thế nhưng là, ta không muốn làm chim trong lòng, thật có nhân quả gì, thì buông xuống tại trên người của ta cũng không sao. La Quân nói ra, ta. Tuy nhiên Kiều Ngưng có thể thừa nhận được, nhưng La Quân cảm thấy mình không thể tiếp nhận có thể hắn cũng không thể quá mức không để ý tới kiều ngưng cảm thụ như vậy đi ta cho ngươi lưu một dạng thần thông ngươi nhìn được hay không la quân kiên trì nói ra kiều ngưng nói ra ừm nàng ngẫm lại nói ra lưu khác biệt đại thôn vệ thuật cùng đại na di thuật như thế nào nàng là không chịu nhận la quân đem thần thông thu sạch đi nhưng lúc này la quân nhả ra nàng cũng liền theo nhả ra la quân không khỏi nhịn không được cười lên hắn vừa cười vừa nói, được rồi, lưu đại na di thuật cho ngươi. Hắn, ngươi không tinh thâm, giữ lấy cũng không nhiều lắm dùng. Vẫn là hảo hảo luyện tập ngươi cửu tiêu thần lôi đạo thuật cùng chư thiên vạn long luyện giới thuật. Ngươi thượng cổ lôi phù cùng thái cổ long bi tuy nhiên đều bị hủy. Nhưng là cái kia ô kim áo cà sa cũng là một kiện lôi pháp trí bảo, phẩm chất còn tại thượng cổ lôi phù phía trên. Ngươi mặc vào ô kim áo cà sa về sau, hẳn là có thể đầy đủ làm ít công to. Kiều Ngưng lưu lại đại na di thuật, đã vừa lòng thỏa ý, nói ra, tốt tốt tốt, đều tùy ngươi. Chính là ta mặc lấy áo cà sa, giống như có chút dở dở ương ương. La Quân nói ra, vậy thì có cái gì, Minh Nguyệt Tiên Tôn Pháp bảo hiện tại không phải cũng là như lai áo cà sa sao? Hắn vừa nhắc tới như lai áo cà sa, liền là trầm mặc đi xuống. Hắn nhớ tới Lạc Ninh, Lạc Ninh cũng là bởi vì như lai áo cà sa mà chết. Kiều Ngưng tự nhiên biết điểm này, nàng lập tức chuyển đổi đề tài la quân cũng không có nói tiếp điểm này về sau la quân thì thật đem kiều ngưng trong óc hắn thần thông hạt giống thu sạch hồi như thế về sau chỉ cấp kiều ngưng lưu đại na di thuật cứ như vậy la quân mới hơi an tâm một chút đến vu đại ca nhị ca trên thân thần thông la quân thì không có ý định thu hồi bởi vì bọn hắn vốn là thiên mệnh giả vốn là tại trong nước xoáy La Quân còn nghĩ đến đi đem trầm mặc nùng thần thông thu hồi, cũng liền nhiều nhất cho mặc nùng lưu cái đại na di thuật. Đại na di thuật xác thực truy sát cùng chạy trốn lợi khí. Hầu phủ phát sinh đại sự, còn có Lan Đình Ngọc bị Long vệ đuổi bắt sự tình đồng thời không làm kinh động quá lớn gợn sóng, những chuyện này chỉ ở cấp trên lưu truyền. Mà phổ thông bình dân đều là không biết. Đến mức lạc tuyết thì là càng không biết. La Quân cũng chưa nghĩ ra tại sao cùng lạc tuyết nói, thì bàn giao kiều ngưng đừng nói cho lạc tuyết. Tảo chiều sau khi tan họp, La quân thì vào cung đi. Hắn để bên người hoàng thượng thiếp thân lão nhân thường lão đi bẩm báo hoàng hậu, nói là hắn yêu cầu gặp. Vĩnh lạc hoàng hậu tại tan họp về sau, thì tiếp kiến la quân. Vẫn là tại trong ngự thư phòng. La tướng quân, người tin tức thật đúng là linh thông. Vừa chuyện phát sinh, người liền biết, vĩnh lạc hoàng hậu ngồi ngay ngắn thượng thủ, vẫn là như vậy đoan trang mỹ lệ, thường lão ngay tại bên người nàng đợi, đồng thời, phía sau nàng còn có hai tên áo đen thiết vệ, đây đều là bảo hộ nàng lực lượng. Trong hoàng cung, còn có thần bí lực lượng nguyên thần tại bảo vệ. Vĩnh lạc hoàng hậu càng là có thể điều động hộ thành đại trận lực lượng. Cho nên, cơ bản không có người có thể tại hoàng cung đối vĩnh lạc hoàng hậu bất lợi. La quân khe khẽ thở dài. Vĩnh lạc hoàng hậu liền còn nói thêm, la tướng quân cớ gì thở dài. La quân nói ra, Nương nương dự định xử trí như thế nào, Lan Đình Ngọc? Vĩnh Lạc Hoàng rồi nói ra, quốc có quốc pháp, Lan Đình Ngọc làm trái quốc pháp, tự nhiên muốn lấy quốc pháp xử trí. Làm sao? Là tiểu tướng quân người có ý nghi ngờ? Là quân nói ra, ta nghi hoặc là nương nương vì sao không sớm cho kịp xuất thủ ngăn cản Lan Đình Ngọc phạm phải quốc pháp? Vĩnh Lạc Hoàng rồi nói ra, bản cung đã trước thời gian thông báo qua Vũ hầu phủ lâm phu nhân, chỉ là bản cung cũng không nghĩ tới bọn họ ngăn không được Lan Đình Ngọc. Và lại, Long Vệ không nhận bản cung quản hạt. La Quân nói ra, lấy ngài bên người lực lượng, muốn sớm cầm xuống Lan Đình Ngọc cũng không khó. Vĩnh Lạc Hoàng rồi nói ra, hiện đang thảo luận những thứ này không có chút ý nghĩa nào, bản cung làm việc, có bản cung suy tính. Là tiểu tướng quân, người hôm nay tới gặp bản cung, chẳng lẽ chính là vì chất vấn bản cung? Vi thần không dám, La Quân nói gấp. Kinh lịch Lan Đình Ngọc một chuyện, La quân đối cái này hoàng cung lại nhiều một phần kính sợ. Trước đó là quân bởi vì hiên chính hạo khách khí, còn cho là mình thực lực thật có thể cùng hiên chính hạo bên này tách ra vật tay đây. Bây giờ nghĩ lại, lại là quá ngây thơ một chút. Quốc pháp xử trí, cái kia chính là tử tội, là quân theo rồi nói ra. Vĩnh Lạc hoàng rồi nói ra, Lan Đình Ngọc dù sao không phải thường nhân, việc này lớn. Bản cung hội trước giam giữ hắn, chờ đợi hoàng thượng trở về, làm tiếp định đoạt nàng đón đến nói ra tiểu tướng quân người đến cùng là hy vọng lan đình ngọc chết vẫn là sống đâu la quân nói ra ta tâm hình dáng là thuận tự nhiên hắn chết là mạng hắn sống cũng là hắn mệnh bất quá có một chút ta phải nhắc nhở nương nương hắn là tại thi hành chúng tinh điện nhiệm vụ còn có không đến một tháng thời gian như qua một tháng này coi như ngài không giết hắn hắn trở lại chúng tinh điện cũng là đường chết một đầu chúng tinh điện vĩnh lạc hoàng rồi nói ra nghe nói chúng tinh điện có cái rất tốt quy củ cái kia chính là thủ hạ tại lúc thi hành nhiệm vụ bất kể như thế nào chết sống bọn họ là bất kể cho nên chúng tinh điện quả quyết không biết đến đây trả thù đúng không la quân nói ra điểm ấy là không sai vĩnh lạc hoàng hậu như có điều suy nghĩ theo rồi nói ra vậy được rồi người lui ra sau đi la quân nói ra ta muốn gặp lan đình ngọc một mặt không biết nương nương có thể hay không giàn xếp vậy không được vĩnh lạc hoàng hậu quả quyết cự tuyệt nói ra thiên long bát bộ phù đồ huyền tháp chỉ có hoàng thượng cho phép mới có thể tiến nhập bản cung còn không thể nào vào được ngươi muốn muốn đi vào cái kia cũng chỉ có một biện pháp biện pháp gì la quân liền vội hỏi vĩnh lạc hoàng rồi nói ra cùng lan đình ngọc một dạng ra ngoài phạm chút chuyện kinh động long vệ long vệ sẽ đem ngươi đưa vào đi vĩnh lạc hoàng hậu nói đến chứng trạc đàng hoàng là quân nhịn không được sờ mũi một cái tâm đạo ta dựa vào cái này hoàng hậu nương nương sẽ còn u lãnh lặng yên a à. đúng lúc này ngựa thư phòng đại cửa bị đẩy ra một cái ba tuổi khoảng chừng bé trai chạy vào vui sướng hô mẫu hậu sau đó ngay lập tức lẻn đến vĩnh lạc hoàng hậu trên thân đây cũng là đương kim thái tử điện hạ chính là hoàng thượng hiên chính hạo con trai duy nhất Là quân bình tĩnh mắt nhìn đi cái này tiểu thái tử Phấn điêu Ngọc Trác, rất là đáng yêu, như cái búp bê giống như. Vĩnh Lạc hoàng hậu đối với hắn mười phần cương chiều, nàng vốn là đoan trang uy nghiêm, giờ phút này lại toàn bộ hóa thành từ ái. Ôm tiểu Gia Hỏa, nói ra, mẫu hậu chính tại xử lý chính sự, ngươi làm sao nghịch ngợm như vậy chạy tới. Mẫu hậu, ta nghĩ ngươi sao? Tiểu Gia Hỏa sẽ còn nũng nịu. Vĩnh Lạc hoàng hậu liền nói với La Quân, tiểu tướng quân, ngươi muốn là không có việc gì thì lui ra đi. La Quân cười một tiếng, nói ra, phi thần bắt đầu thấy tiểu thái tử có cái tiểu lễ vật muốn tặng cho tiểu thái tử, mong rằng tiểu thái tử vui vẻ nhận. Hắn sau khi nói xong, tìm ra một cái cùng loại ngọc bội pháp khí. Pháp khí này gọi là Thông Tâm Ngọc, mười phần quý giá. Có thể tự động tụ tập linh khí, lấy linh khí dưỡng người. Hắn nói xong cũng cái kia Thông Tâm Ngọc bắn ra đi. Vĩnh Lạc hoàng hậu thân thủ tiếp nhận, nàng là biết hàng người một cầm trên tay liền trong lòng hiểu rõ. Đây là thúc thúc tặng cho ngươi, tiểu vũ, ngươi thích không? Vĩnh lạc hoàng hậu đem thông tâm ngọc đưa cho tiểu thái tử. Tiểu thái tử cầm trên tay, sau đó theo vĩnh lạc hoàng hậu trên thân trượt xuống đến, hướng la quân cung cung kính kính thở dài, sau đó nói, đa tả thúc thúc. La quân mỉm cười, thật là một cái hiểu lễ phép, có gia giáo tiểu gia hỏa. La quân ưa thích có gia giáo tiểu gia hỏa. Vĩnh lạc hoàng hậu cũng nói với la quân, đa tạ, vậy bản cung thì không chối từ. La quân nói ra, hoàng thượng nhận con trai nhà ta làm con nuôi, nói đến, tiểu thái tử cùng nhà ta niệm từ còn tính là huynh đệ. Vĩnh lạc hoàng hậu mỉm cười, nói ra, ngày sau, cái kia để huynh đệ bọn họ thân cận nhiều hơn mới tốt. La quân nói ra, nương nương không biết ghét bỏ niệm từ thân phận thấp sao. Vĩnh lạc hoàng hậu nao nao, sau đó liền biết La quân là đang thử thăm dò. Nàng liền nói ra, này nhân gian quyền lực, bất quá là thoảng qua như mây khói. Người người phi thường, điểm này hoàng thượng sớm cùng bản cung nói qua. Huống chi, phụ thân ngươi còn là ma đế, tiểu niệm từ thân phận, so tiểu vũ thân phận không thấp tí tẹo teo. Cho nên, ngươi không cần thiết nói như thế tới nói. La quân nói ra, đa tạ nương nương. Sau đó, hắn nói ra, vi thần cáo lui. La quân rời đi hoàng cung, hắn đồng thời không có đạt được cái gì hữu dụng tình báo. Hắn càng không biết, Lan Đình Ngọc vận mệnh đem sẽ như thế nào. Hắn duy nhất có thể biết là, nếu như trong vòng một tháng, Lan Đình Ngọc không thể trở về đến chúng tinh điện, vậy cũng không cần Hoàng thượng xuất thủ. Lan Đình Ngọc chính mình đại nạn đều đã đến. Mà khiến La Quân nghĩ không ra là, vào lúc ban đêm, Hoàng thượng cùng trường sinh đại đế còn có Lan Thiên cơ thế mà thì lấy Nhất Nguyên Chi Chu trở về. Nhất Nguyên Chi Chu chính là thiên long bát bộ phù đồ huyền trong tháp thần bí tồn tại, bao nhiêu năm rồi, không người có thể hiểu thấu đáo nhất nguyên chi chu ảo diệu, càng đừng nói mở ra nhất nguyên chi chu. Có thể hiên chính hạo lại làm đến, còn cùng trường sinh đại đế, lan thiên cơ cùng một chỗ leo lên nhất nguyên chi chu. Bây giờ, bọn họ trở về đã định trước lại muốn cho cái này hừng hực khí thế vô lượng sát kiếp lại điền phía trên một muỗng dầu nóng. Liệt hỏa nấu dầu, thiên địa như hồng lô, đây là một cái giết người thế giới, đây là một cái điên cuồng thế giới. Là quân vốn là đều dự định muốn về thế giới Bao La, bởi vì hoàng thượng trở về, hắn hành trình liền lần nữa chậm trễ xuống tới. Hoàng thượng trở về, cũng liền mang ý nghĩa Vũ Hầu Lan Thiên Cơ cũng trở về tới. Lan Thiên Cơ phu nhân bị Lan Đình Ngọc giết, hắn hai đứa con trai cũng bị Lan Đình Ngọc giết. Mà châm chọc là, Lan Đình Ngọc vẫn là Lan Thiên Cơ nhi tử. Việc này sớm đã tại trên triều đình truyền ra, vô luận Lan Thiên Cơ đi làm cái gì, hắn đều sẽ trở thành một cái trò cười đối với Lan Thiên Cơ tới nói, đã là đả kích rất lớn. Triều thần nhóm đều biết Lan Thiên Cơ trở về, tất cả mọi người đang chờ nhìn hắn chuyện cười, cũng nghĩ đến hắn sau khi trở về, đến cùng hội làm phản ứng gì. Mà Lan Thiên Cơ sau khi trở về, biết được trong nhà sự tình, hắn lại là lạ thường tỉnh táo. Tỉnh táo để Lan Hồng thả thông báo tộc nhân trở về, thông báo lâm ra người chờ một chút, sau đó tổ chức tang sự. Hết thảy lễ nghi đều dựa theo đại khang lễ chế đến tiến hành, đến mức Lan Đình Ngọc bên kia, hắn không hỏi một tiếng một câu. Đại Khang Hoàng đế hiên chính hạo phái thái giám phía trên vũ hầu phủ, biểu thị thăm hỏi cùng tưởng niệm. Đồng thời, vào lúc ban đêm, hiên chính hạo triệu kiến la quân. Vẫn là tại trong ngự thư phòng. Lần này gặp lại hiên chính hạo lúc, la quân lại là bị kinh ngạc. Trong ngự thư phòng đèn đuốc sáng trưng, hiên chính hạo cầm y đai lưng ngọc, sắc mặt như thường. Cả người hắn khí chất tựa hồ cũng biến, trước kia La Quân cảm thấy Hiên Chính Hạo là thâm bất khả chắc. Mà bây giờ Hiên Chính Hạo tựa hồ không lại u ám, mà chính là long lanh, ấm áp, còn có rổi rào, cuồn cuộn. Tựa như hắn là trong bóng tối đèn sáng, lạnh lẽo trung dương quang. Loại sửa đổi này là không thể tưởng tượng. La Quân đứng tại Hiên Chính Hạo trước mặt, trong nháy mắt cảm thấy mình rất là nhỏ bé. Hắn sớm nhất gặp Hiên Chính Hạo thời điểm, có loại cảm giác này. Khi đó, hắn bất quá là thái hư bát trọng thiên, mà hiên chính hạo là thái hư tầng 10 đỉnh phong. Một đầu ngón tay liền có thể diệt sát La Quân. Mà bây giờ, La Quân chính là hư tiên cao thủ, cho dù là đối đầu hư tiên đỉnh phong cao thủ, cũng có thể đem giết chi. Nhưng La Quân y nguyên cảm thấy mình nhỏ bé. La Quân cảm giác hiên chính hạo so kỳ phấn trắng thế giới bên trong những trưởng lão kia còn còn đáng sợ hơn. Đương nhiên, La Quân cũng biết, cái này không có nghĩa là Hiên Chính Hạo so những trưởng lão kia còn muốn lợi hại hơn. Mấu chốt là, Hiên Chính Hạo nội tình quá thâm hậu, hắn nắm giữ thực lực cũng trở thành cá nhân hắn khí chất một loại biểu hiện. Tham kiến Hoàng thượng, là quân tuy nhiên kinh ngạc, nhưng lại bất động thanh sắc, nói ra. Hiên Chính Hạo gặp La Quân, mỉm cười, nói ra, La Quân, người tiến bộ cũng rất lớn. La Quân nói ra, nhưng cùng ngài tiến bộ so ra, thực sự không đáng giá nhắc tới. Hiên chính hạo nói ra, bây giờ thế đạo này, sát kiếp tàn phá bừa bãi, kỳ ngộ rất nhiều. Thiên mệnh giả tu vi tăng lên chưa chắc sẽ nhanh hơn người khác, nhưng người khác tăng lên càng nhanh, lại có khả năng sẽ nhường tu là trở thành bùa đòi mạng rùa. Là quần nào nào, hắn sau đó lập tức liền hiểu. Thật là đạo lý này. Bởi vì, hy vọng diệt vong, trước làm điên cuồng sao. Một người, nếu như không biết nước, vậy hắn khẳng định là muốn trốn ở bờ lên không được đi một người, nếu như không biết lái xe, vậy hắn khẳng định là sẽ không đi mò xe. Chết đuối đều sẽ nước, ra xe nhỏ họa phần lớn là tân thủ, ra trọng đại tai nạn xe của phần lớn là lão tài xế. La Quân liền cười một tiếng, nói ra, nhưng ngài sẽ không có cái này lo lắng. Hiên chính hạo nói ra, chấm đã đứng tại trên đầu gió đỉnh sóng, muốn trốn tránh là trốn không, chỉ có tiếp tục tiến lên. Con đường này, sớm cũng không lui lại đường. Còn tương lai, chấm có lẽ sẽ nên sát kiếp, nhưng đã hết sức, là xong. Là quân hơi kinh hãi, nói ra, lấy ngài trí tuệ cùng thế lực, quả quyết không có khả năng độ không qua sát kiếp. Hiên chính hạo nói ra, người sai, sát kiếp nhằm vào cũng là chấm loại người này. Là quân ngốc ngẩn ngơ. Hiên chính hạo theo rồi nói ra, tốt, chúng ta không đàm luận những chuyện này. Chấm tìm người đến, là muốn dẫn người đi nhìn một vật. Là quân ngơ ngác. Hắn coi là Hiên Chính Hạo là muốn nói với hắn Lan Đình Ngọc. Nhìn cái gì? La Quân không tự chủ được hỏi. Hiên Chính Hạo nói ra, Nhất Nguyên Chi Chu. La Quân nói ra, Nhất Nguyên Chi Chu. Hiên Chính Hạo nói ra, đi thôi. La Quân mỉm cười, nói ra, ta xác thực đối Nhất Nguyên Chi Chu rất ngạc nhiên. Hiên Chính Hạo nói ra, đến. Hắn sau khi nói xong, vung tay lên sau đó tại trong ngựa thư phòng ở giữa liền xuất hiện một nói cửa lớn màu vàng óng hiên chính hạo đứng dậy đi vào cửa lớn màu vàng óng trước la quân theo ở phía sau hai người liền nhanh chóng tiến vào trong cửa tiến vào cửa lớn màu vàng óng trước mắt là hư không vô tận hư không bên trong có một đạo kim sắc cầu nối cây cầu kia thông hướng bóng đêm vô tận hư không bên trong ngôi sao lấp lóe chiếu rọi tựa như là đi vào trong thái không vô số ngôi sao, vô số từ trường phân tử cho chút. Cái kia kim sắc cầu nối giống nhau là thước kiều đồng dạng tồn tại. Hiên chính hạo đi tại kim sắc cầu nối phía trên, là quân theo ở phía sau. Quân thần hai người, vừa đi, vừa nói chuyện. Là quân cảm giác mình là trong tinh không dạo bước một dạng. Mặc dù hắn có thể bay lượn vũ trụ, nhưng trước mắt loại cảm giác này còn là không giống nhau nghe đồn nhất nguyên chi chu chính là theo vĩnh sinh chi môn bên trong lưu truyền tới pháp khí. Hiên chính hạo nói ra, cho nên, cũng mới có người nói, nhất nguyên chi chu đại biểu vô số kỷ nguyên, cũng có thể chở người đi đến bỉ ngạn. Vĩnh sinh chi môn chưa bao giờ xuất hiện qua đây, La Quân nói ra. Hiên chính hạo nói ra, là chưa xuất hiện qua, nhưng không có nghĩa là vĩnh sinh chi môn bên trong đồ vật không thể lưu truyền tới A. La Quân ngẫm lại, tựa hồ cũng là đạo lý này. Hiên chính hạo tiếp tục nói, nhưng cho tới bây giờ không có người đem nhất nguyên chi chu ảo diệu hiểu thấu đáo qua, nhất nguyên chi chu cũng không có bày ra qua uy lực chân chính. Cho nên rất nhiều đại năng đều cho rằng cái này nhất nguyên chi chu chính là phế phẩm, căn bản chính là nghe nhầm đồn bậy. Chấm phát hiện nhất nguyên chi chu thời điểm, nó cũng là phiêu phù ở thiên long bát bộ phù đồ huyền trong tháp. Là quân nói ra, ngài hiểu thấu đáo nhất nguyên chi chu ảo diệu. Hiên chính hạo có chút tự đắc, Hắn luôn luôn đều là trầm ổn người, có rất ít dạng này hớn hở ra mặt thời điểm. Hắn gật gật đầu, nói ra, không sai, chấm hiểu thấu đáo nhất nguyên chi chu ảo diệu. La Quân mỉm cười, nói ra, nguyện nghe tường. Hiên Chính Hạo nói ra, trước mang ngươi lên thuyền, sau đó lại nói. La Quân nói ra, tốt. Đi ra một đoạn, La Quân đột nhiên phát hiện một cái chơi vui sự tình. Cái kia chính là dưới chân kim sắc cầu trên xà nhà lại có ẩn tàng vô số kim sắc phù lục. Những thứ này kim sắc phù lục lít nha lít nhít, phía trên đường vân tựa như là người thân thể bên trong tỉ mỉ mạch máu một dạng. Mà lại, kim sắc phù lục đang không ngừng biến hóa, tổ hợp. Loại cảm giác này tựa như là hiện đại loại kia thanh toán kỹ thuật mật mã, thời thời khắc khắc đang thay đổi một dạng. Là quân lập tức liền minh bạch, chỉ có theo hiên chính hạo đi, mới có thể tìm được nhất nguyên chi chu. Người khác sau khi đi vào, là quả quyết đi không đến phía trước cầu nối đột nhiên liền đến cuối cùng, tựa như là trong tinh không, cầu nối bỗng nhiên im bặt mà dừng, phía trước là vô tận vũ trụ tinh thần. Nhưng là, là quân đồng thời không nhìn thấy nhất nguyên chi chu. Hiên chính hạo lại là nói ra, người xem xuống mới. Là quân hướng xuống mặt nhìn qua, trong nháy mắt đó, là quân nhìn đến chấn động không gì sánh nổi một màn. Tại vũ trụ tinh không bên trong, một chiếc to lớn phi thuyền đang chậm rãi tăng lên chiếc này to lớn phi thuyền, to lớn đến mức nào đâu. La Quân trong ấn tượng, cũng chỉ có lúc trước nhìn đến tổ long hư ảnh có thể cùng sánh vai. Cái này nhất nguyên chi chu dài tới ngàn tỷ dặm, vắt ngang tại vũ trụ tinh không bên trong. Trước mắt hết thảy đều đã bị nhất nguyên chi chu chiếm đoạt lĩnh. Như thế, to lớn, La Quân không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Hiên chính hạo mỉm cười, nói ra, đây là nhất nguyên chi chu tránh thức bày ra mở sau bộ dáng, tại chấm vừa phát hiện nó lúc, nó bất quá là mục nát một chiếc thuyền con, không người chú ý. La quân nói ra, hoàng thượng, ta có thể đi lên xem một chút sao. Hắn đón đến, nói ra, chỉ sợ cái này nhất nguyên chi chu thể tích có thể cùng đế quốc thiên chu sánh ngang. Hiên chính hạo nói ra, chấm nghe hoàng hậu nói người cùng Lan Đình Ngọc chứng kiến hết thảy. Cái kia đế quốc thiên chu, chấm cũng cùng đế huyền thôi toán qua, kiện pháp khí kia, là địa cầu lên bất luận cái gì pháp khí cũng không thể so sánh cùng nhau. Nhất Nguyên Chi Chu chỉ là thể tích cùng đế quốc Thiên Chu có thể sánh ngang. Nhưng Nhất Nguyên Chi Chu bản thân là không có lực sát thương gì. Là quân nói ra, đế quốc Thiên Chu thật không thể ngăn cản sao. Hắn xác thực là có chút bận tâm. Hiên Chính Hạo nói ra, hiện tại tới nói, hơi sớm một chút. Yên lặng nhìn biến đi. Là quân lập tức lại nói, đúng, người tính xử trí như thế nào Lan Đình Ngọc. Hiên chính hạo mỉm cười, nói ra, Lan Đình Ngọc chính là người cửu nhân, chấm đem hắn giết, không chính hợp ngươi ý sao. La Quân nói ra, ta ngược lại hy vọng, tương lai là ta đường đường chính chính giết hắn. Hiên chính hạo nói ra, quốc có quốc pháp, cái này có thể không phải do ngươi. Nếu như ngươi phạm quốc pháp, chấm một dạng không biết thủ hạ lưu tình. La Quân trầm mặc đi xuống. Hiên chính hạo nói ra, tốt, không đàm luận những chuyện này theo chấm cùng tiến lên nhất nguyên chi chu đi đúng hoàng thượng la quân mừng rỡ lập tức nói hiên chính hạo đại thủ lại vung lên cái kia nhất nguyên chi chu như màn trời một dạng to lớn hạm trên mặt xuất hiện một cánh cửa môn kia là màu đồng cổ cũng không lớn cổ đồng đại môn mở ra bên trong quang mang lóa mắt khiến người ta nhìn không rõ ràng hiên chính hạo mang theo la quân một bước bước vào đi vào sau khi đi vào là quần cũng cảm giác được bên trong nội bộ thế giới, phi thường to lớn, mà lại là cực tia sáng chói mắt đem chọn cái nội bộ thế giới chiếu sáng. Nội bộ trong thế giới, nhìn không đến bất luận cái gì thiết bị. Cũng là lóa mắt ánh sáng. Nhìn không thấu phía trước đến cùng là cái gì. Là quần không khỏi hoảng hốt. Đây là, hắn phát ra nghi vấn. Hiên chính hạo thi triển pháp thuật, hắn bắt pháp quyết, thôi động pháp lực, sau đó, nội bộ thế giới bên trong, cái kia lóa mắt ánh sáng bắt đầu biến hóa, sau cùng hình thành vô số tinh bích. Lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp. Tựa như là một cái to lớn thư viện một dạng, đầy trời đều là tinh bích thư viện. Là quân tuy nhiên tinh thông trận pháp, nhưng đối trước mắt hết thảy lại là căn bản xem không hiểu, không biết cái này rốt cuộc là ý gì, lại là thuộc tại cái gì. Hiên chính hạo lại thôi động pháp lực, những cái kia vô cùng đếm tinh bích thư viện hình thành toàn qua. Toàn qua hình thành một cái thông đạo, thông đạo là diễn sinh hướng vô tận chỗ sâu. Cái thông đạo này cũng là một nguyên chi cầu, Hiên Chính Hạo nói với La Quân. La Quân nói ra, cái gì gọi là một nguyên chi cầu, có diệu dụng gì? Hiên Chính Hạo nói ra, cải biến thời gian đối với chờ, ở bên trong một giây đồng hồ, bên ngoài có thể là một năm. Ở bên trong một năm, bên ngoài cũng có thể là một giây đồng hồ. Nếu như chân chính hiểu một nguyên chi cầu ảo diệu, có thể để thời gian mục nát mà người bất hủ đổi mới nhanh nhất không sai duyệt, hãy ghé thăm mời bố ký lô meta trang web duyệt mới nhất. Thời gian mục nát, mà người bất hủ, là quân nghe vậy tỏa ra nghi hoặc. Hiên chính hạo nói ra, nhất nguyên chi chu trung cực ảo diệu chính là thời gian trôi qua, mà người độc lập tại thời gian phía trên. Nói cách khác, người ở bên trong đợi 100 năm, bên ngoài chỉ là một ngày. Mà người cũng chỉ già đi một ngày, bất quá điểm này, chấm cũng còn không thể làm đến. Là quân bừng tỉnh đại ngộ, hắn nói ra, thật có thể làm được điểm này sao? Hiên chính hạo nói ra, dựa theo nhất nguyên chi chu trung cực ảo nghĩa tới nói, là có thể. Bất quá, tức liền có thể, chấm cũng không nguyện ý làm như thế. Là quân nói ra, ngài sợ làm trái thiên đạo thuận tự nhiên bản thân. Hiên chính hạo nói ra, vạn sự không thể quá mức. Là quân nói ra, hy vọng diệt vong, trước làm điên cuồng. Mà hoàng thượng ngài bản thân lại vĩnh viễn không biết điên cuồng, cho nên, ta nhìn ngài cũng nhất định không biết diệt phong. Hắn nho nhỏ vỗ xuống hiên chính hạo mông ngựa. Hiên chính hạo nghe tới nhưng cũng là xác thực thụ cho, hắn cười cười, cũng không trong vấn đề này nói cái gì. Chỉ nói là nói, lần này, chấm cùng đế huyền còn có lan thiên cơ tại nhất nguyên chi chu bên trong cải biến thời gian bí mật, trọn vẹn đợi một ngàn năm lâu dài. Một ngàn năm, là quân bị kinh ngạc. Hiên chính hạo khe khẽ thở dài, nói ra, đúng vậy a à chấm vốn không sống qua năm 10 năm, nhưng lần này vừa đi, lại là kinh lịch vô số năm tháng tang thương. Này một ngàn năm, đáng sợ nhất không phải thời gian trôi qua, mà chính là tình cảm đạm mạc, chấm là thủy trung thủ hộ bản tâm không rời, mới có thể trở lại trong hiện thực. Là quân rất là minh bạch hiên chính hạo nói tới thủ hộ bản tâm, hắn tại cái kia thái vũ quyền trượng bên trong đợi 10 năm, liền đã có chút quay lại không đến. Một ngàn năm, làm cho nhiều ít nhiệt huyết, thân tình hóa thành bụi đất a. Khó trách Hoàng thượng Ngài Tu là như thế tinh tiến, nguyên lai là nguyên nhân này. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Hiên chính hạo nói ra, một ngàn năm khổ tu cũng không nhất định hội dẫn đến công lực đại tiến. Điểm này, không đi kinh lịch là không biết trải nghiệm. Chấm lần này, cử tử nhất sinh. La Quân nói ra, cái này ta minh bạch, một ngàn năm tính tỏa khổ tu, loại này tịch mịch, còn có tu vi không cách nào đột phá phiền muộn hội dẫn đến tất cả tâm ma sinh ra riêng là chúng ta tuổi tác không lớn kinh lịch năm tháng còn chưa đủ lớn lên loại này ngàn năm khổ tu liền sẽ càng thêm hung hiểm hiên chính hạo nhìn la quân liếc một chút nói ra người quả nhiên thông minh chấm cùng lan thiên cơ tu luyện hung hiểm vạn phần đế huyền ngược lại là xe nhẹ đường quen như cá gặp nước đoạn đường này tu luyện tới vẫn là nhờ có đế huyền trợ giúp la quân trong lòng hơi động nói ra cái này nhất nguyên chi chu có thể hay không có thể vì ta mở ra một lần Hiên chính hạo nói ra, đáng tiếc lúc đó ngươi không tại. Hắn đón đến, nói ra, nếu là có thể, chấm sao lại đối ngươi keo kiệt? La quân nào nào, nói ra, chỉ giáo cho. Hiên chính hạo nói ra, muốn mở ra nhất nguyên chi chu thời gian ảo diệu thông đạo, mỗi một giây đồng hồ đều muốn hao phí số lượng to lớn thuần dương đan. Ngươi đạo chấm tại sao muốn mang lên đế huyền sao? La quân là người thông minh, một điểm tức thấu, hắn nói ra, đế huyền có đầy đủ thuần dương đan. Hiên chính hạo nói ra, không sai. Hắn đón đến, nói, lần này mở ra thời không ảo diệu thông đạo, duy trì một thời gian ngàn năm, người đoán hao phí nhiều ít thuần dương đan thuốc. Là quần ngẫm lại, lớn gan suy đoán, nói ra, 100 tỷ. Hiên chính hạo nói ra, thập điểm báo. Là quân không khỏi hoảng sợ. Thập điểm báo, là quần nói ra, cái này cần là bao nhiêu đan dược. Hắn đều có chút không tính quá tới. 100 tỷ tương đương 1.000 tỷ. 100.000 trăm triệu thuần dương đan thuốc. Là quân hoảng sợ nói ra, vậy chẳng phải là muốn thật trở thành thuần dương đan thuốc hải dương. Hiên chính hạo nói ra, đế huyền thật đúng là có một đầu thuần dương chi hải, lần này, hắn thuần dương chi hải bị chuyển không một nửa. Là quân không khỏi líu lưỡi, nói ra, mở ra một thứ thời không ảo diệu thông đạo, cư nhiên như thế hao phí đan dược. Hiên chính hạo nói ra, muốn đánh cắp thiên cơ, vốn là khó khăn sự tình. Nếu là nhất nguyên chi chu dễ dàng như vậy mở ra, vậy thế giới này chẳng phải là muốn lộn xộn. Chấm chẳng phải là liền có thể dò xét chế tạo cao thủ, thả cái thiên 800 đi vào, luôn có thể tồn tại mười mấy đi. Cái kia ngược lại là, là quần nói ra, vậy ngài làm sao không nhiều mang mấy người đi vào. Hiên chính hạo nói ra, càng nhiều người, không xác định nhân tố thì càng nhiều. Vạn nhất mất phương hướng tại thời không loạn tượng bên trong, vậy liền đều về không được. La Quân nói ra, nguyên lai like còn có tầng này lo lắng. Hắn nói tiếp, ta còn có một chút không nghĩ tới, cái kia chính là trường sinh đại đế tích xúc cư nhiên như thế phong phú. Hiên chính hạo nói ra, trường sinh đại đế là lâu năm tạo hóa cảnh cao thủ, rất sớm thời điểm ngay tại tiên giới đợi qua. Hắn kinh doanh thiên chỉ các mấy ngàn năm, hắn tích xúc là không thể tưởng tượng. Và lại, đế huyền người này rất thông minh, hắn một mực trốn ở hậu trường, cũng không lấy thiên đạo tranh phong. Cho nên, hắn mới trường sinh đại đế cái danh hiệu này. Là quân hơi kinh hãi, nói ra, hắn là tạo hóa cảnh. Hiên chính hạo nói ra, thế nào, người thật bất ngờ. Là quân nói ra, thật có chút ngoài ý muốn. Hiên chính hạo nói ra, tại thời viễn cổ liền có thể được tôn là đại đế, nếu là liền tạo hóa cảnh đều không đạt tới, cái này sao có thể. Là quân nói ra, nhưng hắn tại này nhân gian pha trộn, hiên chính hạo nói ra tiên giới thông đạo đóng lại trước vừa tốt tại địa cầu về sau thông đạo đóng lại không thể quay về nhàm chán phía dưới thì sáng lập thiên trì các phần lớn thời gian đều ở trong hư không pha trộn hiện tại sát kiếp buông xuống mới lại chạy về tới tên này cũng sợ sát kiếp buông xuống đến trên đầu của hắn nằm mộng cũng nhớ trở lại tiên giới đi nhưng không thể quay về a à. hắn cùng chấm hợp tác cũng là biết chấm có chút thủ đoạn hắn coi trọng cũng không phải là chấm sau lưng thực lực mà chính là chấm đầu não la quân bừng tỉnh đại ngộ nói ra thì ra là thế tốt đi thôi hiên chính hạo bỗng nhiên nói ra la quân gật đầu hiên chính hạo vung tay lên liền mang theo la quân rời đi nhất nguyên chi chu cái kia nhất nguyên chi chu liền lại chậm chạp đắm chìm mà lại thu nhỏ sau cùng liền biến mất ở la quân trong tầm mắt la quân nghĩ đến một điểm nói ra Lan Thiên Cơ Tu Vi hiện tại. Hiên Chính Hạo nói ra, động trong tiên cảnh kỳ. La Quân hút ngụm khí lạnh, nói ra, không nghĩ tới hắn tiến bộ cũng lớn như vậy. Hiên Chính Hạo nói ra, Lan Thiên Cơ nội tình mỏng một chút, tại lúc thời điểm tu luyện, quá trình rất không thuận lợi. Bất quá cũng may hắn là cái trầm ổn người, trung quy là đi đến một bước này. Trên thực tế, hắn tu vi tiến triển cách chấm mong muốn còn kém rất xa. La Quân nói ra, nhưng hắn tu vi đã có thể cùng trời cao tông, vũ hóa môn những lão tổ tông kia, thái thượng trí tôn nhóm sánh ngang. Hiên chính hạo nói ra, Lan Thiên Cơ còn cần ma luyện, cứ việc, chấm đã giúp hắn ma luyện rất nhiều. Hắn dùng một thời gian ngàn năm tu luyện đến nước này, ngược lại sẽ không căn cơ bất ổn. Hắn đón đến, nói ra, tốt, chấm hiện tại dẫn người đi nhìn một chút Lan Đình Ngọc đi. La Quân gật gật đầu, nói ra, tốt. Đối với gặp Lan Đình Ngọc, là quân không có quá cảm thấy cảm giác gặp hắn chính mình lại có thể nói cái gì đâu tình cảnh này không đáp gặp mặt bỏ đá xuống giếng là quân không biết làm hắn càng sẽ không đi cứu lan đình ngọc trước đó tại kỷ phấn trắng thế giới bên trong cứu giúp là dựa vào đạo nghĩa bởi vì lan đình ngọc là làm yểm hộ chính mình cái này một đám người đào tẩu mà bị nắm như vậy là quân nhất định phải cứu lúc này lại là khác biệt Hiên chính hạo mang theo la quân lần nữa hành tẩu tại kim sắc cầu núi phía trên. Trong này đến cùng là cái gì thế giới? Chẳng lẽ trong này chính là thiên long bắt bộ phù đồ huyền tháp? La quân nhìn lấy đầy trời tinh không, nhịn không được hỏi hiên chính hạo. Hiên chính hạo nói ra, không sai, chúng ta chính là tại thiên long bắt bộ phù đồ huyền trong tháp trong thế giới. Vốn là, thiên long bắt bộ phù đồ huyền tháp là không có cái này quy mô, nhưng chấm đem ma điển trấn áp tại huyền trong tháp lại đem hộ thành đại trận rất nhiều pháp khí lực lượng tiếp dẫn ở bên trong. Có thể nói, cả tòa hoàng thành đều là chấm một kiện pháp khí. Tại pháp khí nội bộ trong thế giới, cũng chính là quy tắc bên trong, chấm bây giờ thật đúng là không sợ cao thủ gì đến đây tương phạm. Hắn đón đến, nói ra, Lan Đình Ngọc công pháp đặc thù, bây giờ tu vi đã cao, nếu là ở hoàng thành bên ngoài, đối phó, vẫn còn có chút khó giải quyết. Nhưng ở trong hoàng thành, hắn căn bản không đủ gây sợ. La quân hiểu hiên chính hạo câu nói này, cái kia chính là, hắn là quân tại trong hoàng thành dám làm loạn, cũng là vài phút liền bị bắt cầm lên. Kim sắc cầu nối diễn sinh đến nhất định địa phương, cuối cùng kết thúc. Phía trước xuất hiện một phiến đại môn. Cái kia đại môn bên trong ẩn ẩn lộ ra kim quang, tựa hồ ở trong đó chính là một cái an lành thế giới cực lạc. Là quân đi theo hiên chính hạo đằng sau, hiên chính hạo đem đại môn đẩy ra, lập tức, vô cùng kim quang thì dọi sáng ra đến, so thái dương quang huy còn trói mắt hơn. Là quân cùng hiên chính hạo cất bước đi vào. Lập tức, là quân liền bị trước mắt thế giới lần nữa sợ hãi thán phục. Trước mắt thế giới, cung điện tinh mỹ, mây trắng trôi nổi, chính là một cái tránh thức tiên quốc. Các loại thần thú, kỳ thụ, còn có tiên quả trên không trung san sát. Nước là từ dưới đi lên mà chảy. Rất nhiều cung điện hình thành, bên trong thiên long bát bộ chúng dễ thấy nhất. Thiên chúng tịa ẩm ướt phương tại trước cung điện trên quảng trường cứu tế. Long các cao thủ A hoa thần Long tại trên tòa Long điện hư không bay lượt. Còn có dạ xoa kiền đạt bà A tu la giả lâu la khẩn na la ma hầu la giả sáu bộ cao thủ, mỗi người chiếm lấy cung điện. Bọn họ phân biệt đều có vô số thủ hạ, tín đồ, chờ một chút. Hơn nữa còn có thể hấp thu thuộc về bọn hắn tín ngưỡng chi lực. Đây là thiên Long bát bộ các cao thủ. Mặt khác mà điển bên trong có 360 cái thần vị cao thủ, cũng bị hiên chính hạo toàn bộ đem đến tiên quốc bên trong, hưởng thụ tín ngưỡng cùng cung phụng. La quân cùng hiên chính hạo một đường bay đi, liền thật phảng phất tại kinh lịch một cái tránh thức tiên giới. Xuyên qua tầng này tầng tiên quốc, sau cùng liền đạt tới phía dưới hắc ám địa ngục. Mà Lan Đình Ngọc cũng là bị giam giữ tại hắc ám địa ngục bên trong. Cái kia hắc ám địa ngục trôi nổi tại hư không bên trong, Lan Đình Ngọc bị khốn trụ trong quang cầu, Hắn lúc này ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, không để ý tới gian ngoài thế sự. Lan Đình Ngọc, Hiên Chính Hạo Hòa La Quân tại hư không đứng nghiêm, Hiên Chính Hạo vung tay lên, liền giải trừ đối Lan Đình Ngọc giam cầm. Lan Đình Ngọc thân thể hướng xuống rơi xuống, hắn lập tức mở mắt, vận chuyển pháp lực, cố định thân hình, cũng cứ như vậy khoanh chân ngồi tại hư không bên trong. Lan Đình Ngọc mở mắt liền thấy Hiên Chính Hạo Hòa La Quân. Giờ này khắc này, mọi người thân phận liền không lại giống nhau. Đổi mới nhanh nhất không sai duyệt, hãy ghé thăm mời bú ký Lô meta trang web duyệt mới nhất. Lúc trước, là quân cùng Lan Đình Ngọc là vi thần cùng chiều. Khác biệt là, bây giờ Lan Đình Ngọc đã biến thành tù nhân. Lan Đình Ngọc tinh thần trạng thái rất tốt, hắn nhìn về phía là quân cùng hiên chính hạo. Trong mắt của hắn đồng thời không có cái gì kinh ngạc tâm tình. Là quân tâm tình có chút phức tạp, phức tạp đến trong chớp nhoáng này, không biết nên nói cái gì cho phải. Hiên chính hạo thì là nói ra, Lan Đình Ngọc, người có biết ngươi ra sao tội? Lan Đình Ngọc trầm mặc một lát, nhưng hắn mở miệng thời điểm cũng không trả lời Hiên chính hạo lời nói, mà chính là hỏi, năm đó mẹ ta chết, cùng ngươi có quan hệ hay không? Hiên chính hạo nao nao, hắn theo rồi nói ra, không có. Lan Đình Ngọc gật gật đầu, nói ra, Hoàng thượng ngài là thiên thu bá chủ, ngài lời nói, ta tin. Hiên chính hạo khe khẽ thở dài, nói ra, người làm sao đến mức muốn đi đến một bước này. Lan Đình Ngọc nói ra, chỉ là, không muốn chờ đợi thêm nữa, sợ chờ đợi, tu đạo dục vọng bao phủ cừu hận dục vọng. Hiên chính hạo nói ra, tinh thần điện đã sớm bị diệt, mẹ ngươi tu vi cũng đã hết hủy. Chấm nắm giữ tứ hải thiên hạ, như thế nào liền một cái diệp loan phượng đều dung không được. Cái kia lâm nguyệt sen bất quá là mượn cớ, trừ rơi diệp loan phượng A. Lan Đình Ngọc nói ra, thế nhưng là Lan Thiên Cơ không có ngăn cản. Hiên Chính Hạo nói ra, Diệp Loan Phượng chết, còn có Lan Thiên Cơ vì cái gì không ngăn cản, vậy cũng là đại thần ra sự. Chấm là tại Diệp Loan Phượng sau khi chết mới biết được sự kiện này, hỏi đến cũng là vô dụng, cho nên chưa từng hỏi đến qua. Lan Đình Ngọc nói ra, ta muốn gặp mặt Lan Thiên Cơ, mời Hoàng Thượng thành toàn. Hiên Chính Hạo nói ra, có thể, hắn đón đến, nói ra chấm mang ngươi ra cái này bắt bộ phù đồ. sau khi ra ngoài, ngươi sẽ hạ ngục. thực lực ngươi đáng giá chấm tôn trọng, cho nên chấm không biết đối người tra tấn. nhưng ngươi cũng không cần mượn cơ hội đào tẩu. ta đáp ứng ngài. lan đình ngọc nói ra. sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía la quân. la quân, ta chết, giữa chúng ta ân oán, có thể xóa bỏ a. la quân trong lòng trầm xuống, hắn nói ra, lấy người tu vi tiến độ, tương lai, người thành tựu không thể đoán trước cứ như vậy thân tử đạo tiêu, người cam tâm. Lan Đình Ngọc hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói ra, cũng không hoàn toàn là bởi vì lạc tuyết, ta tuy nhiên giết người vô số, nhưng từ trước đến nay không giết người vô tội. Lạc Ninh là ta giết cái thứ nhất người vô tội, ta cũng nên cho cái bản giao. Người tu đạo, lật tay thành mây trở tay thành mưa. Hiên chính hạo nói ra, có cao thủ, chỉ trong một chiêu hủy diệt một tòa thành trì, giết chết người vô tội 10 triệu. Như như ngươi như vậy tâm niệm, làm sao đắc đạo lan đình ngọc nhìn về phía hiên chính hạo nói ra đây không phải là ta đúng sai ta phân rõ ràng la quân trầm giọng nói ra lan đình ngọc người như bỏ mình hết thảy ân oán tự nhiên tan thành mây khói người muốn lo lắng cũng không cần lo lắng lan đình ngọc tử diếu cười một tiếng nói ra không sai về sau la quân rời đi hoàng cung trở lại thiếu uy phủ bên trong hắn không có phải gấp lấy rời đi bởi vì Hiên Chính Hạo nói, muốn hắn trả các loại ba ngày. Ba ngày sau đó, hắn sẽ cho ra Lan Đình Ngọc kết quả xử lý. La Quân nói ra, không phải trực tiếp xử tử sao. Hiên Chính Hạo nói ra, hắn là thiên mệnh chi vương, chấm tuy nhiên có thủ đoạn xử tử hắn, nhưng làm như vậy, chắc chắn sẽ có chút nhân quả phát sinh. Nhưng chấm cũng không thể thả hắn, ba ngày sau đó, người liền biết kết quả xử lý. La Quân sau đó liền quyết định còn chờ ba ngày. Lan Đình Ngọc bị giam giữ tại trong thiên lao, ngày đó nhà tù cũng không trong hoàng cung. Thiên lao tuy nhiên canh phòng nghiêm ngặt, nhưng Lan Đình Ngọc muốn rời khỏi thiên lao cũng không hao tâm tốn sức. Nhưng Lan Đình Ngọc đã đáp ứng hoàng thượng, đương nhiên sẽ không thoát đi. Tại sáng ngày thứ hai, Lan Đình Ngọc không đợi đến Lan Thiên Cơ đến đây, ngược lại là trước chờ đến hắn Ngô tỷ Lan Tú Tâm. Lan Đình Ngọc tại Vũ Hầu Phủ sinh hoạt hơn 20 năm, hắn chỉ có ấm áp cũng là tại mẫu thân còn khỏe mạnh thời điểm. Khi đó, mặc kệ gian nan giường nào, nhưng là mẫu thân sẽ cho hắn vô tận ấm áp. Mà tại mẫu thân sau khi chết, hắn trong sinh hoạt chỉ còn lại có băng lãnh. Mà tại băng lãnh bên trong như còn có một tia ấm áp lời nói, cái kia chính là đến từ ngũ tỷ Lan Tú Tâm. Lan Tú Tâm là lớn nhất thương cảm Lan Đình Ngọc, thường xuyên lặng lẽ tiếp tế Lan Đình Ngọc. Liền xem như cửu viêm thần hỏa chân kinh cơ duyên, cũng là Lan Tú Tâm cho hắn. Nếu không có Lan Tú Tâm, Lan Đình Ngọc tất nhiên không có hôm nay. Năm đó Lan Đình Ngọc tuy nhiên bị cấm chỉ sách tập võ, nhưng hắn vẫn là yêu thích sách. Cũng lặng lẽ trốn ở ngoài cửa sổ, theo tư thuộc tiên sinh học tập nhận thức chữ, sách. Nhưng hắn không có sách có thể, là Lan Tú Tâm ngẫu nhiên một lần phát hiện Lan Đình Ngọc vụng trộm tìm sách nhìn. Lúc đó, Lan Đình Ngọc bị Lan Tú Tâm phát hiện, lại là hoảng sợ không nhẹ. Hắn coi là Lan Tú Tâm muốn đi vạch trần hắn, bởi vì anh em nhà họ Lan nhóm Luôn luôn đều là đối với hắn như vậy Thế nhưng là Lan Tú Tâm cũng không có trách cứ hắn Ngược lại thỉnh thoảng thì vụng trộm tìm sách cho Lan Đình Ngọc nhìn Năm đó Đại Diệt Chùa bị diệt Võ công biển tịch lớn nhiều bị hủy Lan Thiên Cơ trong nhà cất giữ một chút bản đơn lẻ Pháp Hoa Kinh thì là đến từ Đại Diệt Chùa Lan Tú Tâm tìm Pháp Hoa Kinh cho Lan Đình Ngọc nhìn Lan Đình Ngọc vây quanh gian phòng lò than đọc sách Ngày đó Lan Trung một lòng không trúng thoải mái liền muốn tìm đến Lan Đình Ngọc suối quẩy. Còn không có vào cửa thì trách móc mở, hô hào để Lan Đình Ngọc lăn ra đến. Lan Đình Ngọc giật mình, vì hủy thi diệt tích, liền đem pháp hoa kinh ném đến trong lò lửa. Hắn vội vàng ra ngoài ứng phó Lan Trung một, Lan Trung một thuần túy đá Lan Đình Ngọc mấy cước, mắng vài câu, sau đó ra ác khí, trực tiếp liền đi. Lan Đình Ngọc vội vàng trở về, muốn đem pháp hoa kinh cứu ra. Kết quả cái kia pháp hoa kinh đã bị đốt đốt sạch sẽ, lại lưu lại một lá vàng sắc tường kép. Cái kia tường kép bên trong kẹp cũng là cửu viêm thần hỏa chân kinh. Đồng thời, bên trong còn có cửu viêm thần hỏa bản nguyên đan dược. Lan Đình Ngọc cũng là bởi vì cái này một cái cơ duyên mới đi cho tới hôm nay. Cho nên, Lan Đình Ngọc là cần phải cảm tạ Lan Tú Tâm. Nhưng Lan Tú Tâm cũng không biết chuyện này. Lan Đình Ngọc chưa nói với bất luận kẻ nào. Trời âm u trong lao còn giam giữ hắn phạm nhân. Nơi này gọi là hình ngục ti. Hình ngục ti bên trong có phòng giam 380 ở giữa. Âm u, lạnh lẽo, hoàn cảnh ác liệt, canh phòng nghiêm ngặt. Lan Tú Tâm một thân tang phục, xuyên qua thật dài hành lang, tại cuối hành lang mới nhìn rõ Lan Đình Ngọc. Lan Tú Tâm là có một ít không quan trọng tu vi, Thái hư thất trọng thiên, không đáng giá nhắc tới. Nàng ưa thích cưới liệt mã, uống rượu mạnh, không thích hồng trang thích vũ trang. Nàng là cái pepper, là cái mày liếu không nhường mày dâu nữ tử đồng thời, nàng cũng rất là mỹ lệ. Hôm nay Lan Tú Tâm có vẻ hơi trầm mặc cùng thảm thiết, nàng sớm đã lấy chồng, nhà chồng là một phương hiển quý. Nàng không tại trong hoàng thành, là nghe nói tang sự, ra roi thúc ngựa gấp trở về. Mà tại xử lý mẫu thân cùng huynh đệ tang sự về sau, Lan Tú Tâm quyết định tới gặp gặp Lan Đình Ngọc cái này hung thủ giết người. Ngục tốt đem nhà tù cửa mở ra. Lan Tú Tâm đi vào Lan Đình Ngọc trước mặt. Lan Đình Ngọc một thân trường sam màu xanh, trên thân không nhuốm bụi trần, hắn vẫn lặng yên như cũ, sạch sẽ, mà lại khí chất xuất trần. Lan Tú Tâm đã rất ít về nhà ngoại, nàng trước khi đi, Lan Đình Ngọc vẫn còn chưa quá mức xuất sắc. Mà bây giờ gặp lại Lan Đình Ngọc, Lan Tú Tâm xác thực là hơi kinh ngạc. Nàng không thể không thừa nhận, phụ thân có nhiều như vậy con gái, hơn nữa còn cứ như vậy nặng vun trồng, nhưng lại không có một cái so ra mà vượt Lan Đình Ngọc cái này con thứ. Chúc mừng ngươi, đại thù đến báo. Lan tú tâm mở miệng, nàng nhạt lạnh nói ra. Lan đình ngọc mở mắt ra, hắn bình tĩnh nhìn trước mắt Ngô tỷ. Hắn trầm mặc một cái trước mắt, sau đó nói: mẫu thân ngươi chính miệng thừa nhận là nàng hại chết mẹ ta. Câu nói này nói ra về sau, liền đổi lại Lan tú tâm trầm mặc. Lan đình ngọc tiếp tục nói: xin lỗi, đối ngươi tạo thành thương tổn. Ngươi ân tình, ta ghi lấy. Có thể ta còn không, ta càng không thể, bởi vì ngươi tốt với ta ta liền buông xuống giết mẫu mối thù. Cái kia xây sáng chói cùng kiếm nhất đâu, Lan Tú tâm trầm giọng hỏi. Lan Đình Ngọc nói ra, có lẽ, mẹ ta mệnh tại trong mắt các ngươi là ti tiện. Nhưng mẫu thân của ta mệnh trong mắt ta, là thiên hạ đệ nhất chân quý. Mẫu thân ngươi một đầu tiện mệnh, đến không mẫu thân của ta mệnh. Cho nên, Lan xây sáng chói cùng Lan kiếm một cũng muốn chết. Bọn họ cũng nên chết, những năm gần đây, bọn họ làm chuyện ác, tội lỗi chồng chất. Ba người này đều đáng chết, ta giết bọn họ, không có một tia ái náy. Ta vốn có thể đem đại ca ngươi cũng giết, nhưng đại ca ngươi tâm địa cũng không xấu, cho nên ta lưu hắn nhất mệnh. Xem ra, ta còn cần phải cảm tạ ngươi." Lan Tú tâm cười lạnh một tiếng, nói ra. Lan Đình Ngọc nói ra, "Ngươi đến, ta biết ngươi muốn cái gì đáp án. Ngươi muốn chất vấn ta, vì cái gì không nhớ ngươi ta ở giữa tình nghĩa? Cái kia ta hiện tại cũng trả lời ngươi, nhớ không?" lan tú tâm nói ra không ta là muốn biết một việc lan đình ngọc nói ngươi hỏi đi lan tú tâm nói ra dùng cái gì ngươi đột nhiên lợi hại như thế lan đình ngọc ngốc ngẩn ngơ theo rồi nói ra có một ngày ta ra ngoài gặp phải một tên đạo sĩ đạo sĩ đưa ta một quyển sách quyển sách kia tường kép bên trong có cửu viêm thần hỏa chân kinh thật lan tú tâm nói ra không sai lan đình ngọc nói ra lan tú tâm nói ra người tự giải quyết cho tốt đi. Nàng theo sau đó xoay người rời đi. Lan Đình Ngọc hít sâu một hơi, trong lòng mặc niệm nói, thật xin lỗi, ngũ tỷ. Hắn nhớ không Lan Tú Tâm ân, hắn cũng vô pháp nói cho Lan Tú Tâm chân tướng. Nếu là hắn nói cho Lan Tú Tâm, hắn có hôm nay, toàn là bởi vì nàng đưa pháp hoa kinh. Như vậy thứ này cũng ngang với là Lan Tú Tâm thân thủ hại chết nàng mẫu thân mình, huynh đệ. Cho nên, vô luận như thế nào, Lan Đình Ngọc cũng không thể nói cho Lan Tú Tâm chân tướng. Tại xế chiều thời điểm, Lan Đình Ngọc rốt cuộc đã đợi được Lan Thiên Cơ. Lan Thiên Cơ đã thay đổi chiều phục, thân mang ngựa tứ hổ bào, uy phong lẫm liệt. Bất quá Lan Thiên Cơ bây giờ càng thêm trầm ổn, lão luyện, trên người hắn uy nghiêm là theo trong xương cốt lộ ra tới. Tuy nhiên trong nhà hắn phát sinh bực này chuyện lớn, vốn nên trở thành trò cười. Nhưng chiều thần nhóm gặp Lan Thiên Cơ, lại là không dám chút nào lỗ mãng tại trời âm u trong lao lan thiên cơ đứng tại lan đình ngọc trước mặt sắc mặt hắn y nguyên bình tĩnh lãnh đạm qua nhiều năm như vậy lan đình ngọc trong ấn tượng lan thiên cơ vẫn là một khuôn mặt như thế lan đình ngọc vốn là cho là mình có thể nhìn thấy hắn nổi giận hắn đỏ mắt hắn mất khống chế nhưng là rất hiển nhiên lan đình ngọc lần nữa thất vọng lan thiên cơ tựa như là một cái vô ý người hoàng thượng nói với bản hầu người muốn gặp bản hầu bây giờ bản hầu đến, có chuyện, người cứ nói đi. Lan Thiên Cơ nhàn nhạt lạnh lùng nói ra. Lan Đình Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía Lan Thiên Cơ. Hắn trầm mặc đi xuống. Lan Thiên Cơ nhạt lạnh nói ra, ngươi như không có lời gì để nói, vậy bản hầu liền đi. Lan Đình Ngọc nhịn không được nói ra, ta giết phu nhân ngươi, con trai của ngươi hai cái, chẳng lẽ ngươi không có chút nào đau lòng, phẫn nộ. Lan Thiên Cơ nhìn Lan Đình Ngọc liếc một chút, nói ra, để ngươi thất vọng, đúng không? Lan Đình Ngọc lắc đầu, nói ra, người vốn là một người như vậy, là ta không nên đối ngươi mang trong lòng tưởng tượng. Lan Thiên Cơ từ tốn nói, còn có khác lời nói sao? Lan Đình Ngọc nói ra, cho nên, từ đầu tới đuôi, mẫu thân của ta đều là bị ngươi lừa gạt. Ngươi đối nàng chưa từng có nửa phần cảm tình. Lan Đình Ngọc, Lan Thiên Cơ dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn một chút Lan Đình Ngọc, nói ra, người nhớ mãi không quên đi qua, thật trọng yếu như vậy sao? Là đi qua trọng yếu, hay là tương lai trọng yếu đi qua đều sẽ mục nát theo thời gian chuyển rời đều sẽ mục nát tại trong lịch sử trong nhân thế cùng phàm nhân tình cảm tất yếu sao năm đó bản hầu tiếp cận mẹ ngươi bất quá là một loại thủ đoạn vì là trợ giúp hoàng thượng thuận lợi diệt đi tinh thần điện bản hầu cũng thuận tiện đánh cắp ngôi sao lớn thuật về sau nàng mang thai ngươi bản hầu cho nàng cái danh phật để cho nàng tiến hầu phủ chính là vô cùng lớn ban ơn lan đình ngọc nghe vậy giận dữ nói ra mẹ ta chưa từng chủ động trêu chọc qua ngươi ngươi đã không thích nàng nhưng lại trêu chọc nàng ngươi lừa nàng cũng liền a à, vì cái gì còn muốn cho lâm nguyệt xen hại chết nàng lan thiên cơ nói ra được ngươi một mực canh cánh trong lòng những thứ này hôm nay bản hầu cũng liền dứt khoát cùng ngươi làm đoạn diệp loan phượng chết sống bản hầu không ở ý lại thêm lúc đó bản hầu còn muốn ỉ lại trong rừng nguyệt liên sau lưng lâm ra cho nên nàng muốn làm một chút tiểu động tác bản hầu mặc kệ nàng muốn diệp loan phượng chết một cái tiện tì mệnh bản hầu không có gì đáng tiếc còn ngươi lúc đó bản hầu đã là triều đình trọng thần há có thể rơi cái giết con danh tiếng mẹ ngươi chết thời điểm liền đã có người hoài nghi bản hầu nếu ngươi chết lại vậy bản hầu danh tiếng nhất định bị hao tổn kể từ đó bản hầu mới lưu ngươi nhất mệnh trước đó lại có đạo nhân vì ngươi phê mệnh nói ngươi lại là bản hầu ma kiếp Bản Hầu càng nghĩ, liền quyết nghị đoạn ngươi sách tập võ khả năng. Chỉ cần ngươi vẫn là người bình thường, như vậy tương lai, Bản Hầu không cần đưa ngươi để vào mắt. Chỉ là không có nghĩ đến, vận mệnh này phát triển, còn thật không phải Bản Hầu có thể khống chế lại. Lan Đình Ngọc trầm mặc đi xuống. Sau một lúc lâu, hắn nói ra, người không đi qua, liền không hiện tại cùng tương lai. Người có thể đem đi qua nhìn làm mục nát, đối đãi vợ con không tình cảm chút nào. Nhưng ta không biết cũng không thể, mẫu thân của ta một thế này khổ, đều là bởi vì nhận biết ngươi. Mà chuyện cho tới bây giờ, ngươi không có chút nào hối hận, như vậy mẹ ta hết thảy thì trở nên càng thêm không có ý nghĩa. Mẹ con chúng ta sở thụ gặp trắc trở, cũng không có một cái nào thuyết pháp. Như vậy, rất tốt, Lan Thiên Cơ, từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là phụ thân ta. Ta sẽ dùng tận ta lực lượng toàn thân, đến để ngươi trả giá bằng máu. Thế nào, ngươi muốn theo bản hầu động thủ? lan thiên cơ nhạt lạnh nói ra lan đình ngọc cười lạnh một tiếng nói ra sau so ngươi lợi hại người ta thấy nhiều đối bọn hắn ta còn còn có thể xuất thủ đánh cực một lần chẳng lẽ ta sẽ còn sợ hãi ngươi hay sao bất quá dưới mắt ta sẽ không cùng ngươi đánh ta đã đáp ứng hoàng thượng không ra thiên lao ta sẽ cùng hoàng thượng báo cáo lan thiên cơ cười lạnh một tiếng hắn sau đó cũng không nói chuyện quay người rời đi lan thiên cơ Lan Đình Ngọc nắm chặt quyền đầu. Thiếu uy phủ bên trong, là quân một mực đang suy tư có nên hay không nói cho lạc tuyết chân tướng. Hắn nghĩ đến vẫn là chờ ba ngày sau, xác định Lan Đình Ngọc tình huống sau mới quyết định. Trong mấy ngày này, lạc tuyết có chút mất hồn mất vía, lại là tại tưởng niệm lấy Lan Đình Ngọc. Nàng không biết Lan Đình Ngọc trên thân phát sinh chuyện gì, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, vì sao Lan Đình Ngọc không có cái gì tin tức. Nàng tuy nhiên rụt rè, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi La Quân, liên quan tới Lan Đình Ngọc tình hình gần đây. La Quân cười ha hả, qua loa ứng phó. Tại ngày thứ ba buổi tối, La Quân rốt cục đạt được đến từ Hoàng Cung tin tức xác thật. Hoàng phía trên công bố xử trí như thế nào Lan Đình Ngọc tin tức. Hiên chính hạo thánh chỉ ban bố thiên hạ, nói là Vũ Hầu ra sự, nên từ Vũ Hầu tự mình giải quyết. Ân chuẩn Lan Thiên Cơ cùng Lan Đình Ngọc tỉ thí công bình một trận, chết hay sống không cần lo. Quyết chiến sau đó, việc này dừng ở đây chuyện này rõ ràng cũng là hiên chính hạo thiên hướng về lan đình ngọc bên này đương nhiên cũng có người cảm thấy hoàng thượng chính là muốn xử tử lan đình ngọc bởi vì hiện nay vũ hầu tu vi đã thâm bất khả chắc lan đình ngọc quyết định không phải là đối thủ ngoại giới thanh âm nhao nhao hỗn loạn chuyện này cũng chuyển đi xôn xao túi bụi la quân khi biết tin tức này về sau thì minh bạch hiên chính hạo tâm tư hiên chính hạo là không hội tự mình ra tay chỗ chết lan đình ngọc nhưng hắn không thể thả Lan Đình Ngọc. Cứ như vậy thả, quốc pháp đem về không còn sót lại chút gì. Nhưng Hiên Chính Hạo càng không nguyện ý tiêu phí đại tâm tư đến chỗ chết một cái thiên mệnh chi vương. Cái này bên trong nhân quả, hắn quá rõ ràng. Đã nhân quả triền miên là tới từ Lan Đình Ngọc cùng Lan Thiên Cơ, vậy liền hai người các ngươi một quyết sinh tử đi. Đến mức thắng bại, thì xem thiên ý. Cứ việc, xem ra, Lan Đình Ngọc không có phần thắng nhưng Lan Đình Ngọc công pháp hạng gì đặc thù, cũng chưa hẳn là không có có sức liều mạng. Lan Đình Ngọc muốn cùng cha đẻ Lan Thiên cơ luận võ sự tình chính là hoàn thành nặng cân đại sự kiện. Lạc tuyết sốt cục vẫn là từ dưới miệng người bên trong nghe được đôi câu vài lời. Nàng sau khi biết, lập tức tới ngay chất vấn La Quân. Tại La Quân trong phòng, La Quân cùng Kiều Ngưng đều tại. Hai người ngay tại tự thoại, Lạc Tuyết trực tiếp xông tới. Lạc Tuyết, La Quân cùng Kiều Ngưng bị kinh ngạc cùng một chỗ đứng lên. Nàng vừa tiến đến, trong phòng nhất thời băng hàn đi xuống. Lạc tuyết là mang theo tâm tình tiến đến, nàng tâm tình phát động, trong không khí băng hàn thừa số thì phá lệ cuồng bạo. Mắt trần có thể thấy tốc độ phía dưới, những cái kia chén nước kết băng, sau cùng phanh đến một tiếng nổ tung. Là quân lập tức khu động pháp lực, bắt đầu trấn áp lạc tuyết băng hàn thừa số. Hắn là không e ngại băng hàn, thế nhưng không nguyện ý phòng đều bị lạc tuyết cho hủy lúc trước hắn ngay tại lạc tuyết trong phòng bố một chút trận pháp đến hơi ức chế lạc tuyết hàn băng thừa số lạc tuyết nhìn về phía la quân nàng cả giận nói người đã sớm biết đình ngọc ra chuyện đúng hay không người tại sao muốn một mực gạt ta la quân cùng kiều ngưng nhìn nhau đồng đều là có chút bất đắc dĩ bọn họ cũng biết chuyện này giấy là cuối cùng không gói được lửa la quân nói với kiều ngưng người đi ra ngoài trước đi kiều ngưng gật đầu Nàng trực tiếp lóe lên, thì hư không xuyên thẳng qua rời phòng. La Quân tiện tay vung lên, cách không đóng cửa, sau đó mới hít sâu một hơi, nói ra, "Ngồi." Lạc Tuyết nói ra, "Ta không ngồi, ta không hiểu, người tại sao phải gạt ta? Còn có, Đinh Ngọc đến cùng xảy ra chuyện gì?" "Chuyện này nói rất dài dòng, người ngồi xuống trước, ta thật tốt nói cho ngươi." La Quân nói ra. "Đinh Ngọc có thể hay không rất nguy hiểm?" Lạc Tuyết tiếp tục hỏi la quân nói ra có nhất định nguy hiểm vậy ngươi vì cái gì không nghĩ biện pháp cứu hắn chẳng lẽ nơi này muốn so tại cái kia kỷ phấn trắng trong thế giới còn khó khăn sao lạc tuyết nói ra nàng lại nói các ngươi không là sinh tử hảo bằng hữu sao ta cùng hắn cho tới bây giờ đều không phải là cái gì tốt bằng hữu liền bằng hữu đều chưa nói tới la quân lập tức nổi nóng nói ra lạc tuyết ngốc ngẩn ngơ nàng dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn về phía la quân la quân vì cái gì ngươi muốn nói như vậy? La Quân lần nữa hít sâu một hơi, nói ra, Lạc Tuyết, có rất nhiều chuyện, ngươi cũng không biết. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lạc Tuyết hỏi. La Quân lời nói nhì đến miệng một bên, cuối cùng vẫn là nuốt xuống. Nơi này là Hoàng Thành, Hoàng Thành bản thân liền là đương kim Hoàng Thượng một kiện sao sao khí, ta cứu không Lan Đình Ngọc. Còn có, Lan Đình Ngọc cũng không cần ta cứu, cái này là chính hắn lựa chọn. La Quân nói ra, Hắn lựa chọn, Lạc Tuyết không hiểu, nàng nói ra, hắn vì cái gì phải làm như vậy? Còn có, vì cái gì ngươi nói hắn cùng ngươi không là bằng hữu? Đồng sinh cộng tử, cùng chung hoạn nạn, dạng này đều không phải là bằng hữu sao? Đình Ngọc là người khiêm tốn, ngươi là muội muội ta tướng công, ngươi cũng là đại trượng phu. Các ngươi trời sinh không nên thì là bằng hữu sao? Là quân ngây người. Hắn thầm nghĩ, trời sinh liền nên là bằng hữu. Đúng vậy a, à, chỉ tiếc tạo hóa trêu người, nếu không có hắn sát hại Lạc Ninh, ta như thế nào để hắn một người mạo hiểm. Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Lạc Tuyết tiếp tục chất vấn La Quân. La Quân nhìn Lạc Tuyết liếc một chút, nói ra, ngày mai Lan Đình Ngọc liền muốn cùng hắn phụ thân luận võ, sinh tử bất luận. Đây là nhà hắn sự tình, chúng ta ngoại nhân, tốt nhất đừng nhúng tay. Hắn. La Quân sau đó thì giảng liên quan tới Lan Đình Ngọc một chút ra sự cùng ân oán. Lạc Tuyết nghe xong hốc mắt thì đỏ, nàng nói ra, đều tại ta. Này làm sao có thể trách ngươi? La Quân không khỏi ngạc nhiên nói. Lạc Tuyết nói ra, Đình Ngọc như thế đáng thương, nếu ta quan tâm nhiều hơn hắn một chút, liền tốt. La Quân không khỏi im lặng. Lạc Tuyết nói tiếp, ta cùng Đình Ngọc cùng một chỗ lúc, hắn chỉ cùng ta nói qua hắn khi còn bé cùng hắn mẫu thân chuyện lý thú. La Quân không khỏi giàu dĩ, hắn nghĩ. Có lẽ, đó là Lan Đình Ngọc trong trí nhớ duy nhất ấm áp đi. Vậy ngày mai, Đình Ngọc không có sao chứ?" Lạc Tuyết hỏi. La Quân đành phải trấn an Lạc Tuyết, nói ra, "Lan Đình Ngọc công pháp đặc thù, thường nhân cái kia có thể giết đến hắn, những linh tôn đó nhóm thần thông quảng đại, đều không làm gì hắn được. Huống chi là hắn phụ thân Lan Thiên Cơ, ngươi yên tâm đi." Lạc Tuyết nghe vậy hơi hơi thở phào, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn là không khỏi lo lắng. La Quân không khỏi rất là đau đầu, thật sự là vận mệnh tạo hóa, tạo hóa trêu người A. Làm sao lại để Lạc Tuyết còn đối Lan Đình Ngọc sinh ra cảm tình đâu? Đây không phải có chủ tâm tra tấn người sao. Mà cứu thực tới nói, Lan Đình Ngọc cùng Lạc Tuyết cảm tình sinh ra, cũng là một loại vận mệnh trêu người. Lúc đó Lan Đình Ngọc hoàn thành nhiệm vụ nhờ có Lạc Tuyết trợ giúp, Lan Đình Ngọc cũng có lòng muốn muốn đem Lạc Tuyết mang cho La Quân, tính toán là một loại nho nhỏ đền bù. Cứu thực lúc này, Lạc Tuyết bị Linh Tôn tìm tới. Sau đó, Lan Đình Ngọc không thể không ra tay, hai người đào vong, ở chung, là tại dạng này một cái tình huống dưới, loại kia hảo cảm bất chi bất giác sinh ra. Tăng thêm Lan Đình Ngọc ấy nấy, liền đối với Lạc Tuyết hội càng thêm tốt. Ngay lúc này, Lạc Quân đột nhiên hơi kinh hãi. Hắn cảm giác được có người đến, một người xuất hiện tại thiếu uy phủ bên ngoài. Người này không là người khác, chính là Lan Đình Ngọc đổi mới nhanh nhất không sai duyệt, hãy ghé thăm mời bố ký lô mê Tác trang web duyệt mới nhất. Là quân biết, đây nhất định là hiên chính hạo cho Lan Đình Ngọc một điểm tự do. Hắn cũng tin tưởng Lan Đình Ngọc là cái thủ tín người. Là quân trong lòng trầm xuống, hắn biết Lan Đình Ngọc lần này đến, chính là muốn nói ra hết thảy chân tướng. Hắn đã có lòng quyết muốn chết. Hắn đến, người ra ngoài gặp hắn đi. Là quân ngay sau đó liền nói với Lạc Tuyết. Lạc Tuyết nao nao, sau đó tỉnh ngộ lại, liền là cuồng hỉ. Lạc tuyết bước nhanh ra ngoài. La quân không có đi theo ra, ngược lại là lạc tuyết sau khi rời khỏi đây, kiều ngưng thì cùng theo vào. Lan đình ngọc đến, kiều ngưng nói với La quân. La quân nói ra, ta biết. Kiều ngưng có chút lo lắng nói ra, người có muốn hay không đi xem một chút. La quân nói ra, người đi lặng lẽ xem một chút đi, đừng để lạc tuyết làm chuyện điên rồ. Kiều ngưng gật đầu, nói ra, tốt đêm như vậy mực, tối nay không có tinh quang. Lạc Tuyết vừa đến thiếu uy phủ, liền thấy Lan Đình Ngọc. Đình Ngọc, Lạc Tuyết hoan hỉ bước nhanh đi tới. Lan Đình Ngọc vẫn là một thân trường sam xa màu xanh, hắn bóng người cao to mà thẳng tắp, khuôn mặt thanh tú mà trầm ổn. Hắn vẫn là làm như vậy sạch, một đôi mắt như màu đen mã não. Lạc tuyết tại Lan Đình Ngọc trước mặt đứng nghiêm về sau, lo lắng hỏi, người không sao chứ? Lan Đình Ngọc nói ra, ta không sao hắn có vẻ hơi bình tĩnh, sau đó còn nói thêm, chúng ta đi vào nói chuyện đi. Đi vào, Lạc Tuyết còn muốn đi ra ngoài cùng Lan Đình Ngọc thật tốt tự thoại đây. Lan Đình Ngọc nói ra, đúng, đi vào nói chuyện. Lạc Tuyết gặp Lan Đình Ngọc kiên trì, liền nói ra, vậy được rồi. Kiều Ngưng cũng không có theo, nàng loại tu vi này, chỗ đó hội dập khuôn từng bước theo dõi. Nàng gặp Lạc Tuyết cùng Lan Đình Ngọc vào phủ, liền vẫn hòa la quân đợi trong phòng chưa hề đi ra. Lan Đình Ngọc lựa chọn đi lạc tuyết gian phòng, khiến lạc tuyết có chút ngượng ngùng cùng không có ý tứ, cứ việc nàng là đến từ thế giới bao la, dân phong cũng không có phong kiến như vậy, nhưng nàng y nguyên vẫn là cái chưa xuất các cô nương. Lạc tuyết trần chờ một cái chớp mắt, thì dẫn Lan Đình Ngọc đi gian phòng. Đơn giản là, nàng tin tưởng Lan Đình Ngọc làm người. Tại lạc tuyết trong phòng, băng hàn bức người. Băng hàn thừa số hơi có vẻ cuồng bạo, lạc tuyết đem Lan Đình Ngọc nghênh tiến đến. Đình Ngọc, ngươi, Lạc Tuyết có chút chờ mong nhìn về phía Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc hít sâu một hơi, nói ra, Lạc Tuyết, thật xin lỗi. Êm đẹp, tại sao muốn nói xin lỗi? Lạc Tuyết cảm thấy không hiểu. Lan Đình Ngọc nói ra, có một số việc, đã làm, không cách nào đền bù. Ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng ngươi sinh ra thân mật gặp nhau, cũng không nghĩ tới muốn dẫn cho ngươi thống khổ. Chỉ hận tạo hóa trêu người, nhưng là Lạc Tuyết, thiếu ngươi, ta sẽ trả cái mạng này, ta nhất định cho." "Ngươi, Lạc Tuyết không hiểu." Lan Đình Ngọc nói ra, "Hắn, ngươi đi hỏi La Quân đi." Hắn sau khi nói xong, lại là thân thể nhoáng một cái, trực tiếp hư không xuyên thẳng qua, rời đi thiếu uy phủ. Lạc Tuyết nhất thời ngẩn ngơ tại chỗ, nàng có loại rất không tốt cảm giác, như lọt vào trong sương mù, nhưng lại cảm thấy dường như bắt đến cái gì quan trọng đồ vật. Lạc Tuyết đang muốn đi tìm La Quân chất vấn, đúng lúc này là quân hư không xuyên thẳng qua đi vào lạc tuyết trong phòng. người nghe được hắn lời nói, lạc tuyết hỏi la quân. La quân sắc mặt nặng nề, hắn gật đầu nói ra, vâng. lạc tuyết nói ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra? La quân nói ra, người muốn có chuẩn bị tâm lý. chuẩn bị tâm lý, chẳng lẽ lạc tuyết nhất thời sắc mặt đại biến, nói ra, chẳng lẽ muội muội ta đã không tại? nàng trong nháy mắt liền nghĩ đến một mực khát vọng nhìn thấy muội muội la quân trong mắt lóe lên vẻ trầm thống hắn nói ra lạc ninh tại hơn hai năm trước đến một món pháp bảo gọi là như lai áo cà xa lúc đó ta cùng lan đình ngọc còn không biết lan đình ngọc cũng không biết lạc ninh hắn tại lạc ninh trên tay cướp đi như lai áo cà xa đồng thời giết lạc ninh lạc tuyết hoảng sợ biến sắc thân thể mềm mại run lẩy bẩy cái này điều đó không có khả năng Nàng không thể tin được, nàng làm sao có thể tin tưởng đây? Đây không phải thật, cái này nhất định không phải thật sự. Lạc Tuyết co quắp ngồi dưới đất, một loại nói không nên lời tuyệt vọng, hoảng sợ, còn có thống khổ rất nhiều tâm tình cùng nhau xông tới. Là quân lý giải Lạc Tuyết thống khổ, nhưng lúc này, hắn cái gì đều làm không. Đối với Lạc Tuyết tới nói, nàng tất cả trụ cột tinh thần, tại thời khắc này toàn bộ đổ sụp. Muội muội nàng Nàng người yêu, toàn bộ không còn tồn tại. Lạc Tuyết, La Quân muốn mở miệng. Lạc Tuyết đột nhiên hai mắt huyết hồng, hướng La Quân nghiêm nghị nói, "Ra ngoài." Trong nháy mắt, nàng ánh mắt trở nên rất đáng sợ. Nhất thời, trong không khí băng hàn chi lực tăng lên. La Quân cảm giác được bốn phía không khí bắt đầu đóng băng, hắn thế mà đều cảm giác được hành động hơi chậm một chút chậm. Nếu là người bình thường tại Lạc Tuyết trước mặt, giờ phút này đã sớm bị đông thành tượng băng cái kia phần ngoài la quân bố trí xuống trận pháp cũng bắt đầu vỡ vụn lạc tuyết trên thân băng hàn chi khí quả thực liền muốn áp chế không nổi la quân không khỏi hít sâu một hơi cấp tốc tăng cường pháp lực áp chế như thế về sau mới tính để trong phòng đồ vật không có tiếp tục bị đông cứng xấu la quân theo rồi nói ra tốt ta ra ngoài có gì cần người gọi ta hắn quay người rời phòng thuận tay đóng cửa phòng la quân không dám xem thường Hắn cùng Kiều Ngưng mật thiết chú ý Lạc Tuyết tình huống. Cũng may là, Lạc Tuyết cũng không có La Quân trong tưởng tượng yếu ớt như vậy. Cái này một đêm trôi qua, Lạc Tuyết cũng không làm ra cái gì quá kích sự tình. La Quân cùng Kiều Ngưng thấy thế mới nhỏ khẽ thở phào một cái. Sáng ngày thứ hai, Lạc Tuyết lên rất sớm, nàng vừa ra khỏi cửa, La Quân cùng Kiều Ngưng trong phòng thì mật thiết chú ý tới tới. Lạc Tuyết lại là trực tiếp đến La Quân cùng Kiều Ngưng trước gian phòng. Kiều Ngưng trước đi mở cửa. La Quân cũng đứng dậy đón lấy, Lạc Tuyết tiến gian phòng, nàng lộ ra bình tĩnh, thoảng qua tiểu tụy. Mở miệng nói chuyện thời điểm, thanh âm có chút khàn giọng. Ta muốn đi xem bọn hắn quyết chiến, Lạc Tuyết nói với La Quân. La Quân gật đầu, nói ra, tốt, quyết chiến còn có 2 giờ, ngay tại Thiên Long bát bộ phù đồ huyền trong tháp. Người thu thập một chút về sau, chúng ta xuất phát. Lạc Tuyết gật đầu. Một ngày này, đối là quân tới nói cũng lộ ra nặng nề, không khí ngột ngạt. Hắn cũng không có loại kia đại thù muốn đến báo khoai ý. Trong Hoàng Cung, Hiên Chính Hạo an bài một số người quan chiến. Những thứ này thu hoạch được quan chiến tư cách đều là trong cung cao thủ, còn có vũ hầu phủ một chút người nhà. La quân cùng kiều ngưng tự nhiên là được phép, mang lạc tuyết đi vào cũng không có vấn đề gì. Tại quần anh trong điện, mọi người tập hợp, Hiên Chính Hạo mang theo Vĩnh Lạc Hoàng hậu còn có Lan Thiên Cơ cùng Lan Đình Ngọc xuất hiện. Sau đó, một đoàn người lại cùng nhau lễ bái Hiên Chính Hạo. Lạc Tuyết cũng theo quỳ xuống lại, nhưng nàng ánh mắt thủy chung là dừng lại tại Lan Đình Ngọc trên thân. Lan Đình Ngọc ánh mắt trầm tĩnh, không có bất kỳ cái gì tâm tình. Hắn lộ ra phá lệ sạch sẽ, một tầng không nhiễm. Tựa hồ tất cả cảm xúc tiêu cực, còn có tâm lý gánh vác đều biến mất. Hắn trở nên rất thuần túy, hắn thậm chí nhìn về phía lạc tuyết, bất quá, cho dù là đang nhìn lạc tuyết lúc, hắn cũng không có bất kỳ cái gì tâm tình biến hóa. Đi thôi, hiên chính hạo vung tay lên, liền biến hóa ra một nói cửa lớn màu vàng óng. Đại môn đẩy ra, chính là cái kia đạo kim sắc cầu nối. Mọi người cùng sau lưng hiên chính hạo, tiến vào cái kia nói cửa lớn màu vàng óng, đi vào kim sắc cầu nối phía trên. Sau đó, cửa lớn màu vàng óng đóng chặt kim sắc cầu núi cứ như vậy lăng không đứng ở vô cùng trong hư không vũ trụ, bốn phía là đầy trời ngôi sao. Dạng này tràng cảnh là hiện đại thế giới bên trong, đặc hiệu đều vô pháp tưởng tượng đi ra hình ảnh. Hết thảy đều là như thế chân thực, chỉ là giống như đem chọn cái vũ trụ thu nhỏ. Hôm nay, sinh tử bất luận, lan đợi, lan đình ngọc, phụ tử các ngươi ân oán, liền ở đây kết đi. Hiên chính hạo từ tốn nói. Đúng, hoàng thượng lan thiên cơ cùng lan đình ngọc đồng thời nói ra cha con tương tàn chính là là nhân gian bi kịch nhưng giờ phút này lan thiên cơ cùng lan đình ngọc lại là nghĩa vô phản cố la quân chẳng hề nói một câu hắn nhìn lấy lan thiên cơ cùng lan đình ngọc dường như đã nhìn thấy chính mình ảnh thu nhỏ có lẽ có một ngày hắn cùng trần thiên nhai cũng sẽ đi đến một bước này đi kiều ngưng thì đang âm thầm quan sát hoàng thượng thế lực ở sau lưng nàng những cao thủ kia có đại thần cũng có nàng chỗ chưa thấy qua. Mà lại, tại Thiên Long bát bộ phù đồ hư không bên trong, cũng còn ẩn tàng vô số cao thủ thần bí. Đây đều là hoàng thượng thế lực. Những trong năm này, hoàng thượng hiên chính hạo đối với người mới cực kỳ coi trọng, vẫn luôn đang không ngừng tự mình bồi dưỡng thế lực. Lạc Tuyết giờ phút này thì là ánh mắt vẫn luôn tại Lan Đình Ngọc trên thân. Lan Đình Ngọc ánh mắt lại là từ đầu đến cuối đều tại Lan Thiên Cơ trên thân. Hai người này thân hình lóe lên Liên cùng lúc đến hư không bên trong. Bọn họ ở trong hư không đứng nghiêm, Lan Thiên Cơ lạnh lẽo nhìn Lan Đình Ngọc, từng chữ lạnh lùng nói ra, quân vi thần cương, phụ vi tử cương, phu vi thê cương. Bản hầu cho dù là giết mẫu thân ngươi, giết ngươi, đó cũng là cương thường vị trí. Không thể chỉ trích, mà ngươi đại nghịch bất đạo, giết ngươi đại nương, giết huynh đệ ngươi, như thế hành động, xúc sinh không bằng. Nghịch tử, hôm nay bản hầu liền muốn sắp xếp như ý cương thường, thế thiên hành đạo. Lan Đình Ngọc nhàn nhạt lạnh lùng nói ra, mặc kệ lúc nào, người đều phải chiếm một cái đại nghĩa danh phận. Những năm gần đây, người không giết ta, đơn giản là giết con không rõ, cũng không muốn hạ xuống miệng lưỡi tại trong chiều chư thần. Lúc này, ta như người ý, người cũng có thể danh chính ngôn thuận giết ta. Đã như vậy, vậy liền, động thủ đi. Lan Thiên Cơ lạnh hừ một tiếng, nói, nghịch tử, người thật cho là người học chút bản lãnh này, liền có thể cùng bản hầu chống lại hắn nhưng cũng không nói nhảm, đột nhiên liền phun ra ra một miệng chân nguyên đến. Khẩu này chân nguyên chính là hạt thanh sắc, qua phun ra ra, lập tức ở không trung cấp tốc biến hóa, hình thành động thiên pháp tắc. Động thiên cảnh cao thủ độc hữu pháp tắc. Trong nháy mắt, trong phạm vi 300 dặm, toàn bộ đều là một mảnh hạt thanh sắc. Cái kia hạt thanh sắc động thiên pháp tắc như một mảnh to lớn màn trời đem hư không bao phủ, là quân bọn người liền chỉ có thể nhìn thấy cái kia hạt thanh sắc màn trời còn bên trong phát sinh cái gì, tất cả mọi người thấy không rõ lắm. Hiên chính hạo vung tay lên, lập tức, một tầng kim quang khuế đại đi xuống. Sau đó mọi người liền có thể thấy rõ ràng bên trong tình cảnh. Hạt thanh sắc động thiên pháp tác động đặc cùng cực, tựa như là rơi vào đến quái vật phun ra hạt thanh sắc dịch nhờn trong hải dương. Phương pháp này thì, tên là tam cương ngũ thường pháp tắc. Quân vi thần cương, phu vi thê cương, phụ vi tử cương. Ngũ thường, nhân nghĩa lễ trí tín. Hạt thanh sắc dịch nhờn bên trong, cái này tam cương ngũ thường thẩm thấu bên trong, nồng đập, lại mang theo mãnh liệt khống chế ý vị. Người tu đạo, có mấy cái là quan tâm tam cương ngũ thường. Cho nên, bọn họ một khi xa vào đến tam cương ngũ thường pháp tắc bên trong, lại thường thường khó có thể tự kiềm chế. Những cái kia hạt thanh sắc dịch nhờn bên trong chất chứa mãnh liệt tam cương ngũ thường quy tắc, những quy tắc này để người tu đạo ở chính giữa, cực không thoải mái, lại không cách nào siêu thoát, làm người tu đạo bị Tam Cương Ngũ Thường hạn chế về sau, Lan Thiên Cơ liền sẽ lấy quân chi diện mục xuất hiện. Tại Tam Cương Ngũ Thường động thiên pháp tác bên trong, Lan Thiên Cơ cũng là quân, mà lúc này Lan Thiên Cơ toàn diện áp chế Lan Đình Ngọc, vô luận là quân Vi Thần Cương vẫn là Phủ Vi Tử Cương, hắn đều có thể tại pháp tác phía trên ngăn chặn Lan Đình Ngọc. giờ khắc này, Lan Đình Ngọc cũng cảm thấy châm chọc một cái vô tình nhất người, lại có được tam cương ngũ thường động thiên pháp tắc. Tam cương ngũ thường là một loại phẩm chất tốt, nhưng ở Lan Thiên Cơ loại người này trên thân, Lan Đình Ngọc cảm thấy buồn cười. Nghịch tử, người chịu chết đi, Lan Thiên Cơ quát lạnh một tiếng, đón lấy, trong tay hắn bắt pháp quyết, pháp lực cuồng mãnh thôi động. Cái kia hạt thanh sắc dịch nhờn hải dương cấp tốc biến hóa, bên trong nhất tôn hóa thành uy nghiêm thiên đế bộ dáng, nhất tôn hóa thành chính hắn bộ dáng, nhất tôn hóa thành lan đình ngọc mẫu thân diệp loan phượng bộ dáng ba tôn nguyên thần vây xung quanh lan đình ngọc nghịch tử quỳ xuống tôn này lan thiên cơ nguyên thần quát nói nghịch tử quỳ xuống diệp loan phượng quát nói nghịch thần quỳ xuống cái kia uy nghiêm thiên đế quát nói thanh âm trùng trùng điệp điệp hóa thành vô cùng quy tắc nghiền ép lên tới lan đình ngọc cảm giác được sóng âm kia áp xuống tới trong nháy mắt để hắn không thở nổi cái này động thiên pháp tắc ẩn chứa không gian pháp tắc kín không kẽ hở ba tiếng quỳ xuống đem lan đình ngọc tâm thần chấn loạn cái kia ba đạo âm ba lực lượng trong nháy mắt thì quấn chặt lấy lan đình ngọc lan đình ngọc trở thành một cái hạt thanh sắc dịch nhờn quái nhân những thứ này dịch nhờn đồng thời hướng trong thân thể của hắn thấm vào tam cương ngũ thường pháp tắc thật sự là quá mức khủng bố pháp tắc thẩm thấu tiến người tu đạo trong thân thể về sau người tu đạo chỉ có một con đường chết mà lúc này, cái này tam cương ngũ thường pháp tắc thì thật sự tiến vào Lan Đình Ngọc trong thân thể. Nhưng vào lúc này, Lan Đình Ngọc thân thể đột nhiên biến hóa. Oanh! Cả người hắn hóa thành cửu viêm thần hỏa. Cái kia hạt thanh sắc dịch nhờn giống như cự đại quái thú, mà quái thú trong bụng, đột nhiên bốc cháy quang. Một tiếng ầm vang, tất cả thẩm thấu tiến Lan Đình Ngọc trong thân thể pháp tắc, hết thảy bị tạc đến thịt nát xương tan. Trung quanh hạt thanh sắc dịch nhờn cũng hướng bốn phía tán đi nhưng rất nhanh, những thứ này dịch nhờn hải dương lại lần nữa tuôn đi qua. Nghịch tử, lan thiên cơ thanh âm truyền đến, ngươi cử viêm thần hỏa quan tuyệt thiên hạ, nhưng bản hầu động thiên pháp tác đồng dạng vô cùng vô tận, cái này nguyên một tòa hải dương, ngươi thiêu đến tận sao. Lan đình ngọc bạo giống một tiếng, cử viêm thần kiếm, hắn toàn bộ thân thể đột nhiên hóa thành một đạo cửa kiếm. Ngọn lửa này cử kiếm kiếm quang lóe lên, thì hướng lan thiên cơ đỉnh đầu bổ giết tới cửu viêm thần kiếm lực lượng, diệt sát hết thảy quy tắc. Trong nháy mắt đó, chung quanh tất cả dịch nhờn hải dương cấp tốc lui bước, bị chém chúng lập tức hóa thành khói bụi. Trong không khí khói xanh cuồn cuộn, mùi xú khí vị không thể ngăn cản. Cái kia cửu viêm kiếm quang trực tiếp mà đến, Lan Thiên Cơ cũng không tránh né. Cái này một cái chớp mắt, lại nhiều không gian pháp tắc đều ngăn cản không Lan Đình Ngọc một kiếm này. Lan Đình Ngọc công lực đại thành đến nay, khó gặp địch thủ cho dù Lan Thiên Cơ đã là động tiên cao thủ, nhưng Lan Đình Ngọc cũng sẽ không chính là không có sức hoàn thủ. Đột nhiên, tại Lan Thiên Cơ trước mặt, cái kia Diệp Loan Phượng xuất hiện lần nữa, cái này Diệp Loan Phượng toàn thân màu nâu xanh, giống như lệ quỷ. Nàng hướng Lan Đình Ngọc quát nói, nghịch tử, quỳ xuống. Sóng âm chấn động, cái kia đạo cửu viêm kiếm quang bên trong, đột nhiên truyền đến Lan Đình Ngọc nộ hống, không. Oanh, một kiếm đánh xuống, trực tiếp đem diệp loan phượng bổ thành phấn vụn lan thiên cơ không cho phép ngươi sách mẹ ta lan đình ngọc giận không nhịn nổi kia kiếm quang phủ đầu chém xuống lan thiên cơ pháp ấn thi triển một chảo nhất thời vô cùng tận dịch nhờn hải dương tại đỉnh đầu hắn hình thành thân thể của hắn tại không gian bên trong không ngừng xuyên thẳng qua trong nháy mắt cũng là mấy chục vạn dặm không gian di động kia kiếm quang rốt cục truy tốc độ chậm đi xuống lan thiên cơ lập tức trở về đánh chính là vỗ tới một trường. Dịch nhân hải dương hình thành màu nâu xanh móng vuốt lớn, nhất trưởng đánh giết tại kia kiếm quang phía trên. Cửu viêm kiếm quang lập tức bị đập tan thành vô số lửa điểm. Lan đình ngọc trên không trung chuyển một cái, cấp tốc ngưng tụ vô số lửa điểm, lại lắc mình biến hóa, oanh một chút, hóa thành cửu viêm thần long. Âm ầm rồng ngâm hổ gầm. Một đầu to lớn cửu viêm thần long trên không trung hình thành, dài đến 10.000 dặm, nhìn xuống lan thiên cơ. Cái này cửu viêm thần long trong mắt tràn ngập cửu hật, tiếp lấy nhất chảo thì chụp vào lan thiên cơ. Cửu viêm thần móng vuốt rồng phía trên tràn đầy thần hỏa, cái kia thần hỏa hung mãnh, chỗ đến, tất cả dịch nhờn trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Trong không khí tràn đầy mùi xú khí vị, thần long cự chảo lấy xuống, giống như một tòa cự đại sơn phong áp xuống tới. Toàn bộ dịch nhờn hải dương tựa hồ cũng sôi trào lên. Lan thiên cơ mắt thấy là phải bị cửu viêm thần long cự chảo bắt lấy, Hắn lại là không chút hoang mang, chỉ cười lạnh một tiếng, sau đó nhất trưởng bổ ra. Âm âm, theo dưới đáy dịch nhờn trong hải dương, đột nhiên thoát ra một đạo càng thêm cự đại quái thú cự trảo. Cái này cự trảo lớn đến không thể tưởng tượng, thế mà trực tiếp một chảo phía dưới, đem cái kia cử viêm thần long thân thể chặn ngang chộp trong tay. Sau đó, dịch nhờn trong hải dương, cái này cự đại quái thú hiện ra hình thể. Đó là một cái so cử viêm thần long còn muốn đại gấp 10 lần quái thú. Tuy nhiên toàn bộ không gian bất quá bao trùm hơn 300 dặm, nhưng bên trong có trăm ngàn nặng không gian, cái này khoảng cách là không thể tưởng tượng. Cái này cự đại quái thú giống như thao thiết, lại không giống thao thiết, nó đứng thẳng lên, bên trong thiên địa cũng chỉ còn lại có cái này to lớn hạt thanh sắc quái thú. Trên người nó không ngừng rơi xuống hạt thanh sắc dịch nhờn, cái kia dịch nhờn hạ xuống, như biển gầm buông xuống nhân gian. Bên ngoài la quân thấy cảnh này, không khỏi bị kinh ngạc. Lạc tuyết cũng là nhìn rõ ràng, nàng không nói một lời, nhưng nàng nắm chặt quyền đầu đã bại lộ nàng nội tâm khẩn trương trình độ. Cự đại quái thú nhất chảo bắt cửu viêm thần long thân eo, lại nhất chảo bắt lấy đầu, tiếp lấy xé rách, thế mà xinh xinh đem cái kia cửu viêm thần long xé rách thành hai nửa. ầm ầm, cửu viêm thần long triệt để nổ tung lên, trong một chớp mắt, toàn bộ dịch nhờn trong hải dương ánh lửa mút trời. Vô số lửa điểm kịch liệt nổ tung lên, hải dương sôi trào, thiên địa rúng động. Cỗ này uy thế, liền là liền tại bên ngoài quan sát hiên chính hạo cũng không nhịn được hơi hơi thất sắc. Hắn lẩm bẩm nói, cử viêm thần hỏa, thế mà khủng bố như vậy, xem ra chấm vẫn là đánh giá thấp lan đình ngọc. Nổ tung sau đó, dịch nhờn hải dương bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh. Lan thiên cơ lãnh khốc thanh âm vang lên lần nữa, nghịch tử, tam cương ngũ thường, chính là thánh nhân lập xuống pháp tắc, ngươi cho rằng ngươi có thể đem phá hư sao. Ngươi lần này tuôn ra cử viêm thần hỏa chân tủy, tổn hao nhiều nguyên khí. Bản hầu thì muốn nhìn ngươi đến cùng còn có thể tuôn ra mấy lần. Quả không phải vậy, không lâu sau đó, Dịch Nhân Hải Dương khôi phục lại bình tĩnh, thì như cái gì đều chưa từng phát sinh qua một dạng. Lan Đình Ngọc tình huống thì hỏng bét, hắn muốn chạy trốn ra cái này Tam cương ngũ thường động thiên pháp tắc cũng không khó. Có thể hôm nay chính là là sinh tử quyết đấu, chỗ của hắn có thể trốn. Chạy ra cái này Tam cương ngũ thường động thiên pháp tắc Chạy thoát được thiên long bát bộ phù đồ huyền tháp sao Và lại, Lan Đình Ngọc cũng căn bản không muốn trốn Hắn nếu là có chủ tâm muốn sống Sẽ không để cho chính mình đi đến một bước này Thánh nhân lập xuống pháp tắc sao Ngay vào lúc này, Lan Đình Ngọc thân hình lần nữa ngưng tụ Hắn tại trong hải dương ngồi xếp băng Lúc này hắn, trên thân tràn đầy dịch nhơn Cái kia tam cương ngũ thường pháp tắc lập tức liền lại thẩm thấu đến hắn thực chất ở bên trong tam cương ngũ thường thời thời khắc khắc đang áp chế huyết dịch của hắn tại nói cho hắn biết làm người quy củ đây là ngươi không nghe cũng phải nghe châu không uống nước mạnh theo đầu tam cương ngũ thường đã tại ngươi lan thiên cơ trong máu nhưng ngươi cho tới bây giờ đều chỉ biết là quân vi thần cương ngươi làm thần tử bổn phận ngươi vi phu là cha lãnh khốc vô tình cái này tam cương ngũ thường người căn bản không xứng nhắc đến lan đình ngọc hít thở sâu một hơi hắn nói tiếp nhưng là quy tắc cũng là quy tắc, trên quy tắc, ngươi không có sai lầm. Cho nên, người mới có thể thi triển ra cái này tam cương ngũ thường động thiên pháp tắc, nay ta liền nói cho ngươi, thánh nhân quy tắc, cũng là có sai. Sau đó, hắn cử viêm thần hỏa chân khí cuồng mãnh vận chuyển lại. Trong thân thể của hắn bộ đột nhiên sáng lên, mắt trần có thể thấy, cái kia vùng đan điền một đóa hỏa diễm cháy hừng hực. Tại cái kia đóa hỏa diễm bên ngoài, chính là cửu viêm thần hỏa mà cái này một đoán nội bộ hỏa diễm là trong xuất sắc vô cùng kỳ quái tâm hỏa lan thiên cơ thấy thế cũng bị kinh ngạc nghịch tử người lại muốn tự bạo tâm hỏa không tiếc mạng sống sao lan thiên cơ biến sắc người sợ chết ta không sợ chết lan đình ngọc ha ha lệ cười thánh nhân tam cương ngũ thường lại như thế nào nay ta lấy cái chết máu rán để chứng minh thánh nhân tam cương ngũ thường có sai Lan Thiên Cơ trong nháy mắt thì thu hắn tam cương ngũ thường động thiên pháp tắc. Hắn đã sớm biết, Lan Đình Ngọc duy nhất lật bàn cơ hội, cũng là tự bảo tâm hỏa, lấy cái chết máu dán. Cổ đại tam cương ngũ thường, coi trọng, quân, phu, cha tuyệt đối quyền uy. Cái này tam cương bên trong tràn ngập một loại không bình đẳng. Cái kia chính là, quân nếu là bạo quân đâu, phu như thế bạo phu đâu, cha nếu là bạo cha, khó nói chúng ta còn muốn coi bọn họ là cương sao như vậy lúc này, lấy cái chết máu rán, liền có thể bài trừ quy tắc. Bất luận cái gì quy tắc, đều có lỗ thủng, đây là tương sinh tương khắc đạo lý. Giống như đại luân hồi thuật có thể lấy tử vong đến chung kết luân hồi. Tử vong là hết thảy kết thúc, cũng có thể chứng minh ra rất nhiều thứ tới. Người thụ oan khuất, không cách nào giải thích, có thể chết làm rõ ý chí. Một người, nếu là đều muốn dùng chết để chứng minh, như vậy người khác còn có lý do gì không đi tin tưởng hắn đâu. Lan Đình Ngọc Tâm Hỏa đã triển khai, hắn lúc này có thể thu hồi, nhưng hắn thấy chết không sờn. Nghịch tử, Lan Thiên Cơ cảm nhận được tử vong uy, trong mắt của hắn đồng tử phóng đại. Cho dù hắn thu động thiên pháp tắc, nhưng hắn cũng biết, liền xem như hắn động tiên cao thủ, cũng rất khó chịu đựng lấy Lan Đình Ngọc nổ tung Tâm Hỏa một kích này. Tâm Hỏa là cửu viêm thần hỏa lớn nhất chỗ Huyền Diệu, có thể để Lan Đình Ngọc trở thành bất tử chi thân. Bây giờ Lan Đình Ngọc muốn tự bạo Tâm Hỏa bực này uy lực, không dám tưởng tượng. Nghịch tử, bản hầu há có thể dung ngươi, lan thiên cơ bạo giống một tiếng, hắn yêu nhã, lãnh khốc không lại, lại là liều mạng. Đây là Lan Đình Ngọc lần thứ nhất nhìn đến vị này lạnh lùng phụ thân thất thố như vậy, tại hắn trong ấn tượng, vị này phụ thân luôn luôn là lạnh lùng thạch đầu, hỉ nộ không lộ. Ha 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 ha, Lan Đình Ngọc cất tiếng cười to. Đại tinh thần thuật, Lan Thiên Cơ rốt cuộc thi triển đi ra từ Diệp Loan Phượng trộm lấy đại tinh thần thuật. Mẫu thân, Hải Nhi muốn báo thù cho người Á, Lan Đình Ngọc trong lòng nói thầm. Audio điện tử võ tấn bền. Lan Đình Ngọc trên thân bộc phát ra khủng bố thảm thiết khí thế tới. Mà giờ khắc này Lan Thiên Cơ, hắn đã vận chuyển ra ngôi sao lớn thuật. Ở trong gầm trời, tinh thần chi lực bị Lan Thiên Cơ hấp thụ. Ngôi sao hàn sát, như ngục như hải. Rồi rào tinh thần chi lực như màu xám bạc ánh trăng bao phủ xuống, sau cùng tại lan thiên cơ bên người quay chung quanh, trong một chớp mắt, hình thành nhất tôn tinh cầu bộ dáng. Mà lan thiên cơ ngay tại ngôi sao trung gian, trở thành tinh hạch đồng dạng tồn tại. Cái này ngôi sao lớn thuật, hoàng thượng ngài tựa hồ cũng không có tu luyện qua. Ở ngoại vi quan sát la quân trầm giọng hỏi hiên chính hạo. Hiên chính hạo trầm giọng nói ra, ngôi sao lớn thuật thật là một môn kỳ thuật, bất quá đó là Lan Thiên Cơ theo Diệp Loan Phượng chỗ đó làm ra. Vợ chồng bọn họ ở giữa sự tình, chấm còn không có bị ổi đến muốn đi thò một chân vào. Là quần nào nào, hắn tiếp lấy nhìn một chút bên cạnh Vĩnh Lạc Hoàng Hậu. Vĩnh Lạc Hoàng Hậu đến từ Vĩnh Lạc Điện, năm đó cũng là một phái thế lực. Mà Diệp Loan Phượng lai like từ tinh thần điện, hai nàng này vốn là có tương tự nhân sinh. Sau cùng đơn giản là lựa chọn nam nhân khác biệt, mà dẫn đến tao ngộ cũng hoàn toàn khác biệt. Vĩnh Lạc hoàng hậu gả cho Hiên Chính Hạo, nhận hết vinh sủng, hạnh phúc cả đời. Diệp Loan Phượng thánh nữ thân phận, gả cho Lan Thiên Cơ chỉ làm một cái thiếp. Mà sau cùng, còn chết thảm tại hầu phủ bên trong, con trai của liền đều nhận hết ức. Diệp Loan Phượng thân phận chưa hẳn so Vĩnh Lạc hoàng hậu muốn đê tiện, năm đó ở Tinh Thần điện trước mặt, Vĩnh nhà cung đây tính toán là cái gì? Mà Lan Thiên Cơ cùng Hiên Chính Hạo so ra, địa vị kém xa nhưng hiên chính hạo thì có thể làm được ái thê tử. Đây là tàn khốc châm chọc, cũng là hiện thực diễn sinh. Tại trong hiện thực, cũng có địa vị rất cao nam nhân ái thê như mạng. Cũng có nhà nghèo tử quỷ, vung lên thiết quyền hành hung cõng hài tử thê tử. Nam sợ vào sai đường, nữ sợ gả sai lang. Lan thiên cơ tam cương ngũ thường động thiên pháp tắc, ngôi sao lớn thuật đều là hắn đắc ý chiêu pháp. Hắn vốn đang không có móc ra át chủ bài, chỉ dùng tam cương ngũ thường pháp tắc đến khốn Lan Đình Ngọc. Mà giờ khắc này, Lan Đình Ngọc muốn tuôn ra tâm hỏa, hắn sợ hãi tam cương ngũ thường pháp tắc bị hao tổn, dưới sự bất đắc dĩ, đành phải thu pháp tắc, sau đó dùng môi sao lớn thuật đến chân áp Lan Đình Ngọc. Hư không bên trong, cái kia tinh cầu khổng lồ chậm rãi vận chuyển. Tinh cầu bên ngoài, hình thành bầu khí quyển, cùng loại thiên đạo một dạng tồn tại. Lan thiên cơ cuối cùng vẫn là tu vi không đủ, nếu là tạo hóa cảnh cao thủ thi triển cái này ngôi sao lớn thuật, có thể đem chọn cái địa cầu, hoặc là hắn tinh cầu nguyên trạng ngưng tụ ra. Ngôi sao trấn áp, Lan Thiên Cơ bạo giống một tiếng. Cả tòa tinh cầu hướng về Lan Đình Ngọc trấn áp tới, đồng thời vô số ngôi sao hàn sát chi lực tại phía trước hình thành ngàn đao bầm thây lực lượng. Ầm ầm, đó là cực lực lượng đáng sợ. Lan Thiên Cơ nhất định phải đem Lan Đình Ngọc cho trấn áp xuống dưới, hắn không có cách nào đào tẩu. Trận chiến đấu này, là sinh tử chi chiến, người nào cũng không thể trốn. Ngôi sao hàn sát giống như là biển gầm, cỗ này rất lực băng hàn, cấp tốc sơn băng điện liệt giống như sông về phía Lan Đình Ngọc. Oanh! Đúng lúc này, Lan Đình Ngọc tại tâm hỏa hoàn toàn nổ tung trước đó đột nhiên mở miệng. Là quân, người ta cầu hận, như vậy kết. Tiểu tuyết, xin lỗi, y lấp yêu, cho nên, ta đi chết. Hoàng thượng, người đã nói, người tu đạo giết người mà nếu nha, không cần tự trách. Nhưng mẫu thân của ta dạy qua ta, nàng muốn ta làm một cái. Người tốt, cái kia một cái chớp mắt, thanh âm hắn bị nổ tung lên tâm hỏa bao phủ. Lan Đình Ngọc triệt để hóa thành một đạo khủng bố thần hỏa. Hắn thân thể, tinh huyết, toàn bộ đều hóa thành hỏa diễm. Âm âm, thần hỏa xông vào hàn sát biển động bên trong, cỗ này hàn sát biển động ngăn cản không thần hỏa. Biển động bị thiêu thành hơi nước. Âm âm, cuối cùng, hư không bên trong truyền đến một tiếng vang thật lớn. Cả tòa hư không, bao quát kim sắc cầu núi đều chấn động. Lúc này, hiền chính hạo đều là sắc mặt nghiêm túc, không ngừng thi triển pháp quyết, khu động pháp lực đến chân áp hư không. Thiên diêu địa động, lóa mắt bạch, theo tiếng vang tới, sức nổ, vô số toái phiến, lóa mắt quang tại cái này trong hư không nổ bể ra tới. Những toái phiến đó giống như là biển gầm đánh giết đến cầu núi phía trên, đánh giết hướng mọi người nhưng hiên chính hạo vung tay lên liền đem đánh giết lái đi rất rất lâu về sau hư không lại an tĩnh xuống hiện trường bên trong không có lan đình ngọc cùng lan thiên cơ bóng người hai người bọn họ toàn bộ tại cái kia chàng đáng sợ trong bạo tạc thành cho tàn toàn bộ thân tử đạo tiêu lan thiên cơ chết lan đình ngọc chết cái này một cái chớp mắt là quân cảm thấy trong lòng rất hư không hắn không có chút nào cảm thấy khoái lạc nhìn lấy Lan Đình Ngọc, hắn giống như là nhìn đến cuộc đời mình một dạng. Có thể mình còn sống, còn có vô hạn khả năng. Lan Đình Ngọc đâu? Hắn cả đời cơ khổ, cho dù tập được pháp thuật, cũng chỉ là muốn vi nương thân đòi cái công đạo. Mà sau cùng, hắn dùng chết đòi lại cái công đạo này. Là quần hốc mắt ướt át. Lạc tuyết tại thời khắc này, nước mắt rơi như mưa. Nàng cần phải khóc, nhưng không biết cái kia vì ai khóc. Vì muội muội khóc, vẫn là vì Lan Đình Ngọc khóc, hoặc là vì chính nàng khóc. Hiên chính hạo đột nhiên khẽ vươn tay, hắn ở trong hư không bắt một dạng sự vật. Thứ này, thế mà tại lần này nổ tung phía dưới mà bảo trì hoàn hảo, coi là thật cổ quái. Hiên chính hạo trắng noãn tay cầm mở ra, trong lòng bàn tay liền là một cái băng tinh ngọc thạch. Là hàn băng hồn ngọc, là tuyết nhìn thấy thứ này về sau, lập tức nói. Hàn băng hồn ngọc, là quân lập tức tỉnh ngộ lại, nói ra, lan đình ngọc chấp hành tinh chủ nhiệm vụ chính là muốn tìm tới khối này hàn băng hồn ngọc hiện tại hắn người đều không tại cái này cái này hàn băng hồn ngọc chất liệu kỳ lạ xác thực là đồ tốt hiên chính hạo nói ra lan thiên cơ chết tựa hồ cũng không có cho hiên chính hạo mang đến quá cảm thấy tiếp xúc cho dù tâm lý có cảm xúc hắn cũng sẽ không biểu lộ ra hoàng thượng ngài có thể hay không đem cái này hàn băng hồn ngọc cho ta bảo quản lạc tuyết mở miệng nói ra Nàng ánh mắt bên trong mang theo một tia bức thiết. Đây là Lan Đình Ngọc lưu lại phía dưới duy nhất đồ vật. La Quân nhìn ở trong mắt, trong lòng rất là rõ ràng. Mặc kệ Lan Đình Ngọc như thế nào, nhưng tại Lạc Tuyết tới nói, nàng đều khó tránh khỏi không muốn cùng Lưu Luyến. Hiên Chính Hạo đối Lạc Tuyết đồng thời chưa quen thuộc, hắn nhìn nhiều Lạc Tuyết liếc một chút, lại không mở miệng đáp ứng. Dạng này bảo bối, Hiên Chính Hạo hiển nhiên không lại bởi vì a miêu a cầu một câu liền đáp ứng. La Quân lập tức liền mở miệng, nói ra, Hoàng thượng, có thể hay không cho ta một bộ mặt, đem thứ này lưu cho Lạc Tuyết. Hiên chính hạo lại nhìn La Quân liếc một chút, hắn ngay sau đó cũng không do dự, cười nhạt một tiếng, nói ra, đương nhiên có thể. Sau đó liền đem cái này hàn băng hồn ngọc đưa cho Lạc Tuyết. Lạc Tuyết lập tức mà trịnh trọng nhận lấy, lại thi lễ, nói ra, cảm ơn. Hầu phủ người, như Lan Hoành Ninh, Lan Tú Tâm bọn người nhìn thấy phụ thân cũng đã chết đi, trong lòng bọn họ khổ sở bi thương, tất nhiên là không cần nhiều lời. Hiên chính hạo thì nhìn về phía Lan Hoành Ninh, hắn trầm giọng nói ra, người khác rời đi, hồng thà, người lưu lại. Mọi người nghe vậy, liền nhao nhao thối lui, bao quát vĩnh lạc hoàng hậu cũng theo lui ra ngoài. Là quân bọn người, tự nhiên cũng rút đi. Tại cái kia kim sắc cầu núi phía trên, cô đơn, chỉ còn lại hiên chính hạo cùng Lan Hoành Ninh. Không thà, trong lòng người có phải hay không đang trách chấm? Hiên Chính Hạo hỏi, Lan Hoành Ninh một gối quỳ xuống, nói ra, vì thần không dám. Hiên Chính Hạo hơi hơi thở dài, nói ra, phụ thân ngươi là đại đại trung thần. Chấm vốn có thể trực tiếp giết Lan Đình Ngọc, nhưng lại để hắn cùng phụ thân ngươi quyết đấu, như thế mới hại chết phụ thân ngươi, người quái chấm cũng là phải. Lan Hoành Ninh trầm mặc. Trong lòng của hắn như thế nào lại không có oán khí đây? Lúc trước Lan Đình Ngọc đại náo hầu phủ, hoàng cung bên này liền không có xuất thủ chỉ là nhắc nhở lúc này lại cố ý như vậy mệt mỏi phụ thân thân vẫn hiên chính hạo tiếp tục nói lan đình ngọc đến phủ nháo sự thời điểm đây là hoàng hậu nương nương sai lầm đoán chừng nàng coi là bằng các ngươi nhân thủ có thể ứng phó lan đình ngọc dù sao nương nương cũng có quý tài trị ý nàng đại biểu triều đình triều đình không xuất thủ các ngươi đều là gia sự triều đình một khi xuất thủ vậy thì không phải là gia sự Điểm này, người phải hiểu được. Lan Hoành Ninh nao nao, lời giải thích này, hắn tin tưởng. Huống chi, hoàng thượng nhân vật bậc nào, thế mà tự mình giải thích, cái này đã đầy đủ để hắn khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Vì thần minh bạch, Lan Hoành Ninh nói ra. Hiên chính hạo theo rồi nói ra, Lan Đình Ngọc là phụ thân ngươi ma kiếp, theo Lan Đình Ngọc sinh xuống tới thời điểm, phụ thân ngươi thì minh bạch điểm này. Lần này, là hắn chủ động yêu cầu cùng Lan Đình Ngọc tỉ thí. Lan Đình Ngọc mệnh cách là thiên mệnh chi vương, chấm như giết hắn, cũng rất phiền phức. Chỉ có người phụ thân xuất thủ, mới có thể triệt tiêu nhân quả. Lúc này, cũng coi như là phụ thân ngươi nên cái này vô lượng sát kiếp. Cái này vũ hầu phủ vũ hầu chi vị, liền từ ngươi đến kế tục đi. Phụ thân ngươi vì triều đình cống hiến cả một đời, chấm hội hậu táng hắn, lan ra vinh diệu, muốn từ ngươi đến phát huy. Đúng, Hoàng thượng, Lan Hoành Ninh trong nháy mắt này, trong lòng nhất thời thì tràn ngập cảm kích. Hắn có thể cảm giác được, hoàng thượng vẫn là rất cảm niệm lan ra. Cũng là rất chiếu cố lan ra. Không thể không nói, hiên chính hạo khống chế thủ hạ quyền ngưu, chính là đăng phong tạo cực. Đối với la quân tới nói, hết thảy phát sinh đều có chút quá nhanh, quá mau. Hắn trở lại thiếu uy phủ về sau, đều có chút không dám tin tưởng, Lan Đình Ngọc chết thật. Hắn chết, ta không phải cần phải cảm thấy vui vẻ sao là hắn giết chết lạc ninh đã từng ta hận hắn tận xương hận không thể ăn hắn thịt uống hắn máu nhưng vì cái gì trong lòng ta lại có một chút khổ sở la quân nói thầm lan đình ngọc là một cái bằng phẳng quân tử hắn chả có một khoả lòng hiệp nghĩa điểm này la quân cùng kiều ngưng đều không phủ nhận mà lại lan đình ngọc cái này ngắn ngủi cả đời tuy nhiên huy hoàng qua nhưng lại đại bộ phận là khổ sở ông trời đối lan đình ngọc là không công bằng đồng dạng ông trời đối lạc ninh cũng là cực không công bằng trên đời này có quá nhiều không công bằng vận mệnh trêu người lạc tuyết trở lại thiếu uy phủ về sau liền đem chính nàng khóa trong phòng la quân cùng kiều ngưng cũng liền tùy theo lạc tuyết một đoạn này ân cừu la quân quyết định dừng ở đây trong lòng của hắn nghĩ lạc ninh người dưới suối vàng có biết rõ có thể yên nghỉ đêm nay la quân cùng kiều ngưng tỉ mỉ tự thoại tuy nhiên có cảm khái, nhưng hai người tâm cũng rất yên tĩnh. La Quân quyết định đi trước thế giới bao la tìm về vô thủy thần ngẫu, sau đó đi phía Tây Vương giới tìm đại ca, nhị ca. Dù sao, cách giao nhiệm vụ thời gian đã không nhiều. Đến mức lạc tuyết, liền để nàng trước đợi tại thiếu uy phủ bên trong, từ kiều ngưng chiếu cố. Đợi đến lạc tuyết khôi phục, La Quân lại mang nàng đi lạc ninh trước một phần. Đổi mới nhanh nhất không sai duyệt, hãy ghé thăm mời bú ký lô metac trang web duyệt mới nhất đến buổi sáng thời điểm la quân nghe kiều ngưng sợi tóc ở giữa mùi thơm đột nhiên đến một trận xúc động hắn hôn qua đi kiều ngưng liền cũng liền tình hai người ngưng mắt đối mặt lẫn nhau đều là tình ý tự nhiên lại là một fan phúc vũ phiên vân cực điểm vui thích dạng này hài hòa là một loại hồn sát giao dung là cảm tình nồng tới cực điểm khoái lạc sau đó kiều ngưng co quắp tại la quân trong ngực La Quân nói ra, ăn điểm tâm xong, ta muốn đi. Kiều Ngưng gật đầu, nói ra, ừm, nàng đón đến, nói, ta sẽ ngay tại thiếu uy phủ bên trong chờ ngươi. La Quân khe khẽ thở dài, nói ra, trận này đại sát kiếp đã bất chi bất giác buông xuống, bây giờ cũng coi là hừng hực khí thế. Lan Đình Ngọc, Lan Thiên Cơ, đều đã ưng kiếp mà chết. Trong lòng ta rất mâu thuẫn, cảm giác đến ngươi ra đi sông, sẽ có càng nhiều kỳ ngộ. Nhưng ta càng sợ, Người sau khi ra ngoài, cũng sẽ ứng kiếp mà chết. Nếu như người xảy ra chuyện gì, ta không biết ta nên như thế nào tự xử. Ta lại đi làm cái gì đều đền bù không, tựa như lạc ninh cùng phi dung chết, ta y nguyên là cái gì đều làm không. Kiều Ngưng nói ra, người đến chết lúc muốn sống nhất, ta trước đó thì là một thân, ngược lại chưa sợ qua cái này sinh tử sự tình. Bây giờ, trong lòng có ngươi, xác thực không có trước kia thoải mái. Người sợ ta sẽ xảy ra chuyện, người sau khi ra ngoài ta đồng dạng cũng là như thế. Riêng là lúc này, chúng ta cũng nhìn đến, thiên mệnh chi vương cũng sẽ chết. Là quân nói ra, ta là nam nhân, ta vì ngươi che gió che mưa, đây là ta trách nhiệm cùng vinh diệu. Kiều ngưng nói ra, đáp ứng ta, bất cứ lúc nào, đều phải sống. Là quân nói ra, ta nhất định đi nỗ lực làm đến. 10 giờ sáng, là quân đi qua thiên chỉ các truyền tống trận rời đi thiên châu, sau đó thẳng đến thế giới bao la đối với kỳ phấn trắng thế giới hết thảy, liền thì đến đây là kết thúc. La quân tại phương thiên thuyền cùng kỳ phấn trắng thế giới bên trong, cũng có chính mình tai mắt. Cái kia chính là phương này thiên chu bên trong xích viêm ly, còn có thiên đô smith. Thế giới bao la năm mới đã qua, chính là đầu xuân thời điểm. Mùa xuân tháng 3, chính là cảnh xuân tươi đẹp thời điểm. La quân vốn là trực tiếp tìm về vô thủy thần ngẫu, sau đó liền thẳng đến Yến Kinh. Hành trình lại vội vàng, cũng là muốn đi bồi bồi nhi tử cùng lão bà. Hắn hồi yến kinh lúc, rõ ràng cảm giác được cái kia tổ long chi khí cảm giác thân thiết. Không giống như là vô thủy thần ngỗ phủ xuống thời giờ, kinh hồn bạt vía. La quân không khỏi cảm thán, mệnh cách quả nhiên huyền bí, hết thảy mệnh số, đều có thiên định. Xem ra, ta là quân nhiều lần đại nạn không chết, vẫn là có nguyên nhân. Chỉ là Lan Đình Ngọc, hắn thật cứ như vậy chết. La quân không có cẩn thận suy nghĩ nhiều, sau đó thì buông xuống đến yến kinh bên trong yến kinh phồn hoa vật dụng nhiều lời đông nghịt cao ốc san sát được khắp thiên sơn vạn thủy gặp qua cổ đại huyền bí cũng nhìn qua tương lai văn minh nhưng đi nhiều như vậy địa phương cũng chỉ có cái này thế giới bao la mới có thể cho la quân sâu nhất không muốn xa rời cùng thân thiết cảm giác tựa như là đợi trong nhà mình ổ chân cái loại cảm giác này trầm mặc nùng cùng tiểu niệm từ đã ở đến có vui đường khu biệt thự bên trong Tuy nhiên mạn thành trong khu cư xá rất là ấm áp, nhưng tiểu hài tử hiếu động, tại rộng rãi trong biệt thự vẫn là muốn khoáng đạt rất nhiều. Đã có điều kiện này, cũng liền theo hài tử. Tiểu niệm tử cũng đã có một tuổi bảy tháng. Có vui đường biệt thự chung quanh chính là một phiến hoa viên, trong hoa viên là khu biệt thự, đều là kẻ có tiền mới có thể ở đến nơi đây. Là quân lúc trở về, lại phát hiện trầm mặc nùng cùng tiểu niệm tử đều không ở nhà. Hắn ngược lại là không chút hoang mang lập tức thôi động trong đầu cùng trầm mặc nùng ấn ký, hai người rất nhanh liền liên hệ với. Người trở về, trầm mặc nùng nghe được La Quân thanh âm rất là kinh nghỉ La Quân cười một tiếng, nói ra là muốn đi bên ngoài làm việc, bất quá thuận tiện đến xem phía dưới ngươi. Là nhìn ngươi nhi tử đi, trầm mặc nùng có chút ăn dấm, nói ra trước kia cũng không có gặp ngươi như thế nhớ tới ta. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, thuần túy là nhìn ngươi, nghĩ ngươi nhi tử có cái gì tốt nhìn. Ngươi thì khẩu thị tâm phi đi, trầm mặc nùng mắng. La quân nói ra, cũng không phải khẩu thị tâm phi. Trầm mặc nùng trong lòng ngọt ngào, nữ nhân nha, cũng là khó tránh khỏi ưa thích dỗ ngon dỗ ngọt. Tuy nhiên biết rõ La quân khẩu thị tâm phi, nhưng nàng nghe cũng là tâm lý vui vẻ. Ngươi ở nơi đó, ta tại có vui đường biệt thự nơi này. La quân sau đó hỏi. Trầm mặc nùng nói ra, cùng triệu mẹ các nàng mang người nhi tử tại vạn đạt quảng trường bên này công viên nước chơi đâu, chúng ta còn chưa ăn cơm, người mau tới đây, một hồi cùng nhau ăn cơm. La Quân nói ra, được rồi, lập tức đến. Tuy nhiên La Quân rất là nóng vội nhìn thấy trầm mặc nùng, nhưng hắn vẫn là thành thành thật thật đánh sĩ đi qua. Loại này nhân sinh bình thường sống, ngẫu nhiên qua qua cũng là một loại hưởng thụ. Tiếp cận một giờ, La Quân mới đến vạn đạt quảng trường, cùng trầm mặc nùng các nàng tụ hợp. Tiểu Niệm từ tại hải dương bóng trong thế giới cùng triệu mẹ cùng nhau đùa giỡn, Trầm Mặc Nùng chờ ở bên ngoài La Quân. Trầm Mặc Nùng mặc màu đỏ vải nỉ áo khoác, lộ ra phá lệ khí chất cùng mỹ lệ. Tóc nàng hơi hơi thể tích. Trầm Mặc Nùng nhìn thấy La Quân thì vùi đầu vào La Quân trong lồng ngực. La Quân ôm ấp ở Trầm Mặc Nùng, trong lòng rất là thỏa mãn. Sau đó, hai người tách ra, La Quân tốt lượng thật là lớn Trầm Mặc Nùng, hắn đột nhiên cảm giác được rất là thú vị. Làm gì, trầm mặc nùng có chút không quen. La quân mỉm cười, nói ra ta nhớ tới chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Trầm mặc nùng khuôn mặt đỏ lên, nói ra, lúc đó ngươi trong mắt ta, vẫn là cái mau đầu tiểu tử. Một cái chớp mắt ấy, đều 6 năm khoảng chừng. 6 năm, La quân nói ra, người tới nói là 6 năm, ta cũng đã qua chừng 30 năm. Trầm mặc nùng biết La quân những kinh nghiệm kia, nàng nói ra, làm gì đột nhiên như thế cảm khái la quân nói ra rất cảm khái khi đó người trong mắt ta vẫn là cao không thể chạm đâu ngươi là đại tông sư trầm mặc nùng sẵn giọng vậy ngươi bây giờ nhưng đắc ý đi đúng rất đắc ý ngươi là thê tử của ta trả lại cho ta sinh con trai la quân nói ra trầm mặc nùng mỉm cười nàng theo rồi nói ra đi xem một chút ngươi nhi tử đi hắn hiện tại đoán chừng lại không biết ngươi ngươi thấy hắn cũng nhất định thật bất ngờ La Quân liền dắt trầm mặc nùng tay. Tại cái này trong trung tâm mua sắm, trầm mặc nùng cao quý như nữ thần, nàng là xinh đẹp nhất phong cảnh. Trung quanh không biết có bao nhiêu nam đang lặng lẽ dò xét nàng, cũng là nữ tính cũng không ít dò xét trầm mặc nùng. Luôn cảm thấy, nàng giống như cái kia ngôi sao lớn, nhưng lại không khớp số. Mà lúc này, La Quân dắt trầm mặc nùng tay, đã định trước phá nát không thiếu nam sĩ trái tim pha lê. La Quân trở lại Yến Kinh về sau, liền mặc vào bên này y phục. Hắn là hắc áo giác kít, quần bò, giày thể thao, rất là nhẹ nhàng khoan khoái, đơn giản, ngắn gọn. Tại hải dương bóng thế giới bên trong, là quân xa xa liền thấy tiểu niệm tư. Hắn mặc lấy đẹp trai tiểu y phục, ngay tại hải dương bóng bên trong khoái lạc chơi đùa. Trên mặt hắn tràn đầy hoan hỉ. Tiểu gia hỏa thật đã không giống nhau, nghiễm nhiên chính là tiểu nhân nhi. Triệu mẹ cùng lưu mụ đều tại, lưu mụ ở bên ngoài gặp la quân, lập tức nhiệt tình mà tôn kính bắt chuyện. Là quân tại trong mắt của nàng, đó cũng là thần nhân đồng dạng tồn tại. Triệu mẹ vốn là đang bồi tiểu niệm từ chơi, lúc này nhìn thấy là quân, thì ôm tiểu niệm từ đi ra. Tiểu niệm từ chơi chính vui vẻ, căn bản không nguyện ý đi ra, cái này ôm một cái, lập tức liền khóc lớn lên. Tiểu ra hỏa, bị sao quanh trăng sáng mang theo, khó tránh khỏi có chút yếu ớt. Là quân tuy nhiên không thích nhi tử yếu ớt, nhưng hắn khó đến một lần trở về, khẳng định cũng là muốn dựa vào nhi tử. Đây cũng là xã hội hiện đại mang hài tử một cái phổ biến mau bệnh. Sau đó dứt khoát, là quân thì cũng suốt tiền, cởi giày tận hải dương bóng trong thế giới. Tiểu niệm từ đối La quân có chút lạ lắm, nhưng là quân hống hắn một hồi, rất nhanh liền chọc cho hắn cười khanh khách. Về sau, trầm mặc nùng cũng tiến vào, mọi người cùng nhau bồi tiếp tiểu niệm từ chơi, tiểu gia hỏa vui vẻ khó lường. Rốt cuộc chơi mệt, trầm mặc nùng nói muốn dẫn tiểu niệm từ đi ăn pizza. Tiểu niệm từ thì hoan hỉ nói tốt, là quân ôm tiểu gia hỏa, tiểu gia hỏa cũng liền không cự tuyệt. Dù sao, cha con ở giữa vẫn là có loại kia huyết thống thân cận. Một ngày này, là quân liền bồi nhi tử cùng trầm mặc nùng, người một nhà rất là vui vẻ. Đến tối, tiểu niệm từ ngủ sau, là quân cùng trầm mặc nùng lại đi ra ngoài cùng một chỗ nhìn tràng điện ảnh, ăn bữa ánh nến bữa tối. Xem như hưởng thụ hai vợ chồng thế giới Về đến trong nhà về sau Là quân cùng trầm mặc nùng cùng một chỗ Tại phòng tắm tắm rửa, triền nguyên Đây là át không thể thiếu bài tập Cũng không có làm tránh thai biện pháp Làm trầm mặc nùng không muốn có bảo bảo Thời điểm là quả quyết không sẽ có bầu Cho nên căn bản không dùng tránh thai Nhắc tới cũng kỳ quái Kiều Ngưng vẫn không thể mang thai Tô Tình cũng không thể Tống Ninh cũng không có Lại là duy chỉ có trầm mặc nùng mang thai La Quân không hiểu rõ đây là vì cái gì, nhưng hắn vẫn là rất cảm tạ trời cao chiếu cố. Trầm mặc nùng cùng niệm từ sinh hoạt tại Yến Kinh, hắn cũng rất là yên tâm. Tối nay trầm mặc nùng rất là nhiệt tình, chủ động yêu cầu ở phía trên. Hai người từ trên giường lăn đến dưới giường, liều chết vui thích. Mạt, trầm mặc nùng mới không đến mảnh vải co quắp tại La Quân trong ngực. Hai người tỉ mỉ tự thoại, La Quân cũng kể một ít liên quan tới kỷ phấn trắng thế giới sự tình, đương nhiên, cái này bên trong hung hiểm hắn không sao cả miêu tả. Mặc dù hắn không nói, trầm mặc nùng cũng có thể tưởng tượng đến. Là quần cũng nâng lên lạc tuyết còn có Lan Đình Ngọc những thứ này. Là quần nói đến Lan Đình Ngọc thân thế, cùng hắn sau cùng thân vẫn. Vân vân, trầm mặc nùng thở dài, nói ra, nếu là Lan Đình Ngọc không có sát hại lạc ninh, người nhất định không biết nhìn lấy hắn chết, đúng không? Là quần gật đầu, nói ra, đó là tự nhiên, thì hướng lạc tuyết, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng Lạc Ninh sự tình, cuối cùng phải có cái bản giao, hắn cũng là có chủ tâm cho cái bản giao. Chỉ là đáng tiếc, đời này của hắn cũng chưa từng tránh thức vui vẻ qua. Hai người nói đến đây, đều là có chút ít cảm khái. Là quân tại sáng ngày thứ hai, liền rời đi trầm mặc nùng. Hắn đi trước tìm sông núi chi địa, dốc lòng đem vô thủy thần ngẫu chữa trị hoàn tất. Như thế về sau, mới hướng phía tây vương giới mà đi muốn tới phía tây vương giới cũng không khó, là quân trực tiếp tự mình xé rách không gian, liền đến phía tây vương giới cảnh nội. Phía tây vương giới vẫn là hiện ra hy lạp cổ phong cách, không khí trong lành, nhìn một cái, trời xanh biển xanh. Lấy đại hải vì trung gian tuyến, đem tây phương chư thần chia làm bốn khu. Là quân lần trước đến phía tây vương giới là trải qua vô số gian nguy, lúc này lần nữa đến đây, muốn tìm đại ca nhị ca, trong lúc nhất thời, cũng không biết cái kia từ chỗ nào vào tay thế sự thường thường tràn ngập kịch vui tính, là quân vốn cho rằng sau cùng ba kiện chí bảo dễ như trở bàn tay. hắn đang tìm đủ hắn chí bảo về sau, cơ hồ đều coi là có thể gối cao không lo. năm đó, hắn nếu không đem cái kia ba kiện chí bảo cho nhị ca tần lâm, cũng không có lúc này những chuyện này. nhưng là chuyện phát sinh là không có cách nào hối tiếc. là quân tại phía tây vương giới bên trong bốn phía tìm kiếm, thi triển tận thủ đoạn, nghe ngóng không ít địa phương, truy tra không ít địa phương. Mà đại ca, nhị ca, còn có cái kia địa tàng vương Bồ Tát đều giống như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Cũng là tìm không thấy a. À. Là Quân cũng hướng Linh Tuệ Hòa thượng xin giúp đỡ, Linh Tuệ Hòa thượng cũng là bất đắc dĩ. Mắt thấy, thời gian càng ngày càng ít, chỉ chớp mắt 20 ngày đều đi qua. Cách giao nhiệm vụ thời gian chỉ có 3 ngày. Nhưng La Quân tại phía Tây Vương giới bên trong vẫn là không có một điểm tiến triển. Đi tìm Hiên Chính Hạo đi hắn ma điển cùng trường sinh đại đế vãng sinh la bàn nói không chừng có thể giúp ngươi tìm tới. Sau cùng, linh tuệ hòa thượng cho la quân trừ chủ ý. La quân rơi vào đường cùng, thì trước quay về thế giới bao la, sau đó lại sử dụng truyền tống trận trở lại thiên châu. Dưới tình thế cấp bách, la quân là dứt khoát trực tiếp đi trước hoàng cung. La quân thuận lợi nhìn thấy vĩnh lạc hoàng hậu, tại trong ngựa thư phòng. Hoàng thượng ra ngoài, vĩnh lạc hoàng hậu nói với la quân. Đến đó, La Quân liền vội hỏi. Vĩnh Lạc Hoàng rồi nói ra, 10 ngày trước thì ra ngoài, đến đó bản cung cũng không biết. Người cũng biết Hoàng thượng tính tình, hắn làm việc tự có thao lược cùng bố trí, sẽ không theo bản cung dặn dò một tiếng. Ngài có thể có biện pháp liên lạc đến Hoàng thượng, La Quân lại hỏi. Vĩnh Lạc Hoàng rồi nói ra, bản cung còn thật liên lạc không đến, Hoàng cung sự tình, Hoàng thượng mặc kệ đi nơi nào, đều có thể cảm ứng được. Hắn muốn khi trở về, Tự nhiên là có thể trở về. Cái này, là Quân bỗng cảm giác khó xử, hắn ngẫm lại, quyết định đi tìm Tô Yên Nhiên, nhìn Tô Yên Nhiên có thể hay không tìm tới Trường Sinh Đại Đế. Ngay sau đó, La Quân cũng đừng vĩnh lạc hoàng hậu. Giờ này khác này La Quân, tựa như là hùng hài tử một cái nghỉ hè đều tại vui sướng chơi đùa, đợi đến sắp khai giảng lúc mới vì không làm lên làm việc mà nóng lòng. La Quân là không quá nguyện ý đi tìm Trường Sinh Đại Đế. Này loại nhân vật đoán chừng cũng không thèm để ý La Quân nhỏ như vậy nhân vật. Thỉnh cầu loại nhân vật này đến giúp một lần bận bịu, đại giới quả thực quá lớn. Nhưng lúc này, La Quân thực sự tìm không thấy khác biện pháp. Tô Yên Nhiên bình thường đều đợi ở thiên trì trong các, La Quân rất thuận lợi tìm tới Tô Yên Nhiên, đồng thời nói mình nhu cầu. Tô Yên Nhiên lập tức khó xử, nói ra, cái này ta đều chưa thấy qua nhà ta chủ thượng. Còn có gần tới nhà của ta chủ thượng nghe nói đã không tại địa cầu phía trên, còn là đi làm cái gì? cái này thật không phải ta có thể biết. Là Quân vô cớ đau đầu, hắn nói tiếp, cái kia thiên trì các không phải xưa nay tình báo đệ nhất sao? người có thể giúp ta điều tra thêm sao? Tô Yên Nhiên nói ra, thiên trì các thế lực còn không có phổ biến đến phía tây vương giới đi cấp độ a, bên kia chúng ta không có có tình báo cơ cấu, không cách nào có thể tra a. La Quân nói ra, hóa. Tô Yên Nhiên nói ra, nếu là tìm không thấy, người sẽ chết sao? Nàng cũng có chút thay La Quân sốt ruột. La Quân liền nói ra, cái kia ngược lại sẽ không. Ta có một lần thất bại cơ hội, chỉ là lần này trước mắt thì phải hoàn thành, lãng phí một lần cơ hội quý báu, thật là tính không ra a. À. Tô Yên Nhiên thở phào, nói ra, vậy là tốt rồi. La Quân có chút phiền muộn hắn sau đó lại đi thế giới bao la bên kia tìm một chuyến hiên viên nhã đan hiên viên nhã đan cũng nói tần lâm một mực chưa từng trở về la quân thì tại dạng này bôn ba bên trong một mực tìm không đến bất luận cái gì manh mối trong lòng của hắn cũng đúng đại ca nhị ca an nguy lo lắng ba ngày thời gian đảo mắt thì qua nhiệm vụ lần thứ nhất thất bại la quân cũng còn lo lắng linh nhi sau đó liền dứt khoát đưa tới bàn nhược thiên chu sau đó thì hồi chúng tinh điện đi hết thảy đều là đến đi vội vàng trở lại chúng tinh điện về sau la quân nhiều cái tâm nhãn hắn cũng nghĩ qua có thể hay không nhị ca cùng đại ca đã trở lại chúng tinh điện sau đó hắn đi trước chuyến nhà mình thính đào hiên hắn muốn xác định linh nhi phải chăng đã trở về khiến la quân hoan hỉ là từ đồ linh nhi đã trở về mà lại đã giao nhiệm vụ bất quá la quân nhìn thấy là ôn nhu linh nhi cái này rất dễ nhận biết Ôn Nhu Linh nhi gặp La Quân, cũng là cao hứng vô cùng. La Quân tiến lên, một tay lấy Ôn Nhu Linh nhi ôm, sau đó khoái lạc đi lòng vòng. Nắm giữ Linh nhi, La Quân thì cảm thấy mình tựa hồ nắm giữ toàn thế giới. La Quân theo không kiêng kỵ tại trầm mặc nùng trước mặt nói Kiều Ngưng, cũng không kiêng kỵ tại Kiều Ngưng trước mặt nói trầm mặc nùng. Nhưng La Quân xưa nay không tại Linh nhi trước mặt đàm luận hắn nữ nhân. Hắn biết, Linh nhi trong lòng là rõ ràng, nhưng hắn thật không cần cùng với nàng đi sách những cái kia nhiệm vụ hoàn thành la quân hỏi ôn nhu linh nhi cùng băng lãnh linh nhi ở trong mơ thời điểm là có giao lưu các nàng đối lẫn nhau tồn tại đều là rõ ràng ôn nhu linh nhi gật gật đầu nói ra tỷ tỷ lần này rất thuận lợi tại thần nông trong thế giới bạch tố trinh tỷ tỷ đem sao trời thạch trực tiếp cho tỷ tỷ sau đó một năm nay tỷ tỷ đều đi theo bạch tố trinh tỷ tỷ học đạo đây la quân thở phào nói ra vậy là tốt rồi. Hắn không biết Linh Nhi tu vi đến mức nào, nhưng muốn đến là đã thật không thể tin. Dù sao, ôn nhu Linh Nhi hiển hiện thời điểm, là quân là cái gì đều nhìn không thấu. Là quân sau đó còn nói thêm, ta bên này còn có chút vấn đề, Linh Nhi, người trước đợi, ta đi một lát sẽ trở lại. Ôn nhu Linh Nhi rất là nhu thuận gật đầu nói, tốt. Tại thính đảo hiên bên trong, còn có Lâm Nhã Tư, Lâm Nhã dùng hai tên nha hoàn bồi tiếp ôn nhu Linh Nhi la quân trong lòng tảng đá lớn là thả xuống một miếng hắn lập tức liền bước nhanh đi đại ca nhị ca chỗ ở thính vũ hiên để hắn thất vọng lại nằm trong dự liệu là đại ca cùng nhị ca quả nhiên chưa có trở về kể từ đó la quân cũng chỉ phải như vậy đi gặp tinh chủ chủ quan chủ quan la quân trong lòng là có hối hận đồng thời còn có may mắn chính mình nếu không phải còn có một lần cơ hội lúc này cái này chúng tinh điện thì tuyệt sẽ không lại tràn ngập dịu dàng thắm thiết mà đầu mình cũng sẽ bị treo ở trên quảng trường. Là quân quá rõ tinh chủ làm người. Quy tắc bên trong, hết thảy dễ nói. Nhưng quy tắc cũng là thiết quy, một khi không có làm đến, đầu người rơi xuống đất. Cái này là tuyệt đối không có mảy may chừa chỗ thương lượng không gian. Tinh nhất điện y nguyên băng lãnh, quạnh quẽ, không có tình người vị. Cái kia tinh chủ điêu khắc cũng đứng ở đó, tựa như là từ xưa tới nay chưa từng có ai tồn tại qua. Tại Hắc Y tế ti chỉ huy phía dưới, là Quân đi vào tinh nhất điện. Sau đó, Hắc Y tế ti lui ra. Là Quân hướng tinh chủ một gối quỳ xuống, nói, thuộc hạ tham kiến tinh chủ. Cái kia điêu khắc rất nhanh liền có phản ứng. Sau đó, tinh chủ âm thanh vang lên. Nhiệm vụ thất bại, tinh chủ từ tốn nói. Là Quân trầm giọng nói ra, vâng. Tinh chủ nói ra, nếu như không phải lúc trước bổn tọa đáp ứng làm cô nương, cho ngươi nhiều một lần cơ hội, Tại ngươi trở lại chúng tinh điện một khắc này, người đầu người đã rơi xuống đất. Chúng tinh điện bên trong, vĩnh sinh trong nhiệm vụ, mọi người đều là thiên mệnh giả, trên diễn võ trường đầu người cũng là thiên mệnh giả. La Quân nói ra, thuộc hạ biết. Tề tụ mấy món chí bảo, Tinh chủ hỏi. La Quân nói ra, còn lại đều đã tề tụ, còn dư ba kiện chí bảo theo thứ tự là thôn thiên đỉnh, bá thiên đao, diệt thiên kiếm. Trước đó, cái này ba kiện chí bảo đã tại thuộc xuống trong tay Đơn giản là đem cho nhị ca. Bây giờ đại ca nhị ca tung tích không rõ, thuộc hạ khắp tìm không được. Còn hy vọng Tinh chủ ngài thi triển thần thông, trợ giúp thuộc hạ tìm được hai vị ca ca hạ lạc. Hắn hiện tại đã không đi nghĩ nhiệm vụ này, trong lòng là rõ ràng lo lắng hai vị ca ca. Cho nên hy vọng có thể như vậy tìm tới hai vị ca ca. Tinh chủ Từ Tốn nói, hai người kia bây giờ giấu ở một loại nào đó trong không gian, cái kia trong không gian âm dương rối loạn bổn tòa tương lai chi chủ cũng coi như không chân thiết. Vẫn là đến chính ngươi đi tìm, như vậy đi, người đem tìm tới rất nhiều trí bảo nộp lên trên, bổn tọa lại cho ngươi thời gian một năm, người đi đem đại ca nhị ca ngươi cho tìm trở về. Là quân vội ho một tiếng, nói ra, vậy không được. Ừm, tinh chủ nói ra, hắn lần đầu tiên nghe được có người nói với hắn không được. Là quân lại là không sợ, nói, quy củ cũng là quy củ, thuộc hạ nhiệm vụ lần này thất bại đó là dùng một lần cơ hội quý báu đổi lấy, điều này có thể đem còn lại trí bảo giao cho ngài đâu. Những thứ này trí bảo, hiện tại là ta. Tinh chủ không khỏi buồn cười, nói ra, bổn tọa để ngươi hạ cái nhiệm vụ vẫn là tề tụ pháp bảo, ngươi chẳng phải là còn được giao nộp. Vậy liền một năm về sau lại giao, La Quân nói ra, bổn tọa muốn là chỉ cấp ngươi ba ngày thời gian đâu. Tinh chủ nói ra, là Quân nói ra, vậy ngài cũng là có chủ tâm muốn thuộc hạ mệnh dứt khoát giết thuộc hạ đi. Tinh chủ cười ha ha một tiếng, hắn theo rồi nói ra, người đem những thứ này trí bảo lưu lại đi, bổn tọa đáp ứng ngươi, có thể để ngươi sách cái nhỏ tiểu yêu cầu. Đương nhiên, cái này cần bổn tọa có thể vì ngươi làm đến. La là quân lập tức nói, nhiều tạ tinh chủ, thuộc hạ muốn trở lại bình hành thế giới một chuyến. Hắn đúng là muốn mang ôn nhu linh nhi hồi đi gặp kia đáng thương nữ nhi. Tinh chủ nói ra, hồ nháo, hắn đón đến, nói ra, bình hành thế giới, chỉ có thể lấy linh hồn phương thức xuyên toa quá khứ, còn phải có thủy triều thời không mới có vết nứt. Người tại người đi qua bình hành thế giới bên trong, đã tử vong. Linh hồn tiến đến, cũng không nơi nương tựa nắm. Cái này không được. Là quân không khỏi thất vọng, nói ra, chẳng lẽ thuộc hạ lại không có cơ hội tiến đến sao? Tinh chủ nói ra, cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội, cái kia bình hành thế giới có chút đặc thù, không có mảy may pháp lực người nguyên thần cũng không cách nào đi qua, biện pháp duy nhất cũng là các loại lần tiếp theo thủy triều thời không tiến đến, nhìn có thể hay không ở bên kia cho người tìm tới phù hợp thân thể đến ký thác người nguyên thần. Nhưng cũng sẽ tồn tại nguy hiểm rất lớn, khuyên ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi. Là quân nói ra, lần tiếp theo thủy triều thời không, lúc nào sẽ tiến đến. Cái này không thể xác định, có lúc 10 năm qua một lần, có lúc trăm năm qua một lần. Bổn tỏa có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể còn sống, phía dưới lần thủy triều thời không tiến đến thời điểm, giúp ngươi trở về một lần. Tinh chủ nói như vậy. Nhiều tạ tinh chủ, là quân nhất thời hoan hỉ. Tinh chủ theo rồi nói ra, cái này không tính, ngươi lại nghĩ cái tiểu yêu cầu đi. Nhớ kỹ, là tiểu yêu cầu, ngươi muốn bổn tọa cho ngươi hủy bỏ lần này trừng phạt, cái kia là không thể nào. Là quân nói ra, cái kia, thức tỉnh lam tử y. Tinh chủ có chút bất đắc dĩ, nói ra, bổn tỏa cùng ngươi nhiều lần nói qua, làm cô nương sự tình, không thể bổn tọa xuất thủ. Nàng trước đó thì từng thai giải chuyển thế qua, cũng giải khai qua đài bên trong chi mê. Trong luân hồi, là nàng cơ duyên, có thể là người thức tỉnh, có thể là chính nàng tỉnh, nhưng duy chỉ có không thể bổn tọa xuất thủ. Là quân vội ho một tiếng, nói ra, tốt a à? Hắn đón đến, nói, ta đại ca, nhị ca, sẽ không có chuyện gì a à? Tinh chủ nói ra, nếu là chết, bổn tọa sẽ biết hắn đón đến, nói ra, ngược lại là, Lan Đình Ngọc đã chết. La Quân nhất thời ánh mắt nhất ảm. liền tinh chủ đều nói Lan Đình Ngọc đã chết, cái kia Lan Đình Ngọc xác thực cũng là đều chết hết. Tinh chủ theo rồi nói ra, tốt, bổn tỏa cho ngươi ngoài định mức một cái cơ hội, để tư đồ linh nhi lần này cùng đi với ngươi tìm kiếm ba kiện trí bảo. Trong vòng một năm, nếu là nhiệm vụ thất bại, cũng sẽ trừng phạt tư đồ linh nhi. Cứ như vậy bình tĩnh. La quần ánh mắt sáng lên, hắn từ cùng tư đồ Linh Nhi kết hôn đến nay, tránh thức cùng một chỗ thời gian thật sự là quá ít. Nếu có thể sớm chiều ở chung một năm, vậy thì thật là quá tốt. Tốt, La Quân đáp ứng. Sau đó, hắn đem tâm đắc rất nhiều trí bảo nộp lên trên. Đón lấy, La Quân thì hồi thính đào hiên. Biết được đại ca nhị ca cũng không có ra chuyện, La Quân cũng yên lòng. Đến đón lấy tìm xem đại ca, nhị ca, lại là có thời gian một năm. La Quân cũng thở phào một hơi đương nhiên lần này la quân cũng hấp thu giáo huấn không biết như vậy khoan thai tự đắc hắn phải nắm chắc đem sự tình làm tốt sau đó lại hưởng thụ một phen sinh hoạt tựa như là được nghỉ hè học sinh trước tiên đem nghỉ hè làm việc làm lên lại đi ra chơi một dạng thính đào hiên bên trong hai cái nhà đầu chuẩn bị tốt bữa tối la quân sau khi trở về cùng ôn nhu linh nhi cùng một chỗ ăn bữa tối ôn nhu linh nhi trong trí nhớ có thật nhiều là cùng la quân cùng một chỗ Bọn họ có trung học thời gian, cao trung thời gian, từng tại Thái Sơn du lịch, đã từng lưu luyến quên về tề nam phù dung quả vặt đường phố. Vân vân, đã từng, bọn họ tại đêm giao thừa đột nhiên gặp mặt, bọn họ kết hôn, có hài tử. Vân vân, một trận này bữa tối ăn ấm áp vô cùng. Buổi tối ngủ thời điểm, ôn nhu linh nhi thì có quắp tại la quân trong ngực. Ôn nhu linh nhi cũng theo băng lãnh linh nhi từ nơi nào biết, hai người bây giờ không thể phát sinh quan hệ. Vân vân nàng cũng liền lý giải tầng này. Là Quân cùng Ôn Nhu Linh Nhi giảng rất nhiều liên quan tới pháp lực thế giới sự tình, hắn hy vọng Ôn Nhu Linh Nhi có một ngày cũng có thể vận dụng cái này trong thân thể cự đại pháp lực. Ôn Nhu Linh Nhi trải qua một năm hôn đúc, đối với cái này tiên ma đồng dạng thế giới cũng có đầy đủ giải. Là Quân cùng Ôn Nhu Linh Nhi còn giảng kỳ phấn trắng thế giới sự tình. Đương nhiên, hắn là sẽ không đi giảng những cái kia chuyện tình gió trăng. Trên thực tế, cũng không có cái gì phong lưu chuyện văn thơ bất quá là cùng tần khả khanh bởi vì tình thế bắt buộc song tu mấy trận mà thôi đêm nay hai người có nói không hết lời nói băng lãnh linh nhi cũng một mực chưa từng xuất hiện đây cũng là băng lãnh linh nhi một loại thiện lương hai cái linh nhi các nàng tự thân tao mộ khác biệt cái này dẫn đến bình hành thế giới linh nhi tính cách tuy nhiên thanh lãnh nhưng còn không đến mức tránh xa người ngàn dặm mà thế giới bao la linh nhi băng lãnh rất nhiều có thể nói cho cùng hai cái linh nhi bản chất đều là giống nhau, một dạng thiện lương. Băng Lãnh Linh Nhi thiện lương càng nhiều chỉ là nhằm vào La Quân cùng Ôn Nhu Linh Nhi. Càng về sau, La Quân cùng Ôn Nhu Linh Nhi hội nhớ lại cùng một chỗ đại học thời gian chờ một chút, đó là nói không nên lời khoái lạc. Khiến Ôn Nhu Linh Nhi cảm thấy, dường như lại cùng La Quân trở lại cái kia đoạn bình hành thế giới thời gian. Chỉ là khó tránh khỏi hội nâng lên nữ nhi, khiến Ôn Nhu Linh Nhi nhịn không được tinh thần chán nản. La Quân thì nói ra, "Linh Nhi, ta đáp ứng ngươi, ta một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng, mà ngươi trở về gặp hứa một lời." Ôn Nhu Linh Nhi trọng trọng gật đầu, nói ra, "Ta tin tưởng ngươi." Thẳng đến nửa đêm về sáng thời điểm, Ôn Nhu Linh Nhi mới rốt cục ngủ thật say. Bất quá, nàng vừa nhắm mắt, tại La Quân còn không có kịp phản ứng lúc đợi, nàng lại mở to mắt. Lần này, Linh Nhi ánh mắt đã khác biệt. Nàng con ngươi như màu đen mã não nhưng bên trong tựa hồ ẩn chứa vĩnh hằng yên tĩnh bất quá cái này đôi mắt khi nhìn đến la quân về sau dần dần thì có ấm áp la quân lập tức liền minh bạch hiện tại là băng lãnh linh nhi nàng vợ cả thê tử cái kia đã từng vì nàng dâng ra não hạch linh nhi cái kia hắn thích đến không thể tự thoát ra được con gái linh nhi ngay tại trên giường này la quân kìm lòng không được đem nàng ôm sát băng lãnh linh nhi cũng liền nhẹ nhàng ôm la quân sau đó, La Quân lại hôn lên băng lãnh linh nhi môi. Vốn là cạn hôn, sau đó là hôn sâu, hôn đến băng lãnh linh nhi đều có chút xấu hổ. Nàng băng lãnh, cuối cùng sẽ bị La Quân nhiệt tình chỗ hòa tan. Nàng đối người khác, mặc kệ nam nhân, nữ nhân thân cận đều vô ý thức bài xích. Nàng duy nhất không chán ghét cũng là La Quân. La Quân thật nghĩ đem linh nhi vò đến trong xương mình đi, trông thấy linh nhi, La Quân tâm lý tất cả ý muốn bảo hộ, thích đều sẽ tán phát ra hồi lâu sau hai người rời môi la quân nắm chặt nàng tay nhỏ thân thể nàng trời sinh thật giống như lành lạnh la là quân sau đó mới hỏi có muốn hay không ta băng lãnh linh nhi khuôn mặt nhất thời đỏ chui đầu vào la quân cổ ở giữa đó nhất định là không nghĩ ta thật đau lòng la quân cố ý nói ra nghĩ băng lãnh linh nhi lập tức nhẹ nói nói nhớ bao nhiêu la quân cười xấu xa lấy hỏi băng lãnh linh nhi băng lãnh linh nhi thì nhẹ nhàng bóp phía dưới la quân bên hông để bày tỏ bày ra bất mãn la quân cười ha ha đúng linh nhi người bây giờ tu vi đến mức nào la quân kết hợp hỏi hắn phát hiện hắn một chút cũng nhìn không thấu linh nhi tu vi băng lãnh linh nhi nao nao sau đó do dự một cái trước mắt nói đi đừng sợ làm tổn thương ta lòng tự trọng la quân có chuẩn bị tâm lý động tiên đỉnh phong băng lãnh linh nhi nhỏ giọng nói ra ta, dựa vào a, cứ việc La Quân đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe đến băng lãnh linh nhi nói đến động tiên đỉnh phong lúc, hắn vẫn là hung hăng chấn kinh. Cái này, cái này Tu Vi đã cùng Lam Tử Y một cái cấp bậc, tại Minh Nguyệt Tiên Tôn phía trên a. La Quân nói thầm. Đương nhiên, Tu Vi là một mặt, cái này không có nghĩa là Linh Nhi cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn đối chiến thì nhất định làm được qua Minh Nguyệt Tiên Tôn. Điểm này, La Quân vẫn là rất rõ ràng. Ngươi không vui băng lãnh linh nhi có chút bận tâm nói ra. Sao lại thế, La Quân lập tức nói. Hắn bóp phía dưới băng lãnh linh nhi khuôn mặt nhỏ nhắn, nói ra, người tu vi càng cao ta càng vui vẻ nha, người tu vi lại cao hơn, đó cũng là ta lão bà. Đến nghe ta đúng không? Ừm, băng lãnh linh nhi trọng trọng gật đầu. La Quân nói ra, ta chỉ là có chút giật mình, người tiến bộ quá nhanh. Băng lãnh linh nhi nhìn về phía La Quân, tại ban đêm, nàng con ngươi là làm như vậy sạch, không có một chút tạp chất. Thế gian này có vô số hồng thủy, ô uế, nhưng nhưng xưa nay không thể tại nàng trong con ngươi lưu lại bất cứ dấu vết gì. La Quân mỗi lần chỉ cần thấy được nàng ánh mắt thì hận không thể dùng hết tất cả đến thủ hộ nàng dạng này tinh khiết. Băng Lãnh Linh nhì nhẹ nói nói, Bạch Tỷ tỷ đối với ta rất tốt. La Quân nói ra, thật sao? Cùng ta thật tốt nói một chút ngươi đi thần nông thế giới sự tình. Còn có, Bạch Tố Trinh nàng, nàng còn tốt đó chứ? là quân đối hắc y tố trinh là có mong nhớ năm đó hắn đi rất gấp nhưng hắn vĩnh viễn quên không sau cùng nàng ánh mắt còn có nàng thì thảo nhắc tới lời nói nàng luôn luôn tại nhắc tới còn có thể đối muội muội lại đỡ một ít thế nhưng là nàng vĩnh viễn không cách nào lại đi đối muội muội nàng đỡ một ít nàng y nguyên không thể quên được muội muội nàng băng lãnh linh nhi nói ra nàng luôn luôn nói với ta linh nhi người so với ta hạnh phúc người muội muội còn sống người còn có thể đền bù, người còn có thể đối người muội muội tốt. Nhưng ta không thể. La Quân nói ra, 800 năm thời gian, lại không có xóa sạch nàng chấp niệm. Cũng đúng, từ đầu đến cuối, nàng đều là một người như vậy. Bất quá bạch tỷ tỷ cũng vẫn luôn rất nhớ tới người đây. Băng lãnh Linh Nhi nói ra. La Quân cười một tiếng, nói ra, thật sao? Cái kia nhàn nhạt tình cảm, tại tám thời gian trăm năm bên trong, chỉ sợ cũng hòa tan đến chỉ còn lại có hữu tình đi. La Quân không dám làm hắn nghĩ. Băng lãnh Linh Nhi nói ra, nàng nói nàng cùng ngươi đã từng cùng một chỗ cùng chung hoạn nạn qua, nếu không phải ngươi, nàng đã sớm không tại nhân thế. La Quân cười cười. Sau đó, băng lãnh Linh Nhi còn nói thêm, Bạch Tỷ Tỷ vẫn một mực đang kinh doanh ngươi sáng lập Già Lam Điện. Bây giờ, Già Lam Điện thực lực đã là thần nông thế giới đệ nhất đại tông môn. Thủ hạ cao thủ, nhiều vô số kể, Bạch Tỷ Tỷ vẫn luôn là Già Lam Điện nữ quân. Già Lam nữ quân, mà Già Lam Vương cũng là La quân. Nói như vậy lên, ta bây giờ còn có chính mình lực lượng. La quân không khỏi cảm thấy buồn cười. Băng Lãnh Linh Nhi nói ra, đúng vậy a, à. mà lại, Bạch Tỷ Tỷ tu vi đã đạt tới tạo hóa cảnh. Vượt qua 9 tầng lôi kiếp, dưới tay nàng trong cao thủ, thiên vị cảnh cao thủ đều có hai cái, động tiên cảnh cao thủ càng nhiều. Ta dựa vào, La quân lần nữa bị kích thích. Băng Lãnh Linh Nhi khách khách cười một tiếng nói ra, bạch tỷ tỷ còn hỏi ta, người tu vi tới trình độ nào đây? Người nói thế nào, là quân vô cùng phiền muộn. Băng lãnh linh nhi nói ra, ăn ngay nói thật. Tầng 10 đỉnh phong, là quân nói ra. Băng lãnh linh nhi có chút hủy khuất, nói ra, người ta đi thời điểm, người xác thực là cái dạng này. Là quân thở dài, nói ra, cái kia nàng chẳng phải là muốn khinh bị chết ta. Băng lãnh linh nhi nói ra, nàng nói người một điểm tiến bộ đều không có là quân nhất thời kích động, nói ra, cái này không nói nhảm à, bà nội nàng cái bóng, nàng là qua 800 năm. Ta đến bây giờ đều mới qua một năm a à. Băng lãnh linh nhi khách khách mà cười. Đối, là quân nói ra, nàng đem thần nông thế giới phong lên tới làm cái gì? Băng lãnh linh nhi nói ra, bạch tỷ tỷ không thích thế giới bên ngoài. Là quân nói ra, cái kia nàng dự định một mực phong tổn xuống dưới. Băng lãnh linh nhi nói ra, Bạch tỷ tỷ nói ngươi tu vi quá thấp, chờ ngươi đến thiên vị cảnh sau. Nàng mới có thể đem giả lam điện giao cho ngươi, không phải vậy lời nói, quá mất mặt. Cũng chấn không được những cái kia thủ hạ, nàng nói, nàng vẫn luôn là ở trước mặt thủ hạ dựng nên giả lam vương uy phong, nếu để cho bọn họ nhìn đến, người mới bực này nông cạn tu vi, cái kia nàng mặt mũi này cũng không nhịn được. Đi đi đi, là quân vô cùng phiền muộn, nhưng cùng lúc cũng cảm thấy vô cùng ấm áp đó là một loại như bản cũ đồng dạng ấm áp cảm giác. Băng lãnh Linh Nhi liền lại khách khách cười một tiếng, nàng tựa hồ thích cười rất nhiều. Bất quá cái này cũng vẻn vẹn chỉ là cực hạn tại tại La Quân trước mặt. Đón lấy, La Quân thì còn nói tin tức tốt. Nói cách khác, đến đón lấy thời gian một năm, người đều làm bạn với ta. Phó huynh nghe xong cũng là vui vẻ, nháy mắt hy vọng nhìn lấy La Quân. La Quân gật gật đầu, nói ra, ừm đây chúng ta đợi chút nữa ăn sáng xong về sau thì rời đi nơi này, ta muốn trước đi một chuyến trung ương thế giới. Nơi đó còn có một phần bảo tàng chờ lấy ta đi lấy, các loại đoạt bảo tàng, chúng ta lại cùng đi phía tây vương giới chỗ đó tìm đại ca cùng nhị ca. Chờ ta đem bọn hắn tìm tới, cầm tới còn lại ba kiện trí bảo sau. Như vậy một năm nay cũng không có cái gì nhiệm vụ, đầy đủ hai người chúng ta du sơn ngoạn thủy. Là quần hoàn hỉ cùng băng lãnh linh nhi nói ra. Cứ việc, là quân cũng sẽ không thật trầm mê tại du ngoạn bên trong, nhưng hắn vẫn là như vậy khoái lạc hướng băng lãnh Linh Nhi vẽ phát thảo lấy bản kế hoạch. Là quân cũng biết, hiện tại thật không phải ham hưởng thụ thời điểm. Bởi vì đây là đi ngược dòng nước. Hắn như đang chơi, nhưng người khác cũng không có nhàn rỗi. Này thiên đạo sát kiếp, cũng không có nhàn rỗi đây. Trên sao hỏa khí trời, luôn luôn đều là lấy trời nắng làm chủ. Loại kia khốc nhiệt căn bản không phải nhân loại đủ khả năng tiếp nhận bất quá cũng may chúng tinh điện vô cùng thần kỳ đem quang hợp chuyển hóa chỗ chiếu vào ánh sáng mặt trời là khiến người ta vô cùng dễ chịu chúng tinh điện bên trong cũng có bốn mùa chuyển hóa hoàn toàn không nhận sao hỏa khí hậu ảnh hưởng là quân cùng băng lãnh linh nhi sau khi rời giường cùng một chỗ ăn điểm tâm băng lãnh linh nhi cũng muốn để ôn nhu linh nhi thêm ra đến hoạt động nhưng nàng cũng có chút không nỡ là quân cho nên thì hôm nay tham vui một ngày là quân cũng trấn an băng lãnh linh nhi cái này không có việc gì trên thực tế hắn cũng muốn cùng băng lãnh linh nhi nhiều cùng một chỗ trong lòng hắn không phải là không có bài vị hắn trải qua gian nguy chính là vì phục sinh băng lãnh linh nhi tuy nhiên hai cái linh nhi đều là trí ái nhưng quả thực là muốn chọn ra cái trước sau đến cái kia không hề nghi ngờ băng lãnh linh nhi là hàng ở phía trước thính đào hiên trong viện ánh nắng tươi sáng những cái kia mai thụ phía trên mai hoa đua nở tung bay hương hoa. Là quân bồi tiếp băng lãnh Linh Nhi trong sân nhìn lấy hoa mai, hắn nghĩ đến cái gì, nói ra, ta xem qua một bản phàm tục, bên trong có một loại tịch mịch, thâm nhập cốt tủy. Băng lãnh Linh Nhi nao nao, sau đó nói, ta biết đây. Là quân nói ra, há, người biết. Băng lãnh Linh Nhi nói ra, tại ngươi không tới yến kinh trước đó, ta đối tịch mịch hai chữ cảm thụ sâu nhất. Khi đó, trong đình viện hoa nở mấy cái đóa, mấy cái đóa không có mở con mèo nhỏ bao lớn, chờ một chút, trong đầu đều nhớ rất rõ ràng. La Quân mỉm cười, nói ra, vậy ta xuất hiện về sau đâu? Băng Lãnh Linh Nhi nói ra, nghĩ người thời điểm, đồng thời không tịch mịch. La Quân cười ha ha một tiếng, hắn nghe rất vui vẻ. Băng Lãnh Linh Nhi còn nói thêm, vậy ngươi nói quyển kia phàm tục bên trong, là làm sao nói tịch mịch? La Quân nhớ đến, đó là một bản gọi là đa tình kiếm khách vô tình kiếm, cũng chính là tiểu lý phi đao. Trong viện hoa mai mở, Lý Tầm Hoan hỏi A Phi, người biết cái này hoa mai mở nhiều ít đóa sao? A Phi đáp, 17 đóa. Lý Tầm Hoan sắc mặt ảm đạm xuống tới, hắn vừa vặn đếm qua những thứ này hoa, đúng là 17 đóa. Nếu như một người nguyện ý đem trong viện hoa từng đóa từng đóa đếm đi qua lời nói, như vậy hắn nhất định rất tịch mịch, rất tịch mịch. La Quân nói với băng lãnh Linh Nhi, băng lãnh Linh Nhi lại là không nói thêm gì, nàng hiện tại đã trải nghiệm không đến loại kia tịch mịch tư vị hai người sau đó trò chuyện khác đề tài chính trong lúc nói chuyện cửa viện tới một người không là người khác chính là phó thanh trúc phó thanh trúc một thân hoa y phong độ nhẹ nhàng la quân nhìn một chút phó thanh trúc lập tức liền nhìn ra hắn tu vi đã đến hư tiên cảnh đỉnh phong rời động tiên cảnh cách xa một bước tiến bộ thật nhanh la quân ngầm tán thưởng một tiếng trên thực tế phó thanh trúc khi nhìn đến la quân lúc cũng là trong lòng như thế tán thưởng một tiếng Tuy nhiên là quân tu vi vẫn là hư tiên sơ kỳ, nhưng Phó Thanh Trúc có thể cảm giác được ra hỏa này chiến đấu lực không kém hắn. Phó Huynh, là quần ngay sau đó dài băng lãnh linh nhi tiến lên, ôm quyền nói ra. Băng lãnh linh nhi cũng không nhận ra Phó Thanh Trúc, nhưng nàng vẫn là hướng Phó Thanh Trúc hơi hơi gật đầu, lấy đó lễ phép. Đây là băng lãnh linh nhi cải biến. Nếu là lúc trước, nàng mới không thèm để ý người khác. Phó Thanh Trúc liền nhìn không được dò xét liếc một chút băng lãnh Linh Nhi, hắn trong mắt lập tức dần hiện ra vẻ kinh dị. Hắn cũng không phải là kinh dị tại băng lãnh Linh Nhi mỹ mạo, mà chính là nàng khí chất, không chỉ là khí chất, còn có băng lãnh Linh Nhi tu vi. Đây chính là tôn phu nhân, Phó Thanh Trúc nhịn không được nói ra. Đúng, tư đồ Linh Nhi, thê tử của ta, là quân mà trịnh trọng giới thiệu. Phó Thanh Trúc sợ hãi thán phục nói ra, tôn phu nhân tu vi. Như thế nào tại hạ lại là một chút cũng nhìn không thấu, chẳng lẽ đã đạt tới động tiên chi cảnh. La Quân còn muốn khiêm tốn, băng lãnh linh nhi nói ra, còn thiếu một chút đến không trung chi cảnh. La Quân vội vàng ho khan. Cô gái nhỏ này, quá ngay thẳng. Phó Thanh trúc sắc mặt nhất thời rất cổ quái, hắn tại cái này một cái trước mắt, tâm tình phức tạp tới cực điểm. Cái kia một chút xíu hòa La Quân tranh phong tâm tình thậm chí hắn đến lưu tiên đỉnh phong tự đắc đều trong nháy mắt này làm hao mòn hầu như không còn la quân ngược lại là biết băng lãnh linh nhi không tồn tại khoe khoang chi tâm nàng thì là một người như vậy ngươi nhường nàng nói láo là không thể nào phó thanh trúc rất nhanh liền khôi phục nỗi lòng hắn mỉm cười nói ra la huynh ngươi cùng tôn phu nhân quả nhiên là trời đất tạo nên một đôi riêng là tôn phu nhân ta nhớ được năm ngoái ngươi còn lo lắng nàng không thể chấp hành nhiệm vụ lúc này mới thời gian một năm thế mà tiến bộ như vậy Quả thực là khiến Tại Hạ chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy A. À. La Quân nói ra, Phó Huynh khách khí. Phó Thanh Trúc nói ra, Tại Hạ còn muốn chúc mừng La Huynh, cũng bước vào hư tiên chi cảnh. Tại Hạ gặp qua không ít hư tiên cao thủ, nhưng chưa bao giờ thấy qua như La Huynh ngươi như vậy. Còn tại hư tiên sơ kỳ, pháp lực chi hùng hậu, quả thực không thể tưởng tượng. Phó Huynh, người quá quá khen. La Quân nói ra, người tiến bộ, nhanh hơn ta đây phó thanh trúc cười ha ha một tiếng nói ra được rồi chúng ta không muốn lẫn nhau nịnh hót la quân cũng cười ha ha một tiếng sau đó nói mời vào bên trong phó thanh trúc gật đầu ba người đến trong thính đường lâm nhã tư lâm nhã dung lập tức dâng trà phó thanh trúc hòa la quân ngồi đối diện nhau băng lãnh linh nhi thì là trở về phòng phó thanh trúc nói ra vừa mới ta nhìn thấy lan đình ngọc đã theo vĩnh sinh phong vân bảng bên trong xóa tên hắn giống như có lẽ đã thân tử đạo tiêu. La Quân khe khẽ thở dài, nói ra, xác thực, ta tận mắt nhìn thấy. La Huynh ngươi ra tay, Phó Thanh Trúc bị kinh ngạc. La Quân nói ra, làm sao có thể, chúng tinh điện có chúng tinh điện quy củ. Nếu là ta làm hư quy củ, giờ phút này cũng không thể ngồi ở chỗ này cùng Phó Huynh ngươi nói chuyện. Cái kia Lan Đình Ngọc đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phó Thanh Trúc hỏi. La Quân nói ra, Lan Đình Ngọc cùng ta có cửu hận, nhưng hắn cũng không phải là cái tiểu nhân hắn có hắn tham vọng la quân nói đơn giản lan đình ngọc cùng phụ thân ân oán thậm chí sau cùng hai người đồng quy vô tận đã sớm sáng tỏ tịch có thể chết phó thanh trúc không khỏi thở dài nói ra lớn mạnh quá thay cái này lan đình ngọc thật là tính tình bên trong người đáng tiếc la quân nói ra ta mặc dù cảm thấy đáng tiếc nhưng cũng cảm thấy giải thoát phó thanh trúc nói ra ta minh bạch hắn đón đến còn nói thêm đúng đại ca ngươi nhị ca một mực còn không có tin tức sao la quân nói ra còn không có tin tức phó thanh trúc nói ra vĩnh sinh trên bảng bọn họ danh phận vẫn còn điều này nói rõ bọn họ cũng không có nguy hiểm la quân nói ra tinh chủ cũng nói bọn họ không có việc gì ta lần này lại tiếp tinh chủ nhiệm vụ chính là muốn tìm về đại ca cùng nhị ca phó thanh trúc mỉm cười lần này phó thanh trúc đến đây lại cũng chỉ là nói chuyện phiếm. Sau đó, hai người cũng cho tới trung ương thế giới. Lúc này, La Quân mới đột nhiên nhớ tới chính sự. Cái kia chính là muốn đem kỷ phấn trắng thế giới sự tình bẩm báo tại tinh chủ A. Ta phải đi tìm tinh chủ một chuyến. La Quân đứng dậy, nói ra. Phó Thanh Trúc nói ra, là nhớ tới chuyện gì? Thuận tiện cùng ta lộ ra sao? La Quân ngẫm lại, nói ra, đương nhiên có thể. La Quân ngược lại không có cùng Phó Thanh Trúc giảng hắn đi sông kỳ phấn trắng thế giới sự tình, dù sao lúc đó bộc lộ ra chính mình át chủ bài. Hắn chỉ nói linh tôn cùng đế quốc thiên chu như thế một chuyện. Việc này vẫn là phát sinh ở trung ương thế giới. Phó Thanh Trúc sau khi nghe xong, có chút chấn kinh. Cái kia ly hận thiên cung đã hủy diệt, đường đế đã chết. La Quân nói ra. Phó Thanh Trúc trầm giọng nói ra, không nghĩ tới, trung ương thế giới thế mà phát sinh chuyện lớn như vậy vốn là ta phó mô còn tự nhận là cái nhân vật hiện tại cùng cái kia linh tôn so ra lại là không đáng giá nhắc tới chúng ta những người tu đạo này trọng trách rất nặng a à. la quân nói ra không sai hắn đón đến nói ra việc này ta muốn đi cùng tinh chủ bẩm báo một tiếng tinh chủ sẽ quản sao phó thanh trúc biểu thị nghi vấn la quân nói ra tinh chủ thần thông là người ta không thể tưởng tượng hắn bố cục cũng là chúng ta không thể tưởng tượng phó thanh trúc nói ra có lẽ tinh chủ đã sớm biết những sự tình này la quân nói ra hắn có biết hay không ta đi nói một tiếng chắc là sẽ không có chỗ xấu phó thanh trúc nói ra vậy cũng đúng la quân ngay sau đó thì cùng phó thanh trúc cùng rời đi thính đảo hiên đương nhiên phó thanh trúc cũng không có hỏa la quân cùng đi gặp tinh chủ tại tinh nhất điện bên trong la quân một lần nữa nhìn thấy tinh chủ đồng thời báo cáo linh tôn cùng đế quốc thiên chu sự tình Tinh chủ nghe rồi nói ra, việc này bổn tỏa đã sớm biết, thiên hạ đại thế, đều có thiên định, người lại làm người cái kia làm sự tình liền có thể. Là quân nghe vậy, liền cảm giác tinh chủ thái độ cùng viên giác pháp thần không khác nhiều. Nói cho đúng, những đại nhân vật kia, bao quát hiên chính hạo, bọn họ đều có giống nhau thái độ. Là quân cũng biết, chuyện này, không thể nóng vội. Bây giờ làm gì bố trí, liên lạc người trong thiên hạ, cái này đều không thực tế ngay sau đó la quân rút đi tại xế chiều thời điểm la quân cùng băng lãnh linh nhi cùng rời đi chúng tinh điện lấy bản nhược thiên chu trực tiếp tiến về trung ương thế giới lần này tiến đến trung ương thế giới tự nhiên là muốn đi đoạt bảo la quân hiện tại trong tay phía trên thật là keo kiệt rất a à. bản nhược thiên chu đem la quân cùng băng lãnh linh nhi phóng tới trung ương thế giới về sau ngay sau đó rời đi trung ương thế giới ánh nắng tươi sáng trên mặt biển sóng nước lấp loáng. La Quân cùng băng lãnh Linh Nhi đi thẳng đến trước đó phát hiện bảo tàng trên biển. Tuy nhiên ánh sáng mặt trời rất tốt, nhưng trên mặt biển gió biển cũng rất lớn. Trước đó, cũng là ở chỗ này, La Quân cùng cái kia vũ hóa môn vực ngoại tứ kiệt đánh nhau. Mà bây giờ, cái kia vực ngoại tứ kiệt mộ phần cỏ đoán chừng cũng đã rất cao. Về sau bị linh tôn phương thiên thuyền xuất thủ, La Quân liền mới như vậy phát hiện linh tôn bí mật. Nói đến, nhưng cũng là linh tôn kiếp, vốn là một vốn bốn lời, một mực ổn định tại châm đối với nhân loại. Cũng bởi vì chọc la quân, bây giờ liền kỷ phấn trắng trong thế giới đều đại biến thiên. Mà kỷ phấn trắng trong thế giới, một đám linh tôn cao thủ, nhao nhao ứng kiếp mà chết. La quân chỗ đến, không chết mấy cái lão quái vật cao thủ, tựa hồ cũng không phù hợp định luật. Đáng giá nói chuyện là, bây giờ bên ngoài rất nhiều phương thiên thuyền lại vẫn còn không biết rõ kỷ phấn trắng trong thế giới tàn khốc biến hóa vẫn là trung thành hướng kỷ phấn trắng thế giới chuyển vận các loại pháp lực tư liệu, cùng giám sát nhân loại. Vân vân, cái kia mễ giả diệp trong lòng là rõ ràng, vật này không thể thiếu. Không phải vậy lời nói, tương lai đế quốc thiên chu buông xuống, hoàng đế bệ hạ hỏi ý, mễ giả diệp chính là hết đường chối cãi. Cái này là căn bản, nếu như mễ giả diệp phá hư phương thiên thuyền căn bản, như vậy cho dù hắn tu luyện đến tạo hóa cảnh, chỉ sợ đế quốc hoàng đế cũng dung không được mễ giả diệp tạo hóa cảnh cao thủ trên địa cầu xương vương xương bá nhưng ở tiên giới cùng đế quốc thiên chu dạng này địa phương cái kia cũng không phải tuyệt đối động vật quý hiếm la quân bao bọc lên kim quang bao bọc sau đó cùng băng lãnh linh nhi cùng một chỗ lẻn vào đến biển trong nước một đường phi nhanh hướng đáy biển mà đi lần này là quân thế nhưng là xe nhẹ đường quen linh tuệ hòa thượng cũng bị la quân đánh thức hai người thời khắc bảo trì ý thức giao lưu lần trước chúng ta lúc đến tìm bảo tàng việc này chỉ sợ liền đã bị ngoại nhân có phát giác nhanh nhạy người cái kia bảo tàng có thể hay không bị người khác lấy đi la quân hỏi linh tuệ hòa thượng nói ra bần tăng cái kia bảo tàng cũng là trận pháp phong bế ngoại nhân rất khó đi vào lấy bần tăng xem ra cái này trung ương thế giới bên trong còn không có người nào có bản lĩnh đi vào đây la quân nói ra vậy là tốt rồi một đường hướng đáy biển mà đi băng lãnh linh nhi một mực trầm mặc Nàng đợi tại La Quân bên người, lời nói cũng không nhiều, bất quá, cho dù dạng này, hai người đều sẽ rất chân quý tốt đẹp như vậy thời gian. La Quân một bên nói chuyện với Linh Tuệ Hòa thượng. "Nhất Nguyên Chi Chu ngươi biết a?" À? La Quân nói ra. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, Bần tăng đương nhiên biết. "Rất thần diệu đồ vật, vĩnh sinh chi môn bên trong lưu truyền tới." Bất quá, Phật kia cũng liền truyền thuyết thần diệu, Bần tăng năm đó cũng đã gặp Nhất Nguyên Chi Chu, không có nghiên cứu ra được la quân nói ra hiên chính hạo nghiên cứu ra được linh tuệ hòa thượng bị kinh ngạc nói ra thật trong khoảng thời gian này linh tuệ hòa thượng bởi vì nguyên khí đại thương vẫn luôn tại huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong tĩnh tu cho nên hắn cũng không biết bên ngoài sự tình còn lan đình ngọc bỏ mình là quân ngược lại là cùng linh tuệ hòa thượng nói một miệng linh tuệ hòa thượng nghe xong ngược lại là không nói gì lúc này là quân nói ra đương nhiên là thật Hiên Chính Hạo cùng Trường Sinh Đại Đế còn có Lan Thiên Cơ cùng một chỗ tiến vào Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, thời gian nửa năm ở bên trong tu hành một ngàn năm. Linh Tuệ Hòa thượng sắc mặt cổ quái, nói ra, quả nhiên thần kỳ. Dựa theo Nhất Nguyên Chi Chu lý luận, cực hạn tình huống dưới, có thể làm được một giây một năm. Nhưng vậy cơ hồ là không thể nào làm được, mà Hiên Chính Hạo. Gia hỏa này quả nhiên là không đơn giản a. À. Năm đó Bần Tăng cũng coi như học rộng tài cao, tham tường một năm đều không hiểu thấu đáo đi ra. Thế mà bị hắn cho hiểu thấu đáo. Hiên chính hạo thật là thiên hạ người thông minh tuyệt đỉnh. La quân nói ra, năm đó lăng tiền bối đều tại trên tay hắn ăn rồi đau khổ. Linh tuệ hòa thượng nói ra, bần tăng năm đó cũng là tuyệt đỉnh thông minh, thế nhưng nhất nguyên chi chu bên trong có quá nhiều tối nghĩa phương chính thức, ước vạn phương chính thức tổ hợp đặt song song, khác biệt giải pháp, khác biệt phép tính, bần tăng tính toán một năm, kém chút không có tổ hỏa nhập ma sau cùng đem vật kiên ném mới tính sảng khoái tinh thần là quân nghe linh tuệ hòa thượng kiểu nói này nhất thời cũng cảm thấy da đầu run lên hắn cũng liền không nghĩ những thứ này nói ra ta nói cho ngươi cái này chủ đề là bọn họ dùng thời gian nửa năm tu hành một ngàn năm nhưng là cũng hao phí thập điểm báo thuần dương đan thuốc ta nguyên bản cảm thấy ngươi thẳng châu nhưng là cái này trường sinh đại đế giống như cũng rất có tiền cảm giác a à. linh tuệ hòa thượng nói ra Đế huyền tiểu tử kia, bần tăng biết. Gia hỏa này, dưới cơ duyên xảo hợp đã từng đến một đầu thuần dương sông. Hắn thuần dương đan thuốc phần lớn là tự nhiên, bất quá bần tăng cũng không thể so với hắn thiếu. Người trước tại huyền thiên giới lấy bất quá là bần tăng nhỏ nhất một cái bảo tàng mà thôi. Linh tuệ hòa thượng nói ra, bần tăng bảo tàng lớn nhất là tại cái kia trùng hoàng tinh cầu bên trên. Ngoá, trùng hoàng tinh cầu, là quân nói ra. Linh tuệ hòa thượng nói ra đó là cái tinh cầu không người, bần tăng phát hiện, liền dậy trùng hoàng tinh cầu A. Tốt, người châu, là quân nói ra, cũng là người giấu tiểu vĩnh sinh chi môn địa phương, đúng không? Linh tuệ hòa thượng nói ra, không sai, năm đó bần tăng đi qua cũng bay ba năm, các loại đạo hữu người đến tạo hóa cảnh về sau, dùng cái hai mươi năm, nhìn có thể hay không bay đến. Là quân trợn mắt chừng một cái, hắn có chút buồn bực. Mỗi lần cảm giác mình thật vất vả tăng lên một bước, cảm thấy mình còn có chút nghiêu bức thời điểm, nhưng ở trong hiện thực liền phát hiện đánh không thắng người thật giống như càng nhiều. Loại cảm giác này liền có chút cùng loại với tiểu hỏa tử vừa thu nhập một tháng 100 trăm ngàn, cảm thấy mình còn rất không tệ. Sau đó lại tiến cái mới phạm vi, phát hiện đều là đại lão bản, năm vào 10 triệu rất nhiều. Mãi mới trở đến lúc chính mình năm vào 10 triệu, lại tiến tân phạm vi. Vậy cũng là một năm mấy trăm triệu chủ, các loại tăng lên nữa, cái kia cũng cảm giác tranh lệch lớn hơn chung quanh đều là lập tức ba ba loại kia, đối tiền đều không khái niệm. Sang năm phát cái hồng bao đều là mấy trăm triệu phát. Là quân cùng băng lãnh linh nhi rất nhanh liền đến đáy biển. Đón lấy, là quân lại thi triển ra ngũ hành đào đất phù hướng sâu trong lòng đất tìm kiếm. Bây giờ lấy linh nhi tu vi, không muốn cái gì ngũ hành đào đất phù cũng có thể xuyên địa mấy vạn mét. Nhưng băng lãnh linh nhi tuy nhiên lời nói thiếu, cũng rất chiếu cố là quân lòng tự trọng. Cho nên, hết thảy đều bị La Quân đến xử lý. La Quân cũng minh bạch Linh Nhi tâm tư, hắn đổ không có yếu ớt như vậy. Nhưng cũng rất hưởng thụ chiếu cố Linh Nhi loại cảm giác này. Suốt cục, Linh Tuệ Hòa Thượng mở miệng, nói ra, liền ở ngay đây. La Quân lập tức dừng thân hình, giờ phút này, hắn cùng Linh Nhi bốn phía bị nham thạch vách tường tầng bao trùm. Tại pháp lực cùng ngũ hành đào đất phù tác dụng dưới, bốn phía tầng nham thạch hòa tan thành nham nước nhưng chỉ cần bọn họ đi chỗ khác ban đầu đến địa phương nham nước liền sẽ một lần nữa trở thành nham thạch đây là đào đất thuật ảo diệu linh tuệ hòa thượng là cảm giác đại linh dịch thuật đến xác định bảo tàng ở chỗ đó cẩn thận cảm thụ cảm thụ trận pháp hạch tâm linh tuệ hòa thượng nói cho la quân nói ra muốn trước đem ẩn tàng trận pháp phá mất tàng bảo khố đại môn mới có thể xuất hiện la quân đối với trận pháp vẫn là có thiên phú ngay sau đó ngưng thần cảm ứng linh tuệ hòa thượng ẩn tàng trận pháp cực bí ẩn nếu không phải tỉ mỉ xem xét quả quyết khó có thể phát hiện tầm thường cao thủ rất khó đi ngang qua nơi này cho dù đi ngang qua cũng rất khó phát hiện la quân tại một lát sau rốt cục cảm nhận được trận pháp tồn tại đó là rất yếu pháp lực vi diệu mà huyền diệu thiên đầu vạn tự la quân thần niệm bắn phá cẩn thận thăm dò tìm kiếm trận pháp hạch tâm trong lúc này cũng không ít cùng loại phương trình thức bấy dập tồn tại một khi có phân tích sai lầm. Như vậy trận pháp hội triệt để che giấu, trở thành một cái tử cục. Tử cục hình thành về sau, bốn phía đều sẽ sụp đổ. Cho đến lúc đó, lại muốn đoạt bảo tàng thì khó. Này bằng với cũng là linh tuệ hòa thượng lưu một cái cửa. Chính hắn tới lấy sẽ rất thuận tiện, bất quá linh tuệ hòa thượng cũng đại khái là nghĩ không ra, hắn lần nữa tìm đến tìm cái này bảo tàng lúc, hắn lại biến thành cái dạng này. Nhanh nhạy, người đối phương trình thức giải rất sâu sao. La Quân nhịn không được nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng mỉm cười, nói ra, đó là đương nhiên, thiên văn địa lý, số học vật lý chờ một chút, đều là cùng pháp thuật cùng một nhịp thở đồ vật. Đây là vạn sự vạn vật chất chứa bên trong đạo lý, không thể không hiểu. Phá, là Quân trực tiếp phá vỡ trận pháp. Sau đó, trước mặt vách đá từng phát sinh biến hóa. Cái kia vách đá tầng biến thành một đạo huyền thiết đại môn. Đại môn đóng chặt, dùng huyền hoàng dịch đi vào. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, bần tăng ở bên trong bố trí sát chiêu, mặc dù nhiều năm đi qua, nhưng sát chiêu như cũ tại. Nếu là cưỡng ép đi vào, sát chiêu phát động, toàn bộ bảo tàng đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đạo hữu các ngươi cũng là đường chết một đầu. Điểm này, La Quân là tuyệt đối tin tưởng, lấy trùng hoàng năm đó bản sự, tùy tiện bố trí xuống cái sát chiêu, vậy thật là không phải La Quân cùng băng lãnh linh nhi có thể chống lại. Còn tốt là quân có huyền hoàng dịch thần kỳ như vậy đồ vật tại. Không phải vậy lời nói, cái này bảo tàng cũng là nhìn thấy, sợ không tới. La quân, người chú ý một chút, linh tuệ hòa thượng tại La quân ngưng tụ huyền hoàng dịch, chuẩn bị mở ra bảo tàng đại môn lúc, đột nhiên nói ra. Ừm, La quân hơi hơi kỳ quái. Linh tuệ hòa thượng nói ra, bần tăng cảm thấy không ổn, tựa hồ có người đang nhìn trộm. Nếu như bần tăng đoán không sai, trước đó cái này bảo tàng tin tức thật là tiết lộ ra ngoài chỉ là bọn hắn không biết như thế nào tiến bảo dấu cho nên mới ẩn núp đi chỉ cần ngươi tránh thức sau khi đi vào những người này nhất định sẽ xuất thủ la quân hơi hơi run lên đúng lúc này băng lãnh linh nhi cũng nói la quân ta giống như cảm giác có người đang nhìn trộm la quân lập tức liền xác định được thật là có cao thủ đang nhìn trộm hừ bọ ngựa bắt phe chim sẻ núp đằng sau sao chỉ là người nào đến cùng là hoàng tước, cái này còn khó nói đây. Là quần nói với băng lãnh Linh Nhi, tốt, ta biết. Hắn lại nói với Linh Tuệ Hòa Thượng, ý của ngươi như nào? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bần tăng gần đây là không nghĩ kế, và lại, bần tăng cũng cảm giác không thấy địch nhân là người nào. Cho nên, đạo hữu chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. La Quân nói ra, tốt a. À. Linh Tuệ Hòa Thượng không muốn La Quân ỉ lại tâm quá mạnh, La Quân cũng minh bạch điểm này sau đó giờ khắc này, là quân đột nhiên đem cái kia huyền hoàng dịch ngưng tụ thành chìa khóa nắm ở trong tay, hắn cũng không đi mở ra cái kia huyền thiết đại môn, mà chính là cười lạnh một tiếng, hướng bốn phía vách đá buông lời, nói ra, bảo tàng liền ở ngay đây, chìa khóa cũng tại ta trên tay. Chư vị nếu là có bản sự, liền đến đoạt đi. Dứt lời âm về sau, bốn phía trầm tĩnh một lát. Sau đó, một cái nhàn nhạt, nhạt lạnh lùng thanh âm nam tử truyền đến. Là quân, người rốt cuộc tới cái này thanh âm nam tử la quân đồng thời chưa quen thuộc nhưng nam tử ngữ khí lại là tựa hồ nhận biết la quân la quân cũng chưa tỉnh đến kỳ quái hắn hiện tại nổi tiếng bên ngoài dù sao cử nhân một đống lớn người khác biết hắn rất bình thường lời kia âm lạc hậu một tên nam tử thì xuất hiện tại la quân cùng băng lãnh linh nhi trước mặt người đến lại là một tên linh tôn cái này linh tôn la quân còn thực sự từng gặp là trước kia thừa tướng liên lạc qua, phá diệt vương, phá diệt vương, là quân hơi kinh hãi. Phá diệt vương uy nghiêm cực kỳ nồng đậm, ra hỏa này, chính là Bruna cùng cao thủ cấp bậc, không chung cảnh sơ kỳ. Thả tại trung ương thế giới bên trong, cũng là nhất đẳng tuyệt đỉnh cao thủ. Linh tôn thuật pháp cổ quái, nhân loại tu sĩ vừa mới đối đầu, cực dễ dàng bị đánh trở tay không kịp. La quân là ăn rồi đau khổ. Lần này, phá diệt vương xuất hiện, La Quân vẫn còn có chút lo lắng. Linh Nhi, bọn họ có một loại trụ quang, bao quát vũ trụ quy tắc, vô cùng khó có thể phá giải. Đợi chút nữa phải cẩn thận nhiều hơn, La Quân lập tức căn dặn băng lãnh Linh Nhi. Băng lãnh Linh Nhi gật gật đầu, nói ra, ừm, ta biết. La Quân đối chiến qua cao thủ hay xảy ra, bây giờ nhìn gặp phá diệt vương, thật không có cỡ nào hoảng hốt. Huống chi bên người còn có băng lãnh Linh Nhi cái này nhất tôn đại cao thủ, la quân mặt hướng phá diệt vương hắn bây giờ nhìn linh tôn nhóm đã không có loại kia cao sơn ngưỡng chỉ hoảng sợ trước đó hắn không hiểu linh tôn luôn cảm thấy thực lực bọn hắn như ngục như hải thâm bất khả chắc hiện tại hắn lại là biết mức độ la quân ngay sau đó cười lạnh một tiếng nói phá diệt vương xem ra ngươi ở chỗ này chờ thật lâu dụng tâm lương khổ a à. làm càn phá diệt vương lạnh hừ một tiếng nói ngươi cái này tiểu tiểu kỳ lân gặp bản vương, còn không run rẩy quỳ xuống. La quân cười ha ha một tiếng, nói ra, quỳ xuống. Ta nhìn ngươi là đầu xấu, các ngươi linh tôn trong tay ta, cũng không có mấy cái có kết cục tốt. Bruna cùng thiên Brooklyn đều chết, ngươi thế mà còn dám đưa đến trong tay của ta đến, ta nếu là ngươi, hiện tại nên ngoan ngoãn cuốn lên cái đuôi, xám xịt đào tẩu. Mà không phải tiến lên đây chịu chết. Ngươi thật đúng là nói khoác mà không biết ngược. Phá Diệt Vương nói ra, bản vương sớm đã điều tra rõ ràng, Bruna đã chết tại ma đế chi thủ. Thiên bố lỗ tôn giả tại thế giới bao la bên trong phạm đang thủ hộ người trong tay. Mà trên thực tế, người bất quá là có chút hơn người đào mệnh thủ đoạn cùng vận khí. Phá diệt vương cũng không có quá để ý băng lãnh linh nhi. Bởi vì băng lãnh linh nhi thật sự là quá vô danh, một cái còn trẻ như vậy tiểu cô nương, không có bất kỳ cái gì khí tức nguy hiểm. Phá diệt vương vì cái này một phần trùng hoàng bảo tàng, ẩn núp thời gian quá dài hắn lúc này là tuyệt sẽ không lùi bước nơi này động thủ không tiện đến phía trên đi thôi la quân bài trước khi nói ra hắn sau đó tà mị cười một tiếng nói ra ta sẽ để ngươi xem một chút ta thủ đoạn đến cùng phải hay không chỉ có đào tẩu phá diệt vương lạnh hừ một tiếng sau đó la quân cùng băng lãnh linh nhi nhanh chóng nhanh rời đi mà phá diệt vương theo sát sau ba người này trong nháy mắt liền đến cái kia biển trong nước la quân người như thức thời đem cái kia chìa khóa cho bản vương bản vương hôm nay không tính toán với ngươi thả ngươi một con đường sống phá diệt vương đột nhiên nói ra hắn cảm giác muốn xử lý la quân cùng băng lãnh linh nhi là dễ như trở bàn tay nhưng là lại đột nhiên cảm thấy có chút không yên lòng bởi vì la quân cùng băng lãnh linh nhi quá chấn định cho nên vì bảo tàng phá diệt vương nguyện ý lui về phía sau một bước Ngươi nằm mơ, La Quân cười lạnh một tiếng. Muốn chết, Phá Diệt Vương nhất thời nổi giận. Hắn sau đó cấp tốc xuất thủ, vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Chủ Quang Tử Sinh kiếm, Phá Diệt Vương đầu tiên thì hướng La Quân chém ra Kinh Thiên Nhất kiếm. Một đạo ánh kiếm màu xanh lam tại cường độ cao biển áp bên trong nhanh như kinh hồng lôi đình. Luồng ánh kiếm màu xanh lam này trong nháy mắt bộc phát ra quy tắc, ảo nghĩa để La Quân kinh hồn bạt vía đó là một loại vũ trụ quy tắc cái kia là thời khắc sinh tử quy tắc cái kia là không thể kháng cự không thể tránh né quy tắc thật mạnh la quân không khỏi hoảng sợ không trung cảnh cao thủ quả nhiên không phải mình có thể chống lại cái kia một cái chớp mắt la quân cảm thấy mình biện pháp duy nhất cũng là thi triển ra vô thủy thần ngẫu căn bản không có cách nào đối kháng a quá kinh khủng la quân phạm sai lầm rất lớn lầm đó chính là hắn đang cùng nhanh nhạy hợp tác xử lý khô mộc chân quân về sau hắn cho là mình rất lợi hại hắn tựa hồ cảm thấy không chung cảnh cao thủ không đáng kể chút nào nhưng đây là 10 phần sai a à. ngươi theo đại phú hào cùng một chỗ tham gia một trận đánh cược đại phú hào cược thắng có thể ngươi vẫn là ngươi ngươi đứng tại bầu trời cảnh cao thủ trước mặt y nguyên trắng xám a à. bất quá đúng lúc này băng lãnh linh nhi xuất thủ nàng làm sao có thể cho phép người khác ở trước mặt nàng thương tổn la quân đây. Tại cái kia điện quang thạch hỏa trong một chớp mắt, băng lãnh linh nhi tế ra lục tiên kiếm. Một kiếm bổ ra, kiếm quang lóe lên. Băng lãnh linh nhi vô cùng pháp lực thôi động khủng bố sát lục khí tức, trong nháy mắt đó, lục tiên kiếm bên trong giết hại hải dương bị triệt để thôi động. Oanh! Hai cỗ kiếm lực đụng giết cùng một chỗ, trong một chớp mắt, bên trong đáy biển, vô số sinh vật biển bị rào sát thành phấn vụn dòng máu hỗn hợp, xoắn lên thao thiên cự lãng. Còn tốt, đoàn người này là tại đáy biển chỗ sâu, không phải vậy lời nói, muốn cho trên mặt biển hình thành một trận cự biển cả rít gào. Băng lãnh linh nhìn một kiếm thế mà đem phá diệt vương trụ quang tử sinh kiếm chặn lại. Cái này sao có thể? Phá diệt vương thấy thế không khỏi hoảng sợ. Hắn vốn là đem la quân xem như đại địch, lại không nghĩ rằng, tránh thức nhân vật lợi hại là la quân bên người cái này xem ra người vô hại và vật vô hại tiểu cô nương. Hừ, phá diệt vương sau đó lạnh hừ một tiếng, nói, thật cổ quái tiểu cô nương, vừa vặn bắt người lấy về nghiên cứu. Chủ quang động thiên pháp tắc, phá diệt vương tiếp mà phun ra chân nguyên. Cái kia chân nguyên màu xanh lam trong nháy mắt bao trùm hơn 300 dặm, phương viên 300 dặm, toàn bộ thành đại dương màu xanh lam. Tại trong hải dương, thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc tràn ngập. Tại cái này vô biên đại dương màu xanh lam bên trong, mỗi một nước đều ẩn chứa trùng điệp không gian. Trụ quang chấn thiên, hư, đại dương này chi thủy chính là thiên thời địa lợi. Phá diệt vương tiếp tục uống nói. Lúc này, phá diệt vương biến mất không thấy gì nữa, ẩn tàng hư không. Mà tại hắn pháp lực thôi động phía dưới, bốn phía hải dương lần nữa phát sinh biến hóa. Mỗi một nước biển đều trở nên nặng nề vô cùng, mỗi một nước biển mật độ đều đến bất khả tư nghị cấp độ. Cái này nhiều như thế nước biển đè ép tới, là quân cường đại như thế thân thể cũng cảm thấy lòng buồn bực. Là quân tự nhiên còn có chiêu số, hắn không nói hai lời, thì thi triển ra biển linh hồn. Biển linh hồn đem hắn cùng băng lãnh linh nhi bao trùm. Muốn đi, cũng không khó. Lấy băng lãnh linh nhi pháp lực tăng thêm là quân pháp lực, phối hợp linh hồn kiếm quang, muốn mặc ra bầu trời này cảnh động thiên pháp tắc, cái kia là hoàn toàn có thể nhưng la quân vất vả đến đây chính là vì bảo tàng hắn cũng không muốn vào bảo sơn mà tay không về bất quá la quân cũng minh bạch lấy hắn bản sự cái kia quả quyết không phải phá diệt vương đối thủ hắn hôm nay chủ yếu thì nhìn linh nhi thủ đoạn nếu như linh nhi cũng không làm gì được cái này phá diệt vương cái kia la quân còn thật chỉ có đào tẩu một con đường có thể đi sau đó lại nhìn làm sao tới đoạt bảo tàng la quân cũng biết hôm nay nếu như đào tẩu như vậy cái này bảo tàng 89 phần 10 là lấy không được. Bởi vì phá diệt vương đã biết xác thực địa điểm vị trí. Phá diệt vương làm không tốt thì cưỡng ép mở cửa, như vậy kết quả cuối cùng cũng là bảo tàng bị hủy. Lúc này, băng lãnh linh nhi đột nhiên nắm la quân tay. Tay nàng băng băng lành lạnh, nhưng nàng lời nói giọng kiên định, nhẹ nói nói, ta bảo vệ ngươi. Băng lãnh linh nhi câu nói này để la quân thân thể chấn động. Hắn sẽ không quên năm đó sự tình. Năm đó Linh Nhi, vô dục vô cầu, nàng chỉ muốn tại La Quân bên người thật tốt đợi, mà chính là Trần diệc Hàn xuất hiện, hắn lại muốn làm nhục Linh Nhi. May mắn lúc đó, có thần đế kịp thời xuất hiện. Linh Nhi cũng là tại thời điểm này, mãnh liệt muốn trưởng khống vận mệnh. Nàng bái thần đế vi sư, cùng nhau đi tới mới có hôm nay. Ngày đó, hắn nhìn thấy Linh Nhi lúc, Linh Nhi cũng là nhẹ nói, về sau, ta bảo vệ ngươi. Trong chấp nhóm này, La quân là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Biển linh hồn hành trình, cấp tốc liền đem ngoại giới hết thảy áp lực cách trở. Nhưng là, cái kia cỗ như ngục như hải áp lực còn tiếp tục tại nghiền ép lấy la quân biển linh hồn. Linh Nhi, người đem hắn pháp tắc phá ra một đầu tuyến đến, có thể sao? La quân hỏi. Băng lãnh Linh Nhi nói ra, không có vấn đề. Tốt, La quân nói ra, đợi chút nữa người nghe ta chỉ huy. Băng lãnh Linh Nhi gật đầu. Sau đó đúng lúc này, băng lãnh linh nhi đột nhiên xuất hiện tại biển linh hồn bên ngoài. Nàng trong mi tâm tràn đầy sát khí. Cái này một cái chớp mắt băng lãnh linh nhi mỹ lệ, băng hàn tới cực điểm. Lục tiên kiếm tại băng lãnh linh nhi trong tay, đạt được lớn nhất phát huy. Mà lại, băng lãnh linh nhi còn luyện đại lục tuyệt thuật. Lúc này, băng lãnh linh nhi đại lục tuyệt thuật bên trong lục tuyệt thiên địa thi triển đi ra. Cuồng mãnh sát ý cùng lục tiên kiếm sát khí hải dương dung hợp, kiếm kia bên trong lực lượng mãnh liệt dồi dào. Sau cùng, băng lãnh linh nhi một kiếm chém ra. Vậy thì thật là tránh thức nhất kiếm quang hàn chấn cửu châu. Một kiếm này chém ra, trong nháy mắt ngang dọc ba ngàn dặm. Kiếm khí một đường chém ra, ngập trời điên cuồng gào thét cuốn lên, đồng thời, vô số thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc không ngừng sụp đổ. Một đầu đào vong ngoại giới đường liền xuất hiện. Ừm, phá diệt phương nhìn ở trong mắt, không khỏi giật mình. Ngay vào lúc này, hắn nhìn đến một bóng người xông tới. Là La Quân. La Quân thì triển ra đại na di thuật, theo cái khe này bên trong đào tẩu. La Quân tốc độ rất nhanh. Thằng con hoang, thế mà liền nữ nhân đều không muốn, cứ như vậy đào tẩu. Làm sao có thể, phá diệt vương không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức thi triển pháp tác đem La Quân đường đi ngăn cản. Nhưng vào lúc này, biến cố lại lên. Một đạo linh hồn ô quang đột nhiên hướng hắn nơi cổ họng chảm giết tới. Phá Diệt Vương vừa ra tay, La Quân cùng băng lãnh Linh Nhi thì cảm nhận được Phá Diệt Vương xác thực vị trí. Sau đó giờ khắc này, La Quân cùng băng lãnh Linh Nhi thì cùng một chỗ thôi động pháp lực, đem linh hồn ô quang lực lượng thôi vận tới cực điểm. Cái kia đào tẩu chính là La Quân vô thủy thần ngẫu. A, à, Phá Diệt Vương hoảng sợ, hắn cảm nhận được kinh thiên nguy cơ oai hao đao. Nhưng phá diệt vương trung quy là không trung cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, sao có thể có thể bị la quân một chút tính kế thành công? Thời không điên đảo, phá diệt vương bạo giống một tiếng, thi triển pháp lực. Cái kia pháp tắc bên trong, thời không lập tức điên đảo, âm dương rối loạn, không gian trùng điệp. Linh hồn ô quang vô cùng sát ý, một đường chém giết, cấp tốc phá vỡ cái này trùng điệp rối loạn không gian. Đổi mới nhanh nhất không sai duyệt, hãy ghé thăm mời bú ký lô meta trang web duyệt mới nhất. Bất quá phá diệt vương quy tắc vẫn là đưa đến tác dụng, linh hồn không ánh sáng tốc độ vẫn là chậm xuống tới cái này dừng một chút, phá diệt vương liền đạt được thở dốc cơ hội. thật là muốn chết ga. phá diệt vương trong mắt tách ra dọa người hàn quang tới. Chủ quang pháp tắc, sinh tử mịt mờ đều không biết rõ. hắn liền liền thi triển pháp quyết, khu động pháp lực. hắn trong nghi tâm có phù văn lấp lóe, phù văn tách ra vô số quy tắc. những quy tắc này dung nhập vào trụ quang động thiên pháp tắc bên trong cũng là cái kia bốn phía vô số nước biển hóa thành hắc vụ đem linh hồn ô quang bao khỏa. Trong hắc vụ lại chất chứa tử sắc chi khí. Màu đen đại biểu tử vong. Tử khí đại biểu sinh cơ. Sinh tử mịt mờ đều không biết rõ, cái này đoàn hắc vụ đem sinh tử luân hồi chân lý diễn dịch đi ra, ngoài ra còn có trong vũ trụ tử vong chưa xác định Gazini biến hóa. Linh hồn ô quang lập tức lâm vào bên trong, loại kia không biết pháp tắc đem linh hồn ô quang bao khỏa tựa như là thiên ti vạn lũ đủ loại dây dưa, để linh hồn này ô quang không thể giải quyết dứt khoát. Hảo lợi hại sống chết cách xa nhau, là quân không khỏi nhíu mày. Linh hồn hắn ô quang nói cho cùng cũng là linh hồn thuộc tính, trong lúc nhất thời, hoàn toàn không cách nào bao trùm tại cái này sinh tử mịt mở quy tắc phía trên. Bất quá băng lãnh linh nhi ngược lại là trực tiếp. Nàng cấp tốc vọt ra linh hồn ô quang, lại là lục tiên kiếm. Lại là đại lục việt thuật, Lục tiên kiếm tựa hồ là trời sinh vì đại lục tuyệt thuật mà sinh. Nhất kiếm quang hàn, đại lục tuyệt thuật sát khí pháp tắc đem lục tiên kiếm sát ý ngưng tụ tới cực điểm. Một đầu ánh sáng đồng dạng kiếm quang chảm giết ra ngoài, cấp tốc đem trước mặt sinh tử mịt mở pháp tắc bổ ra. Đáng chết, phá diệt vương thấy thế không khỏi mắng to một tiếng. Hắn cảm giác được sát khí này pháp tắc, quá mức bá đạo mà lại cực không giảng đạo lý. Vạn vật pháp tắc, quy tắc đều có tinh thần cùng đạo lý muốn giảng. Mà loại này sát khí đi ra, cũng là không giảng đạo lý. Quản ngươi đúng sai, quản ngươi có cái gì đại đạo lý, lão tử chính là muốn giết ngươi. Đây chính là đại lục tuyệt thuật cùng lục tiên kiếm triển hiện ra khí thế. Băng lãnh linh nhi một kiếm liền đem trước mắt xây dưa thiên ti vạn lũ chém ra. Sau đó cái này một cái chớp mắt, linh hồn ô quang lại đem băng lãnh linh nhi bao trùm. Linh hồn ô quang trùng sát ra tầng này pháp tắc, Cấp tốc hướng phá diệt vương đầu lâu chém giết tới. Linh hồn ô quang dung hợp xanh từ đất đen, động tiên cao thủ pháp tác cùng quy tắc đều hạn không chế trụ nổi linh hồn ô quang. Phá diệt vương nhất thời kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt súng cả người. Lần này là quân liên thủ với băng lãnh linh nhi, như phá diệt vương không phải đã đạt tới không trung cảnh, cũng đã đầu một nơi thân một nẻo. Phá diệt vương cái này là thật tức giận, hắn bạo giống một tiếng, bàn tay lớn vổ một cái. Trong nháy mắt ngưng tụ chưa nhiều thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, trụ quang pháp tắc. Ba loại pháp tắc cùng động thiên chi lực toàn bộ dung hợp, cấp tốc hình thành một đạo thai ngén tầng ba sắc thái cử kiếm. Đạo này cử kiếm đỉnh đầu là lưu ly sắc, đại biểu thời gian vô thường biến hóa. Ở giữa là màu trắng, đại biểu không gian pháp tắc. Mà cuối cùng nhất chính là màu đen, đây là động thiên chi lực. Một kiếm chém giết, liền cùng La Quân linh hồn ô quang chém giết cùng một chỗ băng lãnh linh nhi lực lượng thôi động linh hồn ô quang, ầm ầm. Hai cỗ kiếm khí đụng giết, linh hồn ô quang cường đại linh hồn chi lực, còn có nguyên thủy tinh khiết lôi lực ngập trời nở rộ. Mà phá diệt phương kiếm quang bên trong, thời gian, không gian cùng động thiên chi lực hình thành vô số lốc xoáy. Những thứ này lốc xoáy bên trong, thời gian, không gian cường đại vô cùng, liền cấp tốc thôn vệ linh hồn ô quang lôi lực cùng linh hồn chi lực những cái kia linh hồn lôi lực tại không gian quy tắc bên trong không ngừng nổ tung nhưng sau cùng đều vẫn là bị dìm ngập đi vào là quân cùng băng lãnh linh nhi cấp tốc tách rời là quân bắt linh hồn tinh thạch theo sau khi ngưng tụ linh hồn chi lực đại linh hồn lôi kiếm đây đã là cận thân công kích là quân một hơi chém giết ra ba đạo đại linh hồn lôi kiếm tới ba đạo hung hãn vô cùng lôi quang hướng phá diệt vương chém giết tới đồng thời là quần còn tế ra thiên đạo bút tới. Chết, mang ra, phong, giết. Là quần đem chỗ có pháp lực không muốn sống thôi vận đi ra. Các loại pháp thuật toàn bộ vồ giết tới, mỗi một đạo pháp thuật đều là từng có người chỗ độc đáo. Bất quá duy nhất khuyết điểm cũng là pháp lực yếu một ít. Thiên đạo bút viết ra bốn chữ, mỗi một chữ đều ảo nghĩa sâu đậm, sát khí đằng đằng. Là quần trong chớp nhoáng này đánh ra công kích, cường hãn mà sắc bén gặp phải đồng dạng hư tiên đỉnh phong cao thủ, gần như vậy thân thể, quả thực thì có thể trực tiếp miểu sát. Nhưng cũng tiếc, là quân gặp phải là phá diệt vương bực này không chung cảnh cao thủ. Phá diệt vương không có đem là quân công kích để vào mắt. Nhưng là, băng lãnh linh nhi rất là đơn giản trực tiếp. Nàng đại lục việt thuật lần nữa thi triển đi ra, lục tiên kiếm hóa thành một đạo lưu quang. Sát khí tràn ngập, tứ hải lao nhanh. Oanh! Một đạo hung hãn kiếm quang hướng Phá Diệt Vương chém giết tới. Phá Diệt Vương kinh hồn bạt vía, toàn lực ngăn cản. Ầm ầm, rất nhiều kiếm quang chém giết, Phá Diệt Vương vừa ngăn cản được băng lãnh linh nhi kiếm, mà La Quân rất nhiều công kích trảm giết tới. Phá Diệt Vương liên tục ngăn cản, hắn động thiên pháp tác ngang dọc ngàn vạn, trong nước biển bộ lao nhanh cuồn cuộn. Cái kia trên không mặt biển, vốn là ánh nắng tươi sáng, mặt biển bình tĩnh. Lúc này phía dưới kịch liệt tranh đấu rốt cục để mặt biển chạy bốc lên vô số sinh vật biển khủng hoảng lao nhanh thoát ra mặt nước tựa như là có cái gì đại tai nạn buông xuống một dạng phá diệt phương gào thét liên tục là quần đại linh hồn lôi kiếm làm bị thương hắn ngũ tạng lục phủ giống hắn phẫn nộ tới cực điểm nhưng cũng cảm nhận được hoảng sợ phá diệt phương cũng đã biết hắn cũng không phải là trước mắt hai người này liền tay đối tay trước mắt tiểu nữ tử này quá mức cổ quái tiểu nữ tử này lực lượng tinh khiết đến không nhuốm bụi trần cấp độ nàng thi triển lên cái kia lục tiên kiếm đến tựa như là lớn nhất lưỡi đao sắc bén không cần hắn mánh khóe liền đem phá diệt vương rất nhiều huyền ảo thuật pháp cho bài trừ mà la quân linh hồn tinh thạch cũng là quỷ dị mà lợi hại phá diệt vương bạo giống bên trong thôi động động thiên tri lực chung quanh hải dương cuồn cuộn đồng thời nước biển nổ bể ra tới trong lúc nhất thời thiên địa gào thét Phiên sơn đảo hải. Đồng thời, Phá Diệt Vương thì muốn chạy trốn. Băng Lãnh Linh Nhi trong mắt Hàn Quang lóe lên, nàng đem cái kia Lục Tiên kiếm hướng lên trời một tế. Đón lấy, nàng động thiên pháp tác buông xuống. Sát khí động thiên. Động thiên bên trong, vô số không gian chất chứa lượng lớn sát khí. Băng Lãnh Linh Nhi tại áo đen tố trinh một năm điều giáo phía dưới, đạt được vô số chỗ tốt. Áo đen tố trinh từng mang theo Băng Lãnh Linh Nhi vào giết hại thế giới bên trong hấp thu 10 triệu giết người chi lực. Lại mang băng lãnh linh nhi tiến về hắn tinh cầu hấp thu thanh sát thần lực. Băng lãnh linh nhi vẫn luôn tại kiềm chế, giờ phút này là nhìn phá diệt vương trở thành chó rơi xuống nước. Ngay sau đó mới thi triển ra nàng sát chiêu đến. Tuyệt sát động thiên đem phá diệt vương bao phủ lại. Vô số sát khí cùng thanh sát thần lực theo trong không gian tuôn ra đem đi ra, như ngục như hải, khủng bố như vậy. Phá diệt vương hoảng sợ muốn tuyệt, hắn liên tục huy động mạnh đại động thiên pháp tắc, liền giống như tay cầm chống trời thần trụ muốn đem trước mắt tuyệt sát hải dương quấy đến long trời lỡ đất. Diệt, băng lãnh linh nhi khẽ quát một tiếng. Lục tiên kiếm như tuyệt giết thần vương, chỉ huy vô số sát khí hội tụ thành kiếm khí thần vương. Là thần vương, cũng là sát vương. Kiếm khí ngưng tụ thành màu tím sắc kiếm quang, tráng kiện vô cùng. Đồng thời, còn ẩn chứa vương giả uy nghiêm. Đạo này sát phương chi kiếm lấy vô số tuyệt sát động thiên làm cơ sở, hung hăng chém giết tới. Phá Diệt Vương tất cả ngăn cản đều trong nháy mắt vỡ nát, hắn duy nhất có thể làm cũng là lấy thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc ngăn cản băng lãnh linh nhi tiến công. Chỉ tiếc, Phá Diệt Vương đã thụ thương. Trước mắt băng lãnh linh nhi công kích lại là cường hãn tuyệt luân. Phá Diệt Vương ngăn cản ước chừng nửa giờ, pháp lực cũng là càng ngày càng yếu. Mà băng lãnh linh nhi lại như cũ cường đại. Oanh Suốt cục, băng lãnh Linh Nhi một kiếm đem trước mắt tất cả thời gian động thiên chảm nát. Đón lấy, kiếm quang đem phá diệt vương phòng ngự vỡ nát, sau đó trực tiếp chém chung phá diệt vương đầu lâu. Tại cái kia sau cùng một cái chớp mắt, phá diệt vương trong mắt đồng tử phóng đại. Hắn không thể tin được trước mắt đây hết thảy, đến sau cùng, hắn cũng không tin, hôm nay cũng là hắn ứng kiếp ngày. Hắn chỉ là chờ bảo tàng đã lâu, rốt cục muốn phát lên tiền của phi nghĩa hắn hôm nay tâm tình là hưng phấn. Đại hỷ thời điểm, buồn phiền phát sinh. Phá diệt phương toàn bộ thân thể bị băng lãnh linh nhi kiếm khí rảo sát thành phấn vụt, sau đó, băng lãnh linh nhi thu lục tiên kiếm cùng tuyệt sát động thiên pháp tắc. Toàn bộ hải dương lại cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh. Là quân bắt vô thủy thần ngỗ quý vị, cũng đứng đến băng lãnh linh nhi bên người. Sau đó, cứ như vậy, một cái không trung cảnh cao thủ liền chết. Liền cặn bã đều không có còn lại cuộc chiến hôm nay băng lãnh linh nhi là chủ lực nhưng bằng vào băng lãnh linh nhi đó cũng là chỉ có đào tẩu phần la quân cùng băng lãnh linh nhi phối hợp ăn ý mà băng lãnh linh nhi công sát cũng là phá băng lợi khí nàng hợp tác với la quân chính là không chê vào đâu được trời đất tạo nên bất quá tuy nhiên như thế phe này chiến đấu xuống tới la quân cùng băng lãnh linh nhi cũng là hao tổn không ít nguyên khí cùng pháp lực la quân thuần dương đan đã dùng bảy tám phần Lúc này cũng chỉ có thể tìm ra mấy chục mai thần đan đi ra, phân đừng phục dụng. Thần đan có thần đan hiệu dụng, như vậy ăn lại là có chút phung phí của trời. Nhưng La Quân cũng không keo kiệt, chỉ cần có thể khôi phục nguyên khí, tìm tới bảo tàng, cái kia đan dược cũng là dùng mãi không hết, lấy mãi không hết. Bất quá những thứ này thần đan đối La Quân tới nói, còn miễn cưỡng đủ dùng. Nhưng Băng Lãnh Linh Nhi phục dụng về sau, tác dụng cũng không lớn. Băng Lãnh Linh Nhi lực lượng thi triển ra Phiên sơn đảo hải, nhưng muốn bổ sung lên cũng là rất khó. Thì liền La Quân hiện tại yêu cầu cũng có khác biệt lớn. Hắn trước kia ăn một viên thần đan thì xảy ra đại sự tình. Hiện tại một miệng ăn 30 hạt, thân thể nguyên khí bổ sung lại không đủ 10%. Đến cảnh giới này, thần đan tác dụng cũng đã nhỏ rất nhiều. Mà lại, thần đan luyện chế rất là khó khăn, không giống thuần dương đan, cũng là dùng tiên giới thuần dương chi khí luyện chế thần đan đối tu vi thấp tu sĩ có lớn lao trợ giúp. Đến tầng 10 hoặc là hư tiên về sau, thuần dương đan mới là vương đạo. Băng lãnh linh nhi lực lượng hao tổn 60%, trải qua 50 mai thần đan bổ sung, khôi phục 5%. La quân thì trải qua 30 mai thần đan tư nhuận khôi phục 70% nguyên khí. La quân thần đan cũng không nhiều, còn có hơn 300 mai. Cái kia ngưng tuyết đan thì là liệu thương chi dụng, đối với khôi phục nguyên khí tác dụng không lớn. La Quân lúc này trên tay nhiều nhất cũng là ngưng tuyết đan. Ước chừng còn có tiếp cận 9.000 mai. Loại này ngưng tuyết đan liệu thương vô cùng có tác dụng, La Quân dùng rất ít. Hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì, đi, Linh Nhi, chúng ta lại đi đoạt bảo tàng. La Quân nói với băng lãnh Linh Nhi. Đổi mới nhanh nhất không sai duyệt, hãy ghé thăm mời bố ký Lô Mê tác trang web duyệt mới nhất. Thiên Lâm 14 năm Một năm này mùa đông, tựa hồ cách ngoại hàn lãnh buổi sáng thời điểm, mọi người rời giường đi ra, liền phát hiện tuyết lớn bao trùm toàn bộ hoàng thành. Vũ hầu phủ, bao phủ trong làn áo bạc, trắng loá như tuyết thế giới. Trong hầu phủ cái kia mảnh chung quanh hồ cũng là trắng sắc tuyết động, trung gian hồ nước đã kết băng. Một chút người hầu đều tại trên mặt băng hành tẩu đi. Lâm phu nhân mấy cái nhi tử, lan kiếm một, lan xây sáng chói cùng lan tú tâm cái tiểu nha đầu này tại khoái lạc chơi đùa tuyết này để bọn hắn rất hưng phấn. Ha ha, lục đệ, lan xây sáng chói nói ra, người nghe nói à, cái kia thằng con hoang mẹ tối hôm qua lại thổ huyết đâu, đoán chừng a, à, hôm nay là nhịn không quá đi. Lan kiếm một mới tám tuổi, nhưng hắn lại là một mặt khinh thường. Nghe vậy liền nói ra, một cái tiện tì mệnh, so nô tài còn không đáng tiền, chết thì chết. Có cái gì, muốn không phải mẹ bàn giao hai ngày này không được đi cái kia trong phòng nhỏ, ta còn muốn để cái kia thằng con hoang cho ta học thuộc lòng túi đây. Lan xây sáng chói cười ha ha một tiếng, nói ra, lục đệ, người cái tên này a à? Mỗi lần thì ngươi lớn nhất âm xấu, tại cái kia thằng con hoang trước mặt, còn ra vẻ người tốt. Thằng con hoang còn cảm kích người đây, nhưng mỗi lần chủ ý xấu đều là ngươi ra. Lan kiếm một cười hắc hắc, nói ra, như vậy mới phải chơi, cái kia thằng con hoang cùng như heo, quá dễ lừa. Các ngươi thật sự là quá phận. Lan Tú Tâm ở một bên khuôn mặt nhỏ nhắn khí đỏ bừng, kiếm nhất, Đình Ngọc thật đáng thương, hiện tại mẹ nàng lại sinh bệnh. Các ngươi sao có thể nói hắn như vậy, hắn cùng chúng ta đều là cha con gái. Nhưng hắn mẹ là cái tiện tì, là cái hồ mị tử. Lan Kiếm nói chuyện nói, đây là mẹ thường xuyên nói, mẹ nói, cái kia hồ mị tử câu dẫn phụ thân, mới có tên tiểu tạp chủng này đây. Mặc kệ các ngươi, Lan Tú Tâm tức không nhịn nổi, xoay người rời đi. Năm nay Lan Tú Tâm 9 tuổi, nàng mặc một bộ tiểu hồ áo khoác bằng da, dưới chân giày là ngân sắc. Nàng đi tại trong đống tuyết, sau lưng hai tên nha hoàn theo sát. Lan Tú Tâm khuôn mặt đông lạnh đến đỏ bừng, nàng không ngừng xoa xoa tay. "Tiểu thư, bên ngoài quá lạnh, chúng ta mau trở lại phòng đi." Nha Hoàn nói ra. Lan Tú Tâm nói ra, "Ta đi xem một chút thất đệ." Nha Hoàn bị kinh ngạc, nói ra, "Như vậy sao được đâu, phu nhân bàn giao." gần nhất người nào đều không thể tới gần cái kia phòng nhỏ cũng không thể cho các nàng đưa thuốc đây mẹ quá phận lan tú tâm đỏ mắt phanh mắt nàng có lẽ là lan gia duy nhất dị loại lại là thiên tính thiện lương lan tú tâm rất nhanh liền đến phòng nhỏ cái kia phòng nhỏ ngay tại kho củi bên cạnh trước kia là ở lại người về sau bị lâm phu nhân rời đi ra thì cho diệp loan phượng mẫu tử ở lại diệp loan phượng vừa mới tiến phủ lúc ở lại là tây sương phòng lớn nhưng là Lâm Phu Nhân tại hai năm trước tìm cơ hội, đem Diệp Loan Phượng cùng Lan Đình Ngọc đưa đi ra. Lan Tú Tâm còn chưa đi gần, liền nghe đến trong phòng nhỏ truyền đến tiếng ho khan dữ dội. Sau đó là Lan Đình Ngọc non nớt mà sợ hãi thanh âm, mang theo tiếng khóc nức nở. Mẹ, 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 người không nên làm ta sợ, Lan Đình Ngọc khóc nói ra. Lan Tú Tâm đi vào trước cửa sổ, lặng lẽ đâm một cái hố, hướng bên trong nhìn qua. Cái kia hai tên nha hoàn gặp Lan Tú Tâm không có vào nhà, thở phào một hơi. Lúc này, Lan Tú Tâm liền trông thấy trong phòng tối tăm đã đến, hơn nữa còn có một cỗ âm lãnh khí tức truyền tới. Trời lạnh như thế, làm sao đều không có lửa than. Lan Tú Tâm ngầm nói thầm, nàng trông thấy trong phòng trên giường, sáu tuổi tiểu gia hỏa ăn mặc đơn bạc, run lẩy bẩy. Hắn bưng một bát trà nóng, đưa cho trên giường bệnh Diệp Loan Phượng. Diệp Loan Phượng đã rất là tiểu tụy, Tiểu tụy đến như 60 lão phụ. Diệp Loan Phượng tuổi thật là hơn 100 tuổi. Nhưng đây cũng là rất trẻ trung. Bởi vì nàng trước đó cũng là tuyệt đỉnh cao thủ. Bất quá là tu vi bị phế. Nhưng thân thể nhưng vẫn là thập giống như. Những năm này. Sinh hoạt tàn phá cho nàng quá ác. Lan Tú Tâm nhìn lấy chua sót. Nàng nhớ đến vừa vặn nhìn thấy Diệp Loan Phượng lúc. Khi đó nàng và tốt dễ thân. Lại mỹ lệ đoan trang. Như trên trời thần nữ một dạng. Nhưng bây giờ lại thành như vậy lúc bộ dáng ngọc nhi diệp loan phượng ho khan về sau liền đỡ một ít nàng suy yếu nhìn về phía đáng thương tiểu gia hỏa tiểu gia hỏa trong mắt tràn đầy nước mắt ngọc nhi không khóc tiểu gia hỏa lập tức lau khô nước mắt trọng trọng gật đầu nói ra mẫu thân không cho ngọc nhi khóc ngọc nhi thì không khóc diệp loan phượng nhất thời đỏ mắt nói ra ngọc nhi mẫu thân có lỗi với ngươi để ngươi theo mẫu thân thụ dạng này khổ sở tiểu gia hỏa lắc đầu nói ra không ngọc nhi có mẫu thân tại cũng là hạnh phúc nhất thế nhưng là mẫu thân nếu là không ở đây diệp loan phượng nói ra tiểu gia hỏa ngây người hắn tội nghiệp nhìn về phía diệp loan phượng mẫu thân ta về sau đều ngoan ngoãn nghe lời bọn họ đánh ta ta cũng không hoàn thủ ngươi không muốn đi có được hay không diệp loan phượng nước mắt như suối trào bỗng nhiên nàng lại kịch liệt ho khan tiểu gia hỏa hoảng sợ không được vội vàng cấp diệp Loan Phượng vỗ lưng. Diệp Loan Phượng ho khan sau đó, lấy tay khăn che. Nàng giấu khăn tay, không cho Lan Đình Ngọc trông thấy. Lan Tú Tâm liền biết, Diệp Loan Phượng ho ra máu. Nhìn bộ dạng này, Diệp Loan Phượng là thẳng bất quá hôm nay. Sau khi, Lan Đình Ngọc đột nhiên rời đi phòng, hắn không sợ giá lạnh, thân thể nho nhỏ tại trong đống tuyết sâu một chân, cạn một chân, đi cực kỳ khó khăn. Lan Tú Tâm theo ở phía sau. Lan Đình Ngọc sau cùng lại là đi vào hầu phủ cửa chính trở lấy. Lan Tú Tâm nhìn xa xa, lập tức liền minh bạch, hắn là đang đợi phụ thân trở về. Lan Tú Tâm không phải là không muốn giúp Lan Đình Ngọc, chỉ là nàng cũng không biết làm như thế nào giúp. Đi tìm một kiện giày áo choàng tới, sau đó cho cái kia phòng nhỏ tặng than lửa đi qua. Lan Tú Tâm ngẫm lại, phân phó bên cạnh nha hoàn. Nha hoàn lập tức khó xử, nói ra, tiểu thư, cái này nếu như ngươi không đi ta thì cùng mẹ ta kể ngươi đại nghịch bất đạo lặng lẽ nhục mạ qua phụ thân ta lan tú tâm nói ra nha hoàn kia giật mình đành phải bất đắc dĩ đi lan tú tâm biết chuyện cho tới bây giờ kêu cái gì đại phu đều là vô dụng nha hoàn rất nhanh liền tìm đến một kiện giày áo choàng lan tú tâm cầm giày áo choàng đi vào lan đình ngọc sau lưng nàng cho lan đình ngọc phủ thêm đi lan đình ngọc quay đầu lại liền thấy lan tú tâm trong mắt của hắn một cách tự nhiên lóe qua một tia e ngại. Cái này tia e ngại để Lan Tú Tâm đau lòng. Nàng biết, nàng những huynh đệ kia khi dễ hắn quá ác. Hắn bất quá là đứa bé A. À. Cho nên, hắn mới có thể đối họ Lan người đều như thế e ngại đi. Lan Đình Ngọc sau một lúc lâu, mới nhỏ giọng nói ra, cảm ơn. Đúng lúc này, bên ngoài hầu phủ mặt có động tính. Cửa nô bộc, thị vệ quỳ xuống nghênh đón. Quản gia hóp dẫn đường, hầu ra lan thiên cơ ngồi ngồi xe ngựa trở về, cái kia xe ngựa to hào hoa vô cùng, bên trong còn có lò sưởi. Lan Đình Ngọc lập tức xông lên trước, quỳ đi xuống. Hắn thân thể trong gió rét run lẩy bẩy. Xa ngựa dừng lại. Họp thấy rõ ràng Lan Đình Ngọc về sau, sắc mặt cổ quái. Làm sao, trong xe ngựa, Lan Thiên Cơ nhàn nhạt hỏi. Họp ngay tại ngoài xe ngựa mặt nhỏ giọng nói ra, Đình Ngọc tiểu thiếu ra quỳ ở phía trước lan thiên cơ giật mình một chút sau đó nói lôi đi đúng lão gia hóp phất tay nói với gia đình đưa đình ngọc hiếu gia trở về hai tên gia đình lập tức tiến lên trực tiếp đem lan đình ngọc ôm lấy không không lan đình ngọc lớn tiếng gào thét thanh âm hắn còn non nớt nhưng hắn giọng nói tuyệt vọng sợ hãi mẫu thân của ta mau cứu mẫu thân của ta cầu ngươi đại lão gia van cầu ngươi Lan Đình Ngọc chỉ dám hô đại lão ra, dạng này người, hắn làm sao dám hô cha đây? Hắn làm sao xứng làm dạng này đại lão ra nhi tử đâu? Thế nhưng là, hắn chỉ muốn vị đại lão này ra phát phát thiện tâm, mau cứu hắn mụ mụ nha. Không phải đều nói, đại lão ra là rất có bản lĩnh người sao. Nhưng mà, mặc cho Lan Đình Ngọc như thế nào gào thét, như thế nào tuyệt vọng cầu khẩn, Lan Thiên Cơ từ đầu đến cuối đều không nói gì. Lan Tú Tâm đứng ngay tại chỗ, nàng xem thấy xe ngựa rời đi nàng không có đi cầu phụ thân phụ thân từ trước đến nay là đạm mạc đối bất luận cái gì con gái đều không có cái gì quá lớn biểu lộ cho nên nàng cũng là sợ hãi phụ thân chỉ là nàng không hiểu vì cái gì phụ thân muốn đối lan đình ngọc mẹ con nhẫn tâm như vậy cùng lạnh lùng đâu liền xem như trong phủ a miêu a cầu bệnh cũng không nên lạnh lùng như vậy a à. đêm nay diệp loan phượng đã đến thời khắc hấp hối lan đình ngọc một tấc cũng không rời canh giữ ở giường bên cạnh ngọc nhi diệp loan phượng suy yếu vô cùng mẫu thân ngươi không cần nói ngươi muốn nghỉ ngươi nhiều ta đi cầu qua đại lão gia hắn không để ý tới ta mẫu thân ta nên làm cái gì ngọc nhi mẫu thân muốn đi thật xin lỗi mẫu thân thì không nên sinh hạ ngươi mẫu thân cần phải tại ngươi lúc vừa ra đời thì bóp chết ngươi dạng này ngươi cũng không cần thụ khổ nhiều như vậy thế nhưng là mẫu thân yêu ngươi, mẫu thân không nỡ, đáp ứng mẫu thân, không nên hận mẫu thân, có được hay không. Ngọc Nhi tâm lý yêu nhất cũng là mẫu thân, Ngọc Nhi mãi mãi cũng không biết hận mẫu thân. Tiểu gia hỏa nói ra. Diệp Loan Phượng nói tiếp, đầu giường có một cây trủy thủ, đây là mẫu thân duy nhất có thể lưu cho ngươi. Nếu có một ngày, ngươi thực sự nhịn không được, liền đem chính mình kết, không muốn lại thụ dạng này khổ sở. Nếu như tương lai, ngươi có thể trưởng thành, nhưng ngươi nếu không thể tự cường tự lập, tuyệt đối không nên thành hôn, sinh con. Không muốn lại hại bọn họ, đáp ứng mẹ. Mẫu thân, ta đáp ứng ngươi, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Tiểu ra hỏa nước mắt rơi như mưa. Nếu như khả năng, ngươi không muốn giống cha ngươi, ngươi muốn làm một người tốt, càng, đừng đi thương tổn hắn người tốt, đáp ứng mẫu thân. Ta đáp ứng ngươi, mẫu thân. Sáng ngày thứ hai, Lan Tú Tâm nghe nói tại đêm qua, Diệp Loan Phượng chết lan tú tâm không dám đi tới gần phòng nhỏ sợ nghe được cái kia non nớt hài đồng tuyệt vọng gọi tiếng sợ nhìn đến hắn ánh mắt cái thế giới này là tàn khốc bọn họ chưa từng đối xử tử tế qua tiểu gia hỏa kia lan tú tâm chỉ có thể tận chính mình cố gắng lớn nhất đi cho tiểu gia hỏa kia một chút xíu ấm áp cùng trợ giúp nàng không biết là cái kia một kiện giày áo choàng trợ giúp lan đình ngọc vượt qua cái kia rét lạnh nhất mùa đông nàng không biết tương lai nàng lại trợ giúp lan đình ngọc nhất phi trùng thiên nàng càng không biết tương lai lan đình ngọc sẽ như thế nào lóa mắt sẽ dùng như thế nào một loại thủ đoạn đến chu sát mẫu thân của nàng lâm phu nhân tới giết nàng huynh đệ giết phụ thân nàng hết thảy nhân quả sớm đã tại dạng này một cái tuyệt vọng mùa đông trôn thật sâu dưới không tin ngẩng đầu nhìn trời xanh chưa từng bỏ qua cho ai một năm này mùa đông sáu tuổi lan đình ngọc một đêm lớn lên đổi mới nhanh nhất không sai duyệt hãy ghé thăm mời bú ký Lô Mê Tác, trang web duyệt mới nhất. Trở lại chuyện chính, lại nói là quân bên này, hắn cùng Linh Nhi còn tại đại hải chỗ sâu. Cái kia 300 mai thần đan cùng hơn 9 ngàn mai ngưng tuyết đan là la quân sau cùng tích xúc. Thuần dương đan ước chừng còn có là triệu viên. Triệu viên thuần dương đan nghe cũng không tệ lắm, cho hư tiên phía dưới cao thủ cũng còn đủ dùng. Nhưng đến la quân cái này đại giả dày vương nơi này, cũng bất quá là một bữa cơm lượng. Cho nên La Quân còn thật đến tiết kiệm một chút, người này hành tẩu giang hồ, muốn là trong túi trống trơn, cái kia luôn luôn trong lòng bất an. Chỉ tiếc, phá diệt Vương chết quá sạch sẽ, tất cả tích xúc đều tan thành mây khói, không phải vậy La Quân cũng có thể ăn cướp một chút. Mà băng lãnh linh nhi thì không có nghĩ những thứ này. Áo đen Tố Trình cũng đã thông báo băng lãnh linh nhi, tuy nhiên hấp thu hắn người tinh nguyên, toái phiến chờ một chút có thể nhanh chóng tăng lên công lực nhưng cử động lần này tuyệt đối không thể dùng bởi vì cái này áo đen tố trinh là ăn rồi cái này bên trong đau khổ lớn áo đen tố trinh năm đó coi là dựa vào lôi đình chi lực có thể đem trên thân nhân quả thối luyện sạch sẽ kết quả không như mong muốn sau cùng mới bị vây ở thế tôn nguyên thần trong tay hơn nữa còn mệt mỏi muội muội chết thảm trở thành nàng suốt đời việc đáng tiếc vô luận là tu hành vẫn là làm người làm việc cái này bên trong đại đạo đều là có chỗ tương đồng dựa vào âm mưu thủ đoạn làm thiệt người lợi mình phương pháp kiếm tiền, tuy nhiên nhất thời rất nhanh, nhưng lại hội lưu lại tai họa ngầm. Cái này tai họa ngầm không bạo phát còn tốt, một khi bạo phát sẽ đem toàn cả gia tộc mang hướng chỗ vạn kiếp bất phục. Mà tu hành cũng thế, dựa vào cướp bóc hắn người tinh nguyên, thần thông đến làm bản thân mạnh lên, cuối cùng nhân quả làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Cho nên, áo đen Tố Trinh là muốn băng lãnh linh nhi làm ra làm chơi ra chơi. Áo đen Tố Trinh tại chưa thấy qua băng lãnh linh nhi lúc thì đối băng lãnh linh nhi có đặc thù cảm tình. Nàng khi đó thì hy vọng có thể giúp La Quân cứu sống Linh Nhi. Các loại càng về sau, băng lãnh linh nhi đến đây tìm nàng. Nàng tại băng lãnh linh nhi mở ra kết giới tiến vào thần nông thế giới về sau, lập tức liền phát giác được băng lãnh linh nhi. Hầu như không cần băng lãnh linh nhi phí sức, áo đen tố trinh thì chủ động đi tìm tới. Băng lãnh linh nhi nói muốn tinh thần thạch, áo đen tố trinh không nói hai lời thì đem sao trời thạch cho băng lãnh linh nhi. Áo đen tố trình rất là ưa thích băng lãnh linh nhi, tại băng lãnh linh nhi trên thân, nàng nhìn thấy chính nàng cái bóng. Cho nên, nàng dốc túi dậy dỗ. Cái này thời gian một năm bên trong, áo đen tố trình đem băng lãnh linh nhi tu vi tăng lên tới như vậy cấp độ, đủ cũng có thể gặp áo đen tố trình chi dụng tâm. Mà băng lãnh linh nhi chính là linh thể chi thân, lại kế thừa áo đen tố trình máu và nước mắt, cái kia tiến bộ là thần tốc đến khiến người ta líu lưỡi. Lúc này, là quân cùng băng lãnh linh nhi lần nữa đi vào bảo tàng phía trước. Đón lấy, là quân thì dùng huyền hoàng dịch chìa khóa đem bảo tàng đại môn mở ra. Cái kia chìa khóa sau đó liền bị la quân ném vào đến huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong. Đại môn mở rộng một cái chớp mắt, một cỗ trần phong đã lâu khí tức nhào tới trước mặt. Nhưng cỗ này khí tức cũng không phải là mùi hôi cũ kỹ, mà chính là mang theo thuần dương khí tức, còn có mùi thơm. La quân rất là hưng phấn, mà băng lãnh linh nhi thì là không có bao nhiêu cảm giác băng lãnh linh nhi là cái vô dục vô cầu người nhiều đại tu vi nàng cũng không lớn quan tâm bây giờ tu luyện cũng bất quá là vì tăng cao tu vi sau đó tốt trợ giúp la quân tại trong mắt của nàng la quân chính là nàng trời và đất đương nhiên hiện tại nàng còn có muội muội muốn yêu thương cứ việc áo đen tố trinh đãi nàng giống như thân muội muội có thể trong nội tâm nàng trung quy là không có cái gì áo đen tố trinh vị trí đây chính là băng lãnh linh nhi tính cách là quần kéo băng lãnh linh nhi tay cấp tốc bước vào bên trong cái kia bảo bối núp bên trong tự nhiên là có động thiên khác sau khi đi vào trước mắt rộng mở trong sáng vốn là hư không bên trong một đạo lưu ly sắc cầu nối cầu nối hướng phía trước diễn sinh mà bốn phía thì là tầng nham thạch vách tường dưới chân là hư không hư không bên trong sương mù màu trắng tràn ngập bốn phía tầng nham thạch vách tường rộng lớn vô cùng cái này cả tòa hư không chừng 30.000 30 mét vuông, liếc một chút nhìn không thấy bờ, thả mắt nhìn đi, đều là xương mù màu trắng. Nhanh nhạy, bảo bối đâu? La Quân nhịn không được hỏi Linh Tuệ Hòa thượng. Linh Tuệ Hòa thượng trầm giọng nói ra, "Đừng vội, còn có người đang dòm ngó." "Ừm," La Quân bị kinh ngạc. Băng Lãnh Linh Nhi thì là đột nhiên quát nói, "Người nào lăn ra đến?" Trong nháy mắt này, bốn phía đột nhiên bóng người toán loạn, thế mà đi ra hơn 10 đạo bóng người mà lại từng cái đều là cao thủ có thể đến nơi này liền không khả năng không là cao thủ la quân nhất thời hoảng sợ hắn không nghĩ tới trung hoàng bảo tàng dò dỉ đến tận đây thế mà sớm dẫn đến nhiều như thế cao thủ thăm dò chỉ sợ là trung ương thế giới bên trong đỉnh phong cao thủ hầu như đều tới la quân nhìn chung quanh tứ phương không khỏi hối hận biết sớm như vậy thì không nên tích xúc đan dược ở phía trên lúc liền trước đem tất cả đan dược ăn khôi phục nguyên khí thuận tiện. Hết thảy 11 người. Từng cái đều tản ra cường đại vô cùng khí tức. Là quân cùng băng lãnh linh nhi đứng tại cầu núi phía trên, mà những người này lại là đứng ở hư không bên trong, chính là trực tiếp đem la quân cùng băng lãnh linh nhi cho vây lại. Cái này 11 người, chính là bốn nhóm nhân mã. Trừ đại chiêu vương hướng không có phái người tới. Đại huyền vương hướng bên này, tới là độc cô gia tộc cao thủ độc cô phá, Độc cô phá được vinh dự đại huyền vương triều đệ nhất cao thủ, tu vi chính là động tiên trung kỳ. Hắn trả mang trong gia tộc ba tên cao thủ, theo thứ tự là hư tiên đỉnh phong, động tiên sơ kỳ, hư tiên trung kỳ. Đây là một cỗ rất mạnh thực lực. Thứ hai nhóm nhân mã là thực lực mạnh nhất đại tấn vương triều. Tới là đại tấn vương triều thái thượng tổ tông ân huyền. Ân huyền tuy nhiên không có làm hoàng đế, nhưng ân huyền một mực là trong truyền thuyết nhân vật hắn tu vi còn tại đường đế phía trên cùng ngỗng chín mẹ có thể sánh ngang cái này ân huyền không trung cảnh trung kỳ thả đến bất kỳ thế giới đều là đi ngang ân huyền là một người đến đây mặt khác hai nhóm nhân mã bên trong có quỷ vương tông còn có đại long vương triều thái tử điện hạ mùa hè thụy mùa hè thụy mang hai tên cao thủ mùa hè thụy bản thân là động tiên đỉnh phong cao thủ hai tên tùy tùng cũng là đại long vương triều đỉnh phong trưởng lão theo thứ tự là động tiên sơ kỳ cùng động tiên trung kỳ. Dám đến nơi đây đoạt bảo, không có một cái là nhân vật đơn giản. Phái cái gì hư tiên cảnh cao thủ đến, vậy đơn giản thì là muốn chết hành vi. Cho nên, giờ này khắc này, trung ương thế giới cơ hồ là đại biểu pháp lực lớn nhất cao cấp cao thủ, hết thảy tới. Đương nhiên, đại chiêu vương hướng không tính. Ngỗng chín mẹ nếu là cũng tới, cái kia chính là thật tề tụ một đường. Những cao thủ này, tại linh tôn tàn phá bừa bãi thời điểm, ngược lại không gặp đồng lòng qua. Nhưng giờ phút này vì bảo tàng, lại là đồng loạt ra tay. Trước hết giết hai người này, sau đó chúng ta lại chia phần bảo tàng. Độc cô phá đầu tiên mở miệng nói ra. Độc cô phá xem ra mới khoảng 40 tuổi lúc bộ dáng, toàn thân áo đen. Cái kia đại long vương triều thái tử điện hạ lại là nói ra, khó mà làm được. Hắn ánh mắt tại băng lãnh linh nhi trên thân liền không có dịch chuyển khỏi qua cô gái nhỏ này tu vi cao thâm còn đẹp như vậy không được hôm nay bản thái tử nếu là có thể bắt đến cô gái nhỏ này hắn bảo tàng còn muốn cái gì muốn chỉ cần có thể đem cô gái nhỏ này phóng tới bản thái tử trên giường bản thái tử lập tức đi ngay mùa hè thụy nói ra ha ha thái tử điện hạ quả nhiên là thiếu niên phong lưu cái kia độc cô phá nghe vậy không khỏi cười ha ha mà cái kia thái thượng tổ tông ân huyền thì nói ra tốt lão phu thành toàn ngươi ở chỗ này tu vi cao nhất cũng là ân huyền hắn là không trung cảnh trung kỳ cao thủ lúc này la quân ra đầu đều tại run lên ai có thể nghĩ đến lấy cái bảo tàng thế mà dẫn đến nhiều như thế cao thủ đây vốn là coi là bất quá chỉ là tới lấy vật trong bàn tay từ nơi nào biết nơi này thế mà gian nguy đến nước này cái này cũng không tốt xử lý la quân thầm nghĩ trong chấp nhoáng này hắn cùng băng lãnh linh nhi là tâm ý tương thông Cùng lúc đó, cái kia ân huyền bay thẳng đến băng lãnh Linh Nhi xuất thủ. Tên này tự nghĩ tu vi cao thâm, trên bầu trời kỳ, chính là cầm nhật nguyệt, còn lại thiên sơn, càn khôn ma lộng tay bên trong nhân vật. Ân huyền cách không hướng về băng lãnh Linh Nhi chụp tới. Đại thủ ấn kia ngưng tụ, trong nháy mắt chính là thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc huyền ảo không sâu. Như thế vũ trụ trùng động buông xuống, gọi người không biết làm sao. Là quân liền muốn nhờ linh hồn tinh thạch đào tẩu, nhưng lúc này, Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đạo hữu hủy cầu nối, hướng xuống mặt bỏ chạy. Phía dưới có năm đó bần tăng mai phục một đầu thủ hộ thần thú. Là quần ánh mắt sáng lên. Đồng thời, băng lãnh Linh Nhi đã tế ra lục tiên kiếm. Đại lục tuyệt thuật đồng thời thi triển, mạnh mẽ một kiếm chém tới. Sát khí ngang dọc, nhất kiếm quang hàn chấn cửu châu. Liền cũng liền một kiếm này ra ngoài, trực tiếp đem ân huyền trưởng lực vỡ nát cũng là bá đạo như vậy, quản ngươi có đúng hay không không trung cảnh trung kỳ, băng lãnh linh nhi như vậy một kiếm. Đồng thời, là quân tế ra biển linh hồn, đem băng lãnh linh nhi bao trùm. Hai người cấp tốc hóa thành một tia ô quang đem cầu nối hủy đi, tiếp lấy hướng phía dưới hư không nhanh chóng lao đi. Cái này cả đám bên trong cũng chỉ có ân huyền đến không trung cảnh. Ân huyền bị băng lãnh linh nhi nhất kiếm phá mở, bị kinh ngạc. Tại hắn giật mình trong nháy mắt, là quân cùng Linh Nhi đã đào tẩu mọi người lập tức xuất thủ ngăn cản, trong nháy mắt, vô số kiếm quang, động thiên, lộn xộn pháp bảo, quy tắc các loại toàn bộ bao bọc tới. Nhưng những lực lượng này tại linh hồn tinh thạch khủng bố lực sát thương phía dưới, lại là toàn bộ không dùng được. Những cái kia động thiên pháp tắc bị linh hồn lôi thạch cấp tốc nổ thành phấn vụn, pháp bảo cũng bị chấn khai. Trong nháy mắt đó, là quân cùng băng lãnh linh nhi thì thật tới lòng đất đi xuống. Lòng đất này tràn đầy hơn 3.000 mét. Lòng đất chính là ngũ độc nước động truy cái kia Đại Long Vương triều thái tử điện hạ mùa hè thủy nhất thời gấp, hét lớn một tiếng, thì mang theo thủ hạ đuổi theo. Mà ân huyền, quỷ vương tông quỷ vương, còn có độc cô phá cái này ba nhóm nhân mã lại là căn bản không động chút nào. Mọi người là đến đoạt bảo tàng, ai còn chân tâm thực ý tới giúp người mùa hè thủy bắt Mỹ nữ A. À? Thật sự cho rằng ngài còn tại Đại Long Vương hướng bên trong làm thái tử đâu. Mùa hè thủy cái này một đám cao thủ vừa mới đuổi tiếp phía dưới kia ẩn núp một đầu thần thú cấp tốc bạo khởi cái kia thần thú chính là một đầu ly long ly long chính là long sinh cửu tử đều có khác biệt cùng tránh thức long có khác nhau rất lớn đầu này ly long hình thể co lại nhỏ rất nhiều dài không quá hơn nghìn trượng mà thôi nó toàn thân vảy màu xanh sau lưng mọc lên hai cánh trên đầu có sừng nhọn là quần hóa thành linh hồn ô quang thời điểm phát ra mãnh liệt âm ba trực tiếp đem ly long đánh thức đồng thời là quân lại cấp tốc xuất ra thiên đạo bút viết một cái ẩn chữ, triển khai ẩn thân thuật. Ẩn thân thuật tuy nhiên lợi hại, nhưng ở động tiên cảnh cao thủ trước mặt đồng thời vô tác dụng. Chỉ cần thêm chút chú ý, liền có thể phát giác được. Bất quá phía dưới này vân vụ lượn lờ, biến hóa khó lường. Là quân cùng Linh Nhi che giấu về sau, vẫn là không quá cho dễ dàng phát giác được. Mà Ly Long bị đánh thức về sau, liền thì cái thứ nhất phát hiện cái kia thái tử điện hạ mùa hè thụy một đoàn người. Audio điện tử võ tấn bền Quỷ vương một hàng cao thủ cùng độc cô phá một hàng trong lòng chấm CAO thủ rất là rõ ràng, tuy nhiên bọn họ nhiều người. Nhưng là ân huyền mang đến uy là lớn nhất, chỉ có trừ rơi ân huyền mới có công bình. Cho nên giờ khắc này, quỷ vương cùng độc cô phá liền muốn liên thủ xử lý ân huyền. Ân huyền lập tức cũng liền phát giác được, nói gấp, các vị, mùa hè thủy có thể còn chưa có chết, chúng ta trước đánh lên, chẳng phải là muốn để hắn ngư ông đắc lợi. Hắn ngay sau đó còn nói thêm, mọi người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không ỷ thế người. Tìm tới bảo tàng, mọi người chia đều. Ân Huyền lời nói lập tức liền phá giải độc cô phá cùng quỷ vương sát cơ. Bất quá ngay lúc này, dưới vực sâu kia mới đột nhiên lao nhanh ra trời long đất nở sóng nhiệt tới. Sau đó, tiếng gầm gừ lên. Sóng âm chấn động cuồn cuộn, nổ tung không gian từ trường phần tử. Sau đó, cái kia ly long thần thú xuất hiện ở trước mắt mọi người, ly long thần thú giống như núi cao, ngạo mà đứng. Trong mắt mọi người, cũng chỉ còn lại có cái này một đầu ly long thần thú. Ly long thần thú vốn chính là thần kinh thác loạn chủ, đây cũng là linh tuệ hòa thượng muốn kết quả. Linh tuệ hòa thượng tại chính mình bảo tàng chỗ bố trí xuống thần thú ly long, đồng thời đem thần kinh làm đến rối loạn, chính là muốn nó không bị người mê hoặc, không chính mình đoạt bảo, bất chấp tất cả, tương lai đoạt bảo tàng người hết thảy cạo chết ly long thần thú quanh thân tản ra cuồn cuộn hỏa diễm nóng rực khí tức, toàn bộ thâm huyên đều tựa hồ đun sôi. Đây là thần thú, uy lực vô cùng lợi hại, mọi người cẩn thận. Ân huyền nhìn thấy ly long thần thú về sau, nhất thời thất sắc. Quả là thế, độc cô phân tích nói, phàm là trọng bảo chi địa, luôn luôn thiếu không ma thú cùng thần thú thủ hộ. Mọi người hợp lực, trước chu sát cái này thần thú, không phải vậy lời nói, hôm nay mọi người không ngừng không chiếm được bảo tàng, liền mạng nhỏ đều muốn đưa xong. Ân huyền cũng quát to, không tệ, các vị đạo hiếu, đúng là nên như thế. Bọn họ còn đang nói chuyện, mà ly long thần thú liền đã xuất thủ. Ly long thần thú hai cái cự chảo đồng thời cầm ra. To lớn long chảo, như bắt tinh cầu, long tướng chi lực dồi dào khủng bố. Hai đạo cự chảo, liền phân biệt chụp vào ân huyền, còn có quỷ vương cùng độc cô phá một đoàn người. Một cái cự chảo, đơn độc trấn áp ân huyền một cái cự chảo, chấn áp hắn toàn bộ cao thủ. Cái này ly long thần thú mặc dù là thần kinh thác loạn, nhưng giết lên người đến, chiêu thức lại là thanh tình. Hừ, ân huyền lâm vào long chảo bên trong, lạnh hừ một tiếng. Chính là thần thú lại như thế nào, hôm nay lão phu cũng muốn người chết không táng sinh chi địa. Ân huyền bạo giống một tiếng. Cấp tốc tế ra hắn pháp bảo bạo viêm âm rắn thương. Cái này một cây âm rắn thương chính là là chân chính âm rắn thương, bên trong bao hàm âm xà thần thú tinh hồn, lại có huyền thiên bạo viêm luyện vào bên trong, lực sát thương lớn đến không thể tưởng tượng cấp độ. Ân huyền nhất thương thứ chỗ, nhất thời, bên trong thiên địa một mảnh ngân quang bao phủ. Âm xà thần thú gầm gào, vô cùng tinh quang sát khí rời núi lấp biển chiều, trực tiếp đem ly long thần thú to lớn long chảo tê liệt. Ân huyền người giữa không chung, tiếp lấy lại nhất thương điểm thẳng hướng ly long thần thú đầu lâu. Cứ việc ly long thần thú đầu lâu giống như núi cao hùng vĩ to lớn, nhưng âm rắn thương nhất thương điểm ra, liền gặp một đạo to lớn kinh hồng thương quang chạy giết tới. Một thương này, có thể chảm nát một tòa thành trì, có thể diệt giết, giết động tiên cao thủ vạn trưởng không gian. Nhưng lúc này, ly long thần thú nhất trưởng long trào trưởng khống quỷ vương các cao thủ. Lại đột nhiên há mồm, lại là cắn hướng ân huyền. Nó muốn đem ân huyền liền mang âm rắn thương một miệng nuốt vào, gió tanh phiên sơn đảo hải, thần tàng tinh hỏa mãnh liệt thiêu đốt. Ân huyền bị kinh ngạc, biết cái này ly long thần thú thần tàng tinh hỏa vô cùng lợi hại, lại là không thể khinh thường. Hắn cấp tốc một miệng nguyên khí phun ra mà ra, trước mắt nhất thời không gian vạn trược, thời gian xoa làm. Cái kia ly long thần thú liền xa vào đến ân huyền động thiên pháp tắc bên trong. Cùng lúc đó, quỷ vương một đoàn người cũng phá vỡ ly long thần thú long chảo công kích, mỗi người vây quanh ly long thần thú. Giống, ly long thần thú đột nhiên liên tục bạo giống tiếp lấy phun mạnh thần tàng tinh hỏa cái kia bạo giống long ngâm hình thành vô cùng long khí cái này long khí cuồn cuộn lao nhanh nồng đậm tới cực điểm mà thần thái tàng tinh lửa lấy long khí vì nhiên liệu cấp tốc bốc cháy lên ầm ầm long hỏa các cao thủ thấy thế không khỏi thất sắc phô biên long lửa đốt cháy lên khủng bố cùng cực liệt diễm hừng hực long uy cút cút ly long thần thú long hỏa cấp tốc đốt cháy ân huyền động thiên pháp tắc. Đáng hận, ân huyền nhất thời đau lòng, lại lại không thể làm gì, cấp tốc thu động thiên pháp tắc. Sau đó, vô số thời gian, không gian đều đi theo biến mất. Ly long thần thú suốt chiêu càng nhanh, nó hai cánh vùng vẩy, cái kia vô biên long hỏa cấp tốc hình thành ức vạn đạo long hỏa thần kiếm. Long hỏa thần kiếm thì hướng về các cao thủ chém giết mà đi. Lít nha lít nhít, như mây đen áp thành thành muốn phá vỡ đồng dạng công sát trạng thái trời long đất nở nhật nguyệt vô quang long hỏa thần bên trong kiếm chất chứa long hỏa thậm chí thần tàng tinh hỏa rất nhiều pháp tác tại cái này long hỏa thần kiếm trước mặt đều là không chịu nổi một kích cái này bên trong có hai tên cao thủ ngăn cản không nổi tại chỗ chết tại long hỏa thần dưới thân kiếm mà độc cô phá quỷ vương còn có ân huyền đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy đền tội hảo lợi hại xúc sinh Độc cô phá thầm mắng một tiếng, hắn cấp tốc tế ra ngũ nhạc thần trung ngăn cản, cái kia ngũ nhạc thần trung bị độc cô phá pháp lực thôi độc, lập tức ở độc cô phá bốn phía trống lên một đạo to lớn ngũ nhạc thần trung hư ảnh. Rất nhiều long hỏa thần kiếm chảm giết tới, liền kích thích chói loại tia lửa. Tia lửa vạn trường, ngũ nhạc thần trung ông ông tác hưởng. Mà quỷ vương cũng có thủ đoạn mình, hắn có một kiện mạt pháp áo choàng, giờ phút này triển khai áo choàng, ngăn cản được long hỏa thần kiếm chém giết. Tại Long Hỏa Thần Kiếm như vậy dày đặc chém giết phía dưới, chính là cái gì động thiên pháp tác đều là không tốt. Ân Huyền khu động bạo viêm âm rắn thương, cái kia âm rắn thương trên không trung nhanh chóng múa, vô số bạo viêm cùng âm xà tinh hồn dung hợp, phun ra ra cường hãn bạo viêm tới. Bạo viêm nổ tung, đem vô số Long Hỏa Thần Kiếm trực tiếp nổ thành phấn vụn. Ân Huyền quả nhiên là chiến đấu lực mạnh nhất, hắn liền liền xuất thủ, âm rắn thương bỗng nhiên tuôn ra một đầu to lớn âm rắn đi ra âm rắn bên trong ẩn chứa bạo viêm, âm rắn ầm ầm một chút, hình thành một đạo âm rắn bạo viêm kiếm quang đi ra. Kiếm quang này to lớn vô cùng, đem bốn phía long hỏa thần kiếm cấp tốc chém giết thành cho tàn. Âm rắn bạo viêm kiếm quang hướng ly long thần thú đầu lâu chém giết mà đi. Kiếm quang ngập trời mà sắc bén. Ly long thần thú bạo giống một tiếng, một miệng đem ân huyền âm xà kiếm quang nuốt vào đi vào. Nó ngũ tạng lục phủ như tường đồng vách sắt, lại có thần tàng tinh hỏa tồn tại, lẫn nhau dung lẫn nhau giết, không gì không phá. Cái kia âm xà kiếm quang bị ly long thần thú nuốt vào đi, quả nhiên liền nhanh chóng bị thần tàng tinh hỏa dung thành phấn vụn, ngược lại thành nhiên liệu. Ly long thần thú hung mãnh vượt qua mọi người sức tưởng tượng. Phen này quyết chiến triển khai, làm cho long trời lở đất. Mà lại, ân huyền đoàn người này còn có điều cố kỵ. Bọn họ là đến đoạt bảo tàng, cũng sợ ly long thần thú đem bảo tàng cho hủy. Nhưng ly long thần thú cái này thiếu thông minh lại là cái gì cũng không sợ, làm loạn một hơi. Một phen chém giết xuống tới, độc cô phá, còn có quỷ vương mang đến thủ hạ đều bị ly long thần thú nuốt vào đi vào, chết không táng sinh chi địa. Đương nhiên, ly long thần thú lúc này cũng rốt cuộc thụ thương, bị ân huyền đâm trúng một thương dưới nách. Ly long thần thú quanh thân tinh khí theo dưới nách tuôn ra, nó phát ra cuồng loạn giống lên một tiếng tới. Ân huyền ba người, càng đánh càng hung mùa hè thụy xem ra đã chết độc cô phá quỷ vương chúng ta đã thiếu một người chia phần bảo tàng mọi người thêm chút sức cấp tốc chém giết này ác long sau đó bình chia phần bảo tàng ân huyền quát to độc cô phá đáp tốt hắn cũng là đấu trí phóng đại tâm tình rất tốt bất quá lúc này quỷ kia vương lại đột nhiên tới gần độc cô phá độc cô huynh ừm hai người này tại một bên khác đối phó ly long thần thú không cho ân huyền trông thấy Ly Long thần thú thân thể to lớn, lại là Ân Huyền cũng không làm rõ ràng được hai người này đang dở trò quỷ gì. Quỷ Vương hướng Độc Cô phá ý niệm giao lưu, nói ra: Độc Cô huynh, hai người chúng ta hôm nay tổn thất nặng nề a. À. Cái này ác Long xem ra là chết chắc, nhưng chúng ta hiện tại thì hai người, nếu như ác Long chết, người nói Ân Huyền có thể hay không đem chúng ta cũng giết, sau đó nuốt riêng bảo tàng a. À. Cái này Độc Cô phá nghe vậy nhất thời kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người đúng vậy a à, mỗi thời mỗi khác a à. trước đó mùa hè thủy tại bọn họ lại trong tay có hắn cao thủ tại ân huyền nhiều ít còn ném chuột sợ vỡ bình tuy nhiên ân huyền pháp lực tối cao nhưng tất cả mọi người là có chút thủ đoạn đặc thù nhưng lúc này tình huống khác biệt nếu là ác long vừa chết ân huyền là ăn chắc độc cô phá cùng quỷ vương tình thế đang thay đổi người tâm lý cũng sẽ biến cái này tu đạo giới tàn khốc pháp tắc là phổ thông nhân loại khó có thể tưởng tượng Độc cô phá cùng quỷ vương cũng biết, cái kia ân huyền cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Độc cô phá cùng quỷ vương trong nháy mắt thì định ra kế sách, hai người này dễ dàng hợp tác, là bởi vì bọn hắn thực lực tương đương. Cho nên, bọn họ có chia đều sự tất yếu, chó cùng sư tử cái kia có tư cách gì nói công bình đây. Hai người này làm bộ tiếp tục đối phó ly long thần thú. Ly long thần thú lúc này chính cảm giác cố hết sức, đột nhiên cảm thấy đến từ độc cô phá cùng quỷ vương áp lực giảm bớt, nó mặc dù là điên, nhưng đối với chiêu thức giết người vẫn là thông thạo, lập tức liền mặc kệ độc cô phá cùng quỷ vương, chuyên tâm đi đối phó Ân Huyền. Ân Huyền lập tức cũng cảm giác được áp lực biến lớn, hắn cũng là người thông minh, chỗ đó không biết là tình huống như thế nào. Đáng hận, hai súc sinh này, súc sinh a, lão phu đã đáp ứng các ngươi, các ngươi thế mà còn muốn tính kế lão phu. Các loại lão phu đem cái này ác long giết về sau, nhất định đem bọn ngươi rút gân lột ra ly long thần thú liên tục thôn vệ muốn đem ân huyền nuốt vào đến trong bụng ân huyền trên không trung cấp tốc trốn tránh hắn bị ly long thần thú cuốn chặt lấy muốn chạy trốn căn bản không có khả năng ân huyền tại thiểm điện chuyển rời thời điểm đột nhiên lòng sinh một kế cả người hắn bỗng nhiên thì chui vào đến bạo viêm âm rắn thương bên trong đón lấy ly long thần thú đem ân huyền nuốt vào đi cái kia ly long thần thú thần tàng tinh hỏa hung mãnh liền giết bạo viêm âm rắn thương Ân huyền ở chính giữa thì cảm nhận được đến từ thần tàng tinh hỏa hung mãnh luyện giết. Ở trong gầm trời càn khôn, người ở chính giữa, một điểm đỏ thắm máu, lấy tế trời xanh. Ân huyền tại bạo viêm âm rắn thương nội bộ, cấp tốc thực chiến pháp lực. Đây là hắn bí mật, từ trước đến nay không cho người ngoài biết. Hắn cấp tốc cầu thông đến ở trong gầm trời bên trong thần bí lực lượng. Cái kia là đến từ tiên giới pháp thuật, xưng là tiên thuật. Thánh linh huyết thuật, thánh linh chi lực bảo vệ bạo viêm âm rắn thương, bạo viêm âm rắn thương lập tức phóng xuất ra thanh sắc nhân quân chi khí, tầng này nhân quân chi khí đem bạo viêm âm rắn thương bao trùm. Sau đó thì mặc cho cái kia thần tàng tinh hỏa như thế nào hung mãnh, nhưng đều là không làm gì được bạo viêm âm rắn thương. Ly Long thần thú nổi giận liên tục, có thể nó lại không có cách nào đem ân huyền giết chết. Nếu nó là thanh tỉnh, lúc này tự nhiên có biện pháp giết chết ân huyền. Ly Long thần thú nếu là thanh tỉnh, tự nhiên biết nội hoạn chưa trừ diệt, không thể lại đi gây thù hằn. Thông minh cách làm chính là nhanh chóng nhanh rời đi cái này bảo tàng chi địa, chuyên tâm đối phó ân huyền. Như vậy ân huyền hôm nay thì thật sự là một con đường chết. Mà ân huyền cũng là nhìn ra cái này ly long thần thú không có thần trí, bởi vậy mới được cái này một hiểm chiêu. Mà nói trở lại, ly long thần thú vốn là cao quý thần thú, xa xa áp đảo nhân loại bình thường tu sĩ phía trên. Trước kia thế nhưng là làm tiên nhân tỏa kỵ, nếu nó thật sự là thần trí thanh tịnh, quả quyết không biết đi đến lúc này như vậy chật vật tình trạng. ly long thần thú mất đi ân huyền tung tích, lập tức đi ngay đối phó độc cô phá cùng quỷ vương. ân huyền nan nói chết, độc cô phá thay thế, không khỏi thất sắc. quỷ vương nói ra, không có khả năng, ân huyền khẳng định là trốn ở cái này ly long trong bụng. độc cô phá trong lúc cấp thiết, cấp tốc vận chuyển ngũ nhạc thần trung ngăn cản ly long thần thú công kích. hắn đồng thời nói với quỷ vương nhưng cái này ly long đã dám thôn vệ ân huyền, thì nhất định có luyện hóa ân huyền bản sự. Quỷ vương nói ra, độc cô huynh, cái này ly long nếu là tầm thường thời điểm, cái kia ân huyền tự nhiên không dám khinh thường. Nhưng lúc này, chẳng lẽ người còn không nhìn ra, cái này ly long đã thần chí không rõ, gặp người thì giết. Ân huyền đã dám chui vào hắn trong bụng, thì nhất định là có chỗ ỉ lại. Ân huyền là muốn ly long đến chu sát người ta, chúng ta quả quyết không thể lên cái này làm. Cái này bảo tàng tuy nhiên mê người, có thể mệnh mới là trọng yếu nhất. Chúng ta đi. Độc Cô Phá ngược lại là đồng ý Quỷ Vương lời nói, hắn có vẻ khó xử, làm sao chạy, chúng ta trốn sau khi ra ngoài, cái này Ly Long y nguyên hội một mực theo. Cái này bảo tàng đại môn đã mở rộng, Ân Huyền tại Ly Long trong bụng bị nhốt lấy. Chỉ cần chúng ta đào tẩu, khất ra Ly Long, liền có thể trở lại đoạt bảo tàng. Mà Ân Huyền liền muốn đối mặt Ly Long một mình công sát. Hừ hừ hôm nay liền để hắn thông minh quá sẽ bị thông minh hại độc cô phá ánh mắt sáng lên nói ra ha ha quả nhiên ý kiến hay hắn lập tức còn nói thêm không nghỉ mát thiên thủy còn có trước đó cái kia la quân bọn họ đều chết sao nếu là bị bọn họ ngư ông đắc lợi vậy cũng không đến a à. quỷ vương nói ra độc cô huynh người nghĩ gì thế cái này ly long lợi hại như thế chúng ta mấy người hợp lực đều chết cái này rất nhiều hảo thủ lấy cái kia La quân, mùa hè thủy bọn người thế đơn lực bạc, ta đoán chừng bọn họ đã sớm táng sinh ở cái này ly long trong bụng. Có đạo lý, Độc Cô phân tích nói. Quỷ Vương một bên thi triển mạt pháp áo choàng ra sức ngăn cản, vừa nói, Độc Cô huynh, tuy nhiên nhân tâm xảo trá, nhưng lúc này người ta thế nhưng là trên một đường thẳng châu chấu, chúng ta cũng không thể tính kế lẫn nhau. Lại nói, cái này bảo tàng to lớn như thế, hai người chúng ta chính là chia đều Vậy cũng là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Chúng ta nhất định muốn đoàn kết." Độc Cô phân tích nói, "Quỷ Vương huynh, người đây yên tâm. Điểm đạo lý này, ta sao lại không hiểu? Việc này còn có quá nhiều không thể biết được, mình hai nhất định phải chân thành hợp tác, không phải vậy làm không tốt, hôm nay không được chết tử tế." Quỷ Vương nói ra, "Tốt, ta tin Độc Cô huynh." Nghe nói Độc Cô huynh có một môn bí pháp, làm thế thần chi thuật, có thể bộc phát ra cực kỳ cường đại lực lượng tới. Độc cô phá cười ha ha một tiếng, thân hình hắn lấp lẽ, lấy ngũ nhạc thần trung liên tục ngăn cản ly long thần tàng tinh hỏa công sát. Đồng thời nói ra, quỷ vương huynh thế mà liền cái này đều biết, không sai, ngu huynh thật có cái môn này bí thuật. Nhưng cái này bí thuật thi triển, đến tế tự một dạng sự vật. Vô luận là pháp bảo, còn là người sống đều có thể, nhưng tế tự đồ vật càng mạnh, triển hiện ra lực lượng mới càng mạnh. Ngu huynh hiện trên tay duy nhất đem ra được cũng là cái này ngũ nhạc thần trung nhưng ngũ nhạc thần trung thuộc tính thuần dương, cũng không phải là bực này âm tính bí thuật có thể hưởng dụng. Tế tự chi pháp, từ trước đến nay đều được xưng là tà thuật, điểm này, quỷ vương huynh là hiểu. Quỷ vương nghe vậy, trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng lão hồ ly. Hắn ngược lại là thống khoái, lập tức nói, độc cô huynh, ta cái này mạt pháp áo choàng đi theo ta nhiều năm, ngược lại còn tính là kiện bảo bối. Liền cho ngươi đến thôi động cái này tế thần chi pháp đi. Độc cô phá lập tức nói, cái này làm sao có ý tứ. Quỷ vương trong lòng thầm mắng độc cô phá giả mù sa mưa, nhưng vẫn là nói, nguy nan trước mắt, chúng ta không phân khác biệt, độc cô huynh, cái này ly long quá mức lợi hại, người tranh thủ thời gian thi pháp đi. Độc cô phá cắn răng một cái, nói ra, tốt, phần này ân tình lớn, ta độc cô phá ghi ở trong lòng. Quỷ vương gật đầu, sắc mặt hắn âm trầm, lại là ai cũng không làm rõ ràng được đáy lòng của hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. Đồng thời, quỷ vương đem mặt pháp áo choàng ném cho độc cô phá. Độc cô phá cấp tốc thi triển tế thần chi thuật, độc cô phá lấy ngũ nhạc thần trung ngăn cản ly long công kích, tiếp lấy đem một đạo màu vàng óng phủ chiếu tế ra đến, lấy tự thân tinh huyết vào phủ chiếu bên trong. Cái kia phủ chiếu bên trong cấp tốc biến hóa, xuất hiện một đầu thần bí thông đạo. Độc cô phá pháp lực thôi động, đem cái kia mạt pháp áo choàng ném vào đến trong thông đạo. Cái kia thần bí trong thông đạo lập tức chấn động, tựa như là một cái to lớn quái thú tiếp nhận bồi bổ một dạng, sau đó, theo trong thông đạo xuất hiện một cỗ thần bí màu đen tinh nguyên lực lượng. Độc Cô Phá đem cái này màu đen tinh nguyên lực lượng nuốt vào đến thể nội. Cái này là thông qua hướng tiên giới tế tự, sau đó đạt được đến từ tiên giới thần bí lực lượng. Loại này lực lượng có thể là tạm thời, cũng có thể là vĩnh cửu nhưng nói như vậy, tất cả mọi người chỉ cần tạm thời. Bởi vì đi qua tế tự đạt được vĩnh cửu lực lượng, loại này lực lượng là mang một loại nhân quả nguyền rủa thành phần. Ai cũng không dám đem loại này vĩnh cửu lực lượng lưu trong thân thể. Cho dù là tạm thời, cũng sẽ lưu lại một chút nhân quả. Cái kia tiên giới chi môn đóng chặt đã rất nhiều năm, nhưng là tế tự chi thuật lại một mực không bị hạn chế. Đây là một kiện rất kỳ quái sự tình. Giờ này khắc này, độc cô phá trên dưới quanh người tinh khí tăng vọt hắn lực lượng đại tăng nhưng lại sẽ không chèn phá hắn huyết nhục kinh mạch độc cô phá thi triển ngũ nhạc thần trung một chút bao lại quỷ vương sau đó bạo giống ba tiếng cái kia ngũ nhạc thần trung liên tục chấn động ba lần ba lần về sau thế mà đem cái kia ly long thần thú bước lui như thế về sau độc cô phá bắt ngũ nhạc thần trung cấp tốc thoát đi ra bảo tàng bên ngoài cửa chính cái kia ly long thần thú cấp tốc đuổi theo ra tới Độc cô phá tại cái kia lòng đất tầng nham thạch bên trong, nhanh chóng hướng về giết. Lòng đất tầng nham thạch tiếp xúc đến hắn lực lượng, trực tiếp hòa tan thành nham nước. Trong chớp mắt, độc cô phá đã mang theo quỷ vương đến bên trong biển sâu, đón lấy, hắn lại lóe lên một cái cũng đã đến trên mặt biển. Cái kia ly long thần thú phong nghiêu, cũng chăm chú cùng đi ra. Nó động tác rất nhanh, tại ra bảo tàng chi địa lúc, thân hình đột nhiên co vào, giống như hai người bình thường kích cỡ tương đương thân thể nó toàn thân đều bốc cháy lên lửa cháy hừng hực đến, một mạch liều chết, đem những cái kia tầng nham thạch cấp tốc hòa tan. Nó hòa tan tầng nham thạch về sau, những cái kia nham nước lại không có khôi phục thành vách đá. Ly Long thần thú là trực tiếp đi qua lực lượng đốt cháy, mà độc cô phá hỏa la quân chính là vận chuyển đào đất chi thuật, hòa tan tầng nham thạch vách tường phần tử kết cấu. Vân vân, Ly Long thần thú một vòng này sông mạnh, cái kia vỏ quả đất cuồng mãnh vận chuyển lại, toàn bộ đáy biển cũng bắt đầu không quá bình tĩnh, tựa như là động đất tiến đến. Cũng may là, ly lòng thần thú rất nhanh liền rời đi lòng đất, cũng đuổi tới trên mặt biển. Bầu trời sáng sủa, mặt biển minh mông. Nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, lại là triệt để không có độc cô phá cùng quỷ vương tung tích. Ly Long thần thú tuy nhiên lợi hại tuyệt luân, nhưng nó không biết đào đất thuật, một đường mạnh mẽ sông tới đi ra, vẫn là hao phí không thiếu thời gian. Lại thêm độc cô phá thi triển tế thần chi thuật, lực lượng trước đó chưa từng có mạnh. Ly Long thần thú trên mặt biển triển khai hai cánh, hai cánh vỗ, trên mặt biển nhất thời nhấc lên cuồng đào cự lãng, giống như là biển gầm, lan tràn khắp nơi. Nó cái này hai cánh, cũng là vô cùng lợi hại. Ly Long thần thú tìm không thấy địch nhân tung tích, cũng không ngừng lại, đột nhiên vỗ cánh bay về phía thương khung. Cái này thần thú đã là thần trí không rõ, ai cũng không biết nó đến cùng muốn làm cái gì. Mà lúc này, tại ly long thần thú nội bộ thế giới bên trong giấu hai người một người tự nhiên là la quân một cái khác thì là ân huyền huyền diệu là la quân tới trước hắn là nhìn lấy ân huyền tiến đến nhưng ân huyền cũng không biết la quân tồn tại cái này ly long thần thú nội bộ thần tàng tinh hỏa hung mãnh vô song đem bất luận cái gì thần nghiệp phần tử từ trường đều phần sát đến sạch sẽ cho nên ân huyền túng làm cảnh giới cao thâm nhưng cũng là không cảm giác được la quân tồn tại mà lại ân huyền hiện tại cũng rất phiền phức hắn chỉ cần động tính nhất đại liền sẽ nhắc nhở đến ly long thần thú nếu là ly long thần thú chuyên tâm tới đối phó hắn hắn cũng sẽ rất khó chịu la quân lại là không sợ cái này ly long thần thú hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng xuất hiện tại ân huyền trước mặt la quân muốn rất rõ ràng hắn nếu là trực tiếp như vậy ra ngoài khẳng định sẽ để ly long thần thú trực tiếp đuổi theo cái này ly long thần thú hiện tại cũng là cái não thiếu như vậy hắn thì phải nhắc nhở ly long thần thú trong bụng còn có địch nhân la quân không sợ cái này thần tàng tinh hỏa nhưng ân huyền lại là sợ hãi người tiểu tử này thế mà không chết ân huyền nhìn đến la quân không khỏi hoảng sợ la quân cười ha ha một tiếng nói ra ta đương nhiên không chết ân huyền nhìn la quân tại cái này thần tàng tinh hỏa bên trong một thân màu vàng óng bất phôi chi thân mà lại khoan thai tự đắc liền biết tiểu tử này có đặc thù pháp môn Ân huyền con người đảo một vòng, nói ra, hiện tại cái kia độc cô phá cùng quỷ vương khẳng định trở về đi bảo tàng, hai người chúng ta nhất định phải chân thành hợp tác, sau đó lại cùng đi đoạt bảo tàng, người nhìn như thế nào. La quân cười một tiếng, nói ra, bảo tàng sự tình, người cũng đừng nhớ thương. Ta tự sẽ đi lấy, người vẫn là suy nghĩ thật kỹ, làm sao đối phó cái này ly long thần thú đi. Hắn sau khi nói xong, liền đột nhiên tế ra một đạo đại linh hồn lôi kiếm hướng ân huyền chém giết tới ân huyền thầm mắng một tiếng những thứ này lũ ngu xuẩn cả đám đều mẹ nó không hợp tác khiến hắn rất là tuyệt vọng a à. ân huyền không thể không tiếp nhận giao la quân đại linh hồn lôi kiếm hắn đem cái kia bạo viêm ngân xà thương vẩy một cái tiếp lấy tách ra một đạo thần mang ngăn cản la quân đại linh hồn lôi kiếm nơi này quyết chiến điều kiện thể hiện rõ là đối la quân có lợi bởi vì ân huyền thi triển không xuất động thiên pháp tắc đến mà lại hắn chả muốn vận chuyển thánh linh huyết thuật ngăn cản ly long thần thú thần tàng tinh hỏa. Cố sự này kịch bản, hoàn toàn không có dựa theo ân hoang tưởng pháp tới. Ân huyền là dự định hắn che giấu, để ly long cùng độc cô phá còn có quỷ vương chiến cái người chết ta sống, sau đó ân huyền lại đến ngồi thu ngư ông chi lợi. Chỗ đó nghĩ đến, cái kia hai tên ra hỏa cũng rất là giảo hoạt, thế mà trực tiếp chạy. Cái này coi như vì cái kia ân huyền, cái này cũng coi như, hắn vạn vạn không nghĩ đến là, cái này ly long trong bụng thế mà còn có la quân tồn tại la quân đại linh hồn lui kiếm chỉ phụ trách kinh động ly long thần thú sau đó thân hình hắn lóe lên thì che giấu ân hoàng tưởng muốn truy tìm la quân lại là khắp nơi tìm không đến cái kia ly long thần thú lúc này mới nhớ tới trong bụng còn có người không có giải quyết hết con hàng này lập tức liền có mục tiêu sau đó cuồng mãnh vận chuyển thần tàng tinh hỏa đánh giết ân huyền hỏa la quân hắn đương nhiên sẽ không cùng la quân giảng cảm tình lúc này linh nhi là nửa điểm bận bịu đều không thể giúp nàng chỉ có thể trốn ở la quân phòng bị tu di bên trong chờ đợi la quân tại ly long thần thú thần tàng tinh hỏa bên trong như cá gặp nước hắn không chỉ có không cảm thấy khó chịu ngược lại cảm thấy thân thể càng ngày càng dễ chịu mà lúc này ân huyền lại là kêu khổ thấu trời dù sao giống la quân loại này tại trong lôi kiếp vượt qua lục trọng quái thai thật sự là quá ít ân huyền liên tục ngăn cản Hắn tựa như là hãm tại thần tàng tinh hỏa trong lĩnh vực. Hắn tiếp liền thi triển pháp lực, triển khai bạo viêm âm rắn thương, nhưng tất cả lực lượng đều bị thần tàng tinh hỏa phần sát. Ân huyền bạo hống liên tục, hắn lâm vào tuyệt vọng. La quân trong này cũng không an phận, thỉnh thoảng đánh lén ân huyền. Ngày bình thường, ân huyền không biết đem la quân để vào mắt, nhưng là lúc này, ân huyền đã muốn ngăn cản ly long thần thú công kích, lại muốn ứng đối la quân, cái này liền đầy đủ để đầu hắn đau. Tiểu huynh đệ, tiểu huynh đệ, ân huyền liên tục cầu xin tha thứ, hắn thân là đại tấn vương triều lão tổ tông, cho tới bây giờ không có chật vật như vậy mất mặt qua. Liền liền hô lên, tiểu huynh đệ, chúng ta cũng không phải là địch nhân A. À. Lão phu nếu là bị cái này ly long giết, người lại thế nào chạy đi đâu? Còn có, cái kia bảo tàng bị độc cô phá cùng quỷ vương chiếm cứ, người một người đoạt về được sao? Tiểu huynh đệ, người ánh mắt không muốn ngắn như vậy xem A. À. Là quân cười hắc hắc, nói ra, cái này ngươi không cần lo lắng, tiễn ngươi về Tây Thiên về sau, ta tự có so đo. Ngươi cái này tạp trùng, xúc sinh, ân huyền nổi giận, là quân sầm mặt lại, càng không nói nhảm, thêm đại tiến công. Ân huyền hét lớn, ta hận. Hắn lâm vào tuyệt vọng, cái kia khủng bố thần tàng tinh hỏa đối với hắn hạn chế quá lớn. Là quân, lại dây dưa tiếp, bảo tàng thật không có á, cái kia linh tuệ hòa thượng tại huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong đối la quân thúc giục nói la quân không khỏi run lên nói ra ta lo lắng ta vừa đi ra ngoài cái này ly long thì không hợp nhau cái này ân huyền vừa thoát ly thần tàng tinh hỏa liền thi triển ra ẩn thân thuật linh tuệ hòa thượng nói ra la quân ánh mắt sáng lên nói ra ta ngược lại kém chút quên cái này một gốc dạ hắn lập tức thoát ly chiến trường cái kia thần tàng tinh hỏa hung mãnh cùng bình chướng nhưng là đúng là quân không có lên nửa điểm tác dụng. là quân thừa dịp ly long quái hống quái khiếu thời điểm, chợt lách người liền rời đi ly long thân thể, là theo ly long miệng bên trong chạy đi. ra ngoài nháy mắt, ẩn thân thuật thi triển đi ra, sau đó như tia chớp thoát đi. cái kia thần tàng tinh hỏa lĩnh vực bên trong, pháp tắc ngập trời, mỗi một tấc tinh hỏa triển hiện ra lực lượng đều là khủng bố ngập trời. ân huyền ở bên trong nửa bước khó đi hắn pháp lực vừa thi triển ra, thì bị thiêu đốt hơn phân nửa. Giờ phút này, ân huyền tại cái này ly long thần thú trong bụng tiếng kêu rên liên hồi. Là quân lại là đã bỏ trốn mất dạng, lười đi quản ân huyền chết sống. Là quân cảm thấy ân huyền 99% là muốn chết. Bất quá cái này ly long thần thú đã điên, như vậy thả ra, không biết muốn hủy hoại nhiều ít vật chất, sát hại nhiều ít sinh linh. Là quân trong lòng thoảng qua bất an, đây chính là một trận sai lầm A. La quân lúc này không lo được những thứ này. Cấp tốc hướng cái kia bảo tàng nơi ở chuyển rời mà đi. Là quân một cái chuyển rời thì lần nữa tới đến trên mặt biển, cái kia trên mặt biển đã khôi phục lại bình tĩnh. Là quân xông vào biển trong nước, đồng thời, Linh Nhi cũng theo phòng bị tu di bên trong đi ra. Hai người ở trong nước biển, pháp lực cùng một chỗ thi triển đi ra, giống như song bảo thai tại dê trong nước quấn quanh. Hai người lẫn nhau phó thác, ăn ý vô cùng, Linh Nhi đem đan dược toàn bộ ăn, bao quát ngưng tuyết đan đều ăn hơn phân nửa, công lực đã khôi phục được 7-8 phần. La Quân cũng lại nuốt một chút ngưng tuyết đan, hai người đầy máu trạng thái phía dưới, hướng cái kia đáy biển lao đi. Cấp tốc đến đáy biển, lại đào đất mà đi. Lại chợt lách người, liền đến đến cái kia bảo tàng chi địa. Bảo tàng đại môn y nguyên mở rộng, nhưng bốn phía vỏ quả đất lại đang biến hóa, bảo tàng bên ngoài trận pháp thừa nhận áp lực thật lớn vỏ quả đất đè ép. Không tốt, cái này trận pháp sắp hủy. Một khi trận pháp tổn hại, tất cả bảo tàng đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Là quân thấy thế bị kinh ngạc, vút qua phía dưới, nhanh chóng lách vào bảo tàng chi địa. Người nào, là quân cùng Linh Nhi mới vừa vào đi, liền gặp được độc cô phá cùng quỷ vương ngay tại đại lượng cướp đoạt bảo bối. Cái kia bốn phía mặt vách mở ra về sau, cũng là lít nha lít nhít bảo bối. Vô số pháp khí, đan dược, nhiều vô số kể hai người này dùng ngũ nhạc thần chung, còn có hắn pháp bảo đang giả vờ bảo bối. Bảo bối quá nhiều, trong lúc nhất thời đều đựng không xong. Độc cô phá cùng quỷ vương tại cự đại vui sướng bên trong, lần này hai người cảm thấy mình là triệt để phát đạt. Mà lúc này, là quần cùng Linh Nhi xuất hiện nhất thời để hai người này có loại gặp quỷ cảm giác. Độc cô phá cùng quỷ vương cấp tốc đình chỉ cướp bóc. Bọn họ lách mình tiến lên, chặn đứng là quân cùng Linh Nhi đường đi. Hai người này không phải chết sao, quỷ vương im lặng nói ra. Độc cô phá cũng là cảm thấy không hiểu, nói ra, đúng vậy a, à, làm sao còn sống. Tính toán, quỷ vương lập tức hướng là quân cùng Linh Nhi nói ra, trận pháp sắp tổn hại, bảo tàng chi địa một khi nổ tung, tất cả mọi người chết không táng sinh chi địa. Mọi người cùng nhau bắt lấy bảo vật, như thế nào? Là quân cũng không lo lắng, nói ra, đại linh dịch thuật ta nhất định muốn đạt được. Đó là linh tuệ hòa thượng muốn đồ, vật, là quần cái gì đều có thể không muốn, nhưng đại linh dịch thuật nhất định phải đạt được. Không có vấn đề, bất quá chúng ta còn không tìm được. Độc cô phân tích nói. Là quần nói ra, tốt, tìm. Lúc này, mọi người ăn nhịp với nhau. Độc cô phá cùng quỷ vương buông lỏng một hơi, lập tức liền tách ra lấy đi tìm bảo vật. Bất quá lúc này, ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Cái kia chính là Linh Nhi đột nhiên. Cô nàng này vô thanh vô tức, đột nhiên tế ra lục tiên kiếm, đồng thời thi triển ra đại lục tuyệt thuật. Một đạo mạnh mẽ vô cùng kiếm quang chém giết đi ra, sát khí ngang dọc ngàn tỷ dặm. Đó là bên trong thiên địa, khiến nhật nguyệt vô quang sát lục kiếm. Luồng sát khí này, trong nháy mắt khí trùng đấu ban đêm. Oanh ầm ầm, rồi rào bành trướng. Tất cả sát khí lại trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo kiếm quang. Oanh, kiếm quang lóe lên, độc cô phá hử đều không hừ một tiếng, trực tiếp bị giết chóc kiếm chảm giết thành cho tàn linh nhi động tiên đỉnh phong vẫn là đánh lén vẫn là quan tuyệt thiên hạ đại lục tuyệt thuật cùng lục tiên kiếm cực hạn một kiếm độc cô phá chết một điểm lo lắng đều không có ngươi quỷ kia vương phát sắc được không khỏi hoảng sợ muốn tuyệt các ngươi cư nhiên như thế thủ đoạn độc ác quỷ vương tránh thức cảm thấy hoảng sợ hắn lập tức nói ta cái gì cũng không cần các ngươi tự tiện ra hỏa này cấp tốc thoát đi La quần cũng là ngốc ngẩn ngơ, hắn cũng có chút mộng bức. Linh Nhi đây là một điểm dấu hiệu đều không có a, à. mà lại lúc này Linh Nhi cũng không có muốn thả Quỷ Vương rời đi dự định. nàng thân hình lóe lên, tại nhìn cân treo sợi tóc ở giữa buông xuống phía dưới khủng bố giết hại Động Thiên, giết hại Động Thiên bên trong sát khí như biển gầm bành trướng, khủng bố tuyệt luân. mà cái kia Lục Tiên kiếm tại Động Thiên bên trong xoay chuyển như tia chớp, cấp tốc chém tới Quỷ Vương. Không, không, quỷ vương phát ra tuyệt vọng hò hét. Hắn không cam tâm, tuyệt không cam tâm. Đánh cả một đời ưng A, à, tính kế người khác cả một đời A. À. Nhiều ít lão hồ ly đều chết tại hắn nằm trong tính toán A. À. Hôm nay hắn thế mà bị hai cái tiểu bối cho tính kế đến. Đây cũng là quỷ vương chủ quan, hắn cảm thấy Linh Nhi Hòa La Quân nhìn lấy thì thẳng thuần phát. Mà lại lúc này, chính mình tốt như vậy thương lượng, tình huống lại khẩn cấp. Người bình thường đều mẹ nó sẽ không cử tuyệt a. À. Hắn cùng độc cô phá đều có thể làm tốt liên minh, độc cô phá đều có thể tuân giữ uy tín. Mà cái này linh nhi thật sự là cho hắn hung hăng phía trên cái này sinh động bài học. Chỉ là đáng tiếc, quỷ vương chỗ trả giá đắt quá lớn. Linh nhi mãnh liệt công sát, mấy hơi thở ở giữa liền đem quỷ vương chém giết tại giết hại động thiên pháp tác bên trong. Bốn phía trận pháp lúc này dao động lên, có chút pháp khí bắt đầu trực tiếp không chịu nổi khí áp nổ tung lên đó là liên tiếp nổ tung la quân không kịp cùng linh nhi câu thông cấp tốc bắt lấy bảo vật hắn vận dụng đại pháp lực đem vô số bảo vật đan dược để vào phòng bị tu di bên trong mặt khác linh tuệ hòa thượng nói cho la quân phía đông có một kiện pháp khí gọi là bàn nhược chuông nhất định muốn vào tay bàn nhược chuông bởi vì đại bộ phận tránh thức bảo bối đều tại bàn nhược chuông bên trong la quân lập tức đi tìm bàn nhược chuông thân hình lấp lóe như điện như quang. là quân mấy cái phòng bị tu di toàn bộ đổ đầy. Cái này thật sự là đầy bồn đầy bát. Mà như vậy như chuông cũng bị la quân một cái nắm trong tay. Hắn pháp lực trưởng khống bàn nhược chuông. Bàn nhược chuông vốn cũng chính là như cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Cái này liền càng thêm nhỏ. Bị la quân cấp tốc ném vào đến huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong. Đại linh dịch thuật. Đại linh dịch thuật. Không thấy được A. À. La quân gấp đến độ không được. Tại bàn nhược chuông bên trong nơi này muốn nổ tung đi nhanh lên linh tuệ hòa thượng vội la lên la quân không dám dừng lại cũng đúng lúc này nổ tung rốt cục phát sinh vậy bên ngoài trận pháp nổ tung bên trong không có che lấp pháp khí theo nổ tung lên toàn bộ vỏ quả đất sụp đổ vô cùng tận áp lực đè ép tới đó là cực kỳ khủng bố một màn tựa như là ngày tận thế tiến đến một dạng không chỉ là nham thạch sụp đổ địa tầng sụp đổ mà lại nước biển cũng thổi vào La Quân cấp tốc bao bọc lên Kim Trung cháo bảo vệ hắn cùng Linh Nhi. Linh Nhi, tiến ta phòng bị tu di, La Quân phân phó Linh Nhi. Linh Nhi cũng không nói chuyện, lại là đột nhiên bày ra một tầng vòng bảo hộ tới. Nàng lại là đem La Quân bảo hộ ở bên trong. Linh Nhi không nói một lời, quật cường cùng cực. Ầm ầm. Vỏ quả đất áp lực, nổ tung áp lực, vô số áp lực tạo thành tai nạn so thiên tai còn còn đáng sợ hơn linh nhi vòng bảo hộ đem rất nhiều thương tổn ngăn cản ở bên ngoài la quân lập tức nhìn đến linh nhi sắc mặt bắt đầu trắng bệch cho dù lấy nàng công lực lúc này cũng là trèo trống đến phá lệ cố hết sức nhanh thi triển ẩn thân thuật linh tuệ hòa thượng nói ra đúng đồng hóa la quân ánh mắt sáng lên cấp tốc thi triển ra ẩn thân thuật sau đó lại một tầng vòng bảo hộ đem la quân cùng linh nhi bảo vệ cái này ẩn thân thuật quả thật là có hiệu quả chỗ có thương tổn nổ tung tới, lập tức bị ẩn thân hộ cháo đồng hóa. Chỉ là, lập tức, là quân thì phát giác được không ổn, hắn pháp lực tại kịch liệt sói mòn. Cái này ẩn thân thuật nhận bị thương tổn càng lớn, là quân pháp lực thì tiêu hao đến càng lớn. Giống, là quân rốt cục không chịu nổi, hắn phát ra một tiếng thống khổ gào thét, sau đó mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi. Cái kia một cái chớp mắt, tựa như là kinh mạch toàn thân đều bị xé nứt ra, đau nhức không thể đỡ ẩn thân hộ cháo cấp tốc phá mất. Linh Nhi gặp la quân thổ huyết, không khỏi đau lòng vô cùng, nàng bao bọc lên vòng bảo hộ đến, sau đó cắn răng một cái, liền hướng lên trên phóng đi. Bốn phía đều là hủy diệt tính tai nạn, phần tử, từ, từ trường toàn bộ rối loạn. Lúc này, đại na di thuật cũng khó có thể thi triển, hoàn toàn chỉ có thể dựa vào pháp lực xông phá trước mắt ràng buộc. Vô số tai nạn, khí áp, toàn bộ mãnh liệt khủng bố hướng Linh Nhi vòng bảo hộ đè ép thứ hai linh nhi không nói một lời nhanh chóng xông lên nàng pháp lực cũng tại nhanh chóng trôi qua đây là la quân lần thứ nhất đứng trước loại này tránh thức thiên tai tại chính thức thiên tai trước mặt la quân mới biết được lợi hại hơn nữa pháp thuật cùng quy tắc cũng không thể cùng thiên tai so sánh tránh thức lôi điện lực lượng thì rất là khủng bố nhưng lôi điện cho tới bây giờ đều lên thăng không đến thiên tai cấp bậc lần này thiên tai cũng thuộc về sao sao chính là cái kia ly long thần thú một đường sông ra đi nghiêm trọng phá hư vỏ quả đất vật chất, bởi vậy dẫn phát trận pháp bị đè ép vỡ tan, đón lấy, liên tiếp tai nạn mới theo buông xuống. Cái này bảo tàng chi địa, trong lòng đất 10.000 10 mét chi sâu, cái này muốn sông tới đi, không biết muốn tiêu hao nhiều ít pháp lực. Là quần quanh thân kịch liệt đau nhức toàn thân không còn chút sức lực nào. Hắn chịu đựng được thương tổn quá nặng, cưỡng ép treo chống ẩn thân hộ cháo, kết quả dẫn tới năng lượng xé rách. Tựa như là một cái tiểu gia hỏa cưỡng ép cử tạ, về sau tạo thành dây chẳng xé rách. Vân vân, là quần chỗ tạo thành tự nhiên không phải dây chẳng xé rách, mà chính là kinh mạch xé rách. Kịp thời là có vô thượng đan dược, muốn chữa trị cũng là cần cái 2-3 ngày thời gian. Linh Nhi nhanh chóng xông lên, là quần tìm tới thuần dương đan thuốc. Hiện tại hắn thuần dương đan thuốc vô cùng vô tận, trực tiếp diễn hóa thuần dương chi long đi ra. Hắn điên cuồng hấp thu thuần dương đan, cũng muốn Linh Nhi hấp thu. Linh Nhi cũng liền trực tiếp hấp thu thuần dương đan, đền bù pháp lực hao tổn. 10 triệu thuần dương đan, cấp tốc tiêu hao sạch sẽ. Linh Nhi đạt được thuần dương đan bổ sung, pháp lực cũng theo lớn mạnh. Cứ như vậy một đường lên hướng, một đường bổ sung thuần dương đan thuốc. Linh Nhi liền mang theo la quân đến bên trong biển sâu. Cái kia trong biển sâu, cũng là nước biển cuồn cuộn, long trời lở đất hình dạng. Bất quá, cỗ này khủng bố áp lực cũng liền theo biến mất. Linh Nhi nhất thời thì cảm thấy áp lực biến mất, cũng có thể cảm nhận được từ trường, phần tử tồn tại. Linh Nhi không nói hai lời, triển khai đại na di thuật, bắt la quân, cấp tốc liền rời đi tại chỗ. Một giây sau, liền đã xuất hiện tại mặt biển. Cái kia trên mặt biển đã khôi phục lại bình tĩnh, phong khinh vân đạp, ánh nắng tươi sáng, tựa như hết thảy đều chưa từng phát sinh qua một dạng. Là quân thường thế vẫn là rất nặng, không được lực, vận chuyển pháp lực cũng là kinh mạch đau nhức. Hắn nhìn về phía Linh Nhi, Linh Nhi sắc mặt cũng rất bạch. Linh Nhi pháp lực còn rất hùng hậu, nhưng La Quân biết Linh Nhi cũng cần nghỉ ngơi. Bởi vì Linh Nhi lúc này tình huống tựa như là một chiếc xe một mực tải phi nhanh bên trong, chạy 10 ngày 10 đêm, không ngừng cố lên, không ngừng chạy. Tuy nhiên cái này tình huống có thể cho xe một mực chạy, nhưng xe động cơ là nhanh muốn không chịu nổi. Linh Nhi tình huống cũng là như thế nàng pháp lực nhanh chóng tiêu hao đồng thời, lại tại dùng thuần dương đan thuốc bổ sung pháp lực. Phen này bổ sung, trọn vẹn tiêu hao 80 triệu thuần dương đan thuốc. Tuy nhiên, nàng pháp lực còn rất cường đại, nhưng nàng não vực đã là cực mệt mỏi, mà lại cũng có trình độ nhất định bị hao tổn. Linh Nhi lúc này cảm thấy rất buồn ngủ, nàng muốn buồn ngủ. Nàng một khi ngủ, khả năng liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Theo lòng đất trốn tới, đây là một kiện cự đại công trình. La quân hư tiên tu vi, hắn pháp lực hùng hậu, không thua hư tiên đỉnh phong. lấy hắn pháp lực trèo trống ẩn thân hộ cháo không đến một phút đồng hồ, liền kinh mạch xé rách, lại cũng không chịu nổi. mà linh nhi lại chọn vẹn trèo trống nửa giờ, sau đó mới mang theo la quân đến trên mặt biển. cứ việc linh nhi là động tiên đỉnh phong, nhưng chuyện này đối với nàng pháp lực tổn thương cũng là không thể đo lường. người thương thế nào? linh nhi dựng ở trên mặt biển ôm chặt lấy la quân lo lắng hỏi la quân hít sâu một hơi nói ra muốn rời khỏi trung ương thế giới cần truyền tống trận chúng ta bây giờ thân phụ cự bảo bối không thể rêu dao linh nhi trước tìm một chỗ an toàn địa phương chờ chúng ta nguyên khí đều khôi phục sau đó lại khác đồ dự định tốt linh nhi đáp ứng lại hỏi vậy ngươi thương tổn la quân mỉm cười nói ra không sao cả tu dưỡng ba ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục linh nhi nói ra tốt nàng đang muốn thi triển đại na di thuật nhưng là đúng lúc này trên mặt biển lại lên biến hóa cái kia trên bầu trời một đạo pháp khí xuất hiện trong nháy mắt cái kia pháp khí hóa thành to lớn màn trời lại là đem linh nhi hỏa la quân bao phủ lại sau đó cái kia một cái chớp mắt ánh sáng mặt trời không lại bốn phía một vùng tăm tối linh nhi trong mắt thoáng hiện hàn ý nàng cấp tốc tế ra lục tiên kiếm lúc này Linh Nhi một mặt xương lạnh, lãnh diễm cùng cực. Nàng sợi tóc không gió lại tung bay. Đồng thời, tại bốn phía xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Đón lấy, hết thảy sáu tên cao thủ xuất hiện. Cái này sáu tên trong cao thủ, có lão, có trung niên. Già nhất một cái xem ra tám mười mấy tuổi, nhưng tuổi thật không biết hơn mấy ngàn vạn tuổi. Tuổi trẻ khoảng bốn mươi tuổi, cũng là một mặt lãnh ngạo. Những người này, tu vi đều là không thấp. Tu vi cao nhất nghiêm chỉnh là động tiên trung kỳ, tu vi thấp nhất thì là hư tiên trung kỳ. Mà cái kia khoảng 40 tuổi bạc y trung niên người lại là động tiên sơ kỳ. La quân thấy thế, không khỏi âm thầm kêu khổ. Lần này đoạt bảo tàng, sao mà kinh động nhiều như thế cao thủ đâu. Linh tuệ hòa thượng thì nói ra, bần tăng bảo tàng, vẫn còn có chút danh khí. Lần trước chúng ta đã thảo kinh xa, lần này dẫn đến nhiều như vậy đại năng, cũng chẳng có gì lạ. Mà lại, lúc này còn chỉ có trung ương thế giới người đến, nếu là kinh động hắn thế giới cao thủ, vậy thì càng thêm khó khăn. Cái này bao phủ chúng ta pháp bảo gọi là thầm hoàng vô cực chuông, cực kỳ lợi hại. Bất quá bọn hắn còn không người có thể chân chính phát huy ra thầm hoàng vô cực chuông lực lượng tới. Tốt, ta biết, là quân nói với Linh Tuệ Hòa Thượng. Đồng thời, là quân nói với Linh Nhi, Linh Nhi, không muốn ham chiến, trực tiếp rời đi. Linh Nhi gật gật đầu, nàng nói ra, người đến ta phòng bị tu di bên trong nghỉ ngơi ta mang ngươi rời đi la quân không khỏi cười khổ nói ra hiện tại ta thật đúng là cần ngươi bảo hộ hắn nói xong cũng tiến linh nhi phòng bị tu di bên trong bất quá hắn cũng tại kín đáo chuẩn bị hắn tuy nhiên thụ thương có thể cái kia vô thủy thần ngẫu nhưng vẫn là viên mãn trạng thái linh nhi nhìn chung quanh các cao thủ tuy nhiên lúc này linh nhi ở thế yếu nhưng linh nhi chính là động tiên đỉnh phong cao thủ mà lại một miệng lục tiên kiếm tại, khiến cái này rất nhiều cao thủ đều sợ ném chuột vỡ bình. Linh Nhi không nói một lời, nàng cưỡng ép ngăn chặn thân thể cảm giác mệt mỏi. Nàng tuy nhiên lời nói thiếu, nhưng nàng lúc này muốn bảo vệ La Quân, liền xem như thịt nát xương tan, nàng cũng sẽ không tiếc. Nàng người rất lạnh, nhưng nàng đối La Quân tình lại là lớn nhất hừng hực. Cái này bên trong thiên địa, rất nhiều thứ cũng là có thể dùng vật lý, khoa học đến giải thích tồn tại duy chỉ có có một vật, vũ trụ hồng hoang bên trong, không cách nào giải thích. Cái kia chính là đến từ nhân loại tình cảm. Nhân loại tình cảm bên trong, lại lấy ái tình hai chữ nhất là huyền bí khó lường. Ái tình chỗ bạo phát đi ra lực lượng vượt quá tưởng tượng. Linh Nhi giơ kiếm mà đứng, đối mặt quần ma, trong mắt nàng không có chút nào vẻ sợ hãi. Quần ma còn đang do dự thời điểm, Linh Nhi đột nhiên thì xuất thủ. Cái kia một cái chớp mắt, Linh Nhi cấp tốc tế ra giết hại động thiên. Vô cùng giết hại hải dương buông xuống, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thầm hoàng vô cực chuông. Sát khí lạnh thấu xương, cái này bên trong, không bao hàm bất luận cái gì hắn tâm tình, pháp tắc, cũng là giết, giết, giết. Cái kia lão giả cầm đầu, động tiên trung kỳ cao thủ. Hắn gọi là Vương Chiêu Lâm. Vương Chiêu Lâm mang là hắn sư điệt đến đây, cái kia 40 tuổi trung niên nam tử gọi là Tư Mã Trấn. Tư Mã Trấn cũng là Vương Chiêu Lâm sư điệt. Vương Chiêu Lâm đối mặt Linh Nhi giết hại động thiên, cấp tốc xuất thủ. Vương Chiêu Lâm lâu không xuống núi, lần này đi ra, nhìn thấy Linh Nhi, trong lòng cảm giác sâu sắc hoảng sợ. Cái này thời đại phát triển, quá kinh khủng, đời mới lũ tiểu ra hỏa, tuổi còn trẻ thì tu đến nước này. Vương Chiêu Lâm trong lòng rất rõ, hắn căn bản không phải tiểu cô nương này đối thủ. Cái này giết hại động thiên là hắn gặp qua động thiên bên trong, lợi hại nhất kinh khủng tồn tại. Bất quá cũng may, hắn mang đến thầm hoàng vô cực chuông, khiến hắn nắm giữ một tia chủ động. Tia chấp ở giữa, Linh Nhi xuất thủ, trực tiếp giết chết một tên hư tiên cao thủ. Hư tiên tung hoành vô địch thời đại đã qua, tại Linh Nhi trên tay, so một con chó địa vị đều cao không bao nhiêu. Đương nhiên, La Quân không phải tính toán, đó là nàng tất cả nỗ lực cội nguồn động lực vị trí. Linh Nhi liên tục khu động lục tiên kiếm, giết hại động thiên bên trong, lục tiên kiếm hóa thành ngàn ngàn vạn vạn kiếm quang, nói đạo kiếm quang sát y thấm nhuần địa ngục thập bát trọng. Đó là một loại giết hại đến linh hồn cực hạn tồn tại, một kiếm ra, khiến người ta vãi cả linh hồn. Linh Nhi một người ứng chiến còn lại năm đại cao thủ, thế mà chiếm thượng phong, để bọn hắn từng cái kinh hồn bạt vía. Linh Nhi động thiên hoàn toàn áp chế vương chiêu lâm cùng tư mã chấn động thiên. Thầm hoàng vô cực, chấn áp, vương chiêu lâm bạo giống một tiếng, ầm ầm thầm hoàng vô cực chuông bên trong đột nhiên tuôn ra quân lâm thiên hạ tinh khí đến như long khí lại như vương giả chi khí những khí tức này trong nháy mắt hóa thành ngàn ngàn vạn vạn hạt tròn mỗi một mai hạt tròn đều là hình tam giác đồng thời mang theo phong mang ầm ầm càng không ngừng nổ tung chém giết vương chiêu lâm đem pháp lực vận chuyển tới cực hạn cái kia vương giả hạt tròn sau cùng hình thành cự đại quái thú thế mà trực tiếp thôn vệ linh nhi giết hại động thiên lại hai tay xé rách, phá hủy. Linh Nhi giết hải động thiên lập tức xuất hiện lỗ thủng. Sau đó còn lại cao thủ tiến công liền cuồng mãnh lên. Linh Nhi thân ở giết hải động thiên bên trong, vận chuyển giết hại không gian, trùng điệp chân áp, nói đạo kiếm quang chém giết, bức lui các cao thủ công kích. Lúc này, thầm hoàng vô cực chuông thật là cho Linh Nhi phiền toái rất lớn. Cái kia thầm hoàng vô cực trung huyền diệu vô song, Phương giả hạt tròn tinh khí lại là căn bản không sợ giết hại động thiên. Song phương dây dưa, chém giết. Thầm hoàng vô cực chuông bên trong giết hại ngập trời. Linh nhi liên tục xuất thủ, đột nhiên lại lần nữa chém giết một tên hư tiên cao thủ. La Quân không ngừng cho Linh nhi quán thâu thuần dương chi long khí tức, Linh nhi pháp lực lần nữa được bổ sung. Tuy nhiên cử động lần này để Linh nhi càng thêm tổn thương thân thể, nhưng lúc này sinh tử tổn vong, La Quân cùng Linh nhi đều không lo được những thứ này thầm hoàng vô cực chuông liên tục trấn áp Linh Nhi, Linh Nhi giết hại động thiên chính đang thu nhỏ lại. Nhưng là, Linh Nhi lại là càng đánh càng hăng, tiểu cô nương ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý, muốn giết hết chư thiên thần Phật. Vương Chiêu Lâm càng đánh càng là kinh hồn bạt vía, hắn đột nhiên quát nói, rút lui. Hắn cũng nhìn đến Linh Nhi pháp lực đang bị không ngừng bổ sung, lo lắng như vậy tiêu tan rông dài, bảo tàng không có cầm tới, ngược lại đưa tánh mạng cái kia còn lại mấy tên cao thủ nghe vậy như gặp đại xá ngay sau đó vương chiêu lâm thân thể chuyển một cái vận chuyển thầm hoàng vô cực chuông cái kia thầm hoàng vô cực chuông đột nhiên thu nhỏ lại là phát ra một cỗ mạnh mẽ khí lưu đem mọi người hướng bên trong một quyển vương chiêu lâm bắt thầm hoàng vô cực chuông chấn động mạnh một cái cái kia thầm hoàng vô cực chuông cấp tốc đụng thẳng hướng linh nhi linh nhi người trên không trung lóe lên tiếp lấy nhất trưởng bổ về phía thầm hoàng vô cực chuông Âm âm, linh nhi một trưởng này pháp lực hùng hậu nhất trưởng phách lên đi thầm hoàng vô cực trung phát ra trấn điếc muốn mà thôi âm ba tới sóng âm kia đem bên dưới nước biển nhấc lên ngập trời điên cuồng phòng túng tới thầm hoàng vô cực chuông trên không trung ra tốc xoay tròn đột nhiên thì hướng vào trong mây xanh cái kia vương chiêu lâm lại là nhân cơ hội đào tẩu vương chiêu lâm là muốn chạy trốn mà linh nhi cũng căn bản vô tâm ham chiến nàng cấp tốc thi triển đại na di thuật trong nháy mắt chuyển rời ra ngoài vạn dặm. Linh Nhi tìm một mảnh rậm rạp rừng rậm nguyên thủy, sau đó hạ xuống. Về sau, là quân cũng theo ra phòng bị tu di. Hắn một mực tại chú ý bên ngoài chiến đấu, lúc này tình huống cũng là biết. Là quân đem to lớn phòng bị tu di lấy ra, cùng Linh Nhi cùng một chỗ tiến biệt thự này phòng bị tu di bên trong. Tại trong biệt thự, là quân mới thở phào một hơi. Sau đó, hắn lại liên quan cắt hỏi Linh Nhi, Linh Nhi, người bây giờ cảm giác thế nào người thương thế nào linh nhi lại là sáng rực nhìn lấy la quân la quân cười một tiếng nói ra ta không quan trọng linh nhi liền nói ra ta cũng không có việc gì chính là muốn nghỉ ngơi một hồi bổ sung tinh thần lực la quân nói ra vậy thì tốt chúng ta trước cùng một chỗ tu dưỡng linh tuệ hòa thượng lập tức nói đợi một chút đạo hiếu trước giúp bần tăng đem đại linh dịch thuật tìm ra các loại bần tăng học hội đại linh dịch thuật, liền có thể giúp các ngươi liệu thương. Là quần ánh mắt sáng lên, nói ra, ta ngược lại thật ra quên cái này một gốc dạ. Ừm, Linh Nhi bỗng cảm giác kỳ quái, nói, ngươi nói chuyện với người nào. Là nhanh nhạy, là Quân cười một tiếng. Linh Nhi là biết nhanh nhạy, nghe vậy cũng thì không nói thêm lời. Nàng lời nói thật rất ít, cho dù là hòa la quân cùng một chỗ, lời nói cũng chỉ là hơi nhiều một ít, La quân liền cầm ra bàn nhược chuông đến, như vậy như chuông cũng là một kiện không dậy nổi pháp khí, bất quá bị linh tuệ hòa thượng lấy ra cất giữ nặng muốn pháp bảo. Là quân cũng nhịn không được hỏi linh tuệ hòa thượng, nói ra, người làm sao lại cất giữ nhiều như vậy pháp bảo. Người tu vi, trực tiếp chế tạo một cái tiểu thế giới pháp khí cất giữ lên, không liền có thể lấy sao. Cần gì phiền toái như vậy? Linh tuệ hòa thượng nhất thời ngữ khí cổ quái, nói ra bần tăng nếu không phải thả nhiều như vậy địa phương bảo tàng, hiện tại đạo hữu ngươi lấy vật gì? Ha ha, La quân lập tức liền minh bạch, hóa ra là linh tuệ hòa thượng năm đó cũng cảm giác được nguy hiểm, bởi vậy mới đưa bảo tàng bốn phía cất giấu. Hắn là nghĩ đến ngày khác Đông Sơn tái khởi, nhưng lúc này lại là để La quân đạt được tốt hơn nhiều chỗ. La quân lấy pháp lực cảm giác như vậy như chuông, bàn nhược chuông bên trong bảo tàng cực phong phú giàu, các loại bảo bối, pháp khí, đan dược nhiều vô số kể. La quân một đường tìm đi qua, trong lòng bốc lên ra cự đại vui sướng tới. Hắn biết mình lần này là chân chính phát đạt. Hắn mấy cái phòng bị tu di bên trong, cũng là lấp đầy đan dược và bảo bối đây. La quân cấp tốc tìm kiếm, không lâu sau đó thì tìm kiếm đến cái kia đại linh dịch thuật thần thông hạt giống. Hắn đem thần thông hạt giống cho linh tuệ hòa thượng. Linh tuệ hòa thượng tiếp nhận hạt giống, nói ra, bần tăng muốn bế quan thời gian một năm, cái này trong vòng một năm đem về sử dụng huyền hoàng thần cốc hạt giống đến lĩnh hội đại linh dịch thuật. Tranh thủ có thể đoán tạo làm ra một bộ không tệ linh dịch thân thể đi ra. La quân nói ra, một năm, hắn tràn ngập không muốn. Linh tuệ hòa thượng nói ra, không sai, cũng là một năm. Đạo hữu bần tăng một năm này thì toàn dựa vào ngươi. Cũng đừng trước treo, như thế bần tăng liền theo xong đời. Là quân sờ mũi một cái, nói ra, vậy được rồi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bần tăng hội phong bế huyền hoàng thần cốc hạt giống, người về sau bất luận cái gì nguy cấp, bần tăng đều là trợ giúp không ngươi. Được, La Quân nói ra, uổng cho ngươi còn nói dùng đại linh dịch thuật giúp chúng ta liệu thương, một năm về sau, rau cúc vàng cũng đều lạnh. Linh Tuệ Hòa Thượng cười hắc hắc, nói ra, một năm về sau, cũng sẽ có cơ hội. Về sau, Linh Tuệ Hòa Thượng thật sự phong bế huyền hoàng thần cốc hạt giống. Đương nhiên, là quân muốn phá vỡ huyền hoàng thần cốc hạt giống khẳng định là có bản sự này. Nhưng hắn cái này tối thiểu tôn trọng vẫn là muốn cho linh tuệ hòa thượng. Linh tuệ hòa thượng bế quan về sau, là quân tìm kiếm đan dược. Hắn đem sau cùng còn lại ngưng tuyết đan, còn có mấy cái hỗn độn quả lấy ra, để linh nhi phục dụng. Cái này hỗn độn quả cùng ngưng tuyết đan đều là liệu thương thánh phẩm. Nhưng Linh Nhi lại chỉ phục dùng một số nhỏ, đem đại bộ phận đều lưu cho La Quân. Nàng nói ra, Ta không có có thổ thương, chỉ cần tĩnh dưỡng, chữa trị tinh thần lực là được rồi. Người thổ thương mới nghiêm trọng, cần phải dùng nhiều một chút. Cái này, La Quân cũng biết Linh Nhi nói là sự thật, hắn cũng liền không có tiếp tục cùng Linh Nhi tranh đi xuống. Bất quá, hắn trong lòng vẫn là rất cảm động, đột nhiên đem Linh Nhi ôm, tại nàng mỹ lệ trên khuôn mặt hung hăng hôn một cái. Ngốc nhà đầu, hôm nay nếu như không phải ngươi, ta liền đã chết. La Quân nói ra linh nhi ngẩng đầu nhìn về phía la quân nàng ánh mắt thanh tịnh vô cùng lại vừa có một loại nói không nên lời nghiêm túc có ta ở đây người nào cũng không thể giết ngươi la quân thở dài nói ra hẳn là ta đến bảo hộ ngươi mới là linh nhi nao nao nàng sau đó rỗi ra ngón tay đùa bớn phía dưới chính nàng sợi tóc sau một hồi khá lâu nàng mới lại ngẩng đầu nói ra ngươi để ý sao la quân a à một chút có chút không có hiểu linh nhi tiếp tục nói nếu như ngươi để ý vậy ta về sau thì không tu luyện chờ ngươi bắt kịp ta ta lại tu luyện la quân cái này mới phản ứng được trong lòng của hắn không khỏi cảm động tới cực điểm ngốc cô nàng làm sao mốc như vậy ta đương nhiên sẽ không để ý chẳng qua là cảm thấy có chút thua thiệt ngươi miệng ta phía trên một mực nói muốn bảo vệ ngươi nhưng lại vẫn luôn là ta tại thua thiệt ngươi thụ lấy ngươi bảo hộ linh nhi ôm chặt lấy la quân đầu tựa vào la quân trên vai nàng nhẹ nói nói mới không quan tâm những chuyện đó chỉ cần ngươi bồi tiếp ta ta thì cái gì đều không để ý ừm ta sẽ la quân nói ra linh nhi sau đó thì lại điềm điềm cười nàng nói ra ngươi nói chuyện phải giữ lời la quân cũng cười một tiếng nói đương nhiên giữ lời có thể có ngươi làm thê tử của ta nhất định là ta đời trước làm rất nhiều chuyện tốt đây là ta phúc khí linh nhi rất nghiêm túc nói ta đời này vui vẻ nhất sự tình cũng là gặp phải ngươi la quân cạo xuống linh nhi cái mũi sau đó đem nàng ôm vào trong ngực dạng này bộ dáng sao có thể nhẫn tâm thương tổn nàng sao có thể không muốn đem thế giới này tốt đều cho nàng đâu đúng linh nhi ngươi làm sao lại đột nhiên xuất thủ đem cái kia đoạt bảo tàng hai người cho giết la quân nghĩ đến cái gì nói ra hắn chỉ tự nhiên là cái kia độc cô phá cùng quỷ vương linh nhi nao nao nàng trầm mặc nửa ngày mới lên tiếng bọn họ không phải người tốt ách người lúc đó là làm sao muốn la quân nhịn không được hỏi linh nhi nói ra ta cảm thấy bọn họ trong bụng có ý nghĩ xấu nhất định sẽ thương tổn ngươi cho nên ta liền đem bọn hắn giết tốt a à, la quân cũng không biết nên nói cái gì linh nhi tư duy cùng người bình thường là khác biệt nàng không biết lá mặt lá trái nàng phong cách hành sự cùng nàng giết hại động thiên một dạng đơn giản trực tiếp thì giết không có nhiều như vậy cong cong lượn quanh lượn quanh độc cô phá cùng quỷ vương nhìn linh nhi là người vô hại và vật vô hại hai người này cũng biết làm người biết hòa la quân bàn điều kiện biết trước đem lúc này làm tốt hết thảy cũng chờ ra ngoài lại mưu tính có thể linh nhi thì mặc kệ nhiều như vậy dù sao nhìn lấy các ngươi hai người này không giống như là người tốt lành gì vậy liền giết đi cũng là đơn giản như vậy la quân sau đó thì cùng linh nhi bắt đầu khoanh chân tu dưỡng lên một đêm này, cứ như vậy đi qua. Linh Nhi xa vào đến một loại cực hạn tính tu bên trong, lúc này, nàng tâm huyết ngưng luyện, quả quyết là không thể bị quấy dày. Một khi bị quấy dày, nàng tinh thần tổn thương hội nghiêm trọng hơn. La quân thì là ăn không ít ngưng tuyết đan về sau, thân thể đã tốt hơn nhiều. Lại trải qua hai ngày tu dưỡng, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng là, sự tình thường thường cũng sẽ không thuận lợi như vậy. La quân tại tính tu bên trong, đột nhiên cũng cảm giác được bên ngoài có cực mạnh thần niệm tại bắn phá la quân không khỏi âm thầm run lên người nào lại nhanh như vậy đi tìm đến thật đúng là gặp quỷ la quân trong lòng đập mạnh hắn mắt nhìn linh nhi biết lúc này là quả quyết không thể quấy nhiễu linh nhi nhưng là cái kia bên ngoài thần niệm bắn phá cực hung mãnh liệt la quân thì minh bạch chính mình cái này phòng bị tu di là quả quyết trốn không thoát cao thủ kia tìm kiếm la quân cấp tốc tế ra vô thủy thần ngẫu Vô thủy thần ngẫu hóa thành la quân bộ dáng sau khi ra ngoài, liền thu phòng bị tu di. Đồng thời, la quân thi triển pháp lực, thi triển ra đại na di thuật. Vô thủy thần ngẫu bản thân thì nắm giữ la quân pháp lực, la quân thêm chút chỉ huy, vô thủy thần ngẫu liền thi triển ra đại na di thuật pháp trận. Bất quá, cái kia tìm kiếm nơi đây cao thủ lập tức liền phát giác được manh mối. Liền gặp một đạo kiếm quang chảm giết tới. Kiếm quang lóe lên, đại na di thuật pháp trận bị phá ra. Đồng thời, sáu đạo nhân ảnh cấp tốc hàng lâm xuống, đem la quân vô thủy thần ngẫu bao vây vào giữa. Cái này sáu đạo nhân ảnh, thế mà toàn bộ đều là người quen. Bên trong bốn cái thì là trước kia cầm thầm hoàng vô cực trung vương chiêu lâm bọn người. Mà thêm ra hai cái, thì quen thuộc hơn. Lại là, đại chiêu vương hướng tam điện hạ đường văn xanh. Còn một người khác là đã lâu bắt cô nương tại tử cấm. Là quân, tại sao là ngươi cái kia một cái trước mắt đường văn xanh cùng tại tử cấm nhìn đến la quân không khỏi bị kinh ngạc la quân trong mắt kinh nghi bất định nhưng hắn lại cực lực bảo trì bất động thanh sắc chỉ là cười một tiếng nói ra thật sự là khéo léo a à, lại là tam điện hạ cùng bắt cô nương các ngươi theo bạch thế giới sau khi trở về cái này tinh thần càng phát ra sung mãn thật đáng mừng hai vị đều khôi phục lại đỉnh phong trạng thái đường văn xanh cùng tại tử cấm nhìn nhau sau đó hai người hướng La Quân làm một lễ thật sâu, La Công Tử, người cho chúng ta làm ra hết thảy, chúng ta đều đã biết được. Đại ân Đại Đức, chúng ta suốt đời khó quên. Đường Văn Xanh cùng tại Tử Cấm cùng nhau hướng La Quân thi lễ. Khiến La Quân sướng sờ sướng sờ, cũng để cho nguyên bản dương cung bạt kiếm bầu không khí hỏa hoãn một chút. Điện Hạ, Ngài nhận biết người này một bên Vương Chiêu Lâm kỳ quái nói ra. Đương nhiên nhận biết, Đường Văn Xanh lập tức nói, là công tử chính là bản điện hạ ân nhân cứu mạng. Vương Chiêu Lâm nói ra, thế nhưng là điện hạ, chúng ta một đường truy tung đến nơi đây, cái kia trùng hoàng bảo tàng, vô cùng có khả năng cũng là tại trên người người này. Đường Văn Xanh nhất thời biến sắc, hắn nhìn về phía La Quân, nói ra, là công tử, người thực sự trùng hoàng bảo tàng. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, muốn đến ta lúc này không thừa nhận cũng là không được, không sai, bảo tàng thật là bị ta phải. Đường văn xanh hít sâu một hơi, nói ra, là công tử, thực không dám giấu giếm, chúng ta cũng một mực tại chú ý cái kia trùng hoàng bảo tàng. Đây là chúng ta hoàng đế bệ hạ phân phó sự tình, vị này vương công chính là thiên cơ phủ thủ tướng đại nhân. Hắn cùng ta, còn có bát cô nương cùng một chỗ phụ trách việc này. Trước đó, còn nghe nói người bên này giết chúng ta hai tên cao thủ. Là quân trong lúc nhất thời cũng có chút không làm rõ ràng được đường văn xanh đến cùng là muốn như thế nào, hắn cũng không giấu giếm bất kỳ vật gì, nói thẳng, không sai, lúc đó bọn họ vây công ta cùng thê tử của ta, muốn đoạt bảo, thê tử của ta giết hai cái người. Cái kia một bên tư mã chấn, cũng chính là vương chiêu lâm sư điệt cười lạnh một tiếng, nói ra, nếu như ta không có đoán sai, thê tử ngươi hiện tại ngay tại tính dưỡng đi. Nàng pháp lực hao tổn nghiêm trọng, lần này tính dưỡng nếu là bị đánh gãy nhất định thụ thương không nhẹ. Là quần ánh mắt lăng lệ, nói ra, xem ra, chư vị vẫn là muốn đoạt bảo. là công tử, người tuyệt đối đừng hiểu lầm. đường văn xanh lập tức nói ra. cái kia tư mã chấn lạnh cười nói, là công tử, xem ra ngươi còn không biết rõ ràng tình huống a. trước đó chúng ta chỗ lấy rút đi, không phải sợ thê tử ngươi, mà chính là biết nàng cần tĩnh dưỡng, nàng tĩnh dưỡng lúc chính là chúng ta lúc động thủ. ngươi một cái hư tiên sơ kỳ tu vi, tại chúng ta những người này trước mặt còn có người cản dỡ cơ hội bởi vì cái gọi là thất phu vô tội mang ngọc có tội, cái kia bảo tàng, người cảm thấy người nuốt đến phía dưới sao. Tư mã tiên sinh, đường văn mắt xanh thần cũng lăng lệ, hắn nói ra, là công tử chính là bản điện hạ cùng bát cô nương ân nhân cứu mạng, người nói chuyện hiếu khách nhất khí một điểm. Sự kiện này, việc phải là muốn giao, nhưng các ngươi nếu dám đối la công tử bất kính, đừng trách bản điện hạ không khách khí. Tại tử cấm cũng cười lạnh một tiếng, nói ra, vẫn là nói hiện tại các ngươi thiên cơ phủ đã không đem lục diệp sẽ cùng hoàng đế bệ hạ để vào mắt. Tư mã chấn nhất thời ngẩn ngơ. Hắn vội vàng nói, ta không có ý tứ này, chỉ là. Cái kia vương chiêu lâm thì nói ra, điện hạ, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Đường văn xanh nói ra, không dùng, bản điện hạ hành sự quang minh lỗi lạc. Có lời gì ngươi liền ngay mặt nói. Vương chiêu lâm không khỏi có chút nổi nóng, nói ra, điện hạ, ngươi có phải hay không lầm, Hiện tại là cái gì hình thức ngươi không rõ ràng sao hoàng đế bệ hạ bất quá là đại diện triều chính, chờ các ngươi trưởng thành về sau, tự nhiên sẽ thối vị nhượng chức. Nhưng là đại điện phía dưới cùng cửu điện hạ bây giờ đã thế lực vững chắc, ngươi còn ở nơi này giảng cảm tình có tình cảm gì tốt giảng được nhóm này bảo tàng, người lưu đại bút trên tay lôi kéo người tâm, tăng cao tu vi. Sao một bộ phận cho bệ hạ liền tốt, đây là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Nhân tình gì, tu sĩ giảng nhân tình gì, vương chiêu lâm lời nói có chút nghiêm khắc tuy nhiên đường văn xanh là điện hạ nhưng vương chiêu lâm có thể không e ngại đường văn xanh đây đường văn xanh muốn dựa vào vương chiêu lâm nhiều chỗ đi vương đại nhân đường văn mắt xanh thần sắc bén nói ra không có la công tử ta sớm đã chết ngươi không nói nhân tình có thể nhưng ta muốn giảng nhân tình này hôm nay các ngươi nếu là dám động la công tử tí tẹo teo chính là cùng bản điện hạ không qua được vậy chúng ta thì đao binh gặp nhau đi Ngươi, Vương Chiêu Lâm không khỏi vô cùng thất vọng. Ngươi như thế lỗ mãng cùng xử trí theo cảm tính, làm sao có thể thành đại sự Vương Chiêu Lâm nổi nóng nói ra. Đường Văn Xanh nói ra, vậy các ngươi liền đi tuyển cái khác hiền năng đi. Vương Chiêu Lâm khí muốn chết, phất tay áo quay người, nói ra, tính toán, lão phu tận tình khuyên bảo, tạm thời cho là nuôi chó. Ngươi tùy tiện đi. Đường Văn Xanh lạnh hừ một tiếng, hắn tiếp lấy vừa nhìn về phía La Quân sắc mặt hắn lập tức chuyển thành xin lỗi sắc, nói ra là công tử người như tin ta, chúng ta mượn một bước nói chuyện vừa vặn rất tốt. La Quân gật gật đầu, nói ra không có vấn đề. La Quân đồng thời không phải người ngu, trong lòng của hắn tự nhiên cũng là tại mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Trong lòng của hắn cũng có hắn so đo, hắn là quân tính kế vô số, sao lại tùy tiện bị người mưu hại? Lúc này bất quá là nhìn Đường Văn Xanh muốn làm ra cái gì nhiều kiểu tới. La quân đồng dạng IQ không online phía trên thời điểm, đều là linh tuệ hòa thượng chủ trì đại cục thời điểm, có linh tuệ hòa thượng thời điểm, La quân đã cảm thấy chính hắn là thằng ngu. Nhưng hắn thời điểm, hắn là quỷ tinh nhân vật. Đường văn xanh kéo lấy la quân đến nơi khác, đồng thời, đường văn vải xanh phía dưới trận pháp, đem hai người trò chuyện cùng ngoại giới ngăn cách. Điện hạ có chuyện mời nói, la quân mỉm cười, nói ra. Đường văn xanh nói ra, la huynh, ở chỗ này, người ta không là người ngoài ta cứ việc nói thẳng la quân nói ra lẽ ra nên như vậy đường văn xanh nói ra ta chuyến này trở về mới biết được cái thế giới này đã thời tiết thay đổi ta hoàng gia ra đã không tại những cái kia thúc thúc bá bá các huynh đệ từng cái đều là hung ác hạng người cảnh còn người mất muốn đến làm cho lòng người sinh thổn thức la quân nói ra điện hạ nén bi thương đường văn mắt xanh vành mắt đều đỏ hắn nói tiếp ta hiện tại tình cảnh cũng không tính quá tốt. Là quân nói ra, bát cô nương ủng hộ ngươi, như vậy tần cô nương cũng sẽ ủng hộ ngươi. Điện hạ tình cảnh hẳn là sẽ không quá khó chịu đi. Đường văn xanh nói ra, tần cô nương bây giờ chấp trưởng lục diệp biết, hết thảy đều nghe theo hoàng đế bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ muốn nàng không tham dự đảm nhiệm hà hoàng tử tranh đấu, tần cô nương bây giờ ta đều chưa thấy qua nàng. Nàng uy nghiêm là càng phát ra nồng. A à, la quân như có điều suy nghĩ. Đường Văn Xanh nói ra, lần này đoạt đoạt bảo tàng chính là hoàng đế bệ hạ hạ mệnh lệnh, chúng ta vẫn luôn tại mai phục, chờ đợi. Coi như ta hiện tại muốn thả La huynh ngươi rời đi, bọn họ cũng sẽ không cho phép. Cho nên, điện hạ ngươi ý là La quân hỏi. Đường Văn Xanh nói ra, ta hy vọng La huynh ngươi có thể không thương tổn hòa khí phân một chút bảo tàng đi ra, để cho chúng ta có thể đem mặt mũi không có trở ngại là được. Ta biết, Trung Hoàng bảo tàng 10 phần phong phú, cái này không có vấn đề, là quân rất sảng khoái nói ra. Là quân cũng không phải lòng tham không đáy người, không phải nhất định muốn đem tất cả bảo tàng đều siết trong tay, có thể hòa bình giải quyết việc này, là quân cũng không quan trọng hy sinh một chút pháp bảo cùng đan dược ra ngoài. Vậy liền quá tốt, đường văn xanh nói ra. Là quân nói ra, cho bảo bối cùng đan dược, vậy các ngươi liền sẽ rời đi, đúng hay không? Đường văn xanh nao nao, hắn theo rồi nói ra, là huynh không tín nhiệm ta, la quân nói ra không có chuyện đường văn xanh nói ra ta vốn chỉ muốn la huynh cùng ta cùng một chỗ trở về tần cô nương vẫn luôn nhớ tới la huynh ngươi đây la quân nói ra vậy không được ta tin được điện hạ ngươi nhưng là bây giờ ta thân thể ước lượng cự bảo bối lại lo lắng bị người khác nhớ thương đường văn xanh sững sờ một chút sau đó nói vậy cũng đúng hắn theo rồi nói ra đã như vậy ta cũng không dám lại mời la huynh ngươi đi làm khách La Quân cười một tiếng, nói ra, về sau từ có cơ hội. Đường Văn Xanh nói ra, ừm, um, cũng nhiều tạ La Huynh lý giải. La Quân nói ra, làm sao có thể nói như vậy, Điện Hạ vì ta làm đã đầy đủ nhiều. Ngay sau đó, La Quân liền bắt đầu phân bảo. Tại phân bảo trước đó, hắn đột nhiên nói ra, Điện Hạ, ta còn có một vấn đề rất kỳ quái. Hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta. Đường Văn Xanh nói ra, La Huynh nhưng mời muốn hỏi, ta nhất định biết gì nói nấy. Là quân ngẹo đầu trầm mặc một cái trước mắt, sau đó nói, các ngươi là làm sao đuổi tới. Đường văn xanh nói ra, cái này. Là quân cười một tiếng, nói ra, không tiện nói cũng không sao. Đường văn xanh nói ra, đó là nhất định muốn nói, việc này, chính là chúng ta đại chiêu vương hướng bí mật. Bất quá là huynh lấy thành thật đối đãi ta, ta há có thể che che lấp lấp. Chúng ta chỗ lấy có thể đuổi theo, là bởi vì thầm hoàng vô cực chuông trên người các ngươi lưu lại khí tức. Là quân nói ra, như thế nào dùng như vậy thời gian dài mới đến. Đường văn xanh nói ra, muốn điều động thầm hoàng vô cực chuông lực lượng, còn cần hoàng đế bệ hạ xuất thủ. Chúng ta hồi cung một chuyến, chậm trễ một chút thời gian. Thì ra là thế, là quân bừng tỉnh đại ngộ, hắn lại là có chút đau đầu, lúc này linh tuệ hòa thượng phong bế huyền hoàng thần cốc hạt giống, hắn muốn tiêu trừ trên thân khí tức, lại là có chút khó khăn. Bất quá La Huynh yên tâm, ta nhất định sẽ đem thầm hoàng vô cực chuông phía trên, liên quan tới các người khí tức lấy đi. Đường văn thanh mã phía trên cam đoan nói ra. La Quân nói ra, như thế làm phiền. Đường văn xanh nói ra, La Huynh cần gì khách khí. Sau đó, La Quân liền đem mấy cái phòng bị tu di bên trong bảo bối, đan dược toàn bộ lấy ra. Đó là so sánh tài phú cách xù. Quang đan dược thì khoảng chừng năm hơn 10 tỷ, những đan dược này đủ để cho đường văn thanh thành vì phất nhanh người. Mà những pháp bảo kia càng là nhiều tầng tầng lớp lớp, các loại phẩm giai pháp bảo đều có. La quân chỉ là giữ lại bàn nhược chuông bên trong pháp bảo. Cơ hồ là xuất ra một nửa đều phân cho đường văn xanh. Này cũng cũng không phải là la quân mềm yếu, lúc này hắn cùng Linh Nhi đều có thương tích trong người. Liêu giết, phần thắng quá nhỏ. Vì những thứ này vật ngoài thân, thật sự là không có lời lại nói, chính hắn cũng đủ dùng, người tham lam là không có tận cùng, vẫn là phải ngừng tham lam mới tốt. La Quân cảm thấy tự thân an toàn, còn có Linh Nhi an toàn mới là trọng yếu nhất. Càng khẩn yếu hơn là, mặc kệ đường văn xanh đến cùng trong hồ lô bán là thuốc gì, có thể đường văn xanh đúng là nỗ lực. Đám người này nếu là cưỡng đoạt, có quá đại thắng tính toán. Có thể loại tình huống này, đường văn xanh vẫn kiên trì chỉ phân đi một chút bảo tàng, vậy người này vẫn là đầy nghĩa khí đường văn thanh sau một hồi khá lâu mới hồi phục tinh thần lại hắn ngay sau đó liền nói ra la huynh người đối đãi với ta như thế còn có một việc ta không thể giấu giếm ngươi la quân nói ra há còn có chuyện đường văn thanh nói ra lần này tới tầm bảo chỉ có ta bên này là phụng hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh mà thiên đô quân phủ còn có quân cơ phủ bên này cũng phái người đang tìm kiếm la huynh ngươi cho nên ngươi nhất thiết phải cẩn thận la quân bị kinh ngạc nói ra coi là thật đường văn thanh nói ra la huynh người có chỗ không biết thiên đô quân phủ đạm thai ra luôn luôn đều là bá đạo bây giờ ta hoàng gia ra không tại bọn họ càng là cả gan làm loạn bực này cơ hội bọn họ sao lại bỏ lỡ mà quân cơ phủ thì càng là không được ta những cái kia đời ông nội nặng đời ông nội thúc thúc bối đều tại quân cơ trong phủ bọn họ cũng không phải ăn chay a à. la quân trầm ngâm hắn theo rồi nói ra điện hạ Người cái này không tử tế. Chẳng lẽ ta không cho ngươi những bảo bối này, tin tức này ngươi thì không có ý định nói cho ta biết không?" Đường Văn Thanh nói ra, "Cái kia cũng không phải, La huynh, người ta thân thiết với người quen sơ. Vừa mới bắt đầu, ta phải đem lúc này sự tình nói tốt. Ta thì đã sớm nói cho ngươi quân cơ phủ, Thiên Đô quân phủ, đây không phải là lộ ra đang uy ngươi sao?" La Quân nói ra, "Vậy cũng đúng, là ta lòng tiểu nhân đo bụng quân tử." đường văn thanh nói ra đã la huynh thê tử ngươi còn tại tính dưỡng ta cũng có cái chủ ý la quân nói ra thỉnh giảng đường văn thanh nói ra ta cùng vương đại nhân bọn họ ở chỗ này bồi tiếp la huynh ngươi các loại tẩu phu nhân tính dưỡng tốt về sau chúng ta lại rời đi kể từ đó lấy các ngươi bản sự muốn thoát thân cũng là không khó la quân bắt đầu trầm mặc đường văn thanh nói ra la huynh ta tuyệt không hắn ý tứ ngươi nếu không tin ta Chúng ta lập tức liền đi là được." La Quân nhìn về phía Đường Văn Thanh, hắn lần thứ nhất phát hiện cái này Đường Văn Thanh thế mà để hắn có chút nhìn không thấu. Tiểu tử này, đến cùng trong lời nói mấy phần thật, mấy phần giả. La Quân vốn cho rằng, bảo tàng phân đi ra về sau, chuyện này xem như có một kết thúc. Hắn chỉ cần cho Linh Nhi cùng chính hắn tranh thủ đến một chút thời gian là được rồi. La Quân là dùng thành tâm đợi Đường Văn Thanh, cái này bên trong cũng có bởi vì đường đế xả thân cứu khác nguyên nhân vị trí. Nhưng lúc này, La Quân không làm rõ ràng được đường Văn Thanh là địch hay bạn. Gia hỏa này, thế mà làm La Quân có chút khó khăn lên. Lúc này, đường Văn Thanh liền nói ra, đã như vậy, vậy bọn ta liền đi. La Huynh, người khá bảo trọng. La Quân lập tức nói, chờ một chút, hắn ngừng một lát, sau đó nói, như thế làm phiền. Sau đó lần này, đường Văn Thanh bọn người thì lưu lại bọn họ đoàn người này đều trốn đến thầm hoàng vô cực chuông bên trong tu dưỡng đồng thời bắt đầu đắm chìm trong chia phần bảo tàng trong vui sướng đường văn thanh cũng mời la quân đi vào chung nhưng la quân từ chối nhã nhặn la quân thực là thật không dám đi vào cái này thầm hoàng vô cực chung chân lợi hại như thế sao ta đã trước tiên thì dùng linh hồn tinh thạch bao trùm phòng bị tu di biệt thự nhưng bọn hắn vẫn là tìm tới đường văn thanh nói thật sự là lời nói thật la quân cảm thấy có chút không đáng tin cậy linh hồn hắn tinh thạch đem linh tôn tìm tòi đều có thể tránh thoát, lại tránh không khỏi đường văn thanh những người này. Đến cùng là thủ đoạn gì đâu. Vô thủy thần ngẫu cầm lấy phòng bị tu di ngồi xếp bằng. Tại phòng bị tu di bên trong, là quân chân thân vẫn luôn tại khôi phục nguyên khí. Là quân nghĩ ngợi, đồng thời, hắn cũng ngẩng đầu nhìn mắt trước mặt tính tu linh nhi. Ta đại khái hiểu, là quân tâm niệm thay đổi thật nhanh. Đường Văn Thanh bọn họ đám người này đến cùng dùng thủ đoạn gì mới truy tìm tới, ta đây còn không biết rõ ràng, nhưng tuyệt không phải là thầm hoàng vô cực chuông khí tức. Linh Nhi cảm giác nhạy cảm, bất kỳ khí tức gì đều có thể phát giác được. Đường Văn Thanh hiển nhiên không có nói thật với ta. Là quân nói thầm, tiểu tử này, ta cho hắn nhiều như thế bảo tàng, không chỉ có không có đánh tiêu tan hắn tham niệm. Ngược lại để hắn khẳng định một việc, cái kia chính là Linh Nhi thật là đang tu dưỡng. Là, bọn họ đoán ra linh nhi pháp lực tiêu hao quá độ nhưng là không dám khẳng định bởi vậy trước đó chạy tới là thăm dò ta lần này nhường cho ngược lại để bọn họ có phấn khích la quân không khỏi căm tức hắn không phải là không có não tử cũng không phải không đủ thông minh chỉ là thật là đối đường văn thanh bảo trì một phần cố nhân giao tình bởi vậy mới không có như vậy đề phòng không phải vậy lời nói la quân lúc trước có thể đem linh tôn nhóm lửa gạt xoay quanh lúc này muốn lừa gạt phía dưới đường văn thanh đám người này, càng không phải là việc khó gì. Chỉ là lúc này, sự tình đã đến trình độ như vậy, là quân biết mình vô luận làm gì nữa, đều sẽ có chút càng che càng lộ vị đạo. Không được, ta không thể lật thuyền trong mương, lần này đoạt bảo, kinh lịch nhiều như thế hung hiểm. Sau cùng muốn là thua ở tên oát con này trên tay, vậy nhưng thật sự là chuyện tiếu lâm. La quân nói thầm, đường văn thanh vì cái gì còn chưa động thủ chẳng lẽ là đang đợi viện binh không đúng, như là đã khẳng định ta bên này có vấn đề, hắn liền có thể trực tiếp ra tay. Là, hắn vẫn là không có 10 phần chắc chín nắm chắc, bởi vậy, phía sau hắn còn có mưu kế nghĩ đến đối phó ta cùng Linh Nhi. Đến cùng là cái gì mưu kế? Là quân trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra, nếu như trực tiếp đào tẩu, chỉ sợ là sẽ trực tiếp thôi hóa đường văn thanh một đoàn người ra tốc động thủ. Đến giờ này khắc này, La quân tuy nhiên còn không dám khẳng định đường văn thanh một đoàn người thì nhất định có vấn đề nhưng hắn nhất định phải đem chuyện này xem là lớn nhất đại nguy cơ hắn muốn tưởng tượng thành bọn họ cũng là có vấn đề sau đó tới phá giải vấn đề này muốn phá giải nguy cơ trước mắt biện pháp duy nhất thì là khôi phục nhanh chóng chính hắn cùng linh nhi thương thế linh nhi thủy chung đều là tại tính dưỡng bên trong giống như là rơi vào trạng thái ngủ say là quân không dám là tỉnh linh nhi sợ linh nhi hội khí huyết nghịch hướng từ đó thụ thương mà chính hắn thương thế cũng là không nhẹ mà giờ này khắc này ở trong tối hoàng vô cực chuông bên trong cái kia chuông bên trong tự thành tiểu thế giới mà đường văn thanh cùng tại tử cấm còn có vương chiêu lâm bọn người tại tiểu thế giới đại điện bên trong bên trong tòa đại điện kia bảo quang bắn ra bốn phía kim bích huy hoàng trong đại điện bảo vật cùng đan dược trồng chất thành núi vương chiêu lâm đám người này bao quát tại tử cấm đều hưng phấn đến hồng quang đầy mặt. Điện hạ, cái này chúng ta tránh thức phát đạt, có nhóm này bảo vật, chúng ta liền có thể mời chào các cái vị diện thế giới cao thủ, cũng có thể đem chúng ta bộ đội con em tu vi đại lực tăng lên. Tương lai ngài đăng lâm đế vị, chính là 10 phần chắc chín." Tư Mã Chấn đầu tiên hoan hỉ nói ra. Vương Chiêu Lâm tuy nhiên trầm ổn, nhưng lúc này cũng là nhịn không được gật đầu, nói ra, "Ừm ân" tuy nhiên lần này chúng ta hao tổn hai tên cao thủ nhưng có thể đổi đến nhiều như thế bảo tàng cũng coi là đáng giá lần này mấy cái đại vương triều đều là cao thủ ra hết kết quả toàn bộ đều là bồi phu nhân lại xếp binh vẫn là điện hạ mưu tính sâu xa mới mang chúng ta đánh như thế một cái đánh thắng trận điện hạ có năm đó đường đế chi phong a tại tử cấm cũng là sóng mắt ôn nhu nhìn về phía đường văn thanh mà lúc này đường văn thanh lại là tỉnh táo lạ thường ánh mắt của hắn tĩnh mịch khiến người ta khó có thể gọt rũ Điện hạ, người đang suy nghĩ gì vương chiêu lâm nhìn về phía đường văn thanh kỳ quái hỏi Đường văn thanh nói ra hiện tại chúng ta cơ bản có thể khẳng định họ là cái kia tạp trùng hắn nữ nhân kia ngay tại tính dưỡng bên trong chúng ta đều biết loại này tính dưỡng không tầm thường nàng tinh thần lực bị hao tổn một khi bị chúng ta nhiễu loạn liền sẽ thụ bị thương rất nặng nói là nói như thế tư mã cái này lập tức nói thế nhưng là điện hạ Việc này vẫn là có phong hiểm đây. Vạn nhất chúng ta đoán sai, chỉ sợ sẽ tổn thất nghiêm trọng. Lúc này, đã chúng ta đã được đến nhiều như vậy bảo vật, vẫn là mau rời khỏi cho thỏa đáng. Đường Văn Thanh nói ra, tuyệt đối không được. Hắn đón đến, nói ra, quân cơ phủ cùng thiên đô quân phủ đều đang tìm kiếm là quân cái này tạp trùng. Là quân chỗ phân ra đến bảo tàng, ta đoán chừng không đến một phần năm, nếu để cho thiên đô quân phủ cùng quân cơ phủ đạt được hắn bảo tàng vậy chúng ta vẫn không có ưu thế có thể nói. Cái này, Vương Chiêu Lâm nói ra, điện hạ chỗ buồn, ngược lại là có chút đạo lý. Cái kia điện hạ người có cái gì diệu chiêu sao? Đường Văn Thanh lại hừ một tiếng, nói ra, đương nhiên là có, các người thì lại chờ xem. Sau đó, hắn đứng dậy, nói ra, nơi này bảo tàng, chính các người nhiều tuyển một chút nhận lấy đi. Tử câm, người đi theo ta. Tại tử cấm nhìn đường Văn Thanh liếc một chút, sau đó liền theo đường Văn Thanh đi. Đường Văn Thanh mang theo tại tử cấm đi vào bên trong một ở giữa trong phòng ngủ, trong phòng ngủ xa hoa mà tôn quý, trung gian có một trương hào hoa giường lớn. Đường Văn Thanh ngồi ở trên giường, hắn vẫy tay, nói ra, tử cấm, tới. Tại tử cấm đi vào đường Văn Thanh bên người, đường Văn Thanh kéo một phát, liền đem tại tử cấm kéo vào trong ngực. Tại tử cấm giúp vào đường Văn Thanh trong ngực. Chúng ta tất cả thống khổ, đều là từ cái này tạp trùng tạo thành, tử câm, tối nay, chúng ta liền có thể báo thù. Đường Văn Thanh từng chữ nói ra. Tại tử cấm trong mắt thả ra oán độc quang mang đến, nàng nói ra, tại kỷ phấn trắng thế giới bên trong chỗ kinh lịch hết thảy, ta vĩnh viễn cũng không thể quên được. Cái kia phần sỉ nhục, phải dùng la quân máu tươi đến thanh tẩy. Dùng hắn máu đến ngột rửa người ta linh hồn sỉ nhục, từ nay về sau, chúng ta liền có thể buông xuống quá khứ. Đường Văn Thanh nói ra. Tại tử cấm hôn lên đường văn thanh môi, nàng đột nhiên có chút cuồng nhiệt. Ta muốn ngươi, hung hăng, trà đạp ta, tại tử cấm nói ra. Tốt, đường văn thanh hai mắt máu bắt đầu nóng, một tay lấy tại tử cấm đè lên giường. Đó là một khúc kịch liệt hoan ca. Tựa hồ tất cả khuất nhục, tất cả kiếp nạn cũng sẽ ở dạng này thống khoái bên trong ngắn ngủi quên. Hai cái bị đại nhục nhân tướng lẫn nhau giúp vào với nhau, lẫn nhau sưởi ấm. Kích tình sau đó, Tại tử cấm đứng dậy mặc quần áo tử tế, nàng khôi phục lãnh đạm, hỏi Đường Văn Thanh nói ra, người dự định làm sao đối phó bọn hắn nếu như xác định bọn họ thật đều thụ thương, sao không trực tiếp động thủ đâu? Đường Văn Thanh nói ra, vấn đề là người nào đều không thể tuyệt đối xác định chuyện này là quần cái này tạp trùng, thủ đoạn rất nhiều, hắn có thể tại kỷ phấn trắng thế giới bên trong toàn thân trở ra thì đủ để chứng minh hắn năng lực. Chúng ta nhất định phải cẩn thận mới có thể chạy nhanh đến vạn niên thuyền. Đường Văn Thanh mỉm cười, nói ra, loại này tiên thảo, gọi là xấu hổ chết. Một khi dùng pháp lực thôi động, nó liền sẽ nở rộ. Nó vị đạo, vô sắc vô vị, lại có thể điều động nhân tình muốn. Loại vật này, không phải độc dược. Độc dược có thể dùng pháp lực kháng cự, nhưng tỷ y hát một khi bị điều động, đại la thần tiên cũng đỡ không nổi. Cái kia tạp trùng thê tử tại tĩnh thu, nếu như bị loại vị đạo này ảnh hưởng, tất nhiên sẽ kinh mạch đi ngược chiều tại tử cấm không khỏi ánh mắt sáng lên nói ra biện pháp tốt nhưng người thứ này từ nơi nào đến thật có như vậy linh đường văn thanh nói ra đây là ta theo hắn thế giới trong thương hội mua đến giá trị đắt đỏ hiệu dụng nhìn trời vị cảnh cao thủ đều có tác dụng bất quá nó cũng không phải là sát thương tính đồ vật nhiều khi bất quá là lấy ra trợ hứng tầm thường thời điểm căn bản không thể lấy ra hại người nhưng nếu như nó phóng tới cái kia tạp chủng phòng bị tu di bên trong chính là thiên thời địa lợi nhân hòa bọn họ muốn không chết cũng khó khăn tại tử cấm gật gật đầu nói ra vậy là tốt rồi nàng đón đến nói ra có điều người thứ này trước đó hẳn không phải là vì bọn nàng chuẩn bị đi đường văn thanh nói ra cái kia dĩ nhiên không phải tại tử cấm nói ra ta cùng ngươi ngày đó trong mắt nàng tràn ngập cảnh giác đường văn thanh thẳng thắn nói ra ngày đó ta thật là đốt cái này xấu hổ chết tại tử cấm nhất thời nổi nóng nói ra ngươi đường văn thanh nói ra chẳng lẽ ngươi không nguyện ý sao hắn bắt lấy tay nàng nói ra chúng ta có cộng đồng bí mật cộng đồng kinh lịch trên đời này ngươi trừ gả cho ta còn có thể có so ta thích hợp hơn người sao tất cả xấu xí ngươi đều biết tại tử cấm nói ra ta không cảm thấy đây là chuyện tốt ta xấu xí ngươi cũng biết Đường Văn Thanh nói ra, chúng ta là một dạng người, trên đời này cũng chỉ có người cùng ta. Tại tử cấm thở dài, nói ra, đường Văn Thanh, người đừng cho là ta không hiểu người ý đồ. Người còn cần lục diệp hội chống đỡ, cho nên, người mới tới gần ta, đúng hay không? Đường Văn Thanh nói ra, ta muốn người làm đế hậu. Tại tử cấm nói ra, ta chưa hẳn quan tâm. Đường Văn Thanh nói ra, chờ ta làm hoàng đế, tương lai chúng ta liền có thể nắm giữ càng nhiều thế lực cùng tư nguyên luôn có một ngày chúng ta có thể đến bạch thế giới đi đem sỉ nhục triệt để rửa sạch sạch sẽ ta đáp ứng ngươi trừ rơi la quân đây là bước đầu tiên hiện tại ta sẽ vì ngươi thực hiện tại từ cấm trầm mặc đi xuống nàng sâu trong đáy lòng có bi ai nhưng càng nhiều là oán hận nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên đem nàng đẩy hướng thâm huyên người là người nào người kia cũng là la quân mặc kệ la quân làm nhiều ít sự tình nhưng nàng sở thụ đến những cái kia không phải người tra tấn làm nhục đều là bởi vì la quân mà đến tại phòng bị tu di trong biệt thự la quân không nghĩ tới phá giải khốn cảnh biện pháp mà lại hắn chả có một cái xấu hổ sự tình đó chính là hắn cần nhất định huyền hoàng dịch tới lui rơi trên thân khả năng lưu lại khí tức cứ việc la quân còn không biết đường văn thanh bọn họ truy đến tột cùng bằng là cái gì nhưng la quân cũng muốn dùng huyền hoàng dịch thử một lần Linh tuệ hòa thượng một mực không có nhắc nhở ta, xem ra hắn là muốn ta đến nếm chút khổ sở. Có thể cái này sinh tử tồn vong, là quân phát hiện mình thật sự là quá mức dựa vào linh tuệ hòa thượng, cho nên tính cảnh giác mới có thể hạ thấp trình độ này. Đại khái, đây cũng là linh tuệ hòa thượng vì cái gì không mở miệng nhắc nhở nguyên nhân. Linh tuệ hòa thượng phát hiện hắn nói càng nhiều, là quân tính cảnh giác thì càng thấp. Là quân cảm ứng huyền hoàng thần cốc hạt giống, huyền hoàng thần cốc hạt giống đã bị triệt để phong bế. La quân muốn phá vỡ, nhất định phải lấy tự thân đại pháp lực đến xé rách ra tới. Nhưng La quân không xác định linh tuệ hòa thượng đến cùng là tình huống gì, cũng sợ vạn nhất chính mình xé rách sẽ cho linh tuệ hòa thượng mang đến tai nạn. Tính toán, đã ta đáp ứng cho linh tuệ hòa thượng thời gian một năm. Làm sao có thể còn chưa tới một ngày liền đi quấy rầy hắn? Chẳng lẽ không có hắn, không có cái này huyền hoàng thần cốc hạt giống, ta liền không có cách nào sống qua sao? là quân trong lòng không ngừng tính toán. đường văn thanh nếu là có tâm mà tính ta, ta lấy linh hồn tinh thạch một khi đào tẩu, bọn họ tất nhiên sẽ chặn lại. nếu ta là trạng thái toàn thịnh, còn có thể liều mạng một phen. liền lấy linh hồn ô quang uy lực đến đột phá trùng điệp kết giới. nhưng bây giờ, bằng vào vô thủy thần ngẫu lực lượng, tuyệt đối hướng không ra bọn họ thầm hoàng vô cực chuông huống chi cái kia vương chiêu lâm đã là động tiên trung kỳ tu vi đúng linh tu la quân rốt cuộc nghĩ đến cái này chứ hắn một mực không đề cập tới cùng linh nhi linh tu đây là hắn vô ý thức tránh đi đối mặt linh nhi la quân tâm lý thực vẫn là rất mâu thuẫn tại la quân tâm lý linh nhi là thánh khiết nhất thiên sơn tuyết liên hoa mà hắn lại là một thân huyết tinh tràn đầy ô uế hắn không cho là mình có tư cách cùng linh nhi linh tu hắn cho rằng đây là một loại làm bẩn. Qua nhiều năm như vậy, chỉ cần Linh Nhi không nguyện ý, hắn vẫn không động vào Linh Nhi. Đây cũng là hắn chân quý nàng, yêu nàng một loại biểu hiện. Đồng thời, cũng là hắn ở sâu trong nội tâm một chút tự ti. Là Quân lúc này nghĩ đến Linh Tu, hiển nhiên vẫn là đã hơi chậm một chút. Bởi vì Linh Nhi đã là trạng thái nhập định. Ngay tại là Quân tình thế khó xử thời điểm, bên ngoài lại lại có tình huống phát sinh. Vô Thủy Thần Ngẫu thủ hộ ngoại giới, vừa tốt nhìn đến Đường Văn Thanh cùng Tại Tử Cấm theo thầm hoàng vô cực chuông bên trong đi ra. Là Quân Tinh Thần lập tức đến Vô Thủy Thần Ngẫu trên thân. Đường Văn Thanh cùng Tại Tử Cấm cùng nhau mà đến, là Quân lập tức đứng dậy, cái kia linh hồn tinh thạch bao khỏa phòng bị tu di thủy chung nắm ở trong tay. Là Quân không có khả năng không lưu tay, hắn sẽ ở nguy cấp nhất thời điểm, trước dùng Vô Thủy Thần Ngẫu trì hoãn. Sau đó chân thân sử dụng linh hồn tinh thạch cấp tốc phát đi. Điện hạ, là quân chiếm cứ vô thủy thần ngẫu thân thể, hắn hướng đường văn thanh mỉm cười, nói ra, điện hạ, bát cô nương, các người có gì muốn làm? Đường văn thanh nói ra, là như vậy, la huynh, tử câm nói nàng hội một môn bí thuật liệu pháp. Có thể giúp tẩu phu nhân nhanh chóng hoàn hồn, ta mới vừa rồi còn đang trách tử câm, làm sao không rất sớm nói ra. Hiện tại, ta muốn cho tử câm vì tẩu phu nhân nhìn xem thương thế. La quân trong mắt run lên, trong lòng phát lạnh tên oát con này là thật muốn động thủ sao la quân ám đạo thê tử của ta trước mắt cũng không lo ngại ta tại cái này bảo tàng chi địa còn lấy một chút không tệ thuốc tốt nàng nghỉ ngơi một đêm liền sẽ hoàn toàn khôi phục hai vị có lòng đa tạ chờ ngày mai trời vừa sáng chúng ta liền muốn rời khỏi la quân tử tốn nói đường văn thanh ánh mắt hơi hơi phát lạnh có điều hắn rất tốt che giấu đi la huynh chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám tổ phu nhân tình huống, người trong lòng ta đều quá là rõ ràng. Đường Văn Thanh nói ra, tử câm là có hảo ý, người cần gì phải tránh xa người ngàn dặm đây. Người thật sự cho rằng, người rất rõ ràng sao, là quần ánh mắt phát lạnh, nói ra, điện hạ, là mỗ tuy nhiên tuổi tác nhỏ hơn ngươi, nhưng thấy qua hiểm ác, trải qua sự tình, nhiều hơn ngươi nhiều. Tạo hóa cảnh cao thủ, ta đối mặt không qua thiếu. So ngươi bị ổi xảo trá người, ta cũng ứng phó không qua thiếu ngươi thật sự cho rằng, ta đối với ngươi nhường nhịn là một loại sợ hãi sao? La Huynh, ngươi lời này ý gì? Đường Văn Thanh không khỏi thất sắc. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, ta lời này là có ý gì, trong lòng ngươi không có điểm bước đếm sao? Ta người này, luôn luôn nặng bằng hiếu, nhẹ lợi ích. Lúc trước đường đế cứu ta, tại ta có ân, cho nên bạch thế giới lại khổ lại khó, lại hung hiểm, ta vẫn là cùng tần khả khanh đi đem bọn ngươi cứu ra. Đường đế ân tình, ta thủy chung ghi lấy, lần này ngươi tìm đến muốn bình chia phần bảo tàng, ta không nói hai lời cho ngươi. Đáng tiếc, ngươi tựa hồ không khi này là ta đối với ngươi ân tình, ngược lại cho rằng, ta cùng thê tử của ta đều bị thương nặng, bởi vậy, ngươi có thể thừa dịp. Đường Văn Thanh nói ra, ta tuyệt không có ý tứ này. Tại tử cấm cũng nói, là quân, ngươi cùng ta đại sư tỷ đi đem chúng ta cứu ra, phần ân tình này, chúng ta suốt đời khó quên. Cái này đại triều vương trong triều, quá phức tạp, ta cùng điện hạ muốn giúp các ngươi một tay, muốn có qua có lại. Không nghĩ tới, ngươi lại là như vậy đến nghĩ tới chúng ta. La Quân nói ra, giúp ta một tay, thật coi ta là ba tuổi hài đồng. Tại tử cấm không khỏi tức giận, nói ra, tính toán, hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. La Quân nói ra, hai vị mời trở về đi, không muốn lại tới quấy giày chúng ta. Muốn tử, ta chỗ này có, muốn đao kiếm, ta chỗ này cũng có chính các ngươi tuyển đi. Đường văn thanh trong mắt lóe ra nhỏ không thể thấy hung quang tới. Hắn đang suy tư, đến cùng muốn hay không như vậy trở mặt. Rất hiển nhiên, cái này là quân đột nhiên phát tác, là bởi vì bên trong tư đồ linh nhi đến thời điểm then chốt, không thể bị quấy dày. Thời cơ chớp mắt là qua. Đường văn thanh cảm thấy đây là cần quyết đoán, hắn cần phải có chớ đại phách lực. Hắn không thể trần chờ. Là quân trong lòng bàn tay cũng là khẽ run hắn làm sao không biết đường văn thanh là muốn động thủ. Đây là một trận không thấy đao quang đánh cực hòa giác lược, nhưng ngay lúc đó, liền muốn vạch mặt. Mà liền tại cái này trong lúc mấu chốt, theo la quân linh hồn trong tinh thạch đột nhiên lóe ra một bóng người tới. Người đến lại không phải người khác, chính là Linh Nhi. Linh Nhi khí định thần nhàn, nàng đi vào la quân trước mặt, nói khẽ, làm sao? Tại phòng bị tu di bên trong, la quân chân thân đều mới phản ứng được. Linh Nhi vốn là vẫn luôn tại nhắm mắt tu dưỡng, đột nhiên thì chợt lách người đi ra. Hoàn toàn không có thương lượng với La Quân cái gì. Hiển nhiên, Linh Nhi là bị tình huống bên ngoài sở kinh tỉnh. Thân thể nàng đến cùng ẩn hiện xảy ra vấn đề, chính là La Quân cũng không rõ ràng. "Linh Nhi, tại phòng bị tu di bên trong, La Quân chân thân âm thầm kêu một tiếng." Ở bên ngoài, La Quân trưởng khống vô thủy thần ngẫu, hắn nhìn về phía Linh Nhi, nói ra, "Tốt." lúc này chỗ của hắn lại không biết nên làm như thế nào kịch đây linh nhi gật gật đầu nàng vừa nghi nghi ngờ nhìn về phía đường văn thanh cùng tại tử cấm nói ra bọn họ là đường văn thanh cùng tại tử cấm nhìn đến linh nhi lúc trong hai người kinh hãi chiến đồng thời có một chút sợ hãi linh nhi hung uy bọn họ là kiến thức đến ở trong tối hoàng vô cực chung chấn áp linh nhi lúc hai người này thì ẩn thân ở trong tối hoàng vô cực chuông bên trong để ta giới thiệu một chút Vị này là thê tử của ta, Tư Đồ Linh Nhi." La Quân lập tức cười một tiếng, hắn lực lượng thật là đủ rất nhiều. Mà Đường Văn Thanh cùng tại tử cấm khí thế thì yếu rất nhiều. Không khí hiện trường vô cùng trở nên tế nhị. "Linh Nhi, vị này là Đường Văn Thanh, đại chiêu vương hướng tam điện hạ. Vị này là tại tử cấm, lục diệp hội bát cô nương." La Quân hướng Linh Nhi giới thiệu. Lúc này, Đường Văn Thanh sắc mặt khó coi, bởi vì Linh Nhi đã tỉnh lại, như vậy hắn xấu hổ chết cũng làm mất đi tác dụng. Xấu hổ chết là người tu đạo lấy ra khuê phòng trợ hứng đồ vật, cũng sẽ không với thân thể người có tổn thương gì. Đương nhiên, loại vật này, người bình thường là không chịu nổi. Xấu hổ chết nhằm vào tính tu linh nhi, đó là chí mạng độc dược. Nhưng lúc này, linh nhi đã thức tỉnh, như vậy xấu hổ chết liền không có tác dụng. Đường Văn Thanh che giấu đi không nhanh, hắn cùng tại tử cấm hướng linh nhi gật đầu thăm hỏi. Linh Nhi nhìn đường Văn Thanh liếc một chút, lại là không để ý đến đường Văn Thanh. Đường Văn Thanh nhất thời giận dữ, nhưng hắn vẫn là cưỡng ép nhịn xuống đi, từ khi bạch thế giới về đến về sau, đường Văn Thanh thì trở nên vô cùng mẫn cảm dễ giận. Lúc này Linh Nhi không chút nào để ý tới hắn, không đem hắn để vào mắt. Khiến đường Văn Thanh cảm thấy tôn nghiêm chịu đến rất lớn làm nhục. Đã tẩu phu nhân không có việc gì, vậy thì thật là quá tốt. Đường Văn Thanh nhạt lạnh nói ra, La Huynh, ta cùng tử câm đi về nghỉ. La quân nói ra, xin cứ tự nhiên. Hắn tuy nhiên cũng cảm thấy Linh Nhi như thế đối đãi đường văn thanh có chút không ổn, nhưng hắn từ trước đến nay cũng sẽ không trách móc nặng nề Linh Nhi. Đường văn thanh cùng tại tử cấm đối Linh Nhi có rất cường định ý. Thứ nhất là Linh Nhi thái độ, thứ hai là Linh Nhi năng lực, thứ ba là Linh Nhi mỹ lệ. Linh Nhi càng mỹ lệ hơn, càng băng thanh ngọc khiết, bọn họ liền sẽ càng phát cảm thấy mình dơ bẩn. Đường văn thanh cùng tại tử cấm quay người, chuẩn bị tiến thầm hoàng vô cực chuông. Đúng lúc này, ngoài ý muốn phát sinh. Đột nhiên, linh nhì tế ra sát lục kiếm, đồng thời giết hại động thiên đem thầm hoàng vô cực chuông, đem đường văn thanh cùng tại tử cấm toàn bộ bao phủ lại. Đón lấy, đại lục việt thuật cũng thi triển đi ra. Kiếm quang lóe lên. Đầu tiên nhằm vào cũng là đường văn thanh. Có một không hai vô song giết hại một kiếm, một kiếm ra, giết hại thấm nhuần cửu trọng thiên cỗ này sát khí ngưng luyện tới cực điểm một đạo kiếm quang bên trong ẩn chứa như ngục như hải khủng bố sát lục pháp tắc cường đại đến không thể tưởng tượng cấp độ bên trong thiên địa nhật nguyệt thất sắc chỉ có cái này giết hại một kiếm thiên địa là giết hại thiên địa nơi nào không chém giết đường văn thanh tại cái kia một cái trước mắt chỉ cảm thấy toàn thân đá lạnh lạnh thấu xương trong mắt xuất hiện thập bát trọng địa ngục giống như hoảng sợ cỗ này sát lục chi khí xông vào hắn tâm mạch hắn nhất động cũng không động đậy. Một giây sau, đường văn thanh bị một kiếm chém trúng, trong nháy mắt hóa thành toái phiến, bị giết chóc động thiên triệt để vỡ nát. Ngươi, tại tử cấm thấy thế không khỏi hoảng sợ muốn tuyệt, đồng thời cảm thấy giận không nhịn nổi. Là quân cũng ngốc ngẩn ngơ. Nhưng Linh Nhi xuất thủ càng ác hơn, cái kia một cái chớp mắt, nàng điều động giết hại động thiên vào khoảng tử cấm bao trùm. Giết hại động thiên, ngàn vạn đạo sát lục kiếm ánh sáng, từng đạo hung ác tuyệt luân, giết tuyệt thiên phía dưới. Mây đen áp thành, nhật nguyệt vô quang. Ầm ầm. Tiếp theo trong nháy mắt, tại tử cấm liền bị rảo sát thành phấn vụn. Nàng pháp lực, làm sao có thể đầy đủ ngăn cản Linh Nhi giết hại động thiên đây? Linh Nhi, không thể. La Quân thấy thế hoảng sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh, nhịn không được hét lớn một tiếng. Nhưng là, Linh Nhi xuất thủ quá nhanh, hết thảy đều đã quá trễ. Linh Nhi nhìn về phía La Quân, nàng hơi nghi hoặc một chút, nói ra, người không muốn ta giết bọn họ. Bọn họ là người xấu. Linh Nhi cảm giác người xấu rất đơn giản, cũng là theo hơi thở đối phương để phán đoán. Nàng Linh thể cực nhạy cảm, bình thường không biết phán đoán sai. Cho nên, nàng không cần gì chứng cứ, giết người liền dựa vào cảm giác. Là quân ngốc ngẩn ngơ, hắn không thể không tiếp nhận sự thật này. Mà lại, hắn cũng không tiện của trách Linh Nhi. Ách, Linh Nhi, lần sau giết người trước đó, trước cùng ta nói một tiếng có được hay không. La Quân nói ra, Linh Nhi nói ra, không kịp. La Quân ngẫm lại, không lại nói cái gì. Chuyện này, hắn nhất định phải thật tốt cùng Linh Nhi câu thông một chút. Nhưng lúc này cũng không phải là câu thông thời điểm. La Quân theo không nghĩ tới muốn đem đường Văn Thanh cùng tại tử cấm cho giết. Riêng là tại tử cấm. Bởi vì không nhìn tăng diện muốn nhìn Phật diện, lúc trước đường đế tri ân, còn có cùng tần khả khanh giao tình tồn tại. Không đến bị bất đắc dĩ, là quân đều không muốn giết hai người này. Nhưng là, lúc này nói cái gì khác đều vô dụng. Bởi vì hai người này đã chết. Trong chấp nhóm này, cái kia vương chiêu lâm bốn tên cao thủ cấp tốc theo thầm hoàng vô cực chuông bên trong lao ra. Các người đem điện hạ cùng bắt cô nương làm sao, tư mã chân thấy thế, không khỏi hoảng sợ. Bị chúng ta giết, là quân lúc này cũng rứt khoát lưu manh lên, hắn liếc nhìn hướng bốn người này, cười lạnh một tiếng, nói ra, các người đám người này, lòng tham không đáy. Bảo tàng cho các người một nửa, thế mà còn muốn ngưu tài sát hại tính mệnh, toàn bộ đều là đáng chết. Hừ, tư mã chấn lập tức nói, ngươi nói ngươi cho một nửa bảo tàng, người nào sẽ tin tưởng. Ta nhìn ngươi cho đám kia bảo tàng bất quá là 10% lượng. Ngươi hội ngu như vậy, phân ra một nửa cho chúng ta. Trên đời này đều không có ngốc như vậy người. La Quân ngốc ngẩn ngơ. Cái này nhân tính xảo quyệt huyền diệu, hắn lần nữa có trải nghiệm. Lúc này, hắn mới nhớ tới Linh Tuệ Hòa thượng khuyên bảo. Thực tình chưa hẳn đổi được đến thực tình a. Tùy các ngươi nghĩ như thế nào đi, hôm nay toàn bộ các ngươi đều phải chết. 10% bảo tàng, các ngươi cũng đừng hòng cầm. La Quân theo rồi nói ra. La Quân cũng không biết Linh Nhi hiện tại tình huống thân thể, nhưng là La Quân nhất định phải làm ra Linh Nhi đã hoàn toàn khôi phục khí thế đến không như thế, không đủ trấn nhiếp đám người này. Ta có thể giết bọn hắn sao?" Linh Nhi đột nhiên hỏi La Quân. Nàng mặc dù nói không kịp, nhưng La Quân lời nói, nàng vẫn là để ở trong lòng. La Quân nao nao, hắn nhìn về phía Linh Nhi, ánh mắt giao lưu. Mà Linh Nhi gật gật đầu. La Quân liền cũng liền gật gật đầu. La Quân tại cái kia một gái chớp mắt hỏi là, người có thể chứ? Linh Nhi trả lời là, có thể. La Quân liền nói, vậy liền giết đi. Vương Chiêu Lâm bốn người thấy thế nhất thời biến sắc, Vương Chiêu Lâm cấp tốc khu động thầm hoàng vô cực chuông. Cái kia thầm hoàng vô cực chuông bỗng nhiên biến lớn, trong nháy mắt bao phủ cái này phương viên 300 dặm rừng rậm, lại là muốn đem Linh Nhi giết hại động thiên căng ra. Cái này giết hại động thiên mới thật sự là để Vương Chiêu Lâm một đoàn người hoảng sợ tồn tại. Linh Nhi cấp tốc co vào giết hại động thiên, cái kia một cái chớp mắt, giết hại động thiên pháp tác đột nhiên hóa thành một đạo tinh nguyên chi khí. Linh Nhi đem cái kia tinh nguyên chi khí nuốt vào trong bụng, sau đó lại hướng lục tiên kiếm phía trên phun ra mà đi. ầm ầm, đạo này tinh nguyên chi khí nhiễm đến lục tiên kiếm phía trên, nhất thời có loại gió dục mây vần, sơn băng muốn nứt cảm giác. Lục tiên kiếm nhất thời phát sinh biến hóa vi diệu. Nguyên bản lục tiên kiếm, phẩm dai là không cao, nhưng ở Linh Nhi cùng áo đen tố trinh một năm thối luyện phía dưới, lục tiên kiếm phẩm dai một mực tại tăng trưởng. Lúc này, Linh Nhi một miệng tinh nguyên chi khí phun ra đi lên, lục tiên kiếm tựa như là minh châu phía trên cho bụi bị thổi làm sạch sẽ. Lục tiên kiếm phong mang nhắm người muốn nuốt. Tựa hồ nhìn một chút, thì có loại bị phong mang cắt nát cổ họng ngạt thở cảm giác. Lục tiên kiếm khí linh huyết dạ sớm đã tấn thăng làm huyết dạ chi vương. Giờ phút này, huyết dạ chi vương cũng phát ra vui mừng mau gọi tiếng tới. Lục tiên kiếm thân kiếm rung động, ô ô kêu lên. Linh Nhi không nói nhiều nói, trong đôi mắt đẹp thoáng hiện một sợi hàn mang. Đột nhiên, nàng một kiếm chém ra. Kiếm quang lóe lên. Trong nháy mắt đó, kiếm mang lóa mắt tới cực điểm, sau đó tựa như là cắt đậu hú, trực tiếp đem cái kia thầm hoàng vô cực chuông cắt thành hai nửa. Nhất thời, thầm hoàng vô cực chuông bên trong tất cả trận pháp, tinh nguyên chi khí toàn bộ tiết lộ ra ngoài, các loại không gian đổ sụp, ổ hãm. Mà lại, vô cùng tận pháp bảo, đan dược tiết lộ ra ngoài. Đây đều là la quân được đến trùng hoàng bảo tàng. Nhưng lúc này, người nào đều không đi nhìn những cái kia bảo tàng. Bởi vì Linh Nhi Tôn này sát thần là muốn mạng người. Vương Chiêu Lâm bọn người lạnh gan, Linh Nhi một kiếm thế mà đem thầm hoàng vô cực chuông chém thành hai nửa, bực này lực lượng, căn bản không phải bọn họ chỗ có thể chống đỡ. Đi, Vương Chiêu Lâm ở trong hư không, không quên nắm, đem vô số bảo vật, đan dược kéo vào phòng bị tu di bên trong. Còn lại ba người, cũng là không quên vơ vét một cái bảo vật lại đi. Nhân tính tham lam tại lúc này bày ra đến lộ ra không thể nghi ngờ. Giết hắn, La Quân nhất chỉ vương Chiêu Lâm, nói với Linh Nhi. Linh Nhi vốn là muốn giết trong bốn người này yếu nhất một cái, lại không nghĩ rằng La Quân hội kiếm chỉ vương Chiêu Lâm. Linh Nhi tuy nhiên cảm thấy không ổn, nhưng nếu là La Quân lên tiếng, nàng cũng căn bản sẽ không suy nghĩ nhiều. Sau đó Linh Nhi hòa La Quân đồng thời thân hình lóe lên, chính là bước thẳng hướng Vương Chiêu Lâm. Đầu tiên là La Quân vô thủy thần ngẫu xuất thủ. La Quân đem cái này vô thủy thần ngẫu tích xúc toàn bộ lực lượng ngưng tụ, một chiêu đại linh hồn lôi kiếm hướng Vương Chiêu Lâm chém giết tới. La Quân đại linh hồn lôi kiếm là không thể khinh thường, bên trong không chỉ có nắm giữ cường hãn linh hồn lực lượng, còn có nguyên thủy thiên lôi lực lượng. Có thể trong nháy mắt chảm phá vô số không gian, đột phá quy tắc. Cũng may Vương Chiêu Lâm tu vi cao hơn La Quân rất nhiều, Hắn trong nháy mắt triển khai động thiên pháp tắc, bố trí xuống trùng điệp không gian ngăn cản La Quân. La Quân đột phá 30 đạo không gian, sau đó, đại linh hồn lui kiếm liền mất đi nhuệ khí. Vương Chiêu Lâm cười lạnh một tiếng, hắn đã chuẩn bị xé rách hư không rời đi, hắn một chân đã bước vào hư không. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang chém tới. Kiếm còn chưa đến, sát lục chi khí trước sông về phía hắn tâm mạch, để hắn như rớt vào hầm băng. Vương Chiêu Lâm nhất thời vãi cả linh hồn, cấp tốc vận chuyển động thiên pháp tắc, thi triển vô thượng pháp lực ngăn cản. Nhưng hắn lúc này vẫn là không kịp điều động tất cả lực lượng. Bởi vì hắn đoạt bảo, còn có La Quân đại linh hồn lôi kiếm đều phân đi hắn tinh lực. Kiếm quang chuồn giết mà đến, thiên trọng không gian trong nháy mắt liền bị chém giết thành phấn vụn. Sau đó, một kiếm này ngay tại Vương Chiêu Lâm đỉnh đầu buông xuống. Chỉ một kiếm, Vương Chiêu Lâm liền đầu một nơi thân một nẻo, chết không táng sinh chi địa. Là quần cấp tốc bắt lên linh hồn tinh thạch, đem vương chiêu lâm linh hồn lực lượng chứa vào đi vào. Trước mấy lần trước, hắn đều không cơ hội này. Vương chiêu lâm vừa chết, còn lại mấy người đều phải cơ hội, lập tức đào tẩu. Từng cái từng cái, chỗ đó còn dám ham chiến A. Bên trong tu vi yếu nhất một cái hư tiên chạy hơi chậm một chút, Linh Nhi một kiếm chém tới. Người kia lập tức liền bị chém giết thành hai nửa, hư cũng không kịp hư một tiếng hư tiên cảnh tu vi tại linh nhi trong mắt cũng là người qua đường giáp ất bính đinh giết không có không lao lực đương nhiên đây không phải nói la quân cũng là giáp ất bính đinh la quân trạng thái toàn thịnh lúc linh nhi muốn giết la quân cũng rất khó làm đến la là quân con hàng này là không thể theo lẽ thường để phán đoán cái kia tư mã chấn cùng một tên khác cao thủ vẫn là đào tẩu linh nhi lúc này sắc mặt trắng bệch đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới muốn truy là không thể nào La Quân bị kinh ngạc, lập tức lướt đến Linh Nhi bên người, hỏi, người thế nào? Linh Nhi lắc đầu, nói ra, ta không sao. Chỉ là, mới vừa nói xong, nàng liền thân thể mềm nhũn, ngất đi. Audio điện tử võ tấn bền La Quân ôm Linh Nhi, cấp tốc đem Linh Nhi để vào đến phòng bị tu di bên trong. Linh hồn tinh thạch bao trùm phòng bị tu di. La Quân chân thân thì khẩn cấp xem xét khiêng Linh cứu đi Nhi tình huống tới đồng thời la quân để vô thủy thần ngẫu đem bên ngoài thất lạc bảo bối pháp khí còn có thật nhiều đan dược toàn bộ kéo vào phòng bị tu di bàn nhược chuông bên trong tuy nhiên cũng bị bắt đi không ít nhưng đại bộ phận vẫn là đều trở lại la quân trong tay về sau vô thủy thần ngẫu cũng tiến vào linh hồn trong tinh thạch đón lấy vô thủy thần ngẫu phát động pháp lực thì triển đại na di thuật bay nhanh rời đi tại chỗ la quân để vô thủy thần ngẫu hướng trên biển kín đáo đi tới Đối phương truy tung chi thuật đến cùng còn ở đó hay không, cái này La Quân không biết. Nhưng hắn biết, đối phương truy tung chi thuật cực cổ quái, liền linh hồn tinh thạch đều ẩn giấu không được. Lúc này, La Quân cũng chỉ có lại mượn trợ nước biển, cùng đáy biển tầng nham thạch bao khỏa, tăng thêm linh hồn tinh thạch, đủ loại phòng ngự, nhìn có thể hay không tạm thời tránh né đối phương truy tung. La Quân trong lòng nôn nóng, không rảnh suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ hận lúc này không thể hướng linh tuệ hòa thượng lĩnh giáo chỉ muốn nhanh điểm giàn xếp lại, xem xét Linh Nhi thương thế. Vô thủy thần ngấu tốc độ rất nhanh. Lúc này, là quân bị hao tổn nghiêm trọng, bất quá cũng may là quân còn có ít ỏi pháp lực, hắn khu động thuần dương đan thuốc vì vô thủy thần ngấu cung cấp đầy đủ lực lượng. Vô thủy thần ngấu cũng liền còn có thể bảo trì một cái tầng người tu vi trạng thái. Là quân cũng biết, lần này bảo tàng nơi tay, xem như chọc tổ ong vỏ vẽ. Bảo tàng loại vật này, chỉ có thể lặng lẽ đạt được. Bây giờ muốn giữ bí mật là rất khó. Chỉ có chờ Linh Nhi cùng mình khôi phục thương thế, mới có thể có sức liều mạng. Vô thủy thần ngẫu vận chuyển thần tốc, rất nhanh liền đến một vùng biển trên không. Khí trời rất là không tệ, nhưng La Quân lại hy vọng giờ phút này có thể mưa to mưa như chút nước. Bởi vì tại mưa to khí trời phía dưới, từ trù loạn, phần tử mất khống chế, đó mới là che đậy thiên cơ thời điểm. Như vậy La Quân tình cảnh liền sẽ càng thêm an toàn một chút vô thủy thần ngẫu khống chế linh hồn ô quang hướng đại hải chỗ sâu điện bắn đi. Một đường phi nhanh, rất nhanh liền đến đáy biển vạn mét khoảng chừng Sau cùng lại vào bên trong đáy biển. Tại đáy biển chỗ sâu, lấy đào đất thuật xâm nhập khoảng 5.000 mét. Lúc này, là quân đồng thời không ngừng nghỉ. Hắn lập tức tại bàn nhược chuông bên trong tìm kiếm, rất nhanh liền tìm kiếm đến một chút có thể sử dụng chi vật. năm cái nguyên tố phù văn cờ. Là quân lập tức sai sử vô thủy thần ngẫu hành động đem cái này năm cái cờ xí tại linh hồn tinh thạch bên ngoài bày xuống trận pháp. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, các tổ chức, hình thành một cái huyền diệu tiểu trận pháp, để linh hồn tinh thạch tại ức vạn từ trường bên trong, trở nên cùng bốn phía từ trường giống như đúc. Như thế về sau, La Quân mới buông lỏng một hơi. Linh Nhi Thủy Trung hôn mê. La Quân điều tra Linh Nhi Thủ Mạch, pháp lực theo thăm dò vào đi vào. Trong nháy mắt, La Quân thì làm rõ ràng Linh Nhi tình trạng cơ thể kinh mạch nghịch chuyển pháp lực tán loạn nàng tình trạng cơ thể rất không lạc quan mà lại lúc này là quân phát hiện linh nhi thế mà bắt đầu phát bốc cháy nàng cái chán phá lệ nóng toàn bộ đại não ở vào một loại sôi trào trạng thái cái trạng thái này cực nguy hiểm khủng bố linh nhi chính là trời sinh linh thể từ trước đến nay thân thể rét lạnh từ nhỏ đến lớn linh nhi đều không có đã bị sốt lúc này thế mà liền giống như người bình thường phát sốt cái này tình huống thật là cũng là nguy hiểm. La Quân không khỏi trong lòng run rẩy. Nếu như Linh Nhi bởi vậy ra chuyện, hắn chính là giết sạch thiên hạ người, thì có ích lợi gì xử Nhi? Ta nên làm cái gì? Tìm nhanh nhạy, đúng, tìm nhanh nhạy. La Quân chỗ đó còn quản hắn đồ, vật, hắn lúc này là cái gì trí khí đều không muốn. Phốc, ngay vào lúc này, Linh Nhi bỗng nhiên lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi tới. Mà lại, nàng cũng tỉnh lại. La Quân vừa mừng vừa sợ, vội vàng hô, Linh Nhi. Hắn đem Linh Nhi ôm thật chặt ở, sau đó nói, người không nên làm ta sợ. Linh Nhi thân thể y nguyên suy yếu, nàng vươn tay bắt lấy La Quân tay, nhẹ nói nói, ta không sao. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, Linh Nhi, hiện tại thân thể ngươi hỗn loạn, chân khí đi ngược chiều, ta cần giúp ngươi sắp xếp như ý thân thể. Linh Nhi nghi hoặc nhìn về phía La Quân, nói ra, làm sao sắp xếp như ý la quân nói ra ta muốn tiếp tục nếm thử một lần linh thu trước đó tại chúng tinh điện thời điểm la quân là thử qua cùng linh nhi linh thu nhưng là không thành công lúc đó la quân còn có một tia như chút được gánh nặng hắn hy vọng linh thu thành công là bởi vì lẫn nhau có thể tâm ý càng thêm dung hợp nhưng hắn sợ hãi thành công là sợ chính mình cùng hắn nữ nhân những cái kia gút mắc bị linh nhi biết được hắn sợ linh nhi hội thất vọng La Quân sợ sẽ nhất là Linh Nhi thất vọng ánh mắt. Nhưng lúc này, Linh Tu đã là La Quân sau cùng cơ hội. La Quân không thể không lần nữa nếm thử. Linh Nhi nhìn về phía La Quân, suy yếu nói ra, nhưng là lần trước. Có lẽ lần này có thể thành công đâu, chúng ta thử lại lần nữa, có được hay không? Linh Nhi gật gật đầu, nhỏ giọng nói ra, ngươi nói cái gì, ta đều nghe ngươi. Thì cái này một câu đơn giản lời nói. Là quân nước mắt lập tức tràn mi mà ra. Ngốc nha đầu, là quân nghẹn vừa nói nói. Sau đó, là quân không dám chỉ hoãn, hít sâu một hơi, liền vịn Linh Nhi ngồi xuống, hắn pháp lực trên thực tế cũng là suy yếu vô cùng. Nhưng là quân hy vọng, âm dương dung hợp có thể dựng dục ra kỳ tích đến. Là quân chân thân cùng Linh Nhi ngồi xếp bằng. Sau đó, là quân khu động pháp lực. Linh Nhi, không nên chống cự, để ta pháp lực tiến vào ngươi trong óc tâm. La Quân nói ra, Linh Nhi bờ môi trắng bệch, khóe miệng còn có vết máu, nàng gật gật đầu, nói ra, "Ừm." Nàng đối La Quân là 100% tuyệt đối tín nhiệm. Cho nên, La Quân pháp lực tiến vào, cực thuận lợi, mà lại hai người pháp lực dung hợp cái kia một cái chớp mắt, cũng là thuận lợi đến vượt quá tưởng tượng cấp độ. "Ừm," La Quân cảm thấy rất kỳ quái. Lần trước cùng Linh Nhi nếm thử linh tu, là rất không thuận lợi, mà lần này nhưng lại thuận lợi đến vượt quá tưởng tượng. Trước đó không thành công là bởi vì linh nhi trong linh thể ẩn chứa ôn nhu linh nhi linh hồn, bởi vậy không thể thuần túy. Linh tu làm sao có thể ba người cùng một chỗ đâu? Nhưng lúc này, lại là trực tiếp thành công, khiến La Quân kinh hỉ, nhưng lại cảm thấy cực độ ngoài ý muốn. Hắn vốn là ngựa chết ôm ngựa sống y, hắn vốn cho rằng hội khó khăn vạn phần. Đúng, trước đó linh nhi cùng ôn nhu linh nhi ở giữa, còn chưa quen thuộc lúc này các nàng lẫn nhau dung hợp tâm ý tương thông có lẽ đây mới là quan trọng vị trí mặc kệ nhiều như vậy trước mau chóng trị liệu thương thế mới được la quân cùng linh nhi pháp lực dung hợp một cái chớp mắt băng lãnh linh nhi ôn nhu linh nhi thần thức đồng thời xuất hiện tỷ la quân ôn nhu linh nhi giống là vừa vặn tỉnh ngủ nàng kinh ngạc cảm thụ được đến từ la quân cùng băng lãnh linh nhi khí tức đây là ba người lần thứ nhất cùng đài tồn tại đây là có chuyện gì ôn nhu linh nhi kỳ quái hỏi bằng lãnh linh nhi ôn nhu nói ra điểm tình huống ta hòa la quân hiện tại cũng thụ thương chúng ta cần linh thu mới có thể trị liệu thương thế a à, vậy các người có nặng lắm không có nghiêm trọng không ta có thể giúp các người cái gì không ôn nhu linh nhi lập tức hỏi la quân mỉm cười nói ra người cái gì đều không cần làm hết thảy đều không nên chống cự là được ôn nhu linh nhi nói ra tốt pháp lực giao dung, ba người liền bắt đầu lên lẫn nhau trí nhớ tới. Từng màn trí nhớ, như phù quang lược ảnh. Ôn nhu Linh Nhi tại bình hành thế giới bên trong hết thảy đều tại la quân cùng Linh Nhi trong mắt xuất hiện. Đồng thời, băng lãnh Linh Nhi trí nhớ cũng xuất hiện. Ôn nhu Linh Nhi trí nhớ, băng lãnh Linh Nhi là biết. Nhưng băng lãnh Linh Nhi trí nhớ, ôn nhu Linh Nhi một mực không biết. Lúc này lại là chân chính công bình. Đồng thời, là quần trí nhớ cũng tại hai nữ trước mặt bày ra. Là quần có quá nhiều đồ vật không muốn để cho các nàng xem gặp, nhưng giờ phút này lại là hoàn toàn không gạt được. Là quần tràn ngập ái náy. Ta, không phải cái người chồng tốt, hắn truyền vào ra dạ ý hắn đọc tới. Băng lãnh Linh Nhi cùng ôn nhu Linh Nhi không nói gì, hai người đắm chìm trong la quân cái kia phong phú như hải trong trí nhớ. Rất rất lâu về sau, lẫn nhau đều an tĩnh lại. Thật xin lỗi. La Quân nhẹ nói nói. Ôn Nhu Linh Nhi lại là nước nở nói ra, người thụ quá nhiều khổ. Trong mắt nàng, thấy là La Quân thống khổ, tuyệt vọng. Nàng nhìn thấy là La Quân đối mặt Trần Thiên Nhai lúc bất lực, nhìn đến La Quân đối với mẫu thân tưởng niệm, nhìn đến La Quân trải qua trăm cây nhìn đáng nghĩ cách cứu viện băng lãnh Linh Nhi. Nhìn đến La Quân bởi vì Trần Phi Dung cùng Lạc Ninh chết cực kỳ bi thương. Đương nhiên, nàng cũng nhìn đến niệm từ. Băng lãnh Linh Nhi lại là nhô ra pháp lực, tựa như là nàng hai cánh tay một dạng, ôm thật chặt ở la quân pháp lực chỗ. Thì giống như là muốn đem tất cả an ủi đều cho la quân. Về sau, ta bảo vệ ngươi, băng lãnh Linh Nhi nhẹ nói nói. Nàng và ôn nhu Linh Nhi một dạng sâu yêu tha thiết la quân. Mà lại, nàng thích càng thêm thuần túy. Băng lãnh Linh Nhi thực là trong mắt chỉ có la quân, nàng càng hiểu la quân yêu nàng tâm. Cho nên, hắn hết thảy, nàng cũng sẽ không đi so đo la quân cùng trầm mặc nùng đã từng cãi nhau qua trầm mặc nùng nói tại la quân tâm lý linh nhi mới là đệ nhất đẳng mà các nàng bất quá là đệ nhị đẳng la quân rất nổi nóng hồi đáp không tệ linh nhi cũng là đệ nhất đẳng lúc này la quân tránh thức như chút được gánh nặng hắn tất cả lo lắng sợ hãi sợ hãi đều biến mất chúng ta liệu thương la quân nói ra hai cái linh nhi cùng một chỗ gật gật đầu la quân lực lượng thuộc về trí dương chi lực, mà băng lãnh linh nhi lực lượng, chính là trí âm chi lực. Hai người pháp lực dung hợp, sinh ra tia lửa, sinh sôi lạ thường diệu pháp lực tới. Cỗ này pháp lực còn có phần yếu ớt, nhưng đã có thể tư nhuận hai người bị hao tổn kinh mạch. Âm dương pháp lực du tẩu, càng chạy càng mạnh. Đồng thời, là quân để vô thủy thần ngẫu khu động đan dược. Thuần dương chi long hình thành, là quân hấp thu thuần dương đan thuốc. Hai người âm dương pháp lực dần dần lớn mạnh, là quần bị hao tổn kinh mạch cấp tốc bị âm dương pháp lực tu bổ. Âm dương pháp lực có thể làm đến từ không nói có, huyền diệu là không thể tưởng tượng. Vô số tế bào cũng tại sinh trưởng, khôi phục. Là quần thường thế đang nhanh chóng khôi phục, băng lãnh linh nhi kinh mạch cũng đang dần dần sắp xếp như ý. Hai người pháp lực bắt đầu là chảy nhỏ giọt dòng nước, hiện tại bắt đầu dần dần bành trướng, vô hạn lớn mạnh. Tựa như là tới lui về như biển. Ôn nhu linh nhi tuy nhiên không hiểu, nhưng cũng nhìn ra, hai người thương thế ngay tại chuyển biến tốt đẹp. Ôn nhu linh nhi không khỏi đại hỷ. Thuần dương đan thuốc bị không ngừng tiêu hao. Bây giờ là quân pháp lực cũng là thô dày vô cùng, băng lãnh linh nhi càng là cùng loại không đáy. Mấy chục triệu thuần dương đan thuốc, cấp tốc tiêu hao sạch sẽ. Bất quá cuối cùng, là quân cùng băng lãnh linh nhi tại hao phí 70 triệu thuần dương đan thuốc về sau. Lại tốn thời gian 4 giờ, rốt cuộc toàn bộ đều đến trạng thái toàn thịnh chẳng khác gì là bạo mở 6 ngày 6 đêm xe sang trọng, rốt cuộc dừng lại, làm đại bảo dưỡng một dạng. Tuy nhiên lại có thể mở ra chạy, nhưng nếu như dừng lại, nghỉ ngơi cái hai ngày, thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Cho nên dưới mắt, là quân cùng băng lãnh linh nhi cũng không vội. Hai người vẫn là tại tiếp tục âm dương linh tu, để thần thức, tinh thần lực khôi phục lại càng tốt trạng thái. Là quân lại để cho vô thủy thần ngẫu kiểm kê bảo tàng. Phân đi ra 50% bảo tàng, lúc này cơ hồ là trở về 45%. Chỉ có 5% bị sau cùng tư mã chấn cùng một tên khác cao thủ bắt đi. Đan dược trở về 4600 triệu, là quân trên tay hết thảy thì có 9, tỷ thuần dương đan thuốc. Bất quá dưới mắt vài lần vận dụng, hắn đã dùng 100 triệu đan dược. Xem ra, đan dược này cũng không coi là nhiều a. À. La Quân nói thầm, một đêm này, La Quân cùng băng lãnh Linh Nhi còn có ôn nhu Linh Nhi cùng một chỗ vượt qua đây là bọn họ gặp gỡ đến nay, lần thứ nhất ba người cùng một chỗ. Người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Cái này kỳ diệu vận mệnh cùng thân thế, làm cho các nàng phá lệ chân quý khó như vậy gặp thời khắc. Nhưng cùng lúc đó, trung ương thế giới bên trong đã lật trời thao thiên cự lãng. Đại huyền vương triều độc cô gia tộc, độc cô phá bọn người chết. Đại long vương triều thái tử điện hạ mùa hè thủy, chết. Đại tấn vương triều lão tổ tông ân huyền, tung tích không rõ. Quỷ vương Tông Quỷ Vương, chết. Còn có Đại Chiêu Vương Hướng cũng là bồi phu nhân lại xếp binh. Tại trung ương thế giới bên trong, cái này mấy cái đại thế lực là trung ương thế giới trung kiên lực lượng. Nhưng cơ hồ cũng là trong vòng một đêm, trung ương thế giới thực lực đại tổn, khiến trung ương thế giới các cao tầng toàn bộ chấn động. Bốn đại vương triều cùng Quỷ Vương Tông, cái này bên trong lấy Đại Huyền Vương triều thực lực yếu nhất, mà Đại Chiêu Vương Hướng thực lực mạnh nhất. Quỷ Vương Tông so với Đại Huyền Vương Triều thực lực còn muốn yếu một ít. Quỷ Vương Tông trước kia là bị Ly Hận Thiên Cung đè ép một đầu, bây giờ Ly Hận Thiên Cung bị Linh Tôn hủy diệt. Quỷ Vương Tông mới ngoi đầu lên đi ra. Bốn Đại Vương Triều truy tra bảo tàng nơi phát ra, truy tra chân tướng sự tình. Quỷ Vương Tông thì lựa chọn yên lặng quan sát, bọn họ nội tình mỏng, cũng sẽ không hành động theo cảm tính. Mà lúc này, Đại Triều Vương trong triều, Hoàng đế bệ hạ ngỗng chín mẹ một mực đang bế quan đại diện triều chính chính là ngỗng chín mẹ bổ nhiệm tể tướng Mang Lộc. Mang Lộc là triều đình nguyên lão, tu vi sớm đã là động tiên cảnh. Trong tay hắn còn có một cái lợi hại thượng phẩm đạo khí, gọi là bát quấn đồ. Mang Lộc là đại triều vương hướng tam triều lão thần, uy vọng cực cao. Mà lại, Mang Lộc không ủng hộ bất luận cái gì đảng tranh, cho nên ngỗng chín mẹ bế quan lúc cũng rất yên tâm đem triều chính giao cho Mang Lộc xử lý. Đến mức trùng hoàng bảo tàng sự tình, ngỗng chín mẹ thật là từng có bản giao. Đem sự tình giao cho đường văn thanh cùng thiên cơ phủ đến xử lý, để còn lại người không nên nhúng tay. Trung hoàng tên, uy chấn chư thiên, nó bảo tàng hiện thế, không có người hội không nhúng tay vào. Ngỗng chín mẹ bản thân cũng không quá nguyện ý chen chân đi vào, nhưng hoàn toàn không để ý tới, sẽ chỉ làm thủ hạ càng thêm dục dịch. Bởi vậy, nàng mới khiến cho đường văn thanh cùng thiên cơ phủ đến xử lý chuyện này. Ngỗng chín mẹ bàn giao là, có thể lấy thì lấy, an toàn đệ nhất. Mà lúc này, mang lộc bên này cũng đã biết đường văn thanh, tại tử cấm cùng vương chiêu lâm đều chết. Cái này là tuyệt đối đại sự kiện. Sự tình phát triển, vượt qua mang lộc tính ra, mang lộc cho là hắn đã không có cách nào đến quyết định biện pháp chuyện này. Bởi vậy, hắn cấp tốc tiến về ngỗng chín mẹ bế quan hoàng cung chỗ sâu, thiền cung. Thiền cung là các đời đại chiêu hoàng đế địa phương tu hành. Tiền nhiệm đường đế đường bá chiêu một mực đều ở chỗ này tu hành, đường đế tu vi tại đại chiêu vương hướng là đỉnh phong, chứ không phải ngống chín mẹ đối thủ, hắn ỉ vào tinh không đồ là có thể tiếu ngạo chỉnh cái trung ương thế giới. Không biết sao, hắn sát kiếp vừa đến, vốn là tinh không đồ ban cho đường văn thanh, đường văn thanh mất tinh không đồ. Về sau, hắn ỉ vào tu vi, đơn độc đến đây gặp mặt la quân cùng kiều ngưng, lại là bên trong Bruna cùng nạp lan vân thiên mai phục sau cùng không thể không tự bạo nguyên thần mà chết nhất đại kiêu hùng như vậy vẫn lạc thật đáng buồn đáng tiếc thiền cung chung quanh chính là một phiến hoa viên vườn hoa bên trong an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được thiền cung đại môn đóng chặt ngỗng chín mẹ liền tại bên trong tĩnh tu mang lộc mặc lấy màu đậm triều phục hắn tại thiền cung trước hai đầu gối quỳ xuống nói lão thần mang lộc có chuyện khẩn cấp cần phải bẩm báo hoàng đế bệ hạ Mang Lộc liên tiếp nói ba tiếng. Ở trong đó một mực không có bất kỳ cái gì đáp lại, nhưng ở hồi lâu sau, ngỗng chín eo eo âm rốt cuộc truyền tới. Chuyện gì, ngỗng chín eo eo âm rất bình tĩnh. Mang Lộc trầm giọng nói ra, lần này Tam Điện Hạ cùng vu cô nương mang theo thiên cơ phủ tiến đến tầm bảo, ra đại sự. Làm sao, ngỗng chín mẹ trầm giọng hỏi. Mang Lộc nói ra, Tam Điện Hạ, vu cô nương đều đã bỏ mình thì liền thiên cơ phủ vương chiêu lâm thủ tướng đại nhân cũng đã thân tử đạo tiêu. Khác, thiên cơ phủ chu quân, hoàng húc, hoàng gia dũng đều đã bỏ mình. Đùng, một tiếng giận đập bàn trà thanh âm truyền tới. Ngân cách thiền cung đại môn, mang lộc đều cảm nhận được ngỗng chín mẹ nộ khí. Ai làm, ngỗng chín mẹ là thật giận, nàng nghiêm nghị hỏi. Trở về tư mã chấn đại nhân nói, giết bọn hắn người chính là La Quân cùng thê tử. Mang lộc nói ra, La Quân, cái kia La Quân, ngỗng chín mẹ chú ý lực chỉ lưu tại La Quân hai chữ trên thân. Mang Lộc nói ra, liền là trước kia bẩm báo linh tôn, hại chết tiên hoàng La Quân. Hắn không có bản sự này, ngỗng chín mẹ lập tức nói, điều đó không có khả năng, cái này La Quân, theo chấm giải, bất quá là hư tiên cảnh. Hắn miễn cưỡng đánh thắng được Chu Quân, hắn tại vương chiêu lâm dưới tay, một điểm may mắn cơ hội đều không có. Người cho chấm truyền tư mã chân tới. Đúng, bệ hạ mang lộc nói ra ngỗng chín mẹ trực tiếp xuất quan tại hoàng cung tử kim trong điện tiếp kiến tư mã trấn cùng còn sống trở về tôn binh tư mã trấn cùng tôn binh được bảo bối đương nhiên sẽ không lấy ra nhưng hai người vẫn là sẽ như thực đến bẩm báo bên trong tình huống tham kiến bệ hạ tư mã trấn cùng tôn binh hướng ngỗng chín mẹ quỳ xuống cái này là đêm khuya tử kim trong điện xài sạch bốn phía ngỗng chín mẹ một thân màu vàng sáng hoàng bào tại thân, uy nghiêm cùng cực. Nàng lạnh lùng nhìn lấy tư mã chấn cùng tôn binh. Đem lần này đoạt bảo tình huống, một năm một mười nói ra. Nói lộ ra một chữ, lập một chữ, chấm muốn các ngươi đầu. Ngỗng chín mẹ động lôi đình chi nộ, nghiêm nghị nói ra. Tư mã chấn cùng tôn binh e ngại ngỗng chín mẹ thiên uy, hai người nhất thời kinh hồn bạt vía. Tư mã chấn nói ra, bẩm bệ hạ, hạ quan tuyệt không dám có bất kỳ lừa gạt. Lần này, Tam Điện Hạ bày mưu tính kế. Chúng ta vẫn luôn tại bảo tàng bên ngoài chờ đợi, lúc đó Đại Tấn Vương Triều Ân Huyền, còn có Đại Huyền Vương Triều Độc Cô Gia, cùng Quỷ Vương, Đại Long Vương Triều Thái Tử Mùa Hè Thủy Toàn Bộ đều tham dự đoạt bảo. Sớm nhất thời điểm, Linh Tôn bên trong có một tên không trung cảnh cao thủ cũng tham dự. Tình huống vô cùng kịch liệt, Tư Mã chấn nói ra, nhưng là về sau, cái kia bảo tàng chi địa bên trong sông ra một đầu lợi hại thần thú cái kia thần thú đem những cái kia đoạt bảo người giết cái bảy tám phần. Chúng ta một đường đi theo, cái kia bảo tàng chi địa tiếp lấy bạo liệt, sau cùng cũng chỉ có la quân cùng thê tử trốn tới. Bọn họ đem bảo tàng toàn bộ đến, bởi vậy, hạ quan các loại thì sử dụng thầm hoàng vô cực chuông đem bọn hắn bao lại, muốn cướp đi bảo tàng. Tư mã Trấn nói tiếp, có thể cái kia la quân thê tử, tiểu cô nương kia, dài đến rất là xinh đẹp. Thủ đoạn cũng rất đúng lợi hại, chúng ta sáu người vây công nàng, còn tăng thêm thầm hoàng vô cực chuông. Chẳng những không có đạt được chỗ tốt, ngược lại bị nàng giết hoàng húc cùng hoàng gia dũng. Vương đại nhân nhìn ra không ổn, thì để cho chúng ta rút lui trước lui. Tư mã Trần nói đến đây, hít sâu một hơi. Vương đại nhân, sư thúc ta cho rằng tiểu cô nương kia thụ thương, cho nên về sau, chúng ta trở về hướng phủ chủ xin. Phủ chủ vận dụng chu thiên số học, tăng thêm thầm hoàng vô cực chuông để lại đầu mối, điều tra ra bọn họ tung tích chúng ta một đường đuổi theo quả nhiên tìm tới bọn họ tam điện hạ cùng vu cô nương chính là la quân bạn cũ hắn nhớ tới tình cũ thì cùng la quân thương lượng chỉ cầm một chút bảo tàng rời đi tốt như vậy hướng bệ hạ ngài giao nộp lúc đó chúng ta đều khẳng định tiểu cô nương kia hòa la quân đô thụ thương nếu như chúng ta cưỡng ép xuất thủ muốn lấy đi bọn họ bảo tàng chính là dễ như trở bàn tay có thể điện hạ quá trọng nghĩa khí chúng ta không có cách chỉ có thể nghe điện hạ cái kia là quân lúc đó còn làm bộ hảo ý, phân một chút bảo tàng cho chúng ta. Điện Hạ trạch tâm nhân hậu, lo lắng La quân bọn họ thương thế không có khôi phục, sẽ bị người khác cướp đi bọn họ bảo tàng. Bởi vậy quyết định lưu lại thủ bảo vệ bọn họ. Điện Hạ cũng là quá thiện lương a, à. Tư Mã Trần âm thanh nước mắt chảy xuống dòng dòng, nói ra, La quân bọn họ căn bản là không có đem Điện Hạ cùng Vu cô nương xem như bằng hữu, bọn họ không biết Điện Hạ chỉ cần một chút xíu bảo tàng, đã là nhân từ nhất từ mà lại, bọn họ cũng căn bản không tin tưởng Điện Hạ. Điện Hạ mời mời bọn họ cùng đi, bọn họ cũng không nguyện ý. Cái kia Điện Hạ chỉ có bảo vệ, cùng bọn họ khôi phục thương thế. Cái này liền tốt, hai người này nửa đêm khôi phục thương thế, sau đó thì lừa gạt Điện Hạ cùng vu cô nương ra đến gặp mặt. Chờ chúng ta kịp phản ứng là, Điện Hạ cùng vu cô nương liền đã chết trên tay bọn họ. Chúng ta cùng bọn hắn một phen ác đấu, tiểu cô nương kia thật sự là quá lợi hại sư thúc ta muốn cầm một chút bảo tàng kết quả là bị bọn họ hùn vốn ám toán cấp tốc giết chết hạ quan cùng tôn binh cuống quýt bên trong cũng cầm một chút bảo tàng miễn cưỡng đào tẩu chu quân cũng chết trên tay bọn họ thầm hoàng vô cực chuông bị tiểu cô nương kia một kiếm chém chết một kiếm chém chết thầm hoàng vô cực chuông ngỗng chín mẹ hít vào một ngụm khí lạnh nói ra nơi nào đến như thế cái quái vật tiểu cô nương khinh người quá đáng ngỗng chín mẹ sau đó nghiêm nghị nói ra Văn Thanh cùng Tử Câm đều là thiện lương hài tử, bọn họ một phen chân thành, lại bị hai người này như thế sát hại. Đáng hận, đáng chết. Ngỗng chín mẹ nổi nóng vô cùng, nàng nói tiếp, mang lộc, để tần khả khanh tới. Mặt khác, đem thiên cơ phủ phủ chủ, thiên đô quân phủ đạm thai kính, quân cơ phủ lão đại, toàn bộ cho chấm triệu tới. Lần này, chấm nói cái gì đều muốn truy cứu tới cùng. Vâng, mang lộc biết ngỗng chín mẹ là động thật giận, ngay sau đó không dám trì hoãn vội vàng phía dưới đi làm việc ngỗng chín mẹ lại đối tư mã trấn cùng tôn binh nói ra các người đều đứng lên đi ở một bên trở lấy đúng bệ hạ hai người cùng một chỗ nói ra thiên đô quân phủ quân thần đạm thai kính thiên cơ phủ phủ chủ thương hạo quân cơ phủ lão đại cái kia càng là không được chính là một cái có thể cùng đường đế vật tay tồn tại chính là đường đế thúc thúc gọi là đường minh tại đường đế sau khi chết Đường Minh lão gia tử này liền muốn xưng đế, đáng tiếc nhạn cửu nương xuất thủ, hắn cũng chỉ có nhẫn nại. Đại triều vương hướng nói cho cùng, vẫn là lấy thực lực phi tôn. Tần khả khanh, đạm thai kính, thương hạo, đường Minh đều cấp tốc vào cung, tại cái này trong đêm khuya đi vào tử kim trên điện. Tần khả khanh còn không biết chuyện gì phát sinh, nàng tự thiên châu về đến về sau, khó tránh khỏi có chút tinh thần chán nản. Nhưng nàng không sẽ tiết lộ đi ra, cũng không nguyện ý để bất luận kẻ nào biết nàng tâm tư. Nàng vẫn luôn tại dốc lòng tu luyện, không để ý tới ngoại giới sự vụ. Mà lúc này, sư phụ đột nhiên triệu kiến, nàng cũng không rõ ràng, bất quá Tần Khả Khanh cũng biết, sư phụ đêm khuya cho gọi, nhất định là có chuyện khẩn cấp. Làm Tần Khả Khanh nhìn đến Thiên Đô Quân Thần, còn có quân cơ phủ lão đại đường minh, còn có thiên cơ phủ phủ chủ Thương Hạo đều tại lúc, Tần Khả Khanh liền biết, vấn đề này không phải bình thường từ kim điện đại điện sáng ngời huy hoàng. Mấy vị lão đại đối mặt nhạn cửu nương, vẫn là thấp cao ngạo đầu lâu. Nhạn cửu nương chấp trưởng đại chiêu vương triều, tuy nhiên bằng nàng tư lịch, nhưng quan trọng hơn là nàng thực lực. Nhạn cửu nương ba chữ này, tại đại chiêu vương hướng luôn luôn đều là thần thoại đồng dạng tồn tại. Tại cái này nguy nan thời khắc, nhạn cửu nương đứng ra xưng đế, tuy nhiên làm trái tổ chế, nhưng lại chịu đến vạn người xưng tán. Nàng cứu vãn đại chiêu vương triều, để đại chiêu vương hướng miễn ở sụp đổ. Đại chiêu vương hướng thực lực xác thực cường thịnh, thiên cơ phủ, thiên đô quân phủ, còn có quân cơ phủ, một cái kia không phải thực lực cường đại. Có thể những thứ này thực lực một khi náo lên, vậy liền lại là đại chiêu vương hướng tai nạn. Nhạn cửu nương cũng công khai nói qua, đến nhất định thời điểm, nàng hội thối vị nhượng chức. Đối với đế vị, nàng tuyệt không lưu luyến. Bệ hạ, đêm khuya cho gọi, không biết có gì việc gấp. Đường minh đầu tiên mở miệng cái kia thiên cơ phủ phủ chủ thương hạo lại là sắc mặt thâm trầm hiển nhiên hắn là biết tình huống tư mã trấn cùng tôn binh sau khi trở về cái thứ nhất bẩm báo đương nhiên là phủ chủ thương hạo nhạn cửu nương trầm giọng nói ra tư mã trấn người tới nói đi nàng đón đến nói khả khanh người muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt a à, tần khả khanh sướng sờ sướng sờ trong nội tâm nàng bốc lên ra mãnh liệt điểm xấu cảm giác tới Tư mã chấn ngay sau đó thì than thở khóc lóc nói đường văn thanh cùng tại tử cấm cái chết. Vẫn là cái kia một bộ lý do thoái thác, trạch tâm nhân hậu tam điện hạ bởi vì bệ hạ mệnh lệnh, chỉ cần la quân cho một chút xíu bảo tàng. Lúc đó, la quân cùng thê tử bị thương thật nặng, bọn họ muốn toàn bộ cướp đi, dễ như trở bàn tay. Nhưng là điện hạ cùng vu cô nương nhân hậu, nhớ tới ân cứu mạng, cho nên không nguyện ý làm như thế. Về sau, điện hạ vừa sợ la quân cùng thê tử trọng thương phía dưới, bảo bối bị người khác cướp đi. Bởi vậy lưu lại trợ giúp khôi phục thương thế. Nào biết đêm khuya thời điểm, hai cái này lang tâm cẩu phế tặc tử khôi phục thương thế, vì đoạt lại bảo tàng, liền đem điện hạ cùng vu cô nương giết. Không có khả năng, tần khả khanh hai mắt sớm đã huyết hồng, nàng nghe được tử câm bỏ mình, sớm đã bi phẫn trùng thiên. Lúc này nghiêm nghị nói ra, ta biết là quân làm người, hắn sao có thể có thể làm loại chuyện này. Không có khả năng, tư mã chấn, người đang nói láo. Tư mã trấn trầm giọng nói ra, tần hội trưởng, người có chỗ không biết. Cái kia là quân có lẽ sẽ không như thế làm, có thể ngươi không hiểu bên cạnh hắn tiểu cô nương kia, nghe nói đó là vợ hắn. Tiểu cô nương kia, tu vi kinh thiên, thủ đoạn độc ác. Đoạn đường này đến, chúng ta cao thủ bị nàng không biết giết bấy nhiêu. Hiện tại ta sư thúc đều đã bị nàng giết, dạng này một cái sát tinh, há lại lương thiện. La quân không có ngăn cản, Tần Khả Khanh lập tức hỏi Tư Mã Trấn. Cái kia yêu nữ xuất thủ cực nhanh, chỉ sợ lấy là quân bản sự, cũng là không kịp ngăn cản. Tư Mã Trấn nói ra. Tần Khả Khanh thống khổ nhắm mắt lại. Nhạn cửu nương cầm quyền vị, lại sẽ không giống như Tần Khả Khanh lộ ra như vậy mềm yếu một mặt. Nàng liếc nhìn mọi người liếc một chút, nói ra, các vị ái khanh, tình huống các ngươi đều đã biết. Hiện tại, cái kia ứng đối ra sao, các người hiến kế đi. Đường Minh lập tức nói, cái kia hai cái tặc tử nắm giữ bảo tàng, nhất định phải bắt đến. Hắn trọng tâm là tại bảo tàng trên thân. Nhạn cửu nương nói ra, làm sao bắt? Đường Minh nói ra, bảo tàng là một, cũng nhất định phải lấy máu đến rửa sạch triều đình sỉ nhục. Triều đình nhân tài trụ cột, bao quát điện hạ, phu cô nương, bọn họ máu tuyệt không thể chảy vô ích. Nhạn cửu nương nói ra, đúng, người nói không sai. Muốn không, việc này giao cho người đến xử lý. Đường Minh nao nao. Con hàng này mặc dù nói rõ rạc, nhưng trong lòng cũng là có bản tính. Thiên cơ phủ mang theo thầm hoàng vô cực chuông đi bắt la quân cùng tư Đồ linh nhi, không chỉ có không được đến tiện nghi, phản mà tử thương nghiêm trọng. Đường Minh liền biết, cái này la quân cùng tư Đồ linh nhi đồng thời khó đối phó. Việc này, lão thần nguyện ý hiệp trợ, đường Minh lập tức nói, cái này dù sao, là người trẻ tuổi thiên hạ. Lời này không phải khiêm tốn, thời đại đang thay đổi khí vận cũng đang thay đổi, đường minh là tuyệt sẽ không chủ động đi ra làm chim đầu đàn. Đại triều vương hướng tình huống cũng là như thế, thực lực tuy mạnh, lại không đoàn kết, mỗi người đều có chính mình bè phái nhỏ, tính toán nhỏ nhặt. Tần khả khanh đứng ra, nói ra, bệ hạ, vi thần nguyện ý tiến đến đuổi bắt hai người này. Nàng lộ ra bi phẫn không hiểu. Nhạn cửu nương nhìn tần khả khanh liếc một chút, nói ra, đừng nói người hòa la quân có quan hệ cá nhân, gặp chuyện khó có thể quyết đoán, cho dù không có quan hệ cá nhân nơi này cái này rất nhiều tiền bối tại lại cái kia có người ấn soái phần nàng đón đến nói ra thương hạo người có bằng lòng hay không ấn soái thương hạo lập tức nói hồi bẩm bệ hạ lão thần nguyện ý vì bệ hạ hiệu tử lực nhưng lúc này lão thần đề nghị lần này từ bệ hạ ngài ấn soái lời này vừa nói ra mọi người đều kinh hãi đái lộc lập tức phản đối nói ra đang ngồi chư công đều là tại còn chưa chiến liền muốn bệ hạ ấn xoái, không ổn đâu. Thương hạo dị thường trầm ổn, nói ra, bệ hạ, mang tướng, lão thần lời ấy, không phải là không vô nghĩa. Cái kia là quân đồng thời không tầm thường người, lão thần mấy lần thôi toán, đã tính ra người này mệnh cách mạch, trước đó chưa từng có, hắn chỉ sợ cũng một vị thiên mệnh chi vương. Muốn chu sát thiên mệnh chi vương, chỉ sợ chỉ có bệ hạ xuất thủ, mới có bản sự này. Không phải vậy lời nói, chả sẽ sinh ra càng nhiều chi tiết tới thiên mệnh chi vương, nhạn cửu nương mày nhân lại. La quân là thiên mệnh chi vương thân phận, trung ương thế giới không người biết được. Đây là bởi vì la quân trên thân bị linh tuệ hòa thượng thi triển linh thai quyết, mệnh cách hắn tại trong mắt người khác, đã rất là mơ hồ. Lúc trước đường đế đều không nhìn ra la quân thân phận tới. Mà lại, còn có một nguyên nhân khác tại, theo vô lượng sát kiếp nồng đậm, từ trường phần tử quỷ dị cuồng loạn, chúng sinh mệnh cách tựa như là trong cuồng phong bạo vũ nhìn một sự vật, rất khó coi rõ ràng. Theo hiên chính hạo ma điển bắt đầu rất khó điều tra thiên cơ bắt đầu, toàn bộ thiên địa, không rõ một mảnh. Loại cảm giác này, chả giống như là đế quốc bạo loạn, vệ binh thất thủ, bạo dân loạn động, hết thảy trật tự đều mất đi. Đây chính là tránh thức vô lượng sát kiếp. Nhân quả gì báo ứng, đều đã tạm thời không nhìn thấy. Tựa như là không có pháp luật ước thúc, có thể tự do giết hại tuy nhiên giết người không có pháp luật trừng phạt nhưng rất có thể vừa giết hết một cái sau khi ra ngoài liền bị người khác giết là quân là đến từ thế giới bao la nhạn cửu nương nói ra chẳng lẽ hắn là thế giới bao la thiên mệnh chi vương thương hạo nói ra thế giới bao la chính là ba nghìn thế giới tổng cương là quân có lẽ thì thật sự là thế giới bao la thiên mệnh chi vương cho nên lão thần mới khiến cho bệ hạ ngài tự mình ấn xoái. nhạn cửu nương nói ra thiên mệnh chi vương Đồng thời không phải là không thể được giết chết. Giết chết hắn, hội sinh ra mặt khác thiên mệnh chi vương. Bất quá là khó giết một điểm, biến số nhiều một chút mà thôi. Tần Khả Khanh lập tức nói, bệ hạ, việc này là quân không phải là thủ phạm. Phi thần tuy nhiên đau lòng bát nguội cái chết, nhưng cũng hy vọng bệ hạ có thể đem việc này điều tra rõ ràng. Nhạn Cửu Nương quét mắt một vòng Tần Khả Khanh, lạnh lùng nói ra, hiện tại không phải quản bọn họ ai là chủ phạm thời điểm nàng đón đến, nói ra, quốc thể chịu nhục, không thể không sửa chữa. Việc này, chấm để lão cửu dẫn đội làm việc này. Quân cơ phủ, thiên cơ phủ, thiên đô quân phủ, còn có lục diệp biết, toàn bộ thụ lão cửu quản hạt, không được có tuân. Nếu có người đối với việc này, xuất công không xuất lực, sau lưng chơi ngáng chân. Như vậy thì đừng trách chấm đáng sợ vô tình, không thể nói được, liền muốn tìm mấy lão già ra tới mở một chút đao. Vâng, đường minh cả đám người trong lòng phát lạnh, lập tức đáp. Nhạn cửu nương thật là động thật giận. Nhưng nàng không biết vì tiện tự mình xuất thủ, nàng là thành tinh nhân vật, không giống như đường đế, động một tí tự mình xuất thủ, lớn nhất sau thân tử đạo tiêu. Lão nhân gia chính là muốn trốn ở đằng sau, bày mưu tính kế, không có tuyệt đối nắm chắc, tuyệt sẽ không xuất thủ. Đến mức lão cửu, không là người khác, chính là đương triều cửu điện hạ. Làm trong triều, mấy cái vị điện hạ lấy đại điện phía dưới đường mộ vì chính thống, Thủ người yêu mến, thủ hạ mưu thần rất nhiều. Đường Mộ Trạch Tâm Nhân hậu, tu vi mặc dù mới Hư Tiên trung kỳ, nhưng rất được Tiên Đế yêu thích. Tiên Đế là có ý muốn đem đế vị truyền cho Đường Mộ. Chỉ tiếc, Tiên Đế lại là trước một bước mà đi. Đến mức Đường Văn Thanh thì là phong mang tất lộ, chỉ tiếc, lần này nuốt hận mà chết. Cái kia Cửu Điện Hạ tu vi là Hư Tiên sơ kỳ, nhưng hắn có cái bảo đệ, cũng chính là thập điện dưới thập điện phía dưới trời sinh linh dị, tu hành cực nhanh. Sinh ra tới, cũng là cái có pháp lực ra hỏa. Làm người có chút hung ác nham hiểm cùng thiếu hụt, chỉ nghe cửu điện hạ lời nói. Thập điện phía dưới gọi là đường dần. Đường dần tính cách cực kỳ tàn nhẫn, nếu không có có cửu điện hạ đường chính vũ áp chế, đường dần không biết muốn làm ra chuyện gì. Đầy chiều văn võ, không có không sợ đường dần. Chính như này, cửu điện hạ đường chính vũ danh vọng cũng mới càng ngày càng cao. Về sau, nhạn cửu nương hỏi thương hạo, nói ra, người chu thiên giữ lời, có thể hay không có thể tính ra hai người kia hạ lạc đến. Thương hạo hồi đáp, hồi bẩm bệ hạ, thầm hoàng vô cực chuông sau khi hư hại, lão thần sẽ rất khó điều tra hai người kia hạ lạc. Mà lại, lão thần mấy lần giữ lời, phát hiện bọn họ đã giấu ở cái nào đó ẩn nấp thiên cơ vị trí, thật sự là không cách nào điều tra. Nhạn cửu nương lạnh hừ một tiếng, nói ra, vô luận như thế nào, cũng không thể để hai người này còn sống rời đi trung ương thế giới. Bệ hạ, nếu như thương hạo phủ chủ lời nói nếu là đúng, cái kia la quân chính là thiên mệnh chi vương, chúng ta chả thích hợp tiếp tục xuất thủ sao. Tể tướng đái lộc nhịn không được nói ra. Nhạn cửu nương nhìn đái lộc liếc một chút, trầm ngâm một cái trước mắt, sau đó nói, bất kể là ai, có can đảm phạm đại chiêu người, xa đâu cũng giết. Đái lộc khe khẽ thở dài, hắn tuy nhiên cảm thấy có chút không ổn, nhưng cũng nhìn ra hoàng đế bệ hạ là tâm ý đã quyết, ngay sau đó cũng thì không nói thêm gì nữa. Nhạn cửu nương sau đó đối bên người thường bá, cũng chính là trước đó đường đế thân thể biên lão thái giám, người xưng thường lão. Nàng đối thường bá nói ra, thường lão, cùng mang tướng thương lượng đi nghĩ chỉ đi. Thường lão lập tức nói, đúng, bệ hạ, vị này lão thái giám luôn luôn đều là kiệm lời ít nói, tận trung cương vị công tác. Triều đình trên dưới, đối thường lão đều là kính trọng hắn mặc dù là tên thái giám, nhưng nhưng lại có vĩ đại nhân cách. Về sau, nhạn cửu nương còn nói thêm, tần khả khanh lưu lại, còn lại đám người, lui ra đi. Đúng, bệ hạ, mọi người nhao nhao rút đi. Nhạn cửu nương thì đối mắt đỏ tần khả khanh nói ra, theo chấm đến ngự thư phòng. Tần khả khanh nói ra, đúng, bệ hạ. Nhạn cửu nương cùng tần khả khanh đến trong ngự thư phòng, tối nay đối với nhạn cửu nương cùng tần khả khanh tới nói, nhất định là cái đêm không ngủ. Tần Khả Khanh bi thương tới cực điểm, nàng đối mấy cái muội muội cảm tình là phi thường sâu. Nhạn Cửu Nương ngồi ở vị trí đầu. Trong ngự thư phòng ánh đèn sáng tỏ, Nhạn Cửu Nương có vẻ hơi dã rời, nàng đồng thời cũng cảm thấy thương tâm. Đối với Đường Văn Thanh cùng tại Tử Câm chết cũng cảm thấy thương tâm khổ sở. Sư phụ, Tần Khả Khanh bỗng nhiên ngẩng đầu, Châu mục đích dương dương, sư phụ, đệ tử không hiểu. Không hiểu cái gì, nhạn cửu nương cũng liền nhìn về phía tần khả khanh, nàng tuy nhiên uy nghi khắp nơi, nhưng đối mấy cái người đệ tử lại là phá lệ nở nang. Tần Khả Khanh nói ra, trùng hoàng bảo tàng, thì đã sớm cùng La Quân có mật thiết liên quan. Ngài sớm biết, hắn tức giận vận phi phàm, chính là tại bạch thế giới bên trong, cũng có thể hoàn thành nghịch chuyển. Vậy ngài vì cái gì còn muốn bát nguội cùng đường văn thanh điện hạ đi đoạt bảo tàng đâu? Nhạn cửu nương lập tức nói, người đạo vi sư vì cái gì không phái người khác tiến đến, mà chính là phái văn thanh cùng tử câm đi qua. Tần Khả Khanh ngốc ngẩn ngơ. Lúc đó phái người đi là tốt nhất, nhưng đến một lần ngươi bây giờ lệ thuộc lục diệp chiếu cố lớn lên, cùng triều đình ở giữa, liên can không lớn. Vi sư không muốn để cho người cảm thấy, lục diệp chiếu cố lớn lên đều là tùy ý bị chấm sai xử. Thứ hai, lúc đó ngươi sau khi trở về, mất hết cả hứng, không để ý tới gian ngoài sự vụ, vi sư biết ngươi kinh lịch rất nhiều thứ, cho nên liền không có đi quấy dày ngươi. Nhạn cửu nương nói ra, tần khả khanh nói ra, Sư phụ, ngài ý là, phái Đường Văn Thanh cùng bát muội tiến đến, là bởi vì bọn họ là La quân người cũ." Nhạn Cửu Nương nói ra, trùng hoàng bảo tàng, huyên náo xôn xao, thế lực khắp nơi đều động. Vi sư như không khiến người ta tiến đến, không biết bọn họ lại muốn làm ra loạn gì tới. Vi sư phái bọn họ tiến đến, cũng chính là nhìn tình huống. Nếu như La quân thuận lợi được bảo tàng, cái kia coi như. Vạn nhất La quân đem bảo tàng ném cái kia văn thanh cùng tử câm liền có thể xuất thủ. Văn thanh cùng tử câm cùng la quân, tại vi sư xem ra, cái kia hẳn là là có bất phàm cảm tình. Bọn họ cùng một chỗ, quả quyết khó có thể trở mặt. La quân vì cứu bọn họ, cử tử nhất sinh, tử câm chữ nhật xanh, làm sao có thể hòa la quân trở mặt đâu. Nói đến đây, nhạn cửu nương nhịn không được thở dài, nói, người tính không bằng trời tính, vi sư làm thật không nghĩ tới thế mà lại đi đến một bước này tới. Tần Khả Khanh trầm giọng nói ra, ta giải bát muội, bát muội tính cách tuy nhiên quật cường, nhưng từ trước đến nay là cái tri ân đổ báo người. Còn đường Văn Thanh, đệ tử đồng thời chưa quen thuộc. Nhạn cửu nương nói ra, Văn Thanh là đường đế lúc còn sống yêu thích nhất hải tử. Vi sư cũng có tiếp xúc, hắn tuy nhiên ngạo khí một chút, nhưng là cái thiện lương ôn hòa hiền hậu hảo hài tử. Tần Khả Khanh nói ra, đệ tử càng giải la quân, hắn tính cách khẳng khái hào phóng, như là đã đem bảo tàng phân ra, Tuyệt không có khả năng nửa đêm vì bảo tàng mà phản bội." Nhạn Cửu Nương nói ra, trong lúc này, khẳng định còn có chúng ta không biết sự tình tồn tại. Đại khái tất cả vấn đề đều xuất hiện ở vợ hắn trên thân đi. Vợ hắn, cái này một cái chớp mắt, Tần Khả Khanh cảm thấy đủ mùi vị lẫn lộn, cảm giác khó chịu. Nhạn Cửu Nương nói tiếp, cái này vô lượng sát kiếp, càng diễn càng mạnh. Cho dù là vi sư muốn bước ra đi ra, cũng rất không có khả năng. Lúc này vi sư cũng là đâm lao phải theo lao, Tử Câm, Văn Thanh, Vương Chiêu Lâm những người này đều chết. Vi sư cũng nhất định phải cho Triều Đình trên dưới một cái công đạo. Có thể lấy thất bại, nhưng tuyệt không thể không hề làm gì. Vi sư để lão Cửu Đường Chính vỗ đem các phủ cao thủ khâm điểm, đi ra chiến. Chính là muốn để bọn hắn sau đó im miệng, bởi vì thất bại cũng có bọn họ phần. Tần Khả Khanh nhìn về phía Nhạn Cửu Nương, cái này một cái chớp mắt nàng mới rốt cục hiểu sư phụ nghĩ sâu tính kỹ, nhìn xa trông rộng. Thế nhưng là, bát muội thù, không thể không báo. Tần Khả Khanh sau cùng nói ra. Nhạn cửu nương nhìn Tần Khả Khanh liếc một chút, nói ra, người muốn làm sao làm, sư phụ đều sẽ ủng hộ ngươi. Tần Khả Khanh nước mắt nhất thời cũng nhịn không được nữa, tràn mi mà ra. Nàng bổ nhào vào nhạn cửu nương trong ngực, khóc giống nghẹn ngào. Rất nhiều năm, nàng đều không có mềm yếu như vậy qua. Cũng chỉ có tại nhạn cửu nương trước mặt, nàng mới có thể không kiêng nể gì như thế. Nhạn cửu nương là một cái tự ái tôn giả, nhưng cùng lúc, nàng cũng là có cực kỳ cao to cục xem, càng là có thường nhân khó có thể với tới trí tuệ. Tại an bài đường Văn Thanh cùng tại tử câm đi chú ý bảo tàng thời điểm, nàng thì là muốn giàn xếp ổn thỏa. Nàng muốn để triều đình thế lực này an tĩnh lại, nàng còn muốn tại tử câm cùng đường Văn Thanh đi thử thời vận. Nếu như là quân được bảo tàng, bọn họ ở một bên giúp đỡ chút, lấy nàng đối la quân giải, la quân cũng sẽ khẳng khái một chút. Nếu như la quân bên này không được, đường văn thanh cùng tại tử câm mang thầm hoàng vô cực chuông, lại có thiên cơ phủ một đám cao thủ hỗ trợ, bọn họ là hoàn toàn có cơ hội. Nhạn cửu nương căn bản không cho đường văn thanh cùng tại tử câm bất luận cái gì áp lực, cầm được đến liền lấy, không được thì thôi. Chính là như vậy một cái an bài, sau cùng thế mà đến đến một kết quả như vậy nhạn cửu nương trong lòng sinh ra nồng đậm cảm giác bất lực tới người tính không bằng trời tính chỉ sợ luôn có một ngày chấm cũng muốn ứng kiếp mà chết ha La quân cùng Linh Nhi tại đáy biển chỗ sâu một mực tu luyện hai người thời gian sung túc lúc này tu vi khôi phục ngược lại thì không nóng này La quân cùng Linh Nhi đại lượng tiêu hao thuần dương đan thuốc lại mấy lần song tu La quân tích xúc không ngừng tăng trưởng hắn mới vừa vào hư tiên cảnh không lâu trả khiếm khuyết quá nhiều kinh nghiệm cùng tích xúc hắn tu luyện đại bản nguyên thuật, mỗi một bước tăng trưởng đều vô cùng gian nan. Thường nhân ăn hai bát cơm thì no bụng, hắn ít nhất phải ăn năm chén cơm thì no bụng. Là quần não vực ngay tại từng bước kiên cố, thân thể của hắn đã là kim cương bất hoại. Nếu như não vực lại tu luyện đến cực hạn, khi đó, hắn không chỉ có thể nắm giữ cường hãn pháp thuật, hơn nữa còn khả năng như ma la như vậy, sinh mệnh lực cường đại đến thật không thể tin. Ba ngày ba đêm thời gian, La Quân cùng Linh Nhi tiêu hao 200 triệu thuần dương đan. Đương nhiên, này chủ yếu là Linh Nhi đang tiêu hao. Linh Nhi tu vi, đã tại minh nguyệt tiên tôn phía trên. Nàng một miệng thôn thổ pháp lực nguyên khí, là La Quân đều khó có thể tưởng tượng. Trải qua 3 ngày 3 đêm tu luyện, La Quân tu vi thuận lợi tấn cấp đến hư tiên trung kỳ. Mà Linh Nhi đã đến động tiên cảnh đỉnh phong điểm tới hạn, ly thiên vũ cảnh còn kém một tia một đường. Động tiên cảnh lĩnh ngộ là không gian pháp tắc, mà không trung cảnh là lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Không gian cùng thời gian vốn là tồn tại ở thế gian ở giữa, thời gian là thế gian huyền diệu số một, muốn lĩnh ngộ cực khó khăn. Cái kia Ân Huyền mặc dù là không trung cảnh cao thủ, nhưng cũng là đại tấn vương triều lão tổ tông, sống không biết bao nhiêu năm tháng, lĩnh ngộ nhiều ít kỳ ngộ mới thành tựu không trung cảnh. Mà tại Bạch Thế giới bên trong, cái kia trưởng tôn đại nhân càng là ngàn năm lão quái, thủy chung đều dừng lại tại động tiên đỉnh trên đỉnh, khó có thể đột phá lúc này linh nhi khiếm khuyết không phải đan dược không phải tư nguyên mà chính là lịch duyệt cùng kinh nghiệm chả có cơ duyên cơ duyên vừa đến tự nhiên nước chảy thành sông linh nhi tu luyện đã là đầy đủ nhanh áo đen tố trinh cũng cố ý đã thông báo nàng không muốn lại tận lực truy cầu tu vi tiến bộ nhất định muốn một cách tự nhiên nước chảy thành sông thời cơ chín muồi như thế mới là chính đạo cũng may là linh nhi tính tình đạm mạc cơ hồ không có gì dục vọng có thể hay không đột phá, nàng đều là không quá để ý. Cũng chính là còn có cái duy nhất động lực, đó chính là muốn muốn bảo vệ La Quân. Nếu như ngay cả cái này động lực đều không có, cái kia Linh Nhi thật đúng là đều chẳng muốn tu luyện. Cũng là bởi vì Linh Nhi tính tình đạm mạc, vô dục vô cầu. Cho nên nàng tuy nhiên tiến triển cực nhanh, lại cơ hồ không có sinh ra cái gì tâm ma. Linh Nhi đường đi rất thuận, cái này cùng với nàng tính cách có quan hệ. Tính tình đơn thuần tâm vô tạp niệm, tự nhiên tiến triển thần tốc. Nhưng áo đen tố trinh cũng một mực lo lắng Linh Nhi gặp được cái gì gặp chắc trở. Bất quá, áo đen tố trinh cũng biết, Linh Nhi đã thân là thiên mệnh giả, có nhiều thứ nàng là tránh cho không. Về sau, là quân thì cùng Linh Nhi bắt đầu kiểm kê lần này được đến bảo tàng. Rực rỡ muôn màu, nhiều vô số kể bảo tàng. Vô số pháp khí, cái này bên trong còn có thượng phẩm đạo khí, hơn nữa còn có hai kiện tiên khí cấp bậc tồn tại còn lại pháp bảo thì lại càng không cần phải nói. Là quần trợn mắt hốc mồm, cũng rốt cuộc xác thực cảm nhận được nhóm này bảo tàng lợi hại chỗ kinh khủng, khó trách muốn dẫn tới nhiều như thế cao thủ liều mạng tranh chấp. Thượng phẩm đạo khí 5 kiện, trung phẩm đạo khí 10 cái, hạ phẩm đạo khí 20 kiện. Đây là khái niệm gì đâu? Lúc trước rất tạo hóa vương quan, phẩm cấp bất quá là trung phẩm đạo khí. Mà cái gì là tiên khí đâu, Sơn Hà xã tác đồ cũng là tiên khí. Đương nhiên, tiên khí cũng có phân chia, tiên khí phân là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tạo hóa. Tạo hóa tiên khí là trong truyền thuyết tồn tại, mà Sơn Hà xã tác đồ như thế chính là thượng phẩm tiên khí. Là quân trong tay nhưng bảo tàng này, đủ để cho ba nghìn thế giới rất nhiều lão đại điên cuồng. Là quân cũng có thể tưởng tượng đi ra, năm đó linh tuệ hòa thượng là như thế nào thần thông đông đảo, cái này hàng, thật sự là không biết cất giữ nhiều ít kiểu như châu bò pháp khí A. La Quân một chút, trong lòng đã nắm chắc, cái kia hai kiện tiên khí, phân biệt gọi là nại hà chi kiều, chư thiên chi nhãn. La Quân đem chư thiên chi nhãn cho Linh Nhi, lại để cho Linh Nhi tại bảo bối núp bên trong tùy ý chọn. La Quân thuận tiện còn cho kiều ngưng cùng trầm mặc nùng cũng tìm kiếm pháp bảo. Trên thực tế, tại kinh lịch lạc ninh sự tình về sau, tăng thêm 3.000 đại đạo từng bước thu hồi, La Quân minh bạch một việc. Cái kia chính là, thất phu vô tội mang ngọc có tội hắn cho các nàng pháp bảo, không nhất định phải cho tối cao cấp, muốn cho phù hợp. Không phải vậy lời nói, phẩm cấp cao, ngược lại sẽ đưa tới họa sát thân. Là quân hấp thu giáo huấn, hắn không biết lại đem một chút phẩm dai quá cao đồ vật cho kiều ngưng cùng trầm mặc nùng, miễn phải vì nàng nhóm dẫn tới họa sát thân. Là quân cho Linh Nhi chư thiên chi nhãn, còn cho 5 tỷ thuần dương đan. Đối với Linh Nhi, là quân không có cái gì không nỡ. Hết thảy toàn bộ cho Linh Nhi, hắn cũng có thể không có không nháy mắt. Bất quá Linh Nhi cũng không có tiếp nhận 5 tỷ đan dược, nàng chỉ cần 1 tỷ. Hắn, mặc cho La quân như thế nào khuyên Linh Nhi, Linh Nhi đều kiên trì không muốn. Mà lại về sau, Linh Nhi nói một câu cũng để cho La Quân có chút á khẩu không trả lời được, có phần bị đả kích. Linh Nhi tràn đầy nghiêm túc nói, người tu vi thấp, lấy thêm điểm, tốt tu luyện. La Quân nhất thời chịu đến 100 điểm bạo kích thương tổn. Sau đó, cũng không cùng ngươi Linh Nhi tranh giành. La Quân cảm thấy rất phiền muộn, trung thực mà nói, hắn tu vi tiến triển thật không tính chậm. Cái kia đường văn thanh từ nhỏ tư nguyên phong phú, vẫn là thiên tri kiêu tử, thiên phú dị bẩm Tu luyện hơn 100 năm, không phải cũng mới hư tiên đỉnh phong sao. La Quân cảm thấy mình cũng là thời gian tu luyện quá ngắn, nếu như tu luyện cái 200 năm, nói không chừng chính mình liền thành đương đại cự bá. Thế nhưng là, hắn tại Linh Nhi trước mặt cũng thật không có có tư cách gì tốt giải thích. Ai bảo Linh Nhi là người tu luyện quái thai đây? Mà lại, là quân còn có chút không hiểu là, tu luyện tiến triển cũng có chu kỳ. Tựa như một người kiếm tiền, hắn có thể sẽ tại trong vòng 2 năm kiếm lời cả một đời đều không kiếm được tiền. Nhưng cái này không có nghĩa là, hắn quãng đời còn lại đều có thể như hai năm này một dạng kiếm tiền. Đợi đến chu kỳ thoáng qua một cái, có lẽ thì sẽ biến rất chậm bất cứ chuyện gì đều là tương thông đều là có tương đồng đạo lý la quân lại nói với linh nhi ngươi nhìn có phải hay không tuyển ít đồ cho ngươi tố trinh tỉ tỉ đưa qua la quân cùng áo đen tố trinh ở giữa kinh lịch là thuần khiết mà cảm động cho nên la quân tại linh nhi trước mặt không cần có cái gì khiêng kỵ mà lại hiện tại linh nhi cũng biết hết thảy liền xem như nhắc đến mặc nùng kiều ngưng cũng không có gì vội vàng linh nhi hơi hơi ngẩn ngơ nói ra đưa cái gì đâu nàng đối với dạng này nhân tình thế thái là nửa phần không hiểu nhưng đây cũng không phải là nàng không khẳng khái nếu như áo đen tố trinh cần linh nhi làm cái gì linh nhi cũng là đưa lên tánh mạng cũng sẽ không có nửa phần do dự trừ phi là áo đen tố trinh muốn giết la quân cái kia linh nhi cũng là tuyệt sẽ không có nửa phần do dự rút kiếm sát hắc áo tố trinh linh nhi thế giới bên trong là vô cùng đơn giản cũng là đen trắng rõ ràng la quân ngẫm lại nói ra muốn đến nàng cũng không thiếu pháp khí. Hắn biết áo đen tố trinh có sơn hà xã tắc đồ, hắn đồ, vật nàng cũng chướng mắt. Mà lại, hắn cũng liền hết thảy hai kiện tiên khí. Một kiện cho Linh Nhi, như vậy mặt khác nại hà chi kiều, nói cái gì cũng là để dành cho Lam tử y. Là quân chính mình cũng sẽ không cầm những pháp khí này, cầm cũng không cần đến, không phát huy ra uy lực gì đến, vẫn là khác trả đạp tiên khí. Đương nhiên, là quân vẫn là hội ở bên trong tuyển một chút uy lực lớn, tiện tay pháp khí. Hắn thì nói với Linh Nhi, ta chuẩn bị cho ngươi một tỷ thuần dương đan, chờ chúng ta rời đi trung ương thế giới về sau, ngươi thì đi một chuyến thần nông thế giới, đem thuần dương đan cho ngươi tố trinh tỷ tỷ. Linh Nhi nói ra, vậy ta ở nơi đó tìm ngươi. Là quân cạo xuống nàng sống mũi nhỏ, vừa cười vừa nói, yên tâm đi, ta không biết chạy. Ta sẽ chờ ngươi ở ngoài, một năm nay, người nào cũng đừng hòng đem chúng ta hai phần mở. Linh Nhi liền vui vẻ ra mặt, nàng rất vui vẻ có thể dạng này một mực cùng với La Quân. Nhưng bảo tàng này mặc dù là La Quân chăm cay nhìn đắng được đến, nhưng La Quân cũng không có độc chiếm dự định. Hắn nghĩ rất nhiều, muốn cho trời cao tông Lăng Vân Phong đại ca một chút, muốn cho Minh Nguyệt tiên tôn một kiện thượng phẩm đạo khí, cho một chút đan dược. Muốn cho Kiều Ngưng mặc nùng một chút đan dược, pháp khí. Muốn cho đại ca nhị ca một chút, muốn cho Lam Tử Y một chút, còn muốn cho Hoàng Thượng Hiên chính hạo một chút. Nhân tình lão luyện tức bài văn. Hắn lão la nhà Linh Nhi là không hiểu nhân tình thế sự, nhưng la quân cũng không thể cũng theo không hiểu nhân tình thế sự. Không phải vậy lời nói, đường sẽ chỉ càng chạy càng hẹp. La quân lại ở bên trong tìm một chút hữu dụng đồ vật. Tại rất nhiều pháp bảo bên trong, la quân tìm tới 10 cái tử mẫu uyên ương thần lôi. Loại này thần lôi thì đơn giản, chính là linh tuệ hòa thượng năm đó chế tác được. Chỉ cần pháp lực một dẫn động liền có thể nổ tung, uy lực cũng không cần nói, nhanh nhạy xuất phẩm, hẳn là tinh phẩm. Mẹ, sớm biết có thứ này, chỗ đó còn cần sợ đường văn thanh đám kia người chim. Cái này linh tuệ hòa thượng cũng không nói trước một tiếng. La quân ngầm nói thầm linh tuệ hòa thượng. Hắn nhớ tới linh tuệ hòa thượng, kìm lòng không được liền đi cảm giác huyền hoàng thần cốc hạt giống. Khá lắm, cái này không cảm ứng còn tốt, một cảm ứng chính là giật mình. Huyền hoàng thần cốc hạt giống đã hoàn toàn phong bế chết. Huyền hoàng thần cốc hạt giống kinh mạch hòa la quân kinh mạch dung hợp, lúc này, la quân nếu như muốn phá vỡ huyền hoàng thần cốc hạt giống, thì giống như là muốn mở ra một cái phong bế bình xứ, chỉ có đem đập nát một con đường có thể đi. Nhưng một khi đập nát cái bình, la quân chính mình cũng sẽ bị thương thật nặng. Bởi vì kinh mạch là rút dây động rừng, mà lại, bên trong linh tuệ hòa thượng cũng không biết lại nhận cái dạng gì thương tổn mẹ trứng, nhanh nhạy, người nhà tuyệt đối là cố ý. La quân quá giải linh tuệ hòa thượng, con hàng này nói không chừng vốn là đều không cần bế quan một năm, nhưng hắn cũng là muốn làm như thế, vì cũng là không cho La quân tới tìm hắn. Trước đó, La quân cảm thấy mình còn có thể cưỡng ép phá vỡ huyền hoàng thần cốc hạt giống. Cái này mấy ngày kế tiếp, linh tuệ hòa thượng tựa hồ là tăng giờ làm việc đem huyền hoàng thần cốc hạt giống vững chắc, không cho La quân phá vỡ. La Quân cũng hiểu linh tuệ hòa thượng hảo ý, tính toán, đã như vậy, vậy theo ý người đi. La Quân tiếp tục tìm kiếm pháp bảo, hắn trả tìm tới 10 ngụm phẩm dai không tệ luân hồi kiếm. Hết thảy 10 ngụm, giống như đúc. Mỗi một chiếc luân hồi trên thân kiếm đều có vô cùng hùng hậu rồi rào luân hồi chi lực. Nhưng những thứ này luân hồi chi lực tựa hồ là duy nhất một lần, một khi dùng qua, kiếm đều muốn hủy đi. Rất tốt sao, ta lấy đến thối luyện linh hồn chi lực, như thế liền có thể chế tác thành thăng cấp bản đại linh hồn lôi kiếm. Mà lại duy nhất một lần ngưng luyện ra 10 ngụm, cũng là 10 đạo đại linh hồn lôi kiếm. Dung hợp luân hồi chi lực đại linh hồn lôi kiếm, hội càng thêm hoàn mỹ. Mà trên người của ta thì còn có thể thi triển ra 10 đạo đại linh hồn lôi kiếm. Tăng thêm vô thủy thần ngẫu, rất tốt, hết thảy 21 đạo hung hãn đại linh hồn lôi kiếm. Có thể miểu sát động tiên cảnh cao thủ. Là quân tu vi tấn thăng đến hư trong tiên cảnh kỳ, Hắn pháp lực hùng hậu đến một cái không thể tưởng tượng cấp độ Trước kia thi triển xong 10 đạo đại linh hồn lôi kiếm Cả người cũng là hư thoát Nhưng bây giờ Hắn đại linh hồn lôi kiếm lực lượng tăng cường Mà lại thi triển xong về sau Còn có thể bảo trì tràn đầy chiến đấu lực Là quân vẫn còn đang suy tư một việc Cái kia chính là đem 10 đạo đại linh hồn lôi kiếm hợp thành một đạo Lấy tăng cường uy lực Nhưng làm như thế cũng không dễ dàng Bởi vì làm lực lượng sẽ quá qua cùng bạo sẽ làm bị thương hắn căn bản. Đạo lý này cũng là cùng thường nhân dùng lực mãnh liệt đến họp xé rách dây chẳng cấp độ một dạng. Sau đó, là quân tiếp tục kiểm kê, còn phát hiện một chút có thể cấp tốc bố trận đồ vật. Cũng có một kiện gọi là hư nguyên bao bọc pháp bảo. Hư nguyên bao bọc, ân, rất không tệ. Chất liệu tựa hồ không là địa cầu phía trên vật chất, đem người bao lại, từ thành thiên địa, rất khó chạy ra. Bên trong có chết lửa, khốn nhân giết rén, đều là đồ tốt còn có cái này trí thiên xích thần pháp lực điều khiển có thể tự động khốn nhân một khi đem người khóa lại liên tiếp nhân thể kinh mạch mạch lạc trừ phi là từ bỏ thân thể không phải vậy đoạn khó thoát ra đồ tốt là quân càng kiểm kê càng là cao hứng hắn biết những thứ này pháp bảo để hắn chiến đấu lực bão tố tăng gấp ba không thôi lúc này hắn là thật không sợ trung ương thế giới cao thủ lấy hắn cùng linh nhi trước mắt lực lượng chính là nhạn cửu nương đến cũng có sức liều mạng. La Quân trong lòng duy nhất có chút lo lắng là, như thế nào hướng Tần Khả Khanh giải thích Đường Văn Thanh cùng tại tử câm cái chết đâu? La Quân cùng Linh Nhi tại trung ương thế giới đáy biển đợi chỉnh một chút 10 ngày, về sau liền lấy một loại vô cùng sung mãn tinh thần trạng thái rời đi đáy biển. Cùng lúc đó, trung ương thế giới các phương đại năng, cao thủ cũng chỉnh một chút tìm La Quân cùng Linh Nhi 10 ngày. Trung ương thế giới có vô tận biển cả, có cuồn cuộn đại lục biển người minh mông, muốn muốn tìm đến hai người này cũng còn thật không rất dễ dàng. Thì Liền Thiên Cơ phủ Thương Hạo phủ chủ vận dụng Chu Thiên số học cũng là không có tính tới hai người này chỗ. Nhưng tất cả mọi người rất khẳng định một điểm, cái kia chính là hai người này còn tại trung ương thế giới bên trong. Bởi vì mỗi cái truyền tống trận đều cầm giữ tại rất nhiều lão đại trong tay. Bọn họ hiện tại đã triệt để phong bế truyền tống trận, không cho một ngoại nhân tiến đến, cũng không cho một người ra ngoài trung ương thế giới bích chướng hình thành, chính là rất nhiều viễn cổ lão đại cùng một chỗ hợp lực hoàn thành. Trừ phi là tạo hóa đến, mới có thể cưỡng ép xé rách không gian rời đi. Còn người khác, một mực không được. Tại 800 năm trước, Phật giới chi môn, Long giới chi môn cũng còn chưa đóng lại. Tới cận đại, mỗi cái thế giới các đại lão đều có ý muốn đem đại môn khóa kín. Không dùng truyền tống trận, hoàn toàn không khiến người ta tiến vào. Đây là một loại đối với mình ta thế giới quản khống giống như thần nông thế giới, Phật giới, Long giới, bây giờ căn bản không khiến người ta đi vào. Tất cả mọi người là muốn tránh né sát kiếp, coi như tránh né không, cũng phải tận lực tránh né. Tựa như là thế giới đại chiến bắt đầu, nha, ta đóng cửa, không tham dự có thể chứ. Đương nhiên, đây là chưa hẳn có thể, bởi vì, chiến hỏa bốc cháy thời điểm, quan xả CMN môn cũng sẽ bị làm. Là quần cùng Linh Nhi thay đổi một thân quần áo sạch, La Quân bây giờ tu vi hạ xuống Linh Nhi rất nhiều. Lại thêm Linh Nhi vốn là mỹ lệ vô song, cái này để cho hai người đi cùng một chỗ, cũng có vẻ La Quân có chút không quá xứng. Nhưng La Quân cùng Linh Nhi là không quan tâm những thứ này. La Quân hiện tại cũng không làm rõ ràng được ngoại giới tình huống, hắn biết muốn rời khỏi trung ương thế giới nhất định phải có truyền tống trận. Đi đại chiêu vương hướng là không quá được, cái kia liền dứt khoát tìm lân cận đại long vương triều, là quân cũng không làm rõ ràng được, hắn cùng Đại Long Vương Triều có hay không thù. Ngày đó cao thủ nhiều, từng cái từng cái cũng không có từ báo danh. Không biết người nào mẹ nó là ai. Dù sao hiện tại tình huống này, là quân biết nhất định phải trải qua mấy trận ác chiến mới được. Vậy cũng được, không lập lập uy, A Miu A Cẩu đều muốn cho là bọn họ mình có thể đến chiếm lấy cái này bảo tàng. Trên thực tế, tình huống bây giờ là không đến không chung cảnh cao thủ, đối cái này bảo tàng. Đó là nghĩ cùng đừng nghĩ, nhìn đều không muốn thấy được hay không. Đây là tại Đại Long Vương triều biên cảnh thành thị, gọi là Vô Song thành. Cảnh xuân tươi đẹp. Trung ương thế giới, Thiên Châu, còn có thế giới Bao La khí trời là cơ bản đồng bộ. Cái này ba cái vị diện thế giới cũng là thứ nhất giống nhau. Cho nên cũng mới có trung ương thế giới cùng Thiên Châu đều có muốn thay thế thế giới Bao La ý nghĩ. Chỉ là đều không ngoại lệ chính là, loại này lớn mật ý nghĩ điên cuồng sau cùng đều thất bại thế giới bao la, được trời yêu ái. Mấu chốt nhất là, tu đạo mức độ còn thấp đủ cho giận sôi. Tựa như là một đứa bé tay ước lượng cự bảo bối, như thế nào lại không dẫn tới hắn thế giới ngấp nghé đâu. Mà hắn thế giới không có hiểu rõ một chút chính là, thế giới bao la tu đạo mức độ chỗ lấy thấp đủ cho giận sôi, chính là thế giới quy tắc đưa đến. Thế giới bao la bên trong tu đạo tư nguyên quá thiếu thốn, linh khí cơ hồ bằng không, cho nên mới sẽ như thế. Đương nhiên, thiên đạo quan một cánh cửa, cũng đều vì thế giới bao la mở một cánh cửa. Cái kia chính là, thiên đạo bảo hộ, tổ long bảo hộ. Khiến đông đảo người tu đạo đều không thích đến thế giới bao la đến, nơi này thế giới quy tắc rất dễ dàng dẫn phát thiên kiếp. Cho nên, mọi người có thể không đến thế giới bao la thì không đến. Cái này thế giới bao la tuy nhiên nhìn như bình thường, nhưng lại so với hắn thế giới càng thêm hung hiểm. Linh tôn phái ra ba tên thiên vị cảnh cao thủ đến thế giới bao la, Liền cái bọt nước đều không tạo nên tới Thế giới bao la nước sâu trình độ Khó có thể tưởng tượng Miễn cương ánh mặt trời chiếu sáng Tại La Quân cùng Linh Nhi trên thân Đây là một cái khó được buổi chiều Hai người tìm một cái khách sạn Tại lầu 2 ngồi xuống Nơi này thịt dê rất thơm Có nướng thịt dê, thịt dê nướng Cũng có canh thịt dê Vân vân, biên cảnh thành thị Đến trời nóng thời điểm, dị thường nóng bức Đến trời lạnh thời điểm Khô giáo mà băng hàn bên này đều thích uống canh thịt dê, trời nóng thời điểm muốn uống, trừ khí ẩm. Trời lạnh thời điểm muốn uống, ấm áp thân thể. Từ lầu hai nhìn trên đường phố, người đến người đi. Nơi xa còn có một mảnh xanh tươi cây cối. Những thứ này cây cối đến mùa đông liền sẽ toàn bộ khô héo. Mà lúc này chính là mùa xuân ba bốn nguyệt bộ dáng, đây là vạn vật khôi phục, sinh cơ bừng bừng thời điểm. Linh Nhi thích ăn cá, không biết sao ở chỗ này cảnh thành thị bên trong, cá lại là cái vật hy hãn. Là quân điểm cá không có gọi đến, bạo tính khí tới, liền nói ra, Linh Nhi, ngươi chờ một chút. Làm cái gì, Linh Nhi sướng sờ sướng sờ, hỏi. Là quần nói ra, ta đi hải lý cho ngươi vơ vét hai đầu chính tông cá biển tới ăn. Hắn lúc này thật sự là đặc biệt lý giải chu U Vương vì Mỹ nhân nở nụ cười, phong hỏa hí chư hầu loại kia xúc động. Hắn thì không thể gặp Linh Nhi nhíu mày. Linh Nhi nói ra, thế nhưng là, vạn nhất gặp phải nguy hiểm. La Quân nói ra, ta để vô thủy thần ngấu tiến đến liền tốt. Linh Nhi nói ra, vậy được rồi, nàng đón đến, bắt lấy La Quân tay, nói ra, người phải bồi ta. La Quân nói ra, ừm, Đại Long Vương Triều quản chế rất là rộng rãi, phải nói là có chút hỗn loạn. Vương Triều tập quyền lực lượng không lớn bằng Đại Chiêu Vương Triều, các tu sĩ tại Đại Long Vương Triều nội đương đúng vậy tuân thủ một chút chế độ, sẽ không đi khi dễ bình dân, tư nhân ân hoán cũng sẽ ở chống trải địa phương giải quyết. Là quân bên này liền bồi linh nhi ngắm hoa ngắm trăng thưởng thu hương. Mà vô thủy thần ngẫu thì thi triển ra đại na di thuật, cấp tốc bay ra ở ngoài mấy ngàn dặm, sau cùng đến trên mặt biển. Đây là một loại rất thần diệu cảm giác, là quân nhất tâm nhị dụng. Trong đầu là hai bộ hình ảnh, một hình ảnh cũng là ở chỗ này nói chuyện với Linh Nhi. Một hình ảnh khác thì là vô thủy thần ngẫu tại mò cá. Vô thủy thần ngẫu có trí khôn nhất định, là Quân dạy nó không ít chiêu thức cùng trình tự. Cho dù La Quân không khống chế nó, nó cũng có thể thuận lợi lấy cá, sau đó trở về. Đoạn đường này đi, ngược lại là không có gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Điếm tiểu nhị kia liền thấy lầu hai bên trong một đạo quang mang lóe lên, sau đó, hai đầu nhảy nhót tương bừng cá biển xuất hiện trong phòng. Điếm tiểu nhị ngốc ngẩn ngơ, bất quá ngược lại cũng không có ngạc nhiên. Trong thế giới này, bọn họ vốn liền biết có tiên nhân tồn tại nhìn thấy tiên thuật cũng là không cảm thấy kinh ngạc tiểu nhị đem chiếc này con cá cầm tới bếp sau một đầu hấp một đầu thịt kho tàu la quân cười tủm tìm đồng thời xuất ra một thỏi tiểu hoàng kim tiểu nhị kia nhìn thấy hoàng kim nhất thời lông mày mắt cười mở nói ra được rồi khách quan tiểu ngay lập tức đi xử lý bữa cơm này ăn bình tĩnh mà vui sướng một mực không người đến quấy giày hai đầu mới mẻ cá biển làm được cũng là sắc hương vị đều đủ linh nhi ăn có bắn ra có vị la quân ở một bên giúp linh nhi đem đâm trọn đem cái kia non mịn cá trưng thịt dính một chút giấm nước sau đó phóng tới linh nhi trong chén linh nhi cùng cái tiểu hài tử giống như ăn rất vui vẻ liền nói ăn ngon sau khi ăn cơm xong linh nhi hỏi la quân nói ra đón lấy tới làm cái gì la quân nao nao sau đó nói tìm đỉnh núi mua chút lương khô chúng ta liền đi thưởng thức phía dưới cảnh ban đêm. Linh Nhi nói ra, tốt. Hiển nhiên, cái này an bài nàng rất ưa thích. La Quân một mực đang nghĩ lấy rời đi trung ương thế giới biện pháp, trong lòng của hắn rõ ràng, mỗi cái truyền tống trận đều khẳng định đã bị cao độ coi trọng. Chính mình chỉ muốn đi tìm truyền tống trận cũng là chọc tổ ong vào vẽ, ngược lại sẽ đem chính mình lâm vào bị động tình trạng. Dẫn những người này tới, từng cái đánh tan mới là phương pháp tốt nhất. La Quân cũng nghĩ qua, bên trên có thương khung, nếu như bay thẳng đến quá chỗ chống bay đi sẽ như thế nào, có thể hay không thoát ly trung ương thế giới kết giới cùng phạm vi đâu. Vấn đề này là quần cùng Linh Tuệ Hòa Thượng đã từng có nghiên cứu thảo luận qua. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, tốt như vậy phá, vậy còn gọi kết giới sao? Là quần nói ra, nói thì nói như thế, nhưng kết giới nguyên lý đến cùng là cái gì đây? Người không bay ra được, kết giới là đem 9 ngày bao phủ, người bay không ra kết giới. Ngươi cho rằng ngươi đến vũ trụ, thực vẫn là tại thế giới trong kết giới, cũng là đơn giản như vậy. Rất nhiều lão đại hợp lực chế tạo kết giới, đồng thời ẩn chứa thế giới quy tắc chi lực, cái kia chỗ sinh ra không gian pháp tắc, là các ngươi không phá hết. Vì cái gì nói tạo hóa cảnh cao thủ liền có thể xé rách đâu. Đó là bởi vì tạo hóa cảnh cao thủ đối không gian trưởng khống cùng năng lực lĩnh ngộ là tại rất nhiều lão đại phía trên. Nếu như nào đó cái thế giới kết giới từ lợi hại hơn tạo hóa cảnh cao thủ chế tạo thành, như vậy đồng dạng tạo hóa cảnh cao thủ cũng vô pháp đem xé rách. La Quân mới chợt hiểu ra, ở vào vô song thành phía nam ngọn núi cao nhất, tên là Ngọc Châu Phong. Ngọc Châu Phong khoảng cách vô song thành thiên dặm xa, La Quân cùng Linh Nhi chuyển rời ở giữa, cấp tốc đến Ngọc Châu Phong. La Quân chống lên lều vải, tuyển một chút đồ ăn vặt đi ra, còn cầm hai nghe bia đen. Gió núi vù vù, nhưng không chút nào ảnh hưởng La Quân cùng Linh Nhi đỉnh núi lãng mạn bởi vì lúc này nguy hiểm còn chưa giải trừ cho nên linh nhi một mực không có thả ôn nhu linh nhi đi ra đợi đến nguy hiểm giải trừ về sau nàng sẽ cho ôn nhu linh nhi đầy đủ thời gian hòa la quân ở chung ánh trăng trong sáng bốn phía một mảnh tĩnh lặng ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng côn trùng kêu vang linh nhi tóc dài tới eo nàng nằm tại la quân trên hai chân dễ chịu nhắm mắt lại la quân cũng không nói gì hắn cùng linh nhi ở giữa từ trước đến nay đều không cần không tìm được gì để nói Bất quá tại hồi lâu sau, Linh Nhi đột nhiên mở mắt ra hỏi La Quân, "Hứa một lời cùng niệm từ có thể hay không không thích ta?" La Quân nào nào, cái này một cái chớp mắt, trong lòng của hắn là hoan hỉ cùng cảm động. Cảm động tại Linh Nhi thế mà lại quan tâm hứa một lời cùng niệm từ cảm thụ. Cái này là rất khó, hai từ đều là chân thành, đơn thuần, hắn thật có chút sợ Linh Nhi tính cách sẽ để cho hai đứa bé cảm thấy Linh Nhi không thích bọn họ. Nhất định sẽ thích ngươi là quân trấn an Linh Nhi. Linh Nhi nói ra, ta sẽ tận lực hống bọn họ, cùng bọn họ chơi. Là quân mỉm cười. Linh Nhi còn nói thêm, còn có ngả lệ vi. Là quần nào nào, hắn tự nhiên cũng không có quên ngả lệ vi tiểu cô nương kia. Lúc trước chính mình đến ngả lệ vi tỉ tỉ trên thân ngọc bội, bởi vậy nhặt về một cái mạng. Về sau, chính mình đem ngả lệ vi mang về nước. Chính là Linh Nhi một mực tại bồi tiếp ngả lệ vi, đáng tiếc về sau phát sinh biến đổi lớn bọn họ chỉ có thể đem ngả lệ vi đưa đến nước anh đi sách chờ chúng ta hồi thế giới bao la ta cùng đi với ngươi nhìn ngả lệ vi la quân ngay sau đó nói ra linh nhi trọng trọng gật đầu còn nói thêm trước nhìn tiểu niệm từ ngươi giúp ta đi chọn lễ vật la quân cười một tiếng nói ra không có vấn đề hai người trò chuyện hết cái này một gốc dạ sau đó liền thì lại lâm vào trầm mặc đây là khó được lặng im nhưng là như vậy ấm áp tiếp tục thời gian cũng không dài la quân trong lòng bỗng nhiên nhất động liền biết cái kia đến cuối cùng vẫn là muốn tới hắn cố ý tại vô song thành làm một vòng chính là muốn hướng bình tĩnh mặt hồ vứt xuống một hòn đá cái kia trong bầu trời đêm bỗng nhiên lấp lóe một thân ảnh đến đây người đến không là người khác lại chính là la quân quen biết đã lâu tần khả khanh tần khả khanh vẫn là một thân màu đen đêm tối tường vi khải giáp tư thế hiên ngang Bất quá giờ phút này, trên mặt nàng là lãnh xương, là sát ý, là hàn ý. Tần khả khanh rơi vào la quân cùng Linh Nhi trước mặt, nàng liếc mắt liền thấy la quân cùng Linh Nhi anh anh em em. Nàng nhìn thấy la quân thần tình trên mặt, như thế cưng chiều, là nàng lần thứ nhất gặp. Nàng liền biết, la quân thích trong ngực hắn nữ nhân là thích đến thực chất ở bên trong. Tần khả khanh lại nhìn một chút Linh Nhi, cái này nhìn một cái, chính là ngây người. Nàng tự nhận chính mình cũng coi như Mỹ lệ làm rung động lòng người, nhưng lại tại Linh Nhi trước mặt có loại tự ti mà cảm cảm giác. Là quân cùng Linh Nhi cố sự, Tần Khả Khanh là biết, cũng là đã từng bị cảm động qua. Nhưng là giờ phút này, Tần Khả Khanh trong lòng chỉ có bi phẫn. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cười lạnh một tiếng, nói ra, là quân, người cùng thê tử ngươi ở chỗ này anh anh em em, cực kỳ làm cho người hâm mộ. Chỉ tiếc, ta kia đáng thương bát muội đã hồn phi phách tán, không biết tung bay ở nơi nào. Nàng đón đến, nói ra, ngươi không có ý định, cho ta một cái công đạo sao. Là quân cùng Linh Nhi cũng liền đều nhìn về tần khả khanh, Linh Nhi đứng dậy, là quân cũng đứng dậy theo. Linh Nhi một cách tự nhiên, nàng hơi sửa sang lại sợi tóc. Sau đó hỏi tần khả khanh, nói, ngươi là tại kỷ phấn trắng thế giới bên trong, hòa la quân cùng một chỗ tần khả khanh. Tần khả khanh nhìn về phía Linh Nhi, trong mắt nàng thoáng hiện cực độ vẻ cừu hận, nói ra, "Không sai, ta chính là Tần Khả Khanh." "Cái kia ngươi đi đi, ta không giết ngươi." Linh Nhi nói ra. Tần Khả Khanh ngốc ngẩn ngơ. Nàng không nghĩ tới, nữ nhân này giết người về sau, không chỉ có không có nửa phần áy náy, ngược lại còn làm đến giống như không giết chính mình, là một gọc đại ân huệ một dạng. "La Quân," Tần Khả Khanh lạnh giọng nói với La Quân. Nàng cũng liền chăm chú nhìn La Quân nói ngươi còn có hay không cái gì dễ nói la quân nhìn tần khả khanh liếc một chút nói ra xem ra ngươi là đến hương sư vấn tội tần khả khanh nhất thời trợn mắt nói chẳng lẽ không cần phải sao vốn là ngươi giúp ta tại kỷ phấn trắng thế giới cam mạo cự hiểm cứu bọn họ ta đối với ngươi là cảm kích vạn phần nhưng là bây giờ bọn họ lại bị thê tử ngươi giết chết ngươi cùng ta có gì ân tình có thể nói la quân nói ra ta xưa nay không cảm thấy ngươi thiếu nợ ta cái gì, cũng không cần bất luận kẻ nào để báo đáp ta cái gì ân tình. Hắn đón đến, nói ra, nhưng ít ra, ta cảm thấy ngươi hẳn là giải ta. Ta biết ngươi rất phẫn nộ, nhưng xem ở ngươi ta giao tình phân thượng, ta có thể hướng ngươi giải thích, ta tại sao muốn giết chết bọn hắn. Không phải thê tử ngươi giết sao, chẳng lẽ ngươi muốn thay nàng võng nồi, tần khả khanh nói ra. Là quân nói ra, là ta để cho nàng giết, có cái gì thù, hận, ta chịu trách nhiệm. Tốt, người thật sảng khoái. Tần Khả Khanh đón đến, nói ra, ta ngược lại muốn xem xem, người có lời gì dễ nói. La Quân nói ra, lại tới một ngàn lần, một vạn lần, ta đều muốn giết cái kia hai đầu vong ân phụ nghĩa chó. La Quân, người đừng quá mức, Tần Khả Khanh giận tím mặt, nói ra, ta bắt muội ngọc khiết băng thanh, thiện chí giúp người, ta không cho phép ngươi như thế làm nhục nàng. La Quân nói ra, xin lỗi, ta kích động một chút. Hắn nói tiếp, mặc kệ ngươi tin hay không đi, ta cũng nên giải thích với ngươi dưới. Sau khi giải thích xong, ngươi tin hay không đều tùy ngươi. Chuyện đã xảy ra là ta cùng Linh Nhi ba phen mấy bận mạo hiểm rốt cục đem bảo tàng lấy ra. Lúc đó ta bản thân bị trọng thương, Linh Nhi cũng tiêu hao nghiêm trọng. Lúc này, Đường Văn Thanh cùng người bát muội mang người đến đây, dùng cái gì thầm hoàng vô cực chuông bao lại chúng ta. Về sau, Linh Nhi đem bọn hắn đánh lui ta cùng Linh Nhi thuận lợi đào tẩu. Lúc đó đường Văn Thanh cùng người bát nguội núp trong bóng tối, đồng thời chưa hề đi ra. Ta không biết bọn họ là dùng phương pháp gì, ngay tại ta cùng Linh Nhi chính liệu thương thời điểm, đường Văn Thanh cùng người bát nguội chạy đến. Đường Văn Thanh gặp mặt, cùng ta xương huynh gọi đệ, nói là vì ta suy nghĩ. Được, ta lĩnh hắn chuyện này, phân ra một nửa bảo tàng cho hắn. Nghe nói chỉ có 10% bảo tàng, Tần Khả Khanh nói ra đây là thả hắn mẹ cầu thí. Là quân kích động, nói ra, tần khả khanh, người có phải hay không ngực to mà không có não a à. Đây là ai nói, hắn nhìn đến tổng số bảo tàng là bao nhiêu sao? Thì dám há mồm nói là 10%, mấu chốt là người mẹ nó còn tin, 11 tỷ thuần dương đan, phân ra 5 tỷ cho bọn hắn, còn muốn như thế nào nữa? Đường văn thanh hắn nuốt đến phía dưới sao? Ngươi, tần khả khanh nhất thời nghẹn lời, nàng nói ra, tốt, coi như người phân một nửa bảo tàng. Cái kia về sau ngươi tại sao muốn giết bọn hắn? Là Quân nói ra, đường văn thanh cùng tại tử câm tại lúc nửa đêm đợi đến sò xét, cưỡng ép muốn tiến ta phòng bị tu di nhìn Linh Nhi thương thế. Đường văn thanh nói là người bát muội có một môn bí thuật liệu pháp, có thể trợ giúp Linh Nhi khôi phục thương thế. Tần Khả Khanh nói ra, văn thanh cùng tử câm, từ đầu đến cuối đều là muốn người cùng thê tử ngươi khôi phục thân thể, có hảo ý, dùng cái gì bị ngươi hảo ý cái rắm là quân nói ra, người tin tưởng, ta cũng sẽ không đần như vậy. Đường Văn Thanh bắt đầu là thăm dò, ta càng cho hắn bảo tàng, càng nhường nhịn hắn, hắn thì càng khẳng định ta cùng Linh Nhi thương thế nghiêm trọng. Hắn chính là muốn cùng tại tử câm tiến đi điều tra, các loại một khi xác định chúng ta bị thương nặng, thì sẽ lập tức ra tay. Cho nên, bọn họ từ đầu đến cuối đều không có chủ động động thủ, đúng không? Tần Khả Khanh đột nhiên hỏi. Là quân ngốc ngẩn ngơ, sau đó nói, không có. Cho nên, hết thảy cũng chỉ là ngươi phỏng đoán. Tần Khả Khanh Bi vẫn không hiểu, nói ra, đường Văn Thanh cùng ta bắt muội cũng là tại ngươi phỏng đoán bên trong bị giết. Nếu như bọn họ là thật muốn hại các ngươi, đâu có bị các ngươi ám toán đạo lý. Là quân ngốc ngẩn ngơ. Hắn đột nhiên phát hiện, việc này giải thích, ngược lại càng tô càng đen. Bởi vì lúc đó tình huống xác thực phi diệu, là quân cùng đường Văn Thanh lòng dạ biết rõ nhưng sau cùng, cũng thật là La Quân bên này động thủ trước. La Quân cũng là bạo tính khí, hắn nói ra, tính toán, tùy ngươi nghĩ như thế nào đi. Dù sao ta chỉ giải thích lần này, lúc đó tình huống, ta cùng Linh Nhi bản thân bị trọng thương. Nếu như trần trừ nữa đi xuống, có lẽ người hôm nay chất vấn cũng là đường văn thanh cùng tại tử câm tại sao muốn giết chết ta cùng Linh Nhi. Rất may mắn, ta động thủ trước, cho nên, ta còn có thể đứng ở chỗ này tiếp nhận người chất vấn hắn đón đến còn nói thêm người muốn tìm chứng cứ không có người tin ta ta nói cũng là thật người không tin vậy cũng không có cách nào người muốn báo thù ta tiếp theo chính là sự tình đã rõ ràng minh bạch ngay vào lúc này một cái lạnh lùng thanh âm truyền đến lại là thiên đô quân phủ quân thần đạm thai kính đến đạm thai kính lách mình xuất hiện tại tần khả khanh bên người hắn nhìn về phía la quân cùng linh nhi nói như vậy đồng thời lại có mấy bóng người lấp lóe. Về sau, cửu điện hạ đường chính vũ, thập điện phía dưới đường dần, còn có thiên cơ phủ tư mã chấn, cùng quân cơ phủ phái tới hai tên cao thủ. Hai tên cao thủ đều là hư tiên đỉnh phong, phân biệt gọi là Hầu Thủy Kỳ, Dương Trí. Quân cơ phủ lão đại đường minh thế nhưng không ngốc, hắn biết đối phương là thiên mệnh chi vương, mới sẽ không đích thân đến chuyến loại này vũng nước đục. Nhạn cửu nương biết muốn xa xa trốn tránh, đường minh cũng hiểu đạo lý này tựa như là thiên cơ phủ phủ chủ thương hạo lão gia hỏa kia cũng là tuyệt không chính mình động thủ cửu điện hạ đường chính vũ ngọc thụ lâm phong ngân y đai lưng ngọc phiêu nhiên xuất trần thập điện phía dưới đường dần thì là toàn thân áo đen chỉ lộ nửa bên mặt lỗ đi ra hắn vừa xuất hiện trong không khí đều dường như lạnh lẽo rất nhiều đường dần cho người ta vô cùng hung ác nham hiểm cảm giác hắn trong đôi mắt như chất chứa giống như ma quỷ đầy chiều trên dưới người cũng không nguyện ý cùng đường dần đánh liên hệ gì đường chính vũ xưa nay đều là đa mưu túc trí hắn không tùy tiện ra tay một khi xuất thủ liền sẽ một kích tất chúng tại còn không tìm được la quân cùng linh nhi thời điểm đường chính vũ liền đã lặng yên tính toán thật lâu bao quát tìm lục diệp hội điều tra la quân tư liệu đường chính vũ đồng thời còn hướng hắn mấy cái đại vương triều tìm hiểu tình báo sau cùng tình báo biểu hiện có hai điểm thứ nhất bảo tàng là tại la quân trên thân thứ hai là quân cùng thê tử vô cùng yêu nhau bắt lấy bên trong một cái liền có thể cản tay một cái khác đường chính vũ ngay sau đó thì bố thiên la địa võng hắn ruột thịt cùng mẹ sinh ra đệ đệ đường dần sinh ra tới thì có một đôi luân hồi ma nhãn này đôi luân hồi ma nhãn tại hắn thuở thiếu thời liền có thể vây khốn lư tiên cao thủ bây giờ hắn có thể tùy tiện vây khốn động tiên thậm chí không chung cảnh cao thủ đại chiêu vương hướng thực lực là cực kỳ hùng hậu lúc trước bọn họ không đúng linh tôn phản kích, một là tìm không thấy linh tôn hạ lạc. Hai là thuộc hạ tâm không đủ, ba là cũng không muốn đi triệt để đắc tội sau lưng thực lực cường đại linh tôn thế giới. Đừng nhìn đại chiêu vương hướng đối phó lên la quân cùng linh nhi đến, tựa như là cự bá một dạng, khó có thể chống lại. Nhưng linh tôn thế giới chỉ cần tới một cái thiên Brooklyn, cái kia chính là có thể để đại chiêu vương hướng toàn bộ đều là diệt. Thiên vị cảnh cao thủ, gần với tạo hóa cảnh tồn tại, chỉnh cái trung ương thế giới đều không người có thể chống lại. Tại ba nghìn thế giới bên trong, thiên vị cảnh cao thủ cơ hồ rất ít lộ diện. Cũng có rất nhiều căn bản đều không tại địa cầu, đã rời đi rất xa địa phương. Cũng là vì tránh né thiên đạo chế tài, còn tạo hóa cảnh cao thủ thì giấu càng sâu, nhưng như viên giác loại này cũng là khác nói. Đường chính vũ bản tính chính là, từ bảo đệ đường dần trước tạm thời ra bất ngờ vây khốn tư đồ linh nhi, do trời đều quân thần đạm thai kính tự mình xuất thủ, cùng tư mã chấn hợp tác, cấp tốc cầm xuống la quân. Chờ bắt lại la quân, vậy là tốt rồi sử dụng la quân đến kiềm chế tư đồ linh nhi. Đến mức la quân có nhất tôn vô thủy thần ngỗ sự tình, đó cũng không phải cái gì đại bí mật. Tần Khả Khanh sớm đã hợp bàn đỡ ra. Tần Khả Khanh tuy nhiên trong lòng mâu thuẫn, nhưng nàng bởi vì bắt muội chết, cũng sẽ không lại đến hòa la quân nhớ tình cũ. Hết thầy đều muốn trước bắt lấy la quân lại nói. Tần Khả Khanh cũng tâm lý minh bạch, là quân gia hỏa này, rất khó khăn bắt. Đại triều vương hướng mấy cái đại thế lực bên trong, vẫn là thiên đô quân thần đạm thai kính tương đối thẳng thắn một điểm. Không có nhiều như vậy thói quen, trực tiếp liền đến. Còn lại một chút các đại lão, đó cũng đều là cái cái nhân tinh. Giờ này khắc này, đạm thai kính xuất hiện tại Tần Khả Khanh bên người, nói ra, Tần Hội trưởng, sự tình đã rõ ràng minh bạch. Cái này là quân không cam tâm bảo tàng bị lấy đi, thừa dịp thương thế khôi phục, lại sinh tính đa nghi, cho nên liền tiên hạ thủ vi cường. Chúng ta những người này, đều là nhìn lấy điện hạ cùng vu cô nương lớn lên, bọn họ hai vị đều là nhân trung long phượng, đừng nói là la quân tại bọn hắn có ân. Cho dù là không có ân tình tại, bọn họ quân tử rộng rãi bằng phẳng, cũng sẽ không làm nói không giữ lời đoạt bảo sự tình. Tần khả khanh trong mắt lóe lên bi phẫn chi sắc, nàng thật là giải bát nguội cùng đường văn thanh, bọn họ cũng không phải la quân trong miệng bị ổi người chỉ là, nàng cũng cảm thấy, là quân cũng không phải là bị ổi người. Như vậy, Tần Khả Khanh thì nhận là tất cả vấn đề đều xuất hiện ở tư đồ Linh Nhi trên thân. Đã như vậy, vậy liền động thủ đi, Tần Khả Khanh trầm giọng nói ra. Tại thời khắc này, là quân cùng Tần Khả Khanh chính thức quyết liệt. Song Phương Dương cung bạt kiếm, đang muốn triển khai đại chiến. Ngay vào lúc này, Linh Nhi đột nhiên mở miệng. Linh Nhi nhìn về phía đạm thai kính, nàng lộ ra lạnh lùng, từng chữ nói ra, người nói là, hai người kia là rộng rãi bằng phẳng quân tử, phu quân ta chính là tiểu nhân hèn hạ. Đạm thai kính lạnh hừ một tiếng, nói ra, hắn vốn là tiểu nhân hèn hạ, lúc trước liền hãm tam điện hạ cùng vu cô nương tại trong cảm bẫy, lại làm bẫy dập hại chết tiên đế. Hiện tại lại bàn lộng thị phi, ý đồ mê hoặc tần hội trưởng, dạng này người, bị ổi cùng cực. Ta nhổ vào. Đây là trần trụi đối la quân miệt thị cùng làm nhục. La Quân trong lòng nhất thời bốc lên ra cam giận ngút trời, nhưng Linh Nhi càng thêm trực tiếp, nàng nhìn về phía đạm thai kính, sau đó gật gật đầu, nói ra, ừm, ta sẽ giết ngươi. Ha 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 ha, tiểu cô nương, ta biết ngươi giết không ít người, liền vương chiêu lâm đại nhân đều bị ngươi giết. Nhưng ngươi cho rằng chỉ bằng cái này liền có thể giết ta đạm thai kính, vậy ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng. Linh Nhi lạnh hừ một tiếng, nàng nói với La Quân, phu quân, đến ta phòng bị tu di bên trong tới. La Quân lập tức mặc kệ, nói, khổ khổ, yên tâm đi, Linh Nhi, người cứ việc thi triển, vì phu điểm ấy năng lực tự vệ vẫn là có. Hắc, ngay vào lúc này, tại đường chính vũ gia hiệu phía dưới, cái kia đường dần thân hình lóe lên, ngăn cản tại Linh Nhi trước mặt. Linh Nhi vẫn là có chút không yên lòng La Quân, nhưng La Quân khăng khăng, Linh Nhi vẫn là muốn tôn trọng La Quân ý nguyện. Tuy nhiên La Quân bá đạo, Linh Nhi không dám không nghe. Nhưng Linh Nhi nhưng là đúng là quân bá đạo không đứng dậy, mà lại ngay lúc này, cái kia Đường Dần đã xuất thủ. Người này bất quá là hư tiên đỉnh phong tu vi, nhưng một đôi luân hồi ma nhãn bẩm sinh, uy lực vô cùng. Lại gặp hắn hai mắt bên trong đột nhiên tách ra hắc sắc ma quang tới. Cỗ này ma quang hắc ám đến đưa tay không thấy được năm ngón cấp độ, trong một chớp mắt, phương viên 10 dặm toàn bộ đều là hắc ám. Linh Nhi mắt tối sầm lại, lúc này người lâm vào đen như vậy trong bóng tối vô ý thức liền sẽ khủng hoảng thì sẽ muốn thoát đi nhưng là linh nhi hòa la quân đô người phi thường bọn họ cũng không có hành động thiếu suy nghĩ la quân trước mắt nhất thời thì nhìn không thấy linh nhi linh nhi cũng liền nhìn không thấy la quân la quân vô ý thức thân thủ muốn nắm trước mắt linh nhi lại là bắt một cái hư không linh nhi cũng là muốn bắt la quân đồng dạng cũng bắt một cái hư không la quân lập tức thi triển ra đại thiên nhãn thuật đến hắn trong hai mắt bốc cháy lên lửa cháy hừng hực tới hai đạo thần mang chiếu bắn đi ra thấm nhuần mấy trăm dặm nhưng là rất đáng tiếc la quân nhìn một cái lại là chỉ có thể nhìn thấy ngoài trăm dặm cũng tất cả đều là một mảnh luân hồi hắc ám trông thấy vẫn là hắc ám hắc ám nồng vụ đuổi đi không rời trừ cái đó ra không có cái gì linh nhi cùng la quân đứng trước là một dạng tình huống mà lại Linh Nhi còn sẽ không đại thiên nhãn thuật, nàng cấp tốc cảm giác bốn phía, đồng thời dùng thần niệm bắn phá. Trong đầu của nàng, toàn bộ đều là hắc ám nồng vụ. Linh Nhi không nói nhiều nói, lập tức liền thi triển đại thôn phệ thuật. Nàng lo lắng là quân an ủi, e sợ cho là quân hội xảy ra chuyện gì. Đại thôn phệ thuật cuồng mãnh thôn phệ, nhưng những cái kia nồng vụ nhìn như nồng vụ, trên thực tế lại là cùng loại với quang hợp loại hình đồ vật, căn bản hấp thu không tiến vào đại thôn vệ thuật cũng tuyên cáo vô hiệu. Linh Nhi trong lòng nôn nóng, trong mắt phát lạnh, thế nhưng là, nàng cũng không dám qua loa xuất thủ, bởi vì nàng sợ nàng sát chiêu hội công thẳng hướng La Quân. Lúc này, La Quân cũng là không dám qua loa xuất thủ, hắn đồng dạng sợ hãi sẽ làm bị thương đến Linh Nhi. Chư thiên tri nhãn, Linh Nhi lập tức nghĩ đến nàng mới được tiên khí. Cái kia chư thiên tri nhãn rất là kỳ diệu, chính là cùng loại một khỏa lam bảo thạch đồ vật. Nhưng tỉ mỉ xem xét, cũng giống là một viên mắt to trâu. Linh Nhi là cái đạm mạc người, đến chư thiên chi nhãn về sau, vẫn luôn không sao cả đi nhìn kỹ. Cái này nàng pháp lực thăm dò vào đi vào, liền cảm giác được chư thiên chi nhãn bên trong cuồn cuộn, bao la hùng vĩ, vô biên vô hạn, tựa như là tại rộng lớn trong thái không. Bất quá cái này rộng lớn quá chỉ có chút khác biệt, vô biên vô hạn bên trong dẫn xuất nổi lơ lửng cùng loại màu trắng thủy mẫu một vật, bốn phía phiêu đáng, Nhìn một cái, tựa như là ngôi sao đầy trời. Người nào, cái kia Chư Thiên Chi Nhãn bên trong, ngủ say khí linh giật mình tỉnh lại. Sau đó trong nháy mắt, những cái kia trôi nổi thủy mẫu cấp tốc ngưng tụ. Đương nhiên, cái kia khí linh bất quá là ngưng tụ bên trong một bộ phận. Nhưng đã là như thế, Chư Thiên Chi Nhãn trong Thái Không, cái kia khí linh hiển hiện giống như viễn cổ thần thú một dạng, cao có vạn trượng, bao quát không biết bao nhiêu, như thập vạn đại sơn đứng vững. Tại khí linh đầu, có một cái to lớn vô cùng con ngươi, cái kia trong con ngươi lại tựa hồ ẩn chứa một cái khủng bố thế giới. Như như vậy tiên khí khí linh, mất đi chủ nhân trưởng khống lâu, bọn họ đều là rất chán ghét nhân loại khác đến trưởng khống bọn họ. Là quần trước đó khuyên qua Linh Nhi nhiều gọt rũa chư thiên chi nhãn, nhưng Linh Nhi không hứng thú lắm. Lúc này, Linh Nhi muốn đến trưởng khống chư thiên chi nhãn, lại là có chút khó. Dù sao bên ngoài còn có cường địch nhìn chung quanh linh nhi trong lòng oán hận thầm nghĩ sau đó sẽ cùng ngươi tính sổ sách như thế nàng liền rút lui pháp lực đem chư thiên tri nhãn ném đến phòng bị tu di bên trong cái này tiên khí phần ngoài vẫn là bị linh tuệ hòa thượng phong ấn chặt nhất định phải theo ngoại lực tiến vào bên trong tiên khí vẫn là không cách nào tự động đào tẩu không làm lần này chuẩn bị nhanh nhạy bảo tàng quả quyết khó có thể cất giữ đoán chừng những cái kia tiên khí đạo khí toàn bộ đều chính mình tạo phản rời đi Linh Nhi muốn vận dụng chư thiên chi nhãn, đầu tiên còn phải trước thu phục bên trong khí linh. Lúc này, Linh Nhi cấp tốc ngừng quyết tâm thần tới. Nàng biết lúc này không thể gấp, quính lên, thì cái gì đều xong. Đường dần luân hồi ma nhãn có quỷ thần khó đoán chi tác dụng, đối thủ ở vào luân hồi ma nhãn bên trong, nếu là tham không thấu luân hồi ma nhãn diệu dục, liền có thể ở bên trong cảm thấy mình bị nhốt trăm năm, ngàn năm, thậm chí càng lâu. Thời gian này là từ đường dần thiết lập, nhiều ít cao thủ đều từng bị ép điên tại luân hồi ma trong mắt. Có người ở bên trong, dường như kinh lịch vĩnh viễn, nhưng trên thực tế bên ngoài mới qua một phút đồng hồ. Cái này luân hồi ma nhãn chính là thiên địa sinh ra, chính là lĩnh ngộ không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc không chung cảnh cao thủ cũng khó có thể hiểu thấu đáo. Đường dần còn có mặt khác sát chiêu giấu tại luân hồi ma trong mắt, nhưng hắn sẽ không dễ dàng sử dụng. Bởi vì ngoại giới kích thích, thích rất có thể để người bên trong minh bạch luân hồi cùng liên lạc với bên ngoài cho nên lúc này đường dần không sẽ chủ động công kích linh nhi mà lúc này la quân đâu la quân hiển nhiên là không được coi trọng lại bị đặc thù chiếu cố cái này rất mâu thuẫn không được coi trọng là bởi vì luân hồi ma nhãn là đến nhằm vào linh nhi la quân bất quá là mang kèm theo mà đặc thù chiếu cố là bởi vì muốn bắt la quân cấp tốc kiềm chế linh nhi Linh Nhi Tôn này sát thần xác thực cho đường chính vũ một đoàn người rất sâu cảm giác áp bách. Luân hồi ma nhãn xác thực vô song, nhưng cũng không phải là không có lợi hại cao thủ trong nháy mắt tham phá tiền lệ, cho nên đạm thai kính không do dự. Hắn trực tiếp thi triển ra động thiên pháp tắc. Là quần trước mắt vốn là một mảnh luân hồi hắc ám, phảng phất tại U Minh Chín suối bên trong. Nhưng đột nhiên, hai mắt tỏa sáng, lại là tinh vực buông xuống. Bốn phía chính là hư không cùng ngôi sao, tình cảnh này có chút cùng loại với đại khang hoàng đế thiên long bát bộ phù đồ bên trong tràng cảnh. Đạm thai kính tu luyện luyện tinh thần công, hắn động thiên pháp tắc cũng là tinh vực, vô cùng kinh khủng. Người tu đạo, tu là bên trong thiên địa từ trường, phần tử, tu là tinh thần lực, thậm chí cùng chu thiên, vũ trụ ở giữa liên hệ. Tinh thần chi lực là đặc biệt phổ biến tồn tại, cho nên, người tu đạo có rất nhiều đều là tu vũ trụ, tu ngôi sao. Đương nhiên, cũng còn có một nhóm là tu thiên lôi. Lôi hệ, tinh hệ, còn có thủy hệ, hỏa hệ, thậm chí các loại tâm ma, ma đầu, đều là người tu đạo các loại phe phái. Tựa như Kiều Ngưng, chính là tiêu chuẩn lôi phái cao thủ. La Quân thì là tương đối quái, thân thể là lôi hệ chi thân, nhưng trước mắt chủ tu là linh hồn chi đạo. Hắn tu luyện vô cùng tạp. Lại nói lúc này, Đạm Thai kính tinh vực pháp tác đem La Quân bao lấy. Đồng thời đạm thai kính còn có tần khả khanh tư mã chấn hầu thủy kỳ dương trí liền cùng lúc tiến vào tinh vực pháp tắc bên trong đạm thai kính pháp lực triển khai mang tinh vực pháp tắc lập tức hư không vượt qua nhảy mấy cái ở giữa liền đến ngoài vạn dặm cái kia lại là cấp tốc đến một mảnh trống trải vô biên hải vực trên không minh nguyệt chiếu dọi trên mặt biển đạm thai kính tinh vực triển khai trên mặt biển giống như nở rộ vô biên tinh thần một dạng. La Quân từ đầu đến cuối đều tại trong tinh vực, hắn cảm giác được Đạm Thai Kính tu vi là tại động tiên đỉnh phong. Một đoạn thời gian không thấy, cái này Đạm Thai Kính tựa hồ là biết rõ hồ thẹn sau đó dũng, tu vi lại rất là tinh tiến. La Quân người tại linh hồn trong tinh thạch, hắn cấp tốc tại trong tinh vực xông vào, cũng xác thực xuyên phá vô số không gian cách trở. Nhưng không biết sao Đạm Thai Kính không gian pháp tắc quá mức lợi hại, La Quân cuối cùng vẫn bị vây ở trong tinh vực. Lúc này là quân tay nắm linh hồn tinh thạch, hư không đứng thẳng ở ngôi sao đầy trời trung ương. Đồng thời, Tần Khả Khanh, Tư Mã Trấn, Hầu Thủy Kỳ, Dương Chí, Đạm Thai Kính toàn bộ xuất hiện, đem la quân đoàn đoàn bao vây. Cái này là tuyệt đối hào hoa đội hình, Tư Mã Trấn là động tiên sơ kỳ cao thủ, Đạm Thai Kính động tiên đỉnh phong, Tần Khả Khanh hư tiên đỉnh phong, Hầu Thủy Kỳ cùng Dương Chí cũng là hư tiên đỉnh phong cao thủ. Ngũ đại tuyệt đỉnh cao thủ hợp lực bắt một cái la quân, đây coi như là cho đủ la quân mặt mũi. Đây cũng là đạm thai kính một đoàn người biết, la quân con hàng này tuy nhiên năng lực không mạnh, nhưng là cực mẹ nó khó bắt. Lúc trước Linh Tôn mấy lần ra tay đều không thành công, bọn họ không muốn lại dẫm lên vết xe đổ, muốn tuyệt đối ổn thỏa. Lúc này, cái kia đạm thai kính cười lạnh một tiếng, nói, la quân, muốn là ngươi hôm nay còn có thể chạy đi, ta đạm thai kính về sau ba chữ đảo lại đọc. La quân cười ha ha, nói ra, thật sao? Tần Khả Khanh trầm giọng nói ra, là quân, ta không muốn lấy tính mạng ngươi, hôm nay ngươi thúc thủ chịu trói đi. Miễn cho thương tổn ngươi. Là quân ha ha cười như điên, sau đó nói, các ngươi có thể tuyệt đối đừng lưu thủ, có bản lãnh gì thì đều lấy ra đi. Muốn chết, tư mã chấn xuất thủ trước, hắn cũng là cẩn thận vô cùng, trước khi triển ra theo nhanh nhạy bảo tàng bên trong tìm tới một món pháp bảo. Tên là thần hỏa cháo. Cái kia thần hỏa cháo không là phàm phẩm, Tại tư mã trấn cường hãn công lực phía dưới, lộ ra phá lệ lợi hại, khủng bố. Thần hỏa cháo toàn thân hiện ra màu đồng cổ, phía trên có hỏa diễm hoa văn, tựa như là tại chập chờn, thiêu đốt. Cái kia thần hỏa cháo lóe lên, liền hướng La Quân bao bọc đến, nhanh chóng vô cùng. Những người này, là biết La Quân có hay không thủy thần ngẫu nhiên, cho nên là tuyệt sẽ không cho La Quân đào tẩu cơ hội. Oanh. Chỉ trong nháy mắt, thần hỏa cháo thì thuận lợi đem La Quân bao lại thuận sắc vô cùng. Nhưng là mọi người lại không có buông lỏng một hơi. Bởi vì La Quân nếu như là cái phổ thông hư tiên trung kỳ cao thủ, cái kia tư mã chấn vận chuyển thần hỏa cháo xuất thủ, tuyệt đối là 10 phần chắc chín. Mà mấu chốt là, La Quân chính là cái 10 phần yêu nghiệt A. Thần lửa đốt cháy, tư mã chấn tay bắt pháp quyết, thần công vận chuyển. Thần hỏa cháo bên trong, hung hãn tuyệt luân thần hỏa thiêu đốt, giống như địa ngục liệt hỏa phần sát hướng La Quân. La Quân cảm nhận được thần hỏa cháo trong ngoài đều có động thiên pháp tác đang áp chế. Hắc, La Quân khẽ quát một tiếng, đột nhiên ẩn thân tại linh hồn trong tinh thạch. Hắn pháp lực hung hãn thôi động, một tiếng ầm vang, một giây sau, hắn trực tiếp bắn thủng cái này hung hãn thần hỏa cháo. Cái kia linh hồn ô quang bắn giết sau khi đi ra, liền hướng nơi xa đào tẩu. Hắn có ẩn thân thuật, cẩn thận hắn vận dụng vô thủy thần ngẫu điệu hổ ly sơn. Tần khả khanh quát to. Tần Khả Khanh đối La Quân quá giải, cho nên lập tức nói ra La Quân át chủ bài. Lúc trước đã từng ân ái triền miên, bây giờ binh khí gặp nhau, lại là không chút lưu tình. Linh hồn ô quang cấp tốc thoát đi, tư mã chấn hét lớn một tiếng, nói, chạy đi đâu. Đạm thai kính giám sát toàn trường. La Quân cũng là một đầu rơi vào trong ao cá trạch bây giờ mấy cái tráng hán tại bắt đầu này xảo trá tàn nhẫn cá trạch Khâu Thụy Kỳ, Dương Trí cũng đồng thời xuất thủ ba đại cao thủ, cấp tốc xuyên toa không gian, lần nữa đem La Quân vây lại. Tần Khả Khanh cũng kịp thời đuổi tới, ngăn lại La Quân đường đi. La Quân, người trốn không thoát, thúc thủ chịu trói đi. Tần Khả Khanh lãnh khốc vô cùng nói ra. Cùng hắn nói nhảm cái gì, tư mã chấn đối La Quân là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn sư thúc cũng là chết tại La Quân thê tử tư đổ linh nhi trên tay. Tư mã chấn tiếp lấy hét lớn một tiếng, nói, tất cả bảo tàng đều ở trên người hắn, bắt hắn, huynh đệ chúng ta thì phát. Ăn ta nhất quyền, cái kia Hầu Thủy Kỳ hưng phấn vô cùng, hét lớn. Hầu Thủy Kỳ xuất thủ trước, hắn là hư tiên đỉnh phong tu vi, lại trải qua sáu bộ thiên cương tôi thể, lực lớn vô cùng. Một quyền này đập ra đến, nhất thời sóng lửa cuồn cuộn, cái kia không khí bị ma sát đến cực hạn, mang theo một loại sao trổi đụng địa cầu hủy diệt pháp tắc. Mà lại, Hầu Thủy Kỳ quyền pháp tinh thần dương cương hùng hồn, nhất quyền ra, liền có loại muốn rời núi lấp biển bành trướng rồi rào. Cốt, là quân đối mặt hầu thủy kỳ một quyền này, nhìn cũng không nhìn, liền là theo chân nhất quyền tuôn ra. Hắn quyền pháp ẩn chứa lôi ý, pháp lực so hầu thủy kỳ đỉnh phong chi cảnh còn hùng hậu hơn nhiều lắm. Nhất quyền oanh tạc đi qua, ầm ầm. Tinh vực run rẩy, đón lấy, cái kia hầu thủy kỳ trực tiếp bị oanh ra ngoài ngàn mét, sắc mặt cực kỳ khó coi. Các ngươi, thật tóm đến ta sao? la quân cười lạnh một tiếng thật sao tư mã trấn sắc mặt nhất thời khó coi trong tay hắn xuất hiện một miệng sắc bén anh linh kiếm kiếm ý khủng bố bức người tư mã trấn cùng dương trí đồng thời xuất thủ dương trí nhất quyền bạo giết tới tư mã trấn chảm ra ngàn vạn đạo kiếm quang bao phủ hướng la quân riêng là tư mã trấn tên này chính là động tiên cao thủ mỗi một đạo kiếm quang chém ra đều có chặt đứt thập vạn đại sơn khí phách cùng lực lượng mà dương trí quyền ý tại kiếm biển ánh sáng bên trong giống như nộ long gào thét, hai đại cao thủ đồng loạt ra tay, hung ác tới cực điểm. Tần khả khanh tuy nhiên ngoài miệng vô tình, nhưng lúc này vẫn là không nhịn được vì La Quân lo lắng. La Quân tuy nhiên có kim cương bất hoại chi thân, nhưng cũng không chịu nổi dạng này công sát. Những người này lúc này là toàn lực công sát, không lưu tay nữa. Lúc trước còn có chút lưu thủ là bởi vì muốn bắt sống. La Quân tại cái này trong lúc nguy cấp, xuất thủ cũng là cực nhanh. Hắn cấp tốc tế ra một miệng luân hồi kiếm đến. Luân hồi kiếm bản thân liền đã thiết trí tốt, bên trong quán chú là quân đại linh hồn lôi kiếm lực lượng. La quân theo ném ra bom một dạng, không dùng làm sao thi triển pháp lực, liền trực tiếp đem luân hồi kiếm ném ra bên ngoài. Nhưng gặp trong tinh vực, kiếm quang lóe lên. Tựa như là lôi đình lóe qua, một kiếm chi lực, luân hồi cùng linh hồn cùng múa, ngập trời chi lực. Kiếm quang lóe lên, như tại kiếm trong biển nhấc lên một trận ngập trời biển động. Luân hồi lực lượng, như u minh biển động, đem tư mã chấn động thiên pháp tác trong nháy mắt thôn phệ. Linh hồn lực lượng, trong nháy mắt nổ tung, đem bốn phía kiếm quang cấp tốc nổ thành cho tàn. Một đạo luân hồi kiếm chảm ra, trực tiếp đem tư mã chân anh linh kiếm thi triển động thiên pháp tác chém ra một đầu cự lỗ hồng lớn. Cái kia luân hồi kiếm như vậy vỡ nát. Là quân càng không ngừng nghỉ, đang thi triển luân hồi kiếm đồng thời, cấp tốc tế ra vô thủy thần ngẫu. Con hàng này bắt đầu mềm nhún, nhưng hoặc là không xuất thủ, vừa ra tay cũng là lôi đình thủ đoạn. Vô thủy thần ngẫu trong tay cũng cầm một miệng luân hồi kiếm. Vô thủy thần ngẫu một kiếm chém ra, đó cũng là luân hồi chi lực. Một kiếm này lực lượng, dương trí căn bản không có cách nào chống lại, chỉ có tránh né. Luân hồi kiếm có thể đem động tiên cao thủ pháp tác chém ra một đầu lỗ hổng đến, bởi vậy liền có thể gặp lực lượng khủng bố đến mức nào cũng phải nhìn xem, cái này luân hồi kiếm chế tác là xuất từ tay người nào. Nhanh nhạy chế tác luân hồi kiếm, tuy nhiên niên đại xa xưa, uy lực suy yếu rất nhiều. Nhưng ở phàm nhân nơi này, vẫn là khủng bố như vậy. Dương Chí dù sao cũng là hư tiên đỉnh phong cao thủ, thủ đoạn vô cùng, trải qua năm tháng vô số, lấy được qua vô số cơ duyên. Cũng không có khả năng một kiếm liền bị la quân giết chết, hắn cấp tốc tránh né, thân thể liên tục nhảy vọt. Nhưng La Quân bên này đã sớm chờ, hắn vừa mới động, La Quân lập tức thi triển ra đại linh hồn lôi kiếm. Một kiếm bổ tới, quang lạnh trải rộng. Dương Chí vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn thân thể dừng một chút, ra sức ngăn cản La Quân đại linh hồn lôi kiếm. Nhưng lúc này, cái kia luân hồi chi kiếm cũng chảm giết tới. Dương Chí hừ đều không hừ một tiếng, trực tiếp bị chém giết thành phấn vụn. Chỉ trong nháy mắt, La Quân liền hoàn thành đánh lui hầu thủy kỳ, chém giết Dương Chí, phá vỡ tư mã chấn động thiên tam đại hành động vĩ đại. Đồng thời, là quân đem vô thủy thần ngỗ bắt bỏ vào đến phòng bị tu di lý mạn. Cả người dung hợp đến linh hồn ô quang bên trong, cấp tốc trùng sát đến tư mã chấn trước mặt. Tư mã chấn không khỏi hoảng sợ, là quân luân phiên thủ đoạn thật là để tư mã chấn lạnh gan. Trong chấp nhóm này, tư mã chấn cấp tốc xuyên toa không gian, thoát ra ở ngoài ngàn dặm. Hắn trực tiếp rời đi đạm thai kính tinh vực động thiên pháp tắc, cái kia hầu thủy kỳ cũng là thông minh, lúc này cũng không tiến lên. Cục diện rối rắm toàn bộ giao cho đạm thai kính. Đạm thai kính vốn chính là đầy đủ thông minh, cho nên, hắn dùng tinh vực phây khốn là quân về sau, liền để tư mã trấn bọn họ xác minh hư thực. Nguyên bản, đạm thai kính một đám người nắm chắc thắng lợi trong tay. Mà lần này, là quần đảo ngược để đạm thai kính một đám người cũng là xấu hổ. Bất quá lúc này, cái kia tư mã trấn cũng cấp tốc trở về hắn mặt mo đỏ bừng, hiển nhiên vừa mới cách làm, có chút quá tại mất mặt. Cũng không phải tư mã chấn nhát gan, hắn có thể có lần này tu vi, thật là cực không dễ dàng. Mà lại, tư mã chấn có hơn 100 năm không có trải qua to lớn gì nguy hiểm sự tình. Thì cái này mấy ngày ngắn ngủi, hắn kinh lịch mấy lần nguy hiểm, hắn xác thực là có chút sợ hãi. Muốn không phải thương hạo phủ chủ nhất định muốn hắn đến đây, hắn là cực không nguyện ý tới. Tư mã chấn trở lại đạm thai kính bên người, Hầu Thủy Kỳ cũng tới. Dương Chí chết để hắn trong lòng có sự cảm thông, hắn cùng Dương Chí có chút giao tình, cùng một chỗ cộng sự nhiều năm. Mà lúc này, Dương Chí chết để hắn cảm thấy, nguyên lai, tử vong cách bọn họ là như vậy gần. Tư Mã Chấn nói với Đạm Thai Kính, Ra hỏa này trên thân có chút quỷ dị, làm sao bây giờ? Đạm Thai Kính hít sâu một hơi, hắn là cực kỳ bình tĩnh. Là quần lúc này cũng chính là trong hư không đứng thẳng, hắn lộ ra khí định thần nhàn hắn trong lòng cũng không có lo lắng linh nhi an nguy lấy linh nhi bản sự cái kia đường dần lại như thế nào lợi hại thủ đoạn lại như thật quỷ dị cũng không có khả năng làm gì được linh nhi la quân tâm lý vô cùng rõ ràng minh bạch đạm thai kính bọn họ là muốn bắt lấy chính mình đến kiềm chế linh nhi cho nên bây giờ gấp là đạm thai kính một phương này cũng không phải la quân la quân biết mình không thể gấp nhất định phải trận địa sẵn sàng đón quân địch Tuy nhiên tâm lý phi thường trọng thị trận chiến đấu này, nhưng La Quân lại là lộ ra rất nhẹ nhàng. Tần Khả Khanh ở một bên có chút buồn bực, cùng La Quân làm đồng đội lúc cũng không có cảm thấy có bao nhiêu lợi hại. Làm sao làm lên địch nhân, trở nên như thế khó chơi. Tần Khả Khanh nghĩ lại, tựa hồ liền xem như chính mình cùng La Quân cùng một chỗ lúc, La Quân địch nhân cũng đều không có kết quả gì tốt. Theo lúc đầu linh tôn đối phó La Quân, cũng là tử thương vô số về sau la quân ra hỏa này chạy đến kỷ phấn trắng thế giới cái kia linh tôn bên trong cao thủ thiên vị cảnh cao thủ đều tổn thất bốn năm cái cái này khái niệm quá kinh khủng mà lại tạo hóa đều hao tổn một cái tuy nhiên những người kia đều không phải là la quân xử lý nhưng cùng la quân đều thoát không can hệ mà bây giờ chính mình bên này bắt đầu đối phó la quân rất nhanh liền đến báo ứng vương chiêu lâm đại nhân đã chết dương trí chết hoàng húc hoàng gia dũng chờ một chút từng cái từng cái đều là tuyệt đỉnh cao thủ triều đình cột trụ đây là thiên đại tổn thất a đạm thai kính mặt hướng la quân